Một bên khác, á nhân thôn rất nhiều thôn dân đi qua một phen thương nghị, cũng rốt cục nghĩ ra một cái có thể xưng hoàn mỹ biện pháp, tại cưỡng ép gom góp mấy người thích hợp chọn sau. Rất nhiều thôn dân đem tránh trong đám người giang vũ hai huynh muội trực tiếp bắt lại, cười rạng rỡ đưa đến mấy tên tu sĩ trước mặt. Đại nhân, trong thôn thí sinh thích hợp cũng chỉ có cái này bốn cái. Ngài nhìn, muốn không dứt khoát dùng cái này hai thằng nhãi con làm người thứ năm chọn như thế nào. Cái này hai thằng nhãi con tuy nhiên thể trạng nhỏ chút, nhưng thiên phú tư chất đều còn có thể. Nói, cái này thôn dân còn vỗ vỗ răng vũ đầu, nhất là oa nhi này tử, tu vi trước đó không lâu đã đạt tới bản huyết cảnh. Theo đạo lý tới nói đồng dạng có thể được tuyển chọn xem như cống phẩm, đều là thanh niên trai tráng, tu vi càng muốn đến bản huyết cảnh. Nhưng bây giờ, giang vũ phụ mẫu tất cả đều tử xong. Chỉ còn lại có bây giờ cái này lẻ loi hưu quạnh hai huynh muội Thả ở trong thôn còn muốn lãng phí thức ăn đi chiếu cố. Còn không bằng nhân cơ hội này, để hai cái này vô dụng thùng cơm trực tiếp đẩy đi ra gom góp một cái nhân tuyển. Còn có thể cho bọn hắn trong thôn bớt cái kế tiếp hữu dụng thanh niên trai tráng. Đến tại Giang Gia sẽ hay không đoạn tử tuyệt tôn, cùng bọn hắn có nửa xu quan hệ sao. Nhất là trong nhà có người có thể làm là thích hợp cống phẩm thôn dân, giờ phút này càng là ước gì dơ hai tay tán thành, ao ao mở miệng phụ họa. Không sai, tên oát con này thể trạng tuy nhiên nhỏ gầy chút, nhưng thiên phú tư chất cũng không tệ lắm. Tăng thêm hắn cô muội muội này, hai người hoàn toàn sánh được một thanh niên trai tráng chúng ta cũng biết mấy cái vị đại nhân là theo quy định hành sự những vật này liền xem như là chúng ta khao cho đại nhân rất nhiều thôn dân thậm chí lấy ra chính mình áp đáy hòm đồ vật mặc dù đại đa số đều là một số phẩm giai cực kỳ thấp linh thảo linh dược nhưng cũng vẫn là để cái này mấy tên dị tộc tu sĩ rất là cao hứng dù sao người nào không thích vô vét chất béo nhưng cùng lúc bọn hắn tại nhận lấy những thôn dân này cho chất béo lúc trong mắt nhìn về phía những thôn dân này ánh mắt càng xem thường khinh thường. Giang Vũ có thể tại 9 tuổi liền tiến vào bàn huyết cảnh, đặt ở trong vương tộc đều có thể xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong hạt giống. Có thể những thôn dân này không những không tụ tập bên trong tư nguyên bồi dưỡng, ngược lại ngu xuẩn đem xem như đồ bỏ đi, không thèm để ý chút nào đẩy ra xem như tế phẩm. Tuy nói bọn hắn cũng căn bản không có năng lực có thể nuôi dưỡng nổi Giang Vũ. Nhưng như thế hành động cũng là đối được là bọn này nô lệ chủng tộc nước tiểu tính liên nửa điểm trí tuệ đều không có, chỉ là một đám bị bọn hắn chỗ thuần phục xúc vật thôi. Mà ở một bên hoàn toàn bị coi nhẹ cảm thụ. Bị thôn dân giam ba câu triệt để định ra sinh tử vận mệnh Giang Vũ chỉ là nhìn chằm chằm đầu, giữ im lặng. Giống như là một cái đợi làm thịt dê nhỏ. Van cầu các ngươi thả ca ca ta có được hay không? Ngọc Nhi rất ngoan. Ngọc Nhi nguyện ý thay thay ca ca đi làm hết thảy. Tuổi còn nhỏ Giang Ngọc Nhi tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì. Muốn hy sinh chính mình, Trừng cứu ca ca của mình. Cầm đầu tu sĩ áo đen hơi sững sờ, nhếch miệng lên một vệt trêu tức độ cong. Ha ha ha, yên tâm, ngươi cùng ca ca ngươi đều là có phúc ba đời, đều sẽ trở thành vương một bộ phận. Nói, cái này tu sĩ áo đen đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia tham lam, hướng về Giang Ngọc Nhi lấy tay chụp tới. Tuổi tác tuy nhiên nhỏ chút, nhưng ở ở một phương diện khác, cũng là thật phù hợp khẩu vị của ta. Cái khác mấy tên tu sĩ áo đen lộ ra một vệt căm ghét ánh mắt hiển nhiên cũng là biết ra hỏa này đặc thù đam mê. Nhưng buồn nôn về buồn nôn, bọn hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh giọng dặn dò một câu. Cô gái nhỏ này nhưng là muốn mang về cung phụng cho vương. Chơi đùa liền phải, có thể không nên quá phận. Mà đúng lúc này, một mực gấp cúi thấp đầu lâu giang vũ đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy con ngươi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên đỏ như máu. Da thịt mặt ngoài dâng lên một cỗ huyết hồng pháp tắc cương khí. Oanh, theo hắn đột nhiên một lần phát lực đúng là trong nháy mắt thì làm vỡ nát trói buộc hắn xiềng xích mà khí tức của hắn cũng chậm rãi từ bàn huyết cảnh nhất trọng không ngừng bắt đầu kéo lên bàn huyết cảnh nhị trọng bàn huyết cảnh ngũ trọng hóa linh cảnh tam trọng sau cùng trực tiếp nhảy lên tới hóa linh cảnh cửu trọng mà chẳng biết lúc nào giang vũ trong tay đã xuất hiện một thanh huyết sắc trường kiếm nhìn kỹ lại huyết sắc trường kiếm đại khái khoảng ba thước cả thanh trường kiếm hiện ra tinh hồng ánh sáng có thể chui kiếm lại là cùng răng vũ tay phải triệt để dài cùng một chỗ, tựa như là hắn thân thể một bộ phận. Ông nương theo lấy một cái mọc ra huyết sắc trong mặt dọc sơn mắt đen, đột nhiên tại chui kiếm vị trí bên trên mở ra. Cả chui huyết sắc trường kiếm giống như sống tới đồng dạng, tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm đạo uy áp. Tiểu tử ngươi. Mấy tên tu sĩ áo đen sắc mặt cuồng biến, hoàn toàn không ngờ tới phát sinh như thế biến cố. Nhưng cơ hồ tại bọn họ tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá giang vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ như huyết sắc như quỷ mị vung lên trong tay huyết sắc trường kiếm hướng về kia đối chính mình muội muội duỗi ra bàn tay heo ăn mặn tu sĩ chém tới phốc phốc xương máu trượt hiện cái này hóa linh cảnh cửu trọng tu sĩ không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt bị chém bỏ đầu sọ tuy nhiên giang vũ có thể bằng vào đặc thù thủ đoạn cưỡng ép đem chính mình tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh nhưng đây cũng là lấy tiêu hao chính mình bản nguyên tinh huyết làm đại giá. Lại thêm còn lại bốn tên tu sĩ sớm có phòng bị, cơ hồ rất nhanh liên thủ lại, hướng về Giang Vũ đánh tới. Lại thêm trong đó lại có một tên nửa bước từ phủ cảnh. Cho dù Giang Vũ là thiên mệnh chi tử, cũng rất nhanh tại bốn người vây công phía dưới bị áp chế lại. Không thể không theo chủ động tiến công chuyển thành bị động phòng ngự. Cùng lúc đó tại tất cả mọi người không có phát giác được thời điểm, đám mây chỗ sâu, chẳng biết lúc nào đã nhiều một thân ảnh áo trắng không vô đạo đứng chắp tay còn như tiên dáng trần ở trên cao nhìn xuống cúi nhìn phía dưới phát sinh hết thảy theo hắn hai con mắt chỗ sâu nổi lên từng trận kỳ dị thần mang kỹ càng hệ thống mặt bảng tùy theo tại trước mắt hắn hiện lên tính danh giang vũ tuổi tác 9 tuổi tu vi bàn huyết cảnh nhất trọng thân phận huyết hải kiếm ma thứ 9 thế chuyển thế thân thể chất lục thiên kiếm thể chưa giác tỉnh công pháp thối thể quyết công pháp nhập môn bảo vật không thiên mệnh điểm 20.000. Tính danh Giang Ngọc Nhi Tuổi tác 8 tuổi Tu vi Thối thể cảnh cửu trọng Thân phận Phạm thiên thần nữ thứ 9 thế chuyển thế thân Thể chất Tịnh thế thần thể Chưa giác tỉnh Công pháp Thối thể quyết Công pháp nhập môn Bảo vật Không Thiên mệnh điểm 19.000 Không vô đạo nhíu mày Hai con mắt chỗ sâu hiếm thấy lóe ra thú vị chi sắc Hai cái này liền lông còn chưa mọc đủ tiểu oa nhi Trên thân thế mà ẩn giấu đi đại bí mật à Đừng nhìn đối phương thiên mệnh điểm không nhiều, nhưng hai người đều là liền 10 tuổi cũng chưa tới. Muốn là đổi thành hắn trước đó gặp được thiên mệnh chi nhân tuổi tác. Hai người này thiên mệnh điểm quả thực cao đến không hợp thói thường. Mà lại, cái này huyết hải kiếm ma cùng phạm thiên thần nữ sự tích, hắn giống như tại chính mình tàng thư các nào đó bản trong sách xưa thấy qua. Bọn hắn thời không cấm khu tàng thư các, bao hàm nội dung cơ hồ là chư thiên vạn vực số một. Vô luận là chư thiên vạn vực, hoặc là vực ngoại chi địa các loại thời đại, tàng thư các đều có trải qua thu nạp hắn sách cổ. Đến mức Phạm Thiên thần nữ cùng huyết hải kiếm ma cố sự có chút phức tạp. Dù sao liền nói đơn giản một số đi. Hai người này chỗ lấy có thể tại vực ngoại chi địa nổi danh. Là bởi vì hai người thực lực cường đại. Nhưng lại tại mỗi một thế bởi vì không hiểu đặc thù nguyên nhân, tương ái tương sát. Tám lần chuyển thế trọng sinh, tám lần tương ái tương sát. Mà lần này bọn hắn rốt cục không cần lo lắng. Bởi vì thiên hạ hữu tình người, cuối cùng thành huynh muội. Không vô đạo nhếch miệng trong lòng đậu đen rau muống cái này nội dung chuyện phát triển chó thật huyết ầm ầm mà lúc này theo phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa lấy bản nguyên tinh huyết làm đại giá thiêu đốt chính mình tiểu vũ trụ giang vũ rốt cuộc nhịn không được bị lực lượng kinh khủng trực tiếp tung bay chật vật nằm sấp ngã xuống đất trong miệng đại miệng phun ra máu tươi không vô đạo cũng không nghĩ nhiều nữa lúc này chuẩn bị xuất thủ dù sao dựa theo trước kia nội dung chuyện phát triển nước tiểu tính mấy cái này tiểu tạp kéo meo xác suất lớn cũng chỉ sẽ trở thành thiên mệnh chi nhân kinh nghiệm người dẫn đường. Thiên mệnh chi nhân tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cuối cùng sử dụng ra kiếp trước trí cường thần thông, đem đối thủ trực tiếp chém giết xáo lộ, hắn gặp không nên quá nhiều. Nếu là có thể hắn đương nhiên là muốn đem hai cái này thiên mệnh chi nhân thuần phục vì mình chó săn. Mà lại hắn cũng đại khái đoán được. Vì sao cái này hai huynh muội lần thứ 9 chuyển thế sẽ trở thành á nhân tộc? nói không chừng hắn còn có thể nhờ vào đó bồi dưỡng được hai cái đặc thù thiên mệnh chi nhân giang vũ ca giang ngọc nhi phát ra một tiếng kinh hô muốn muốn liều lĩnh chạy tới đem ca ca của mình đỡ dậy không được qua đây giang vũ giận quát một tiếng không hy vọng muội muội của mình cuốn vào trận này vũng nước đục bởi vì quá độ sử dụng phần này lực lượng trạng thái của hắn bây giờ rất là không tốt lại thêm nguy hiểm máy còn chưa giải quyết giang ngọc nhi rất dễ dàng bị tác động đến tiểu súc sinh này trên người có đại bí mật. Cầm đầu tên kia nửa bước từ phủ cảnh tu sĩ giận quát một tiếng, lưu hắn nửa cái mạng, đem hắn chấn áp mang về cho vương. Vương khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Mấy người khác liếc nhau, rất nhanh theo mấy cái phương hướng khác nhau, hướng về Giang Vũ vây giết mà đi. Cô nén thân thể kịch liệt đau nhức, Giang Vũ chật vật từ dưới đất bò dậy thân. Trong đầu suy nghĩ đang không ngừng vận chuyển. Thời gian dường như đều tại vô hạn thả chậm. Hắn không có thể chết ở chỗ này hắn muốn dẫn muội muội sống sót hắn muốn báo thủ hắn muốn đưa bọn này bạch nhãn lang còn có những cái kia kẻ cầm đầu xuống địa ngục nhưng thể nội cỗ lực lượng này hắn hoàn toàn trưởng khống không được chỉ có chỗ hắn tại cực điểm phẫn nộ cùng trong tuyệt vọng hắn có thể miễn cưỡng thôi động nửa phần thậm chí còn có thể thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá hắn sợ hãi chính mình tiến thêm một bước sử dụng cỗ lực lượng này lại biến thành một cái khát máu quái vật đến lúc đó chỉ sợ muội muội của mình đều sẽ không nhận ra chính mình mà thì tiếp theo một cái chớp mắt siêu ra sở hữu người tưởng tượng một màn xuất hiện hùng hậu tầng mây đột nhiên nổ tung một thân ảnh áo trắng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống im ắng ngăn tại bên trong chiến trường hắn cái nào sợ cái gì cũng không làm chỉ là bằng hư đứng tại chỗ toàn thân liền tản ra khó nói lên lời khí tức khủng bố giống như cuồn cuộn thiên uy bao phủ phủ kín khiến cả phiến thiên địa đều bởi vậy triệt để lâm vào ngưng kết tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này bị đặt lên vài tòa vạn cổ thần sơn. Nhất là những cái kia tu vi thấp thôn dân. Tức thì bị áp quỳ dạp trên đất, có tệ hơn sớm đã miệng phun máu tươi, chết để ngất đi. Ngươi là cầm đầu tên kia nửa bước từ phủ cảnh tu sĩ sắc mặt cuồng biến, toàn thân mỗi cái tế bào đều tại đây khắc phát ra khủng bố tử vong báo động trước. Hắn vẫn là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được như thế khí tức kinh khủng. Cái này tuấn lãng nếu như trích tiên áo trắng nam tử trên thân, thế mà tản ra một cỗ so bọn hắn vương, còn kinh khủng hơn cường đại lực lượng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là khu vực khác vương đi ngang qua nơi đây, muốn tới tham gia náo nhiệt? Không đúng, người này trước mặt thể nội có vẻ như cũng mơ hồ chảy xuôi theo một cỗ giống như á nhân tộc huyết mạch. Bọn hắn vực ngoại chi địa 10 phần cực trọng huyết mạch thuần túy cùng truyền thừa. Như loại này nô lệ chủng tộc huyết mạch, không có khả năng có tư cách trở thành vương. Nhưng hắn nếu không phải vương, tại sao lại cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế? Chẳng lẽ là Chư Thiên Vạn Vực cái nào đó cường giả len lén lẻn vào đến đây? Thế nhưng là cũng không đúng à? Trên người hắn cũng hoàn toàn không có thuộc về Chư Thiên Vạn Vực sinh linh khí tức. Trong đầu suy nghĩ không ngừng loé qua. Cầm đầu tên kia tu sĩ áo đen hiển nhiên từ trước đến nay xử sự, sự khéo đưa đẩy. Một phát giác được sự tình không đúng, lập tức thì thu nạp khí tức, câu lên một vệt nịnh nọt nụ cười. Không biết đại nhân có có thể còn không đợi hắn đem lời nói xong. Chết! Tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Phương này không gian dường như triệt để biến thành không vô đạo trưởng khống. Chỉ cần hắn hơi hơi một đạo ý chí, này phương thiên địa lực lượng thì giống như diệt thế ma bàn giống như hướng về cái này trên người mấy người không ngừng áp xúc thu nạp. Tạch tạch tạch! Tại cỗ này có thể xưng tuyệt đối lực lượng áp chế xuống. Cái này mấy tên tu sĩ giống như hèn mọn nhất con kiến hôi, không có lực phản kháng chút nào cổ họng liền mảy may thanh âm đều không phát ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình phân mảnh, sau đó ẩm vang nổ tung thành huyết vụ đầy trời, không lưu mảy may dấu vết. Giang Vũ hai huynh muội cùng còn lại thôn dân thấy cảnh này triệt để trợn tròn mắt. Trước mắt cái này trống rỗng xuất hiện áo trắng thân ảnh là trên trời tiên nhân sao? Loại này lực lượng là chân thật tồn trên thế gian sao? Ngô xuất pháp tùy, một chữ diệt địch. Chẳng lẽ là bọn hắn vực ngoại chi địa một tên đi ngang qua vua của nơi này, xuất thủ cứu bọn hắn? Nhưng loại này thân ở đám mây phía trên vương, sẽ đối bọn hắn những thứ này con kiến hôi làm thương hại sao? Làm xong đây hết thảy không vô đạo cũng không có dừng lại. Quay người nhìn về phía Giang Vũ. Tại đối lên cái kia đạo đạm mặc ánh mắt một cái chớp mắt. Giang Vũ đại não nhất thời trống rỗng. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn ngay tại sao động bất an đặc thù huyết mạch, đều chẳng biết lúc nào lâm vào bình tĩnh. Tựa như là một cái nhỏ yếu bất lực thỏ trắng nhỏ, tại lúc này bị một đầu hoang cổ hung thú khóa chặt không dám ở hắn trước mặt có chút lỗ mãng giang vũ hốt hoảng cúi đầu xuống cũng hoàn toàn không để ý tới thân thể đau đớn hướng về không vô đạo chắp tay thở dài đa tạ tiền bối xuất thủ có thể còn chưa chờ hắn đem xuất thủ cứu giúp bốn chữ nói xong một tấm bàn tay vô hình trong nháy mắt bóp lấy cổ họng của hắn đem cả người hắn thật cao nhấc lên mãnh liệt ngạt thở cảm giác giống như thủy chiều mãnh liệt mà tới không vô đạo ngón tay nhẹ nhàng nhất câu cỗ lực lượng này không chút nào ôn nhu đem giang vũ nâng lên trước mặt mình không vô đạo ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới giang vũ trên mặt không có chút nào cảm tình nhất là khóe miệng nổi lên cái kia tia cười lạnh càng cho người ta một loại trực diện thâm uyên dùng mình cảm giác cứu ngươi ta cùng ngươi vốn không quen biết vì sao muốn tới cứu ngươi cái này vừa nói nguyên bản thở phào giang vũ hai huynh muội trái tim lần nữa thật cao treo lên chẳng lẽ bọn hắn đây là mới ra hang sói lại nhập hang hổ nhưng thôn dân chung quanh lại là dài thở dài một hơi dù sao vô luận như thế nào bọn hắn không hy vọng như không vô đạo như vậy người sẽ cùng giang ngư hai huynh muội dính líu quan hệ vậy bọn hắn có thể không nhất định phải chết ta sở dĩ xuất thủ là bởi vì ngươi đối với ta có chút giá trị theo không vô đạo lần này tiếng nói vừa ra giang vũ ngược lại không có sợ như vậy hắn liền sợ không vô đạo chỉ là hứng thú gây ra tiện tay mà làm cái kia mệnh của hắn tại trong mắt đối phương đại khái cũng là cỏ rác như đối phương đối với mình có chỗ cầu vậy nói rõ chính mình vẫn có chút dùng nói không chừng còn có thể tranh thủ một điểm ra dáng thẻ đánh bạc nhưng không vô đạo tựa hồ đã sớm xem thấu hắn suy nghĩ trong lòng khóe miệng đường cong càng nghiền ngẫm không giống nhau giang vũ mở miệng không vô đạo lời kế tiếp đem hai anh em gái bọn họ lần nữa đánh vào vô tận thâm uyên nhưng bản tôn bây giờ ngược lại là cảm thấy ngươi có vẻ như đối với ta không phải như vậy hữu dụng cho nên ta cảm giác vẫn là giết ngươi từ vừa mới bắt đầu bóp tắt nhân quả tương đối tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Không vô đạo đối nhân tâm nắm trình độ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hắn luôn luôn chỗ nịnh nọt, chính là đối người khác thì lấy tuyệt đối trưởng khống. Thiên mệnh chi nhân trong mắt hắn cũng bất quá là một cái có thể cho hắn cung cấp niềm vui thú đồ chơi. Cùng loại kiến cỏ tầm thường. Có tư cách gì cùng mình bàn điều kiện. Giang vũ lạnh cả người. Hoàng sợ không chế không nổi điên cuồng sinh sôi, đem hắn kéo vào tuyệt vọng thâm uyên như vừa mới đối mặt mấy vị kia tu sĩ áo đen hắn thiêu đốt chính mình tất cả bản nguyên tinh huyết có lẽ còn có một tia lật bàn chỗ trống nhưng bây giờ đối lên không vô đạo đừng nói đánh cược chính mình hết thảy tiến hành liều chết đánh cược một lần thì liền bị hắn coi là cuối cùng át chủ bài cái kia thanh huyết sắc trường kiếm cũng không dám lại hiện ra ra nguyên hình tràn ngập ra dù là mảy may lực lượng dường như sợ sẽ bị không vô đạo nắm lấy cơ hội bị triệt để phá hủy ma diệt không vô đạo mặt ngoài tuy nhiên nhìn không ra mảy may tâm tình. Nhưng thông qua vừa mới trong chớp mắt tiếp xúc, hắn đã hiểu rõ Giang Vũ hai hai huynh muội đại khái lực lượng. Cà ca ca Giang Vũ thể nội huyết dịch so sánh đặc thù, có thể thông qua bản thân đặc tính, đem huyết dịch thông qua ra thịt hàng ra ngoài thân thể, lớn nhất sau khi ngưng tụ ra một thanh huyết sắc ma kiếm. Huyết sắc ma kiếm uy lực cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể trợ giúp Giang Vũ nhẹ nhõm tiến hành vượt cấp tác chiến. Muội muội Giang Ngọc Nhi hẳn là có một loại nào đó đối thần hồn tịnh hóa yên ổn tác dụng, hẳn là có thể giảm bớt hoặc là tịnh hóa một ít lực lượng phản phệ. Cái này hai hai huynh muội bản thân huyết mạch dường như hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau khắc chế. Mà một bên Giang Vũ hai huynh muội hoàn toàn không biết không vô đạo suy nghĩ trong lòng. Giang Vũ trong lòng suy nghĩ điên cuồng vận chuyển. Mặc dù ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới, nhưng những năm này hắn cũng đã trải qua rất nhiều. Lại thêm chi chính mình lại có đặc thù lực lượng rất nhiều chuyện tự nhiên thấy rất rõ ràng. Đại, đại nhân, mặc kệ ngài là có ý hoặc không có ý, nhưng vừa mới đều là ngài xuất thủ cứu chúng ta hai huynh muội. Giang Vũ đỉnh lấy mãnh liệt ngạt thở cảm giác, gần từng chữ, chúng ta hai huynh muội tuổi tác tuy nhỏ, nhưng có đầy đủ tự tin trong tương lai có thể trở nên càng thêm cường đại. Cầu xin đại nhân cho chúng ta chút thời gian. Chúng ta ngày sau nhất định sẽ biến đến càng mạnh, dâng lên chính mình sở hữu, báo đáp đại nhân ân tình. Tại nói xong câu đó sau, cực độ ngạt thở cảm giác đã để giang vũ sắc mặt tím xanh ánh mắt cũng bắt đầu lật lên trên dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi giang ngọc nhi từ nhỏ liền thông minh nhanh nhạy lập tức liền biết được chính mình ca ca dụng ý chỉ thấy nàng bịch một tiếng quỳ xuống hướng về không vô đạo phương hướng liền ra sức dập đầu cầu xin đại nhân cho chúng ta hai huynh muội một cái cơ hội chúng ta ngày sau nguyện vì đại nhân dâng lên hết thảy vì đại nhân tranh thủ càng nhiều lợi ích để báo đáp đại nhân hôm nay ân tình nóng hổi máu tươi liên tục không ngừng theo trên trán trong vết thương chảy ra cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau triệt để mơ hồ ra ngọc nhi ánh mắt nhưng nàng không dám ngẩng đầu chỉ là duy trì dập đầu cúi đầu bộ dáng lấy hèn mọn nhất thành tín tư thái hướng không vô đạo cầu khẩn không vô đạo khóe miệng nhẹ nhàng phát họa lên một vệt tất cả mọi người không nhìn thấy độ cong ý niệm hơi động một chút bóp lấy răng vũ cổ cái kia bàn tay vô hình trong nháy mắt tiêu tán khụ khụ khục chật vật ngã nhào trên đất giang vũ nước mắt chảy ngang điên cuồng ho khan không để ý hình tượng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ ca giang ngọc nhi vội vàng bò dậy nhấp nhô đụng chút đem ca ca của mình nâng đỡ đa tạ đại nhân dơ cao đánh khẽ giang vũ không để ý tới mới từ quỷ muôn quan đi tới một lần khủng bố tâm tình mang theo muội muội của mình lại hung hăng hướng về không vô đạo phương hướng dập đầu cũng lấy đạo tâm phát hệ. đợi ngày sau ta hai huynh muội học có thành tựu nguyện vì đại nhân dâng lên hết thảy sông pha khói lửa không chối tử nếu có vi phạm thiên chu địa diệt vĩnh thế không được siêu sinh mà không vô đạo thủy chung là mặt không thay đổi nhìn lấy tình cảnh này cả người lạnh đến như một khối vạn cổ hàn băng đừng hiểu lầm cũng không phải hắn lòng nhiệt tình tha cái này hai huynh muội chỉ có thể nói là cái này hai huynh muội đầy đủ thông minh hành động cử chỉ vừa tốt phù hợp khẩu vị của hắn đừng nhìn răng vũ tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng tính cách nhưng vượt xa người đồng lứa biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình, thì không có chút nào bao phục đem chính mình tất cả tôn nghiêm đều ném sau ót. Thậm chí còn tận lực cường điệu, đợi ngay sau học có thành tựu, tất sẽ dâng lên chính mình hết thảy, báo đáp ân tình của hắn. Chỉ từ mặt ngoài y tứ tới nói, Giang Vũ là coi hắn là làm ân nhân cứu mạng, hai anh em gái bọn họ cũng không phải là bị võ lực bức hiếp, mà chính là cam tâm tình nguyện muốn vì hắn dâng lên hết thảy, lấy suốt đời đến hoàn lại hắn hôm nay ân tình. Tầng sâu một điểm ý tứ đơn giản cũng là muốn thừa dịp mình bây giờ nhỏ yếu, hoàn toàn thần phục hắn, lấy này thu hoạch được che chở. Muốn đến, đối phương cũng đoán được mình nhìn chúng thiên phú của bọn hắn, liệu định chính mình sẽ không cự tuyệt. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử Giang Vũ, đối chủ nhân dâng lên thần phục chi tâm, đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ 1.500, còn thừa 18.500 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thành công thu hoạch được 3.000 điểm thiên mệnh điểm. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ Giang Ngọc Nhi, đối chủ nhân dâng lên thần phục chi tâm, đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ 1.500 điểm, còn thừa 17.500 điểm. Chủ nhân thành công phát động gấp 3 bạo kích, thu hoạch được 4.500 điểm thiên mệnh điểm. Nghe được bên tai vang lên hệ thống thông báo âm thanh, không vô đạo khóe miệng hơi hơi phát họa. Chỉ ít từ trước mắt đến xem. Cái này hai huynh muội là thật tâm muốn thần phục chính mình, tạm thời còn không có dị tâm. Nếu để cho chính mình chơi mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Chờ hắn ép khô cái này hai huynh muội giá trị, cũng có thể đưa bọn hắn lên đường. Đương nhiên, hắn vẫn là rất xem trọng Giang Vũ hai huynh muội. So với tự cho mình siêu phàm, không tiếp thụ được đả kích thiên mệnh chi nhân, loại này phân rõ cục thế, lại có độc thuộc về mình tâm cơ thiên mệnh chi nhân, vẫn là để hắn càng thêm yêu thích chút. What con, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, bản tôn lại quá là rõ ràng. Có tâm cơ của mình cùng dự định, bản tôn thưởng thức, nhưng nếu là không vô đạo điểm đến là dừng." Nhưng phía sau hắn bao hàm ý tứ không cần nói cũng biết. Để hai huynh muội trong nháy mắt liền sợ run cả người. Xin đại nhân yên tâm, vô luận tương lai như thế nào, ta hai huynh muội cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội đại nhân. Giống như là sợ không vô đạo đổi ý giống như, Giang Vũ hai huynh muội lần nữa dập đầu cam đoan. Gặp không vô đạo không cần phải nhiều lời nữa. Hai huynh muội căng cứng tâm cũng rốt cục làm lòng. Giang Vũ lại như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe, sau cùng cắn răng kiên trì hướng về Không Vô Đạo phương hướng chắp tay thở dài, nói: "Đại nhân có thể hay không cho ta chút thời gian? Tại cách trước khi đi, ta muốn cùng đi qua triệt để làm kết thúc." Không Vô Đạo vẫn chưa quay đầu, giống như là sớm đã đoán được cái gì. Thanh âm hắn lạnh lùng như cũ, động tác nhanh nhẹn điểm, chỉ cho ngươi nửa canh giờ. Giang Vũ ánh mắt hơi sáng, lần nữa hướng về Không Vô Đạo xa xa cúi đầu sau, cầm lên một thanh tu sĩ áo đen còn sót lại phối kiếm, hướng về sớm đã sợ mất mật làm bị ngã nhào trên đất rất nhiều thôn dân đi đến giang giang vũ ngươi muốn làm cái gì đông đảo thôn dân sắc mặt một trận biến hóa thân sắc trắng bệch như tờ giấy giống như thủy triều hoảng sợ theo bốn phương tám hướng đánh tới làm cái gì giang vũ nắm chặt nhuốm máu kiếm khóe miệng lộ ra một vệt gần như bệnh trạng điên cuồng nụ cười các ngươi lúc trước thiếu nợ hôm nay cái kia trả tiếp theo một cái chớp mắt vốn nên sức cùng lực kiệt giang vũ không biết từ đâu tới lực lượng cả người như là tên rời cung đồng dạng nhất thời thoát ra nhấc kiếm hướng về gần nhất mấy tên thôn dân đầu chém tới các ngươi đáng chết nghe mẫu thân nói lúc trước thì là các ngươi mỗi ngày tại phụ thân ta bên tai nhắc tới giật dây hắn đi trở thành quái vật kia huyết thực thì làm cho chúng ta nhà để cho chúng ta mẹ ba từ đó qua phía dưới cơm no áo ấm thời gian phụ thân ta đi có thể kết quả đâu kết quả đây ba ba bá mấy cái đạo kiếm quang ngang dọc huyết hoa chợt hiện mấy khỏa mang theo trước khi chết tuyệt vọng hoảng sợ đầu thật cao quăng lên cái kia mấy tên thôn dân liền cho mình giải thích chỗ trống đều không có đã mất đi đầu thân thể trực tiếp ngã nhào trên đất nóng hổi huyết dịch theo chỗ đức không ngừng chảy ra nhuộm đỏ mảng lớn đất đai trong không khí gây mũi mùi máu tươi cũng biến thành càng nồng đậm còn lại gặp một màn này thôn dân càng là trên mặt sợ hãi đan sen toàn thân run lên cầm cập có thể bởi vì không vô đạo lúc trước khí tức áp chế toàn thân tế bào vẫn như cũ chỗ lúc trước không vô đạo uy hiếp bên trong, hoàn toàn không có phản kháng khí lực. Thậm chí bởi vì quá độ hoảng sợ, rất nhiều thôn dân hạ thể đều chảy ra cuồn cuộn tanh hôi gây mũi vàng bạc dịch thể. Giang, Giang Vũ, việc này có thể không liên quan gì đến chúng ta. Lúc trước chúng ta cũng không có giật dây phụ thân ngươi đi làm tế phẩm. Theo người này mở miệng, càng ngày càng nhiều người mở miệng biện giải cho mình. Đúng vậy à, lúc trước phụ thân ngươi làm ra quyết định này, ta lúc ấy vẫn là chuyên môn đi khuyên qua đó à? Có một tên người mặc áo thủng vải bố đại thẩm nước mắt chảy ngang. Giang Vũ, ngươi làm người không thể như thế không hiểu cảm ơn à? Năm đó mẫu thân ngươi mang thai ngươi muội muội thời điểm, đại thẩm nhưng vẫn là chuyên môn đưa tới trứng gà, cho mẫu thân ngươi bổ thân thể. Ta lúc tuổi còn trẻ có thể là phụ thân ngươi trí giao. Càng là phụ thân ngươi huynh đệ, ngươi không có thể giết ta. Bởi vì sợ hãi quá độ, rất nhiều thôn dân thậm chí bắt đầu đánh tới cảm tình bài giống như là muốn lấy này vãn hồi cùng rút ngắn giang vũ quan hệ đến chỉ hoãn chính mình tử vong nhưng nghe đến mấy câu này giang vũ chẳng những không có mảy may tâm tình gợn sóng ngược lại biến đến càng điên cuồng hắn giờ phút này căn bản cũng không giống một cái chín tuổi nam hài mà chính là giống theo địa ngục bên trong bò lại đến báo thủ lệ quỷ cho mẫu thân của ta bổ thân thể giang vũ ánh mắt trêu tức nhìn về phía tên kia ngã nhào trên đất lão phu nhân Lúc trước vương thẩm ngươi thế nhưng là một mực đối nhà ta cái kia vài miếng đất mang trong lòng tưởng niệm. Phụ thân ta sau khi chết, ngươi có thể không dùng một phần nhỏ cái gọi là trứng gà ân tình đến áp chế mẫu thân của ta, thậm chí còn cưỡng ép đổi đi nhà ta còn sót lại vài mẫu địa. Một quả trứng gà đổi trọn vẹn vài mẫu chỗ, quả nhiên là thật là lớn ân tình à. Lão phu nhân còn muốn phản bác. Nhưng Giang Vũ lười nhác lại nghe nàng nói nhảm. Một kiếm bổ ra một viên mang theo hoảng sợ thần sắc đầu bay lên cao cao. Làm xong đây hết thảy Giang Vũ lại nhìn phía, cái kia tự xưng là hắn phụ thân huynh đệ trung niên nam tử. Ánh mắt biến đến càng cừu hận. Ha ha ha, phụ thân ta huynh đệ. Năm đó phụ thân ta sau khi chết, ngươi là làm sao đối đãi mẫu thân của ta. Muốn không phải lúc trước ta trùng hợp một lần về nhà, thấy được lúc ấy mẫu thân của ta tao ngộ. Ta còn một mực không biết từ khi phụ thân ta sau khi qua đời, mẫu thân của ta vẫn luôn bị các ngươi đám người kia như vậy khi nhục. Ngươi chính là một tên súc sinh tên kia tướng mạo xem ra thật thà trung niên nam tử sắc mặt đột nhiên trắng xám giống như là trong lòng cái nào đó ẩn tàng thật lâu bí mật bị vạch trần đã hoảng sợ lại tâm hỏng phốc phốc sau một khắc một thanh trường kiếm lăng không bay tới trực tiếp đem tên này trung niên nam tử hạ thể chặt đứt đau đớn kịch liệt để hắn nhất thời phát ra như như giết heo tiếng kêu rên còn có các ngươi đáng chết xúc sinh giang vũ nổi giận gầm lên một tiếng đem mặt khác hai trung niên nam tử hạ thể cùng nhau chém vỡ nhưng giang vũ cũng không chuẩn bị một chút tử liền đem ba người này chém giết trực tiếp giết chết đám người kia không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi giang vũ lại nhìn phía còn lại thôn dân con ngươi chỗ sâu lửa giận cùng sát ý lần nữa lăn lộn các ngươi không ai là vô tội đáng chết đều đáng chết giang vũ dường như hóa thành một cái vô tình cỗ máy giết người không ngừng thu gặt lấy những thôn dân này sinh mệnh Tại thảm liệt kêu rên cầu xin tha thứ, kinh hoàng tiếng mắng chửi bên trong, toàn bộ á nhân thôn đều bị nồng đậm xương máu bao vây. Tuổi tác chỉ so với Giang Vũ hơi nhỏ Giang Ngọc Nhi, hiếm thấy không có chảy ra cái gì nước mắt. Mà trong nháy mắt này, nàng dường như cũng triệt để trưởng thành. Khát vọng cái kia thân ảnh tắm rửa ở trong máu tươi. Nàng từ đầu đến cuối lại không có toát ra mảy may ý sợ hãi. Như thế giới vốn là tội ác. Nàng nguyện cùng ca ca của mình đi cùng nhau đối mặt. Nửa canh giờ về sau, toàn thân bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ răng vũ hai huynh muội thân sắc có chút hoảng hốt lại mê mang theo á nhân trong thôn đi ra toàn bộ thôn làng trên dưới vài trăm người ngoại trừ những cái kia chân chính người vô tội bên ngoài cơ hồ bị hai anh em gái bọn họ toàn bộ chém giết hầu như không còn bọn hắn cũng coi là điểm qua một thế này cừu hận cùng đi qua chính mình tránh thức làm cáo biệt mà tại đầu thôn một gốc dưới cây liễu không vô đạo nghênh phong mà đứng luồng gió mát thổi qua thân hình của hắn áo trắng tung bay tóc trắng múa. Trong thoáng chốc, thì cho người ta một loại trên trời trích tiên giống như hư huyễn không thực tế cảm giác. Muốn không phải đối phương quá phận lãnh khốc, từ đầu đến cuối đều là một bộ nhìn không ra bất kỳ biểu lộ bộ dáng. Chỉ sợ tất cả mọi người nhìn đến hắn thứ nhất mắt, đều sẽ đem xem như trong thần thoại chân tiên đi. Làm xong, không vô đạo vẫn chưa quay đầu, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Dường như đã sớm liệu đến trong thôn xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không hứng thú hỏi nhiều. Giết người mà thôi hắn giết người còn thiếu sao? Đa tạ đại nhân đại ân. Giang Vũ hai huynh muội lần nữa hướng về không vô đạo cung kính thở dài. Trong mắt vẻ cảm kích biến đến càng chân thành tha thiết. Dù sao nếu như không phải không vô đạo đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tự tay mình giết cừu nhân của mình. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử Giang Vũ bị thuần phục trình độ đề cao, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2.000 điểm, còn thừa 16.500 điểm. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ Giang Ngọc Nhi bị thuần phục trình độ đề cao, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2.000 điểm, còn thừa 15.500 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp 3 bạo kích, thu hoạch được 12.000 điểm thiên mệnh điểm. Đừng hướng ta quăng tới loại này ánh mắt cảm kích. Bản tôn cũng không phải nhất thời không đành lòng chứa chấp các ngươi Là các ngươi đối với ta có lợi ích cùng chỗ tốt. Không vô đạo chỉ là quay người lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai huynh muội Tại đạm mặc bất quá ánh mắt, lại giống như vạn cổ thâm uyên, Hai người đánh vào vô tận băng vực. "Nhớ kỹ, nếu các ngươi cho ta cung cấp không được lợi ích cùng chỗ tốt, còn trở thành gánh nặng của ta, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ giết các ngươi. Các ngươi tương lai thành tựu, như là không thể để cho ta hài lòng, ta cũng tương tự sẽ giết các ngươi, hiểu không?" Hai huynh muội toàn thân sợ run cả người, gấp bận bịu gật đầu nói phải. Trong lòng đối với Không Vô Đạo càng hoảng sợ lại kính sợ. Có lẽ như hắn cường đại như vậy tới cực điểm nhân vật, sớm đã đem cái gọi là cảm tình không để ý đi thì có lẽ hắn vốn là một cái lợi ích trí thượng người. Cảm tình đối loại nhân vật này mà nói, cũng bất quá là vướng víu. Không vô đạo không thèm để ý hai huynh muội suy nghĩ trong lòng. Dù sao hắn cũng từ trước tới giờ không là người tốt lành gì. Vì có thể hoàn thành chính mình trong suy nghĩ đại đạo chi lộ, hắn luôn luôn chỗ nịnh nọt cũng đều là bất kể thủ đoạn. Vạn vật tranh chấp, khôn sống mông chết. Mỗi một cái thành công trèo lên đỉnh vương, dưới chân chắc chắn mai táng vô số hải cốt. Cho nên, hắn từ trước tới giờ sẽ không thiện lương càng sẽ không là người tốt trước khi đi không vô đạo bỗng nhiên động tác một trận mi đầu cau lại hai huynh muội còn cho là mình là đã làm sai điều gì đầu đều là sắt rụt lại ngự không phi hành biết sao không vô đạo quay người hỏi hai huynh muội hơi sững sờ nhưng vẫn là run run rẩy rẩy gật đầu cái này khiến không vô đạo có chút ngoài ý muốn hai thằng nhãi con tu vi thấp như vậy thế mà đã nắm giữ ngự không phi hành không hổ là vực ngoại chi địa hai đại truyền kỳ nhân vật chuyển thế sinh. Ngộ tính thiên phú tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng cũng cũng không tệ lắm. Nếu như không có cách nào ngự không phi hành, hắn thật sẽ ngại phiền phức, trực tiếp đem hai người làm thịt thu hoạch được rồi. Hai huynh muội tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bọn hắn trước đó bởi vì phải thường xuyên ra ngoài hái thuốc, cho nên cũng học xong ngự không phi hành bí mật này bọn hắn thậm chí ngay cả chính mình mẫu thân đều không nói cho nâng lên chính mình mẫu thân hai hai huynh muội thần sắc lại có chút ảm đạm lúc này hai cái chữ vật giới chỉ bỗng nhiên rơi tại trước mặt bọn hắn toàn thân bùn máu xen ra cùng cái thối này ăn mày một dạng đến đón lấy các ngươi còn muốn dẫn đường cho ta ăn mặc cùng khất cái một dạng cũng là ném bản tôn mặt trong này có thay đi giặt quần áo cho các ngươi nửa nén hương thời gian chỉnh lý tốt hai huynh muội đồng loạt sững sờ rõ ràng chưa bao giờ tiếp xúc qua chữ vật giới chỉ loại bảo vật này hai người lại có loại khác vào thực chất bên trong quen thuộc vô ý thức phát ra thần niệm xâm nhập trong đó dò xét chẳng những có mấy bộ thay đi giặt quần áo thậm chí còn có một số trị liệu ngoại thương đan dược hai trong lòng người nhất thời tuôn ra một loại không hiểu tâm tình rất phức tạp nhất là giang ngọc nhi càng là không hiểu trong lòng ấm áp bởi vì không vô đạo cho nàng viên kia chữ vật giới chỉ bên trong có một ít cực kỳ đặc thù liệu thương thuốc cao bôi lên tại trên da thịt, gần như không có khả năng sẽ lưu lại vết sẹo. Có lẽ là cảm thấy nàng một tiểu nữ oa, lưu lại vết sẹo sẽ không dễ nhìn. Cho nên cho nàng chuyên môn chuẩn bị. Nhìn qua không vô đạo bóng lưng rời đi. Hai huynh muội thần sắc phức tạp. Bọn hắn thật nhìn không thấu không vô đạo. Rõ ràng cho tới nay cho bọn hắn cảm giác đều là một cái không tình cảm chút nào băng khối. Nhưng lại là lại chú trọng rất nhiều chi tiết. Như loại này luôn luôn quan tâm chi tiết người, kỳ thật cũng là rất ôn nhu à chỉ là đại đạo tàn khốc hiện thực. Ôn nhu cùng thiện lương, không đủ để hắn nhân vật như vậy đi đến đại đạo tri đỉnh. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh hai huynh muội bị thuần phục trình độ đề cao, đối phương thiên mệnh điểm các giảm bớt 1.500 điểm. Giang Vũ còn thừa 15.000 điểm thiên mệnh điểm, Giang Ngọc Nhi còn thừa 14.000 thiên mệnh điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp 3 bạo kích, thành công thu hoạch được 9.000 điểm thiên mệnh điểm. Không vô đạo khóe miệng hơi hơi phát họa. Cái này hai thằng nhãi con tâm cơ tuy nhiên nặng, nhưng Thủy Trung vẫn là tuổi còn nhỏ. Gừng càng già càng cay. Cho điểm mật, cái này không tùy tiện thu hoạch thiên mệnh điểm sao. Lại có thể có thiên mệnh điểm. Lại có thể để tương lai vực ngoại chi địa hai cái đại nhân vật cho mình đánh không công. Thật là khoái lạc gấp bội à. Nửa nén hương thời gian sau. Thay xong quần áo hai hai huynh muội đứng tại không vô đạo trước mặt. Bộ dáng thoáng có chút co quắp bất an. Mang bản tôn tiến về phụ cận đại thành. Không vô đạo lười nhác quản nhiều, Nhàn nhạt phân phó nói, hắn đối vực ngoại chi địa hoàn toàn không hiểu rõ, Trung quanh là cái tình huống như thế nào cũng không biết. Lưu lại Giang Vũ hai huynh muội dẫn đường, cũng coi là có thể cho hắn cung cấp không ít tiện lợi. Giang Vũ hai huynh muội hơi sững sờ, giống đại nhân như vậy nhân vật cường đại, thế mà đối bọn hắn vực ngoại chi địa tình huống căn bản đều không biết hay sao? Đại nhân chẳng lẽ là theo táng thổ bên trong thức tỉnh, đi ra đại nhân vật. Dù sao bọn hắn á nhân tộc khoảng cách táng thổ cũng cũng không xa đến mức hoài nghi không vô đạo có phải hay không vực ngoại chi địa người bọn hắn căn bản thì không nghĩ tới không vô đạo thân chảy xuôi cỗ khí tức kia cùng bọn hắn vực ngoại chi địa cũng không khác nhau nhiều lắm giang vũ suy tư một lát vẫn là cắn răng đem tự mình biết hết thảy nói ra đại nhân bây giờ mỗi tòa trong thành lớn đều có vương đóng quân chấn giữ vương thực lực có mạnh có yếu mạnh nhất vương nghe nói cách cách đế cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước có tư cách có thể đi vào những thứ này đại thành đều là ta vực ngoại chi địa cư dân bình thường, giống chúng ta dạng này nô lệ chủng tộc là không có tư cách tiến vào bên trong. Không vô đạo vẫn chưa đáp lại, chỉ là lấy ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Vũ không dám giấu giếm, đem tự mình biết hết thảy nói hết ra. Ta chỉ biết là cách chúng ta gần nhất một tòa đại thành, tên là Huyết Nguyệt Thành, chú đóng ở thành này vương, tên là Huyết Nguyệt Vương. Chúng ta á nhân tộc, cùng chung quanh vô số chủng tộc, đều bám vào Huyết Nguyệt Vương cương thổ bên trong sinh hoạt, hàng năm đều muốn hướng nàng cống lên huyết thực, cung cấp hắn hấp thu, tinh tiến vương đại đạo. Vừa mới bị ngài giết chết những tu sĩ kia, huyết nguyệt vương phái ra người. Ừm, không vô đạo khẽ vuốt cằm, thân sắc không có một gợn sóng. Vậy trước tiên tiến về huyết nguyệt thành. Dù sao hắn đã hoàn toàn đổi một cái thân thể. Vực ngoại chi địa cũng không có khả năng có người nhận được hắn tới. So với ẩn tàng uy danh trong bóng tối hành sự. Hắn vẫn là càng ưa thích tuân theo chính mình trước kia phong cách, trực tiếp quét ngang. Dù sao có lúc thường thường thanh thế càng lớn thì càng có thể uy hiếp ở những cái kia có lòng người. Gặp Không Vô Đạo tâm ý đã quyết, hai huynh muội cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị dẫn đường tiến về. Giang Vũ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, cung kính hỏi, không biết đại nhân tên gì, chúng ta hai huynh muội ngày sau cái kia xưng hô như thế nào. Không Vô Đạo có chút dừng lại. Xác thực, hành tẩu vực ngoại chi địa còn cần có một cái phù hợp thân phận tên. Suy tư một lát, sau cùng hắn nhàn nhạt, nhạt phun ra mấy chữ tên ta táng đạo cùng lúc đó vực ngoại chi địa chỗ sâu chín đại khởi nguyên thần tộc một trong tử linh quốc độ quỷ dị đậm đặc tử khí ở chỗ này khu vực hội tụ thỉnh thoảng truyền đến khủng bố tiếng kêu rên, giống như cửu u chỗ sâu vong linh làm cho người nghe ngóng run rẩy mà tại như thế đen nhánh quỷ dị chi địa chỗ sâu lại đứng sừng sững lấy một tòa phá lệ huy hoàng đại điện đại điện chỗ sâu một tên tư thái thướt tha thân thể phá lệ sung mãn nở nang tuyệt sắc nữ tử chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở này không ngừng hấp thu bốn phía không gian năng lượng nhập thể nàng này tên là vũ linh ngọc vực ngoại chi địa bây giờ cường đại nhất đỉnh phong yêu nghiệt một trong bởi vì hắn thiên phú thực lực mạnh dung mạo tư thái lại phá lệ mỹ mạo kiều diễm trong lúc giơ tay nhấc chân đều không hiện mỹ thái chi ý lại được xưng là vực ngoại ma nữ mà vào thời khắc này vũ linh ngọc chợt có cảm giác nguyên bản đóng chặt đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra nàng vung tay lên Trước mặt không gian nổi lên từng trận sóng ánh sáng gợn sóng. Một khối điêu khắc đặc thù minh văn thần phù, theo trong chữ vật không gian hiển lộ mà ra. Mà giờ khác này, cái này không có nửa cái lớn chừng bàn tay thần phù ngay tại ong ong tỏa sáng, dường như bởi vì cảm nhận được lực lượng nào đó mà vì đó cộng minh. Vũ Linh Ngọc đồng tử hơi hơi co vào. Khiếp sợ đồng thời, đôi mắt đẹp chỗ sâu càng xen lẫn không thể tin. Không vô đạo, đến ta vực ngoại chi địa rồi. Nàng và không vô đạo gặp nhau còn phải theo trăm vạn năm trước nói lên. Năm đó hai phương thế giới bởi vì một ít nguyên nhân. Đều phái ra lúc trước thời đại kia trói mắt nhất thiên kiêu, tiến hành một phen đặc thủ thi đấu thử. Có thể tham gia tỷ thí lần này, trên cơ bản đều là hai đại thế giới các đại thế lực đứng đầu nhất truyền nhân. Thân là tử linh quốc độ đứng đầu nhất thiên kiêu, nàng tự nhiên cũng tham dự trong đó. Nguyên bản nàng là có rất lớn xác suất có thể đi vào vòng chung kết, thậm chí đạt được người đứng đầu nhưng vận khí không tốt gặp được không vô đạo. Tuy nhiên tại hắn tay bên trong qua mấy chiêu, nhưng vẫn là vô cùng chật vật bại vào hắn tay bên trong. Đây cũng là nàng tự đạp vào đại đạo chi lộ đến nay, lần thứ nhất bại trận. Vẫn là thua ở một cái chư thiên vạn vực trong tay nam tử. Nhưng làm vực ngoại chi địa chín đại khởi nguyên thần tộc một trong, tử linh quốc độ đệ nhất truyền thừa giả, Vũ Linh Ngọc tự nhiên cũng có cá tính của mình cùng ngạo khí. Ban đầu ở thua với không vô đạo về sau. Nàng càng là dùng phương pháp đặc thù, miễn cưỡng bắt được một chút liên quan tới không vô đạo khí tức tuy nhiên cái này một luồng khí tức đối không vô đạo không tạo được ảnh hưởng chút nào nhưng nàng lại là có thể đem phong ấn tại đặc thù thần phù bên trong dùng để cảm ứng không vô đạo khí tức lấy này lúc đến khắc khích lệ chính mình nguyên lai tưởng rằng muốn ngày sau lại tìm cơ hội cùng không vô đạo lại so sánh với một trận không nghĩ tới cái này yên lặng vô số năm thần phù thế mà tại thời khắc này phát sinh phản ứng không ủng công nàng đồng dạng ngủ say trăm vạn năm lâu xem như để nàng chờ đến lúc cơ hội. Truyền lệnh. Vũ Linh Ngọc vừa định phát động từ linh quốc độ lực lượng, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lại cứng rắn sinh đem phát đến một nửa chỉ lệnh cưỡng ép thu hồi. Xem ra hắn hẳn là lặng lẽ chui vào tiền đến. Nếu như bây giờ liền đi để lộ thân phận của hắn, có thể sẽ Vũ Linh Ngọc lắc đầu. Nàng có thể không phải là bởi vì quá sợ hãi không vô đạo, cho nên không dám vạch trần, mà là muốn chính mình đi chiếu cố hắn, cần phải càng thêm có thú tại tìm cho mình một hợp lý lấy cớ về sau. Vũ Linh Ngọc liền cùng chính mình rất nhiều lão tổ lên tiếng chào hỏi. Một mình bay ra động phủ, chuẩn bị đi tìm liên quan tới không vô đạo tung tích. Gần đây chư thiên vạn vực cũng không quá bình tĩnh. Từ khi không vô đạo tiến vào bạch cốt chi môn sau, chư thiên vạn vực vô số tu sĩ ánh mắt, cơ hồ đều tụ lại tại giới hải. Nhưng thẳng đến tốt vài ngày thời gian trôi qua, đều không có nghe được liên quan tới không vô đạo tin tức sau. Chính là dần dần bắt đầu lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói Bạch Cốt Chi muôn quá mức hung hiểm, không vô đạo cuối cùng chết tại bên trong. Nhưng có người cảm thấy không vô đạo vẫn chưa vẫn lạc. Dù sao không vô đạo nếu là thật sự ra chuyện, thời không cấm khu không đến mức một điểm phản ứng đều không có. Có thể vô luận như thế nào, Chư Thiên Vạn vực tuyệt đại bộ phận người đều hy vọng không vô đạo từ đó biến mất, tốt nhất lại cũng không nên xuất hiện. Bực này quá mức nhân vật cường đại nếu là không vẫn lạc, bọn hắn thế lực hậu bối lại không ra mặt con đường. Nơi nào đó thần bí trong tinh vực Nam Cung Tâm Nguyệt đứng ổn định ở một tòa sáng chói thần môn trước đó. Đây là nàng thiên quang cấm khu, tại triệt để rời đi chư thiên vạn vực trước đó, chuyên môn cho nàng lưu lại bản nguyên truyền thừa chi địa. Loại này bản nguyên truyền thừa chi địa hung hiểm độ cực cao. Chỉ khi nào có thể thông quan, nàng cái kia liền có thể lần nữa thuế biến. Thậm chí ngay cả chính mình hai đại bản nguyên thể chất đều sẽ lần nữa có đột phá. Nam Cung Tâm Nguyệt vẫn chưa suy nghĩ nhiều, thân sắc phá lệ bình tĩnh bước vào trong đó thích ý không vô đạo là nhất mã sự tình. Nàng Nam Cung Tâm Nguyệt từ trước tới giờ sẽ không là không vô đạo vật làm nền. Nàng cũng có chính mình muốn theo đuổi đại đạo. Ngươi mơ tưởng đem ta vung đến sau lưng. Lẩm bẩm một tiếng sau đó, Nam Cung Tâm Nguyệt thân ảnh rất nhanh biến mất tại sáng chói thần quang bên trong. Cùng lúc đó tại Giang Vũ hai huynh muội chỉ huy xuống, không vô đạo một đoàn người cơ hồ không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đi tới khoảng cách huyết nguyệt thành không xa địa giới. Đại nhân, chỗ đó cũng là huyết nguyệt thành. Lần theo Giang Vũ duỗi ra tay trông cậy vào đi. Cuối tầm mắt tọa lạc lấy một tòa thành lớn hùng vĩ. Vực ngoại chi địa tu luyện văn minh cùng hệ thống tu luyện chẳng những cùng chư thiên vạn vực hoàn toàn khác biệt. Tại kiến trúc điêu khắc cùng thẩm mỹ phương diện cũng là hoàn toàn khác với chư thiên vạn vực sinh linh. Cả tòa to lớn thành trì bày biện da đỏ sậm chi sắc, giống như là từ một loại nào đó huyết nhục chế tạo, to lớn thành tường bên ngoài thậm chí còn thỉnh thoảng chảy ra tanh hôi máu đen mấy trăm trượng to lớn hình vòm dưới cửa thành có thật nhiều tướng mạo hình thù kỳ quái vực ngoại sinh linh ngay tại xếp hàng có thứ tự tiến vào huyết nguyệt thành bên trong các ngươi cũng nghe nói chứ vương gần nhất đối đại đạo có cảm ngộ mới còn kém một chút huyết thực liền có thể triệt để đánh vỡ gông xiềng bước vào một vùng trời mới đúng vậy à đợi đến huyết nguyệt vương đại nhân lần nữa đột phá cảnh giới ta huyết nguyệt thành tổng thể thực lực đem về lần nữa tăng lên về sau cũng có thể thu được càng nhiều lợi ích chỗ tốt à ngay tại rất nhiều vực ngoại sinh linh tại lẫn nhau nói chuyện với nhau thời điểm Một tiếng kinh hô tràn ngập xem thường khinh thường vang lên Hừ, từ đâu tới ti tiện nô tộc Vậy mà cũng vọng muốn tiến vào huyết nguyệt thành Cũng không tè dầm nhìn xem chính mình là cái gì tính tình Theo lời nói này vừa ra Ngay tại xếp hàng vào thành rất nhiều sinh linh đều hướng về thanh âm chi điện ném đi nghi hoặc ánh mắt tò mò Nguyên lai like là vừa mới buông xuống nơi đây không lâu không vô đạo một đoàn người Bị một đám gia hỏa đến cố ý gây sự cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô da thịt đen nhánh độc nhãn cự nhân không vô đạo thân hình ở tại trước mặt thậm chí có vẻ hơi yếu đuối nhỏ bé nhà à mặt trời mọc lên từ phía tây sao đặt ở ta huyết nguyệt thành trong lịch sử còn là lần đầu tiên có nô lệ chủng tộc dám tới nơi này ha 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 chỉ là huyết thực mà thôi lại không tự biết thân phận của mình thế mà vọng tưởng vào thành quả thực là không biết sống chết không thể không để mà nói là cầm đầu ra hỏa này nhìn vẫn rất thanh tú nói không chừng vương sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Theo lời nói này đột nhiên vừa ra, đông đảo còn tràn ngập khinh bỉ vực ngoại sinh linh nhìn hướng không vô đạo ánh mắt nhất thời thay đổi. Ai cũng biết huyết nguyệt vương là một tính cách cực kỳ quái dị nữ tử. Chẳng những tính tình tàn bạo, hơn nữa còn phá lệ yêu thích nam sắc. Bởi vì không vô đạo tận lực thu liễm tự thân khí tức, bọn hắn cũng không hiểu biết không vô đạo cụ thể tu vi. Cũng bởi vì quá phận trinh lệch hoàn toàn cảm giác không đến chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được trong cơ thể hắn chảy xuôi theo một chút cùng loại với á nhân tộc huyết mạch cho nên liền cứng nhắc ấn tượng mà đem quy kết làm nô lệ chủng tộc cho dù không vô đạo xem ra khí tức bất phàm nhưng ở đây tất cả mọi người không có đem để ở trong lòng như loại này thấp nô lệ chủng tộc tu vi có thể có hóa linh cảnh đều là cao nữa là không vô đạo thần sắc nhàn nhạt, nhạt hai tay thả lỏng phía sau nhấc chân hướng về cái kia cản đường mấy tên quái dị sinh linh đi đến Giang Vũ hai hai huynh muội rất thức thời lui đến sau lưng. Bọn này mắt mù ra hỏa, hôm nay mệnh muốn bàn giao ở chỗ này. Mấy tên quái dị sinh linh hơi sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới không vô đạo sẽ làm ra cử động như vậy. Cầm đầu độc nhãn cự nhân khóe miệng càng là lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Ha ha ha, ti tiện nô tộc, ngươi là cảm thấy mình đã mất đường sống, cho nên muốn chủ động. Không giống nhau cầm đầu tên kia độc nhãn cự nhân đem lời nói xong. Không vô đạo đã tại hắn cách đó không xa đứng vững, chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia song đen như mực đồng tử không mang theo một tia nhiệt độ, giống như chân chính vạn cổ thâm uyên. Tại cùng ánh mắt của hắn đối lên một cái chớp mắt, mấy tên vực ngoại sinh linh khóe miệng vẻ trêu tức nhất thời cứng ngắc, thể nội huyết dịch đều tại đây khắc triệt để ngưng kết. Con kiến hôi, an dám ô ô chó sủa. Thiên địa vắng vẻ im ắng, chỉ có không vô đạo lạnh lùng như xương thanh âm khuếch tán quanh quẩn. Cũng cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, răng rắc, cái kia mấy tên vực ngoại sinh linh bốn phía không gian cấp tốc đổ sụp phá toái thậm chí ngay cả khả năng phản ứng đều không có bị trong nháy mắt nghiền bạo thành huyết vụ đầy trời thần hình câu diệt đông đảo tại phụ cận vây xem xem náo nhiệt sinh linh nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ đại não theo lâm vào trống rỗng thậm chí mỗi người ngũ quan phía trên còn lưu lại lúc trước khinh thường cùng diễu cợt có thể hai con mắt chỗ sâu đều là một mảnh mờ mịt cùng kinh hoàng cái này cái này sao có thể ta có phải hay không nhìn lầm Độc nhãn cự nhân tộc cường giả bị một cái nô lệ chủng tộc cho trực tiếp giết chết, ngay tại trước một cái chớp mắt. Bọn hắn đều cảm thấy không vô đạo những thứ này chảy xuôi theo á nhân tộc huyết mạch ti tiện nô lệ chủng tộc sẽ bị độc nhãn cự nhân tộc những người này tùy ý nắm. Đối phương thậm chí sẽ vì mạng sống mà vứt bỏ chính mình tôn nghiêm, hướng về độc nhãn cự nhân tộc khóc xin tha mạng. Nhưng kết quả lại là cái gì? Thanh niên mặc áo trắng này thậm chí đều không có động thủ, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ trọn vẹn năm cái độc nhãn cự nhân tộc cường giả thì không minh bạch chết. Từ đầu tới đuôi, cũng bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Thẳng đến ngưng kết không khí kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian. Bị chấn kinh chấm dứt não chống không rất nhiều vực ngoại sinh linh mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cái này, cái này, cái này. Nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là tu vi thế nào? Chỉ là nô lệ chủng tộc, làm sao có thể cầm giữ có như thế cường đại lực lượng. Ta từng nghe tộc ta bên trong lão tổ nói qua, có chút nô lệ chủng tộc vận khí nghịch thiên, có thể sẽ đi nhầm vào di tích, nhặt được một loại nào đó nghịch thiên bảo vật. Có vực ngoại sinh linh hoảng sợ nói, nói không chừng cái này tiểu bạch kiểm, trên thân khả năng thì có nghịch thiên bảo vật kề bên người. Lời này vừa nói ra đông đảo nguyên bản vẫn còn hoảng hốt trong lúc khiếp sợ vực ngoại sinh linh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trong mắt kinh hãi sớm đã biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là vô tận tham lam. Nếu là bọn hắn có thể thu hoạch được cái này tiểu bạch kiểm trên thân nghịch thiên bảo vật, chẳng phải là. Có thể cơ hồ còn không chờ bọn họ biến thành hành động. Bỗng nhiên, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng kinh khủng theo trên trời cao phốc lay động xuống. Không tốt. Ở vào cỗ lực lượng này phạm vi bao phủ hạ rất nhiều vực ngoại sinh linh sắc mặt cuồng biến, thân hồn đều bởi vì cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng mà run lẩy bẩy. Oanh, đen nhánh quang diễm theo không vô đạo thể nội nghịch tuôn ra mà lên, như trường hồng quá nhật giống như sông thẳng tới chân trời. Sau đó lại hóa thành một tấm già thiên tế nhật bàn tay đen thùi, phá toái đám mây, lôi cuốn lấy khó có thể ngăn cản vô thượng vĩ lực từ trên trời rơi xuống. Đen nhánh trường ấn bên trong ẩn chứa từng tia từng sợi thiên ma chi khí, giống như ma thần chi thủ, chấn áp chư thiên. Cuối cùng là, thấy cảnh này đông đảo vực ngoại sinh linh triệt để trợn tròn mắt. Vô tận sợ hãi bên trong bọn hắn giống như lại minh bạch hết thảy cái này áo trắng nam tử cũng không phải là dựa vào cái gọi là nghịch thiên bảo vật trong nháy mắt miểu sát độc nhãn cự nhân tộc mấy người mà chính là thực lực của bản thân hắn cực kỳ cường đại thậm chí vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thế nhưng là chỉ là nô lệ chủng tộc tại sao lại sinh ra một tên như thế tồn tại cường đại nhưng cũng không có thời gian lại cho bọn hắn tới kịp suy nghĩ nhiều ầm ầm bàn tay đen thùi ấn như là vạn cổ thần sơn giống như giữa trời nện xuống rồi rào thiên ma khí tức điên cuồng khuếch tán bao phủ nghiền nát dung luyện hết thảy thậm chí chấn động đến toàn bộ huyết nguyệt thành đều tại lạch cạch run dày. bị cuốn vào trong đó rất nhiều vực ngoại sinh linh dù là dùng hết tất cả vốn liếng tiến hành ngăn cản cũng khó có thể đưa đến mảy may tác dụng tiêu hao bản nguyên tinh huyết ngưng tụ ra pháp tác bình chướng như tờ giấy mảnh giống như yếu ớt không chịu nổi trong khoảnh khắc vỡ nát thành bột mịn bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn thậm chí ngay cả một tia thiên ma chi khí đều gánh không được tại tiếp xúc đến cỗ khí tức này một cái chớp mắt Liên trực tiếp thân thể tán thần diệt, lại không một tia dấu vết. Làm kinh thiên động địa tiếng oanh minh dần dần lắng lại sau. Những cái kia có thể may mắn thoát đi đen nhánh bàn tay khổng lồ phạm vi vực ngoại sinh linh, vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, thân sắc hoảng sợ nhìn lấy trước mắt khu vực. Một trường này bao hàm lực lượng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đại địa bị chiếm đóng, tạo thành một cái vực sâu khổng lồ hố trời. Lấy thâm uyên hố trời làm trung tâm, vô số lít nha lít nhít vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đâu còn có những cái kia vực ngoại sinh linh tung tích. Lần này, may mắn sống sót số rất ít vực ngoại sinh linh, nhìn hướng không vô đạo ánh mắt triệt để thay đổi. Bọn hắn không còn có nửa phần khinh thị cùng khinh thường, có chỉ là sợ hãi thật sâu. Cuối cùng là từ đâu tới ngoan nhân à? Một lời không hợp, một trưởng trực tiếp đập chết gần ngàn người. Ở trong đó thậm chí còn có mấy cái là đạo cung cảnh, hư thần cảnh. Có thể đạt tới cảnh giới như thế, phóng nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa đều có thể coi là trụ cột vững vàng. Nhưng tại nam tử mặc áo trắng này trước mặt, lại giống như con kiến hôi hèn mọn không chịu nổi. Liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, cứ như vậy không minh bạch trực tiếp chết. Chẳng lẽ cái này áo trắng nam tử là cái nào đó bọn hắn cũng không biết vương. Tại bọn họ vực ngoại chi địa, chỉ cần có thể đạt tới thánh cảnh, liền có thể nắm giữ vương xưng hô. Có thể một trưởng trực tiếp đập chết rất nhiều người. Thần vương cảnh cũng không thể nào làm được, chỉ có thể là đạt tới thánh cảnh vương. Chạy, chạy mau à đang nghĩ thông suốt điểm này về sau những cái kia ban đầu vốn còn muốn trước đến duy trì trật tự huyết nguyệt thành thị vệ dọa đến kêu lên sợ hãi lộn nhào xoay người chạy nói đùa cái gì bọn hắn cũng là một cái phá giữ cửa tên kia áo trắng nam tử thực lực rất có thể là vương à có thể tội gì đi lên liều mạng tặng đầu người đi qua không vô đạo như thế một trưởng nguyên bản còn ở cửa thành xếp hàng vào thành rất nhiều vực ngoại sinh linh chết thì chết trốn thì trốn Thậm chí ngay cả thủ thành thị vệ đều dọa đến không biết chạy đi nơi nào. Toàn bộ cổng thành trong nháy mắt biến đến phá lệ quạnh quẽ. Đi, vào thành. Không vô đạo hai tay thả lỏng phía sau, như đi bộ nhàn nhã giống như hướng về huyết nguyệt trong thành mà đi. Giang Vũ hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, thần sắc đã mê mang lại hoảng sợ. Táng đạo đại nhân hành sự, vẫn luôn là bá đạo như vậy sao? Nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao chính mình đại nhân dám, như vậy làm việc khẳng định đối thực lực của mình cũng là có tuyệt đối tự tin. Cùng lúc đó huyết nguyệt thành, thành chủ phủ. Cơ hồ tại không vô đạo xuất thủ trong nháy mắt. Thành chủ phủ vô số cường giả liền đã có cảm giác biết rõ, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại thành chủ phủ bên trong. Dù sao bọn hắn vực ngoại chi địa cùng chư thiên vạn vực tập tục hoàn toàn khác biệt. Luôn luôn tuân theo đều là lấy thực lực vi tôn. Mỗi tòa thành lớn bên trong chỗ tồn tại vương, kỳ thật đều là lấy thực lực của mình bỏ lên bao quát vương lãnh thổ cũng là thông qua thực lực cùng đại chiến giành được bởi vậy chỉ cần một vị vương sở thống ngự cương thổ bên trong ra một tên tân vương mà cái này tân vương thông qua thực lực đánh tan nguyên bản vương liền có thể thành công thay vào đó tục ngữ nói vua nào triều thần nấy huyết nguyệt thành một khi nghênh đón tân vương bọn hắn những thứ này cựu vương thuộc hạ rất có thể sẽ cùng nhau lọt vào thanh tẩy vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình bọn hắn tự nhiên đến tránh cho kết quả như thế phát sinh theo ngoài thành truyền đến khí tức tuyệt đối là thuộc về vương. Mà lại cái này vương thực lực còn không yếu. Hừ, cũng không biết là nơi nào đụng tới gia hỏa, ỉ vào mấy phần thực lực, cũng dám chạy tới ta huyết nguyệt thành dương oai. Thế nhưng là, bây giờ huyết nguyệt vương đại nhân đang lúc bế quan cảm ngộ đại đạo, chúng ta huyết nguyệt thành cũng không có vương à. Lời này vừa nói ra đông đảo huyết nguyệt thành chủ phủ tu sĩ nhất thời thần sắc cứng ngắc, bọn hắn làm sao đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Mọi người ở đây kinh hoàng lúc ngoài điện bỗng nhiên thất kinh hô to âm thanh không xong cái kia không biết từ đâu tới vương đã tiếp cận chúng ta thành chủ phủ có vẻ như vẫn là cái á nhân tộc lời này vừa nói ra đông đảo huyết nguyệt thành chủ phủ cường giả triệt để mộng cái gì á nhân tộc đây không phải là bọn hắn vực ngoại chi địa tầng dưới chót nhất nô lệ chủng tộc sao bực này ti tiện huyết mạch chủng tộc thế mà có thể ra một cái vương ý niệm tới đây không ít cường giả đều ào ào nhẹ nhàng thở ra khóe miệng thậm chí đều phủ lên mấy sợi vẻ nhạo báng cái này cũng không nên trách bọn hắn khinh địch dù sao bọn hắn vực ngoại chi địa vốn là vô cùng đặc thù muốn mượn dùng thiên địa pháp tắc chi lực huyết mạch càng thuần túy có khả năng mượn dùng lực lượng liền sẽ càng mạnh bọn hắn tuy nhiên cũng đều là phổ thông chủng tộc nhưng có thể mượn dùng lực lượng có thể so sánh cái gọi là nô lệ chủng tộc mạnh hơn nhiều tục ngữ nói kiến nhiều có thể cắn chết giống như huống chi đầu này giống vẫn chỉ là chỉ là một đầu tiểu tượng căn cứ tình báo biểu hiện, cái này vương chỉ là một người cô đơn. Bên người hai tên phế vật kia huynh muội trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nghĩ đến đây chỗ, đông đảo thành chủ phủ cường giả trong lòng hoảng sợ triệt để tiêu tán. Hừ, chỉ là nô lệ chủng tộc tiện chủng, thật sự cho rằng có một chút thành tựu, liền có thể chạy tới ta huyết nguyệt thành dương oai. Việc này cũng không cần quấy giày huyết nguyệt vương điện hạ. Chỉ là nô lệ chủng tộc vương, nếu ta chờ liên thủ còn không cách nào cầm xuống, cái kia coi là thật cũng là ném huyết nguyệt vương điện hạ mặt tại mê chi tự tin ra chỉ xuống đông đảo thành chủ phủ cường giả cũng không có đem việc này báo cáo cho đang lúc bế quan huyết nguyệt vương mà chính là khí thế hung hăng tự tin vô cùng chuẩn bị săn giết không vô đạo một bên khác thành công tiến vào huyết nguyệt thành không vô đạo có thể nói là một đường thông suốt không trở ngại trên đường phố càng là không có một ai ngày xưa phồn hoa náo nhiệt huyết nguyệt thành chống bỏ đến nếu như một cái âm trầm quỷ thành dù sao những cái kia hoảng hốt trốn về bên trong thành thị vệ cũng sớm đã đem tin tức lan rộng ra ngoài vô số nhận được tin tức huyết nguyệt thành tu sĩ căn bản không dám lỗ thủng sợ lọt vào tác động đến dù sao nghe mấy người thị vệ kia nói không vô đạo thế nhưng là tiện tay một bàn tay đập chết gần ngàn sinh linh như sát thần tại thế không ai có thể ngăn cản đương nhiên cũng có một chút trong lòng hiếu kỳ lại không sợ chết vực ngoại tu sĩ phát ra thần niệm muốn dò xét không vô đạo hư thực nhưng không vô đạo chỉ là tùy ý ném đi một ánh mắt. Mấy cái kia trong bóng tối giờ trò tu sĩ nhất thời bị phản phệ, qua một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, chết để ngất đi. Một màn như thế càng là chấn kinh vô số huyết nguyệt thành tu sĩ. Bọn hắn thật không thể nào hiểu được. Vì sao một mực bị bọn hắn điều động nô dịch nô lệ chủng tộc sẽ sinh ra một cái cường đại như thế vương? Cái này không biết nơi nào tới thanh niên áo trắng, thật giống như là muốn tiến về thành chủ phủ à. Hắn cái này là muốn khiêu chiến huyết nguyệt vương, trở thành ta huyết nguyệt thành tân vương sao hừ không biết sống chết huyết nguyệt vương đại nhân thế nhưng là huyết van xin đế tộc dòng chính huyết mạch cao quý gần với ta thiên vực chín đại khởi nguyên thần tộc có cường giả khinh thường lên tiếng há lại chỉ là ti tiện nô lệ chủng tộc huyết mạch có thể so sánh ha ha ngươi cũng đừng quá xem thường á nhân tộc có kiến thức khá nhiều vực ngoại cường giả khẽ cười nói địa vực bên kia nhân tộc thế nhưng là ra qua không ít đỉnh phong tu sĩ thì liên đã từng 16 đại cấm khu, có một nửa đều là nhân tộc sáng lập. Tại giới hải còn không ra đời trước kia, á nhân tộc đã từng thống ngự ta thiên vực, càng là thứ 10 nổi lên nguyên chủng tộc một trong. Nghe được tên lão giả này nói ra đã từng có nghe thấy vực ngoại cường giả đều giữ im lặng. Theo trong lịch sử tới nói, lời này cũng xác thực không giả. Nhưng càng nhiều người nhưng vẫn là đối với cái này khinh thường. Địa vực đám kia đồ bỏ đi, muốn không phải ỉ vào lúc trước 16 đại cấm khu, sớm đã bị ta thiên vực cường giả san thành bình địa. Coi như nơi đó nhân tộc cường thịnh, lại có thể cùng ta như hôm nay vực chín đại khởi nguyên thần tộc so sánh. Bọn hắn vực ngoại chi địa người, đem chính mình gọi là thiên vực. Đem chư thiên vạn vực xưng là địa vực. Dù sao tại sở hữu vực ngoại chi địa trong mắt người, bọn hắn mới là ở vào tương đối thượng tầng mặt thế giới. Bởi vậy mới lấy thiên vì danh. Thực lực hơi yếu chư thiên vạn vực thì bị bọn hắn xưng là địa. Nếu không phải rất lâu kỷ nguyên trước kia, 16 đại cấm khu đột nhiên hoành không xuất thế. Nương tựa theo có thể xưng sức mạnh nghịch thiên, áp đến bọn hắn vô số thế lực thở không nổi. Chư thiên vạn vực sớm đã bị bọn hắn đánh tan, trở thành bọn hắn cương vực. Tại chư thiên vạn vực trong mắt người, bọn hắn là điểm xấu vực ngoại chi địa. Nhưng trong mắt bọn hắn, chư thiên vạn vực ra hỏa đồng dạng cũng là một đám không có thực lực gì vực ngoại chi nhân. Duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ, khả năng cũng chính là đã từng thống ngự toàn bộ chư thiên thời không cấm khu. Bất quá, thời không cấm khu cái này thân ở đám mây phía trên thế lực cũng không thể nào là bọn hắn những tiểu lâu la này có thể tiếp xúc đến cùng lúc đó hoàn toàn không hiểu những thứ này vực ngoại sinh linh mới lạ não mạch kín không vô đạo đã đi tới khoảng cách huyết nguyệt thành chủ phủ cách đó không xa vị trí cũng cơ hồ tại hắn đặt chân nơi đây dưới một cái chớp mắt hư không bên trên bỗng nhiên nổi lên từng trận kỳ dị gợn sóng trước mắt thế giới đột nhiên bị lực lượng nào đó hoán đổi dần dần biến đến tinh hồng một mảnh Vô số đại đạo thần văn tại hư không bên trên cấu tạo tụ hợp, chiết để đem mảnh không gian này phong tỏa. "Không xong đại nhân, chúng ta giống như bị bao vây." So với Giang Vũ hai huynh muội tựa như lâm vào bẫy dập thất kinh. Không vô đạo thì là phải bình tĩnh hơn nhiều. Lúc trước tại thành công đi săn không gian đại đạo hình chiếu sau, hắn đối với không gian đại đạo cảm ngộ đã cực cao, thậm chí không cần tận lực cảm giác, đều có thể phát giác được trong không gian dị dạng ba động. Bọn gia hỏa này cố ý ẩn nặc ở trong không gian phong tỏa đại trận tự nhiên cũng sớm đã bị hắn phát giác chỗ lấy tiến đến cũng là bởi vì hắn căn bản cũng không có đem đám người kia để vào mắt thử hỏi bay lượn tại cửu thiên phía trên thần long sẽ chỉ ở ý một số yếu tiểu ma tước liên hợp ha 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 nô lệ chủng tộc thì là nô lệ chủng tộc cho dù là may mắn đạt được đại cơ duyên trở thành vương cũng vẫn như cũ là nhỏ yếu hèn mọn chủng tộc theo một âm thanh tràn ngập trào phúng vang lên không gian nổi lên từng trận kỳ dị ba động hình thành cái này đến cái khác huyết sắc vòng xoáy. Vô số tên thành chủ phủ cường giả liên tiếp từ đó đi ra. Hiện ra vây quanh tư thái, đem không vô đạo vây khốn trong đó. Trong đó có vài chục tên thần vương cường giả, mấy trăm hư thần, đạo cung cảnh cũng có gần ngàn. Theo lấy bọn hắn cùng nhau buông xuống, cả vùng không gian đều tại bởi vì bọn hắn tán phát khí tức mà hơi hơi vặn vẹo. Giang vũ hai huynh muội sắc mặt đột biến. Tuy nhiên bọn hắn đều chỉ là tiểu hài tử. Nhưng cũng là đã nhận ra chuyện bây giờ không ổn tuy nhiên những cường giả này bên trong không có một cái nào vương nhưng nhiều cường giả như vậy cùng nhau đi săn một cái vương giã dễ như trở bàn tay lần này táng đạo đại nhân thật nguy hiểm nhưng cũng trách hắn không để ý đến chi tiết không có chức đem huyết nguyệt thành thực lực tổng hợp nói cho táng đạo đại nhân táng đạo đại nhân chúng ta cũng tới giúp ngươi một tay giang vũ lúc này liền chuẩn bị điều động lên thể nội cấm kỵ chi lực tuy nhiên này lại cực lớn tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn nhưng theo rất bất cần nghĩa tới nói không vô đạo cũng là hắn nhóm ân nhân cứu mạng. Bây giờ nguy cơ sinh tử đã đến, coi như mình quá phận nhỏ yếu, cũng hầu như muốn đi làm chút gì. Bất quá, không vô đạo liền đầu đều chẳng muốn về. Thân sắc đạm mạc, dường như đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. Đi bộ nhàn nhã giống như hướng về đám người kia nhấc chân đi đến. Lông còn chưa mọc đủ oát con đến xem náo nhiệt gì. Lăn một bên đợi đi. Một đám không coi là gì con kiến hôi, ta nhưng từ chưa để vào mắt. Lời này vừa nói ra không gian nhất thời xa vào đến một loại nào đó quỷ dị ngưng kết bên trong. Đông đảo thành chủ phủ cường giả càng là bởi vì quá độ chấn kinh mà lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Không vô đạo có thể nắm giữ vương thực lực, tu vi tất nhiên là không thể khinh thường. Nhưng bọn hắn nơi này chính là có trọn vẹn hơn một ngàn tên tu sĩ. Tu vi thấp nhất đều là đạo cung cảnh. Săn giết một cái bình thường vương đô dư xài. huống chi trước mắt nam tử mặc áo trắng này thực chất bên trong còn chảy xuôi theo ti tiện nô lệ chủng tộc huyết mạch cầm đầu thần vương cảnh cường giả giận quá mà cười. Bị bọn hắn nhiều người như vậy vây khốn nơi đây, thế mà còn dám như thế khẩu xuất của ngôn. Cố lộng huyền hư, chớ có chỉ hoãn, đồng loạt ra tay, giết hắn. Tuy nhiên không vô đạo lúc trước phát biểu thực sự quá phận cùng vọng phách lối. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy phớt lờ. Cũng vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, quyết định ban đầu thì làm lôi đình thủ đoạn, toàn lực đem không vô đạo diệt sát. Oanh! sưng sững tại trời cao phía trên hơn một ngàn tên tu sĩ cùng nhau xuất thủ đạo binh khôi phục át chủ bài thần thông thi triển vô tận minh mông khủng bố uy năng triệt để dung hợp lại cùng nhau hóa thành giả thiên tế nhật hủy diệt đại trận vô số trốn ở huyết nguyệt thành bên trong tu sĩ thậm chí đều bị như thế khí tức kinh khủng kinh động thân xác hoảng sợ vô cùng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lấy huyết nguyệt thành chủ phủ làm trung tâm chung quanh mấy ngàn dặm hư không triệt để lâm vào hỗn loạn một mảnh vô số phức tạp sáng chói chảy xuôi theo hủy diệt khí tức diệt sát đại trận lang không mà thành. Nương theo lấy thân ở trận nhãn thần vương cảnh tu sĩ vận chuyển khí tức, chỉ thấy mỗi tòa diệt sát phía trên đại trận đều hiện lên ra to lớn huyết sắc ma ảnh, hung uy ngập trời. Đây là huyết ma thanh thiên trận. Có nhận ra thanh âm này khủng bố diệt sát đại trận tu sĩ hét lên kinh ngạc. Khủng bố như thế trận pháp chính là bọn hắn huyết nguyệt thành trí cường sát chiêu. Giờ phút này đi qua hơn một ngàn tên tu sĩ đồng thời xuất thủ vận chuyển dâng lên mà ra khủng bố uy năng đủ để khiến thiên địa biến sắc toàn bộ huyết nguyệt thành đều tại ong ong run rẩy xa vào đến một mảnh tận thế dị tượng bên trong diệt theo cầm đầu kết trận người một câu buông xuống mấy tôn từ huyết sắc ma khí ngưng tụ thành to lớn ma ảnh lăng không một trường vỗ xuống thiên địa nhất thời huyết quang ngập trời ma sát khí thế to lớn Loè loẹt không vô đạo xùy cười một tiếng đối lơ lửng tại đỉnh đầu hủy diệt đại trận nhắm mắt làm ngơ càng là không tránh không né ngược lại đưa tay oanh ra một trường. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn đen nhánh ma diễm theo phía sau hắn trong không gian phá toái mà ra không ngừng cháy hừng hực, sôi trào lan lộn. Răng rắc, chỉ là một trường vỗ ra cái kia hơn một ngàn tên tu sĩ ngưng tụ ra huyết sắc ma ảnh, liền như là giấy mảnh giống như yếu ớt không chịu nổi, trong chốc lát sụp đổ tan rã. Như thế nào? Sáng lập huyết ma giận thiên trận đông đảo tu sĩ đồng tử nhất thời co vào như châm. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn dùng hết toàn lực sáng lập ra diệt sát đại trận, đừng nói đem không vô đạo chấn áp, cho nên ngay cả hắn một trưởng đều không có thể gánh vác. Ầm ầm, ngay sau đó lăn lộn vạn trưởng hắc diễm vặn vẹo bốc lên, sau cùng hóa thành một đầu mở ra miệng to như chậu máu sơn hắc ma long, gầm thét bay thẳng không trung. Ầm ầm, nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm nương theo lấy tiếng nổ kinh thiên động địa gần như đồng thời vang lên. Không tốt. Như thế ngập trời lực lượng kinh khủng, để ngộ nhận là không vô đạo nhỏ yếu thành chủ phủ tu sĩ sắc mặt nhất thời cuồng biến không vô đạo lực lượng đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí so với bọn hắn huyết nguyệt phương còn phải mạnh hơn mấy phần. Người này thực lực xa không phải chúng ta ngăn cản. Mau trốn à. Theo một tiếng hô thất kinh đột nhiên vang lên. Lúc đầu còn ôm lấy săn giết không vô đạo tâm tư thành chủ phủ tu sĩ, giờ phút này đã là bị dọa đến vãi cả linh hồn, giống như hoảng sợ loài chó điên cuồng bỏ chạy né tránh. Đâu còn có lúc đầu hăng hái tư thế. Nhưng tất cả đều là vô ích không vô đạo cũng căn bản không định buông tha bọn hắn theo hắn ý niệm hơi động một chút nguyên bản sông thẳng tới chân trời đen nhánh thương long giống như được trao cho sinh mệnh giống như đầu rồng đúng là thay đổi phương hướng hướng về những cái kia kinh hoàng bỏ chạy tu sĩ táp tới không tại tê tâm liệt phế tiếng kêu rên bên trong vô số huyết sắc pháo hoa tại trời cao phía trên nở rộ nở rộ lưa thưa nát huyết nhục lôi cuốn lấy trắng mút xương cặn bã tung bay bay xuống giang vũ hai huynh muội Cùng đông đảo từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy một màn này tu sĩ, sớm đã là tê cả da đầu, hàm răng mỏi nhừ. Những tu sĩ này tuy nhiên cũng không phải là vương, nhưng trong đó có không ít đều là thần vương cảnh tồn tại. Càng là bọn hắn vực ngoại chi địa, vương phía dưới có thể xưng vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay lại là giống như phàm tục bên trong hèn mọn nhất không chịu nổi con kiến hôi, bị tùy ý săn giết nghiền nát. Mà từ đầu đến cuối, không vô đạo cũng chỉ ra một chiêu thậm chí ngay cả cước bộ cũng không di động nửa phần. Nam tử mặc áo trắng này chẳng những là vương, mà lại phóng nhãn vương bên trong cũng tuyệt đối coi là đỉnh phong. Bọn hắn không dám tưởng tượng, càng không dám tiếp nhận, một mực bị bọn hắn coi là ti tiện huyết mạch nô lệ chủng tộc. Vậy mà lại xuất hiện như thế một cái khủng bố tuyệt luân tồn tại. Bất quá, bị ép trang bức không vô đạo thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản đến huyết nguyệt thành mục đích đúng là vì nghe ngóng tin tức, có thể hết lần này tới lần khác ở cửa thành gặp ngu ngốc, nhất định phải đến trêu chọc hắn. Không nghĩ tới đem bọn này ngu ngốc diệt sát sau. Huyết Nguyệt Thành bên trong còn có một đám ngu ngốc. Nguyên bản hắn là muốn trực tiếp tiến vào thành chủ phủ tìm hiểu tin tức. Nhưng những người này cũng không biết là não tử chúng cái gì gió. Chính mình mới vừa tới, liền không tiếc lấy thiêu đốt bản nguyên tinh huyết làm đại giá ngưng tụ đại trận, muốn cùng hắn liều mạng. Mà lại, hắn cũng không phải một cái ưa thích giải thích người hồ chi lại là đối mặt một bầy kiến hôi dám ra tay với hắn vậy liền giết sạch là được đúng lúc này huyết nguyệt thành chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến từng trận quỷ dị ba động có kỳ dị trói mắt tinh hồng chi mang nổi lên dường như một vầng huyết nguyệt tại bên trong vùng không gian kia dâng lên vô số huyết sắc chi hoa đua nở nở rộ một tôn thức tha mỹ lệ bóng hình xinh đẹp tại huyết sắc uông dương bên trong hiện lên dọc theo huyết hà con đường cất bước đi tới nhìn kỹ là một tên cô gái mặc áo đỏ tại bắt mắt màu đỏ so sánh xuống nàng cái kia vốn là da thịt trắng nõn càng bị làm nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế trắng nõn mịn màng dường như vô cùng mịn màng lại phối hợp thêm nữ tử cái kia một tấm tràn ngập mị hình dáng khuôn mặt quả nhiên là một cái đã vạch hồn phách người lại tràn ngập nguy hiểm huyết sắc mỹ nhân huyết nguyệt vương điện hạ mà nhìn đến thân ảnh này nháy mắt đông đảo thành chủ phủ tu sĩ không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng như tuyệt sử phùng sinh giống như kích động hô to bọn hắn hết sức chờ đợi thật lâu huyết nguyệt vương rốt cục theo bế quan bên trong ra đến rồi mà lại tu vi đã có đột phá thậm chí đã đạt tới thánh chủ cảnh hoảng sợ giống như thủy triều tiêu tán không còn một mảnh những tu sĩ này cũng cảm giác mình đột nhiên thì có sống sót hy vọng dù sao bọn hắn huyết nguyệt vương thế nhưng là huyết ương đế tộc đích hệ huyết mạch chấn ép không qua một cái chỉ là nô lệ chủng tộc vương chẳng phải là tay cầm đem bóp nhưng so với đông đảo thành chủ phủ tu sĩ gặp lại hy vọng hưng phấn đứng tại không vô đạo sau lưng giang vũ hai huynh muội thì là như gặp sinh tử cừu nhân giống như hai mắt đỏ bừng một mảnh cũng là cái này đáng chết ra hỏa đem phụ thân của bọn hắn còn có mẫu thân xem như huyết thực hấp thu đem bọn hắn những thứ này cái gọi là nô lệ chủng tộc xem như xúc vật đến nuôi nhốt dẫn đến bọn hắn bị như thế vận mạng bi thảm kẻ cầm đầu cảm giác được sau lưng giang vũ hai huynh muội tâm tình biến hóa không vô đạo khóe miệng ngược lại ẩn ẩn phát họa lên một vệt nụ cười nói thật hắn lần này tại huyết nguyệt thành bên trong xuất thủ thật không tại kế hoạch của hắn bên trong đều là bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng nhất định phải hướng trên lưỡi đao của hắn đụng bây giờ hắn ngược lại là có thể một chút theo cái này mặc danh kỳ diệu sự tình phía trên vãn hồi một số tổn thất cái này cái gọi là huyết nguyệt phương xác suất lớn cũng là giang vũ hai huynh muội cuối cùng cửu nhân tốt nhất nắm nhân tâm thủ đoạn đó chính là cho một roi lại cho một viên kẹo như chính mình đem cái này huyết nguyệt phương làm thịt rồi Giang Vũ hai huynh muội thuần phục tiến trình tất sẽ được tăng lên rất cao. Ngay tại không vô đạo trong lòng suy tư lúc, Huyết Nguyệt Vương đã là dọc theo huyết hà mà đến, rơi vào không vô đạo cách đó không xa. Huyết Nguyệt Vương điện hạ, một tên thần vương cảnh tu sĩ giống như rốt cuộc tìm được chỗ dựa giống như, thần tinh kích động té nhào vào Huyết Nguyệt Vương trước mặt, trắng trợn nôn nước đắng. Cái này không biết từ nơi nào đi ra nô lệ chủng tộc vương, vọng muốn khiêu chiến ngài quyền uy, còn muốn hủy diệt chúng ta Huyết Nguyệt Thành mời huyết nguyệt vương điện hạ xuất thủ tiêu diệt đi không cần cái này thần vương tu sĩ tận lực cường điệu huyết nguyệt vương chú ý lực từ lâu bị không vô đạo hấp dẫn tuy nói tại cảm giác của nàng bên trong không vô đạo chảy xuôi theo một chút á nhân tộc huyết mạch nhưng chỉ từ bề ngoài hình tượng tới nói không vô đạo quả nhiên là hắn thấy qua sở hữu nam tử bên trong tối thậm quả thực tuấn lãng thì giống như trên trời trích tiên nhân lại thêm chi nàng vốn là phá lệ yêu thích nam sắc khi nhìn đến không vô đạo một cái chớp mắt cơ hồ cũng đã đem nàng xem như tương lai mình nam nô đạo hữu có thể bằng vào như thế huyết mạch thành công tu luyện tới tu vi như thế chắc là có đại cơ duyên kể bên người huyết nguyệt vương không có như mọi người trong tưởng tượng như vậy nổi trận lôi đình ngược lại là thanh âm ôn nhu nhìn qua không vô đạo ánh mắt tựa như phá lệ yêu thích nhưng muốn tại ta toàn bộ thiên vực có thành tựu tu vi cường đại có thể còn còn thiếu rất nhiều càng cần hơn có bối cảnh đạo hữu không bằng lưu lại làm bạn tại bản vương bên cạnh làm một đôi thần tiên uyên ương chẳng phải sung sướng. Nói, huyết nguyệt vương thần sắc bên trong càng nổi lên một vệt ngạo nghễ. Bản vương chẳng những là huyết nguyệt thành chi chủ, bản vương tỷ tỷ càng là huyết ương đế tộc đệ nhất truyền thừa người. Không nói có thể thỏa mãn ngươi hết thảy, nhưng ngươi chỉ cần nguyện ý đi theo bản vương, bản vương chắc chắn đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi muốn hết thảy, như thế nào? Nghe được lời nói này vô số huyết nguyệt thành tu sĩ đều triệt để mộng. Cái gì? Bọn hắn huyết nguyệt vương đại nhân chẳng những không so đo nam tử mặc áo trắng này sai lầm, thậm chí còn muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Thế giới này đến tột cùng thế nào? Vì cái gì nội dung chuyện có thể như vậy phát triển? Nhưng từ trong hoảng hốt sau khi lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ càng là hâm mộ đến răng hàm đều muốn cắn nát. Tuy nói bọn hắn huyết nguyệt phương bởi vì quá mức yêu thích nam sắc mà diễm danh lan xa, danh tiếng có chút không tốt lắm. Nhưng không thể không để mà nói là đối phương dáng người cùng dung mạo cũng có thể coi là toàn bộ vực ngoại chi địa hạng nhất những cái kia có thể may mắn trở thành hắn nam nô tu sĩ đều đều nói huyết nguyệt vương công phu tốt nếu có thể cùng đến một hồi trước quả nhiên là thể nghiệm chân chính dục tiên dục tử không ủng công tới đây thế gian một lần lại thêm chi huyết nguyệt vương thân phận tất cả mọi người biết thân phận của nàng cũng không phải phổ thông chủng tộc mà chính là huyết ương đế tộc nhị tiểu thư nhất là nàng cái kia đại tỷ đối nàng càng là phá lệ chiếu cố nếu là có thể may mắn trở thành huyết nguyệt vương đạo lữ cái kia thật cũng là cưới bạch phú mỹ từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vô số tu sĩ trong lòng hâm mộ đồng thời, cũng cơ hồ đều cảm thấy việc này đã hết thảy đều kết thúc. Thành công đột phá tu vi huyết nguyệt vương chẳng những không so đo ra hỏa này sai lầm, thậm chí chủ động duỗi ra cành ô lưu, chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn lại là xuất hiện. Không vô đạo cũng không có như trong mọi người tưởng tượng như vậy hưng phấn, thân sắc thủy chung nếu như giếng cổ lạnh nhạt không gợn sóng thậm chí cho người ta một loại cực độ băng lãnh cảm giác. Mọi người cảm giác cũng không phải là ảo giác. Nhất là đứng tại không vô đạo sau lưng Giang Vũ hai hai huynh muội. Bọn hắn đặc biệt rõ ràng cảm giác được hư không tại hơi hơi vặn vẹo, một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố đang từ không vô đạo thể nội lan tràn ra. Huyết Nguyệt Vương muốn hết, hơn nữa còn sẽ chết rất thê thảm. Đây cơ hồ là bọn hắn theo bản năng ý nghĩ. Huyết Nguyệt Vương hiển nhiên cũng cảm thấy tình huống không thích hợp, đại mi cau lại nàng đều đã mở ra như thế phong phú điều kiện trước mặt gia hỏa này lại còn muốn như thế không biết tốt xấu đạo hữu ngươi nhưng muốn có thể còn chưa chờ huyết nguyệt vương đem lời nói xong oanh một cỗ khó nói lên lời cuồn cuộn thiên uy đột nhiên theo không vô đạo thể nội bộc phát ra một sát na này cả phiến thiên địa đều tại đây khác biến đến có chút tối tăm lúc trước những cái kia còn vô cùng hâm mộ không vô đạo tu sĩ giờ phút này đã bị cỗ lực lượng này áp chế đến quỳ dạp trên đất tê cả ra đầu đại não một mảnh trống không. Làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này áo trắng nam tử lúc trước bạo phát thực lực còn không phải hắn toàn bộ? Bọn hắn tự cho là đúng đánh giá cao, kỳ thực còn là xa xa đánh giá thấp không vô đạo. Huyết Nguyệt Phương sắc mặt cũng tại lúc này triệt để trắng bệch như tờ giấy. Dù là nàng đang bế quan về sau đã thành công đột phá đến thánh chủ cảnh, nhưng giờ phút này tại đối mặt không vô đạo cỗ uy áp này, toàn thân tế bào nhưng cũng tại điên cuồng phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu. Thực lực của người này, chỉ sợ xa phía trên nàng. Chỉ là gà rừng. Không vô đạo chậm rãi ngẩng đầu. Cái kia thâm thúy đen nhánh con ngươi bên trong, hiếm thấy có căm giận ngút trời đang nổi lên cấu tạo. Tự phá diệt thời đại đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế làm nhục tính cực mạnh lời nói. Huyết Nguyệt Vương chẳng những muốn chết. Phía sau hắn huyết ương đế tộc, hắn cũng nhất định muốn đem san bằng. Oanh! Ngủ say tại không vô đạo khí tức trong người tại lúc này giống như vạn cổ hỏa sơn giống như phun trào khó nói lên lời thiên ma khí tức điên cuồng khuếch tán lan tràn lấy huyết nguyệt thành làm trung tâm bốn phía mấy chục vạn dặm hư không ngưng kết pháp tắc nghịch loạn phanh tại khủng bố như thế lực lượng áp chế xuống huyết nguyệt phương trực tiếp bị ép tới quỳ dạp trên đất toàn thân huyết mạch đều dường như bị một cỗ khí tức kinh khủng giam cầm lại khó vận dụng mảy may lực lượng thậm chí ngay cả tỷ tỷ nàng lưu cho nàng bản mệnh bảo khí tại lúc này đều hoàn toàn không có tác dụng càng không cách nào bị nàng theo ý thức không gian bên trong triệu hoán mà ra liên nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch tại lúc này đều tại run nhẹ nhẹ đều tại bởi vì không vô đạo lực lượng mà hoảng sợ cái này sao có thể nàng đường đường huyết ương đế tộc đích hệ huyết mạch vì sao tại huyết mạch bên trên sẽ bị nô lệ chủng tộc áp chế đây cơ hồ tại nàng thật vất vả dùng hết toàn lực chống đỡ đứng người dậy một cái chớp mắt oanh một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống trực tiếp dẫm lên đầu của nàng ấn vào lòng đất ầm ầm cái này một chân lực lượng cực lớn đại địa ầm vang phá toái huyết nguyệt vương cả người khó có thể phản kháng bị trực tiếp đã dẫm vào đổ sụp phá toái bên trong lòng đất không vô đạo dẫm lên huyết nguyệt vương đầu cao cao tại thượng quan sát dưới chân huyết nguyệt vương thanh âm lạnh đến như là vạn cổ hàn uyên đâm hồn phách người tạp chủng ngươi muốn chết như thế nào thân là huyết nguyệt thành vương càng là huyết ương đế tộc nhị tiểu thư huyết nguyệt vương chưa từng từng chịu đựng như thế khuất nhục nàng bắt đầu nếm thử điều động lên toàn thân lực lượng tiến hành phản kháng nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào dãy ruộng lại đều không làm nên chuyện gì không vô đạo chân thì giống như một tòa chân chính vạn cổ thần sơn một mực đặt ở trên đầu nàng đừng nói thoát khốn dù cho nàng dùng hết tất cả vốn liếng thậm chí ngay cả đầu đều khó mà nâng lên nửa phần các ngươi bọn này ngu ngốc còn đang làm cái gì còn chưa tới cứu bản vương cho đến huyết nguyệt vương khuất nhục mà lại thanh âm tức giận đột nhiên tại nhiều nhiều thành chủ phủ tu sĩ trong đầu vang lên ở vào trong hoàng hốt mọi người mới theo trong hoàng hốt lấy lại tinh thần. Nhưng càng nhiều người đều là hoảng sợ. Hoảng sợ không vô đạo viễn siêu bọn hắn nhận biết thực lực. Bị bọn hắn coi là cứu tinh vương, thậm chí ngay cả không vô đạo một chiêu đều không gánh vác, tư thái chật vật như thế bị chấn áp trên mặt đất. Bọn hắn những thứ này tạp ngư đi lên lại nhiều, chỉ sợ cũng chỉ là đơn thuần đi đưa đồ ăn. Huyết Nguyệt Vương điện hạ. Nhưng cũng có bộ phận thành chủ phủ tu sĩ vận chuyển tu vi, theo bốn phương tám hướng hướng về không vô đạo đánh tới. Không vô đạo hồn nhiên không thèm để ý, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không di động mảy may, chỉ là hướng về những cái kia theo bốn phương tám hướng đánh tới tu sĩ nhàn nhạt, nhạt ném đi một lạnh lùng ánh mắt. Một sát na này cả phiến thiên địa đều bị phủ lên thành một mảnh đen trắng màu. Thiên địa bên trong pháp tắc nhận lấy một loại nào đó lực lượng kinh khủng thao túng, bắt đầu co lại nhanh chóng tụ lại. Phốc phốc, mấy đạo huyết hoa tại trời cao phía trên nở rộ nở rộ, rất nhiều vận dụng toàn lực hướng về không vô đạo đánh tới tu sĩ thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không đụng phải, liền tại trên nửa đường bị nghiền nát thành huyết vụ đầy trời. Tận mắt nhìn thấy đây hết thảy huyết nguyệt thành tu sĩ bị dọa đến vãi cả linh hồn, như thế giết người tại lực lượng vô hình sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tất cả mọi người hiện tại cũng có thể xác định, cái này đột nhiên xuất hiện áo trắng nam tử, so với bọn hắn huyết nguyệt thành vương còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Không để ý đến chung quanh vô số hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt, không vô đạo vận chuyển lực lượng, đem dưới chân huyết nguyệt vương một chân đạp bay phốc hắn cái này một chân không có chút nào thương hương tiếc ngọc lực lượng to lớn liền đã tiến nhập thánh chủ cảnh huyết nguyệt vương đều gánh không được lồng ngực hướng vào phía trong lõm mấy chiếc xương sườn toàn bộ đứt gãy giống như thủy triều đánh tới kịch liệt đau đớn để cho nàng bái nằm sấp ngã trên mặt đất không ngừng phun ra mang theo cơ quan nội tạng khối vụn máu tươi không vô đạo cũng không cho nàng thở dốc chỗ trống ý niệm hơi động một chút vô hình uy áp lại hóa thành một tấm bàn tay lớn trực tiếp bóp lấy huyết nguyệt vương cổ đem đầy người máu tươi huyết nguyệt vương từ dưới đất cầm lên tới một bên mắt thấy một màn này răng vũ cổ hơi hơi rụt rụt tình cảnh này để hắn rất quen thuộc lúc trước không vô đạo không có làm sao động dùng sức mạnh cái kia cỗ mãnh liệt ngà thở cảm giác liền để hắn gần như hôn mê bây giờ huyết nguyệt vương bị trọng thương chính mình đại nhân lại là ở vào phẫn nộ bên trong xuất thủ cái kia bị ngà thở cảm giác cùng đau đớn chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người tê cả ra đầu bị sách tại giữa không trung huyết nguyệt vương điên cuồng dãy giụa Giờ phút này nàng hoàn toàn không có lúc đầu muốn đem không vô đạo xem như nam nô khinh miệt. Da thịt tuyết trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, tóc tai bù xù, bộ dáng dữ tợn. Trong con mắt tràn đầy trước khi chết tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhưng cái này cũng không thể trách nàng khinh địch. Dù sao nàng thế nhưng là huyết ương đế tộc đích hệ huyết mạch, thân phận cao quý vô cùng. Người nào lại sẽ nghĩ tới, như nàng như vậy cao cao tại thượng nhân vật, cũng có ngày sẽ thua ở nàng xem thường nhất nô lệ chủng tộc trong tay. Ngươi, ngươi không có thể giết ta. Ta tỷ tỷ thế nhưng là huyết hy. Trong cơ thể ta có ta tỷ tỷ lưu lại thần hồn cấm chế. Ngươi muốn là giết ta, ta tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Nguyệt Vương thật sợ hãi. Thậm chí chuyển ra bối cảnh của chính mình đối không vô đạo tiến hành uy hiếp. Chỉ cần là sinh hoạt tại vực ngoại chi địa sinh linh, chắc hẳn liền sẽ không không ai không biết tỷ tỷ nàng. Huyết Hy, huyết ương đế tộc đại tiểu thư, huyết ương đế tộc bây giờ đệ nhất truyền nhân càng là toàn bộ vực ngoại chi địa sừng sững tại kim tự tháp đỉnh phong một nhóm kia tuyệt đại nhân vật nàng tin tưởng cho dù không vô đạo đối thực lực của mình lại có tự tin cũng nhất định sẽ kiên kỵ tỉ tỉ của nàng nhưng làm nàng đối lên không vô đạo cái kia thâm thúy đe nhánh con ngươi trong nháy mắt nàng còn sót lại chờ mong cùng hy vọng bị triệt để xoắn nát thành đầy trời cho tàn nàng không có như trong dự tưởng như vậy theo không vô đạo trong mắt nhìn đến kiên kỵ cùng hoảng sợ ngược lại có một loại hoàn toàn không có đem việc này để trong lòng khinh thường Thật sao? Không vô đạo khóe miệng phát họa lên một vệt trêu tức nụ cười. Yên tâm, tỷ tỷ ngươi chỉ cần dám đến, ta sẽ đưa nàng đi xuống cùng ngươi đoàn tụ. Cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Một đám màu thanh u hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn phía trên cháy hừng hực mà lên. Theo không vô đạo cong ngón búng ra. Màu thanh u hỏa diễm trong nháy mắt liền rơi xuống huyết nguyệt vương trên thân. Oanh! Thoáng chốc, hỏa diễm giống như gặp phải dầu nóng giống như cấp tốc bốc lên thiếu đốt thoáng qua liền đem huyết nguyệt vương cả người đều triệt để nhen nhóm u minh thần hỏa đây là không vô đạo luyện hóa cửu lê thần hỏa về sau tự mình thay ngánh cải tiến đi ra đặc thù hỏa diễm trong đó dung hợp hắn thiên ma khí tức đen nguyên bản thuần dương chi hỏa chuyển biến thành thuần âm chi hỏa như thế hỏa diễm không hề giống truyền thống ý nghĩa như vậy theo trên người đem người đốt đốt thành cho bụi mà chính là đem sinh linh điểm linh hồn đốt đem hắn linh hồn triệt để thiêu đốt hầu như không còn về sau lại từng bước đốt tận thân thể linh hồn tầng thứ phía trên thống khổ xa không phải thịt thống khổ trên người có thể so sánh. Nhất là rõ ràng cảm thụ được linh hồn của mình bị từ từ nhen nhóm đốt tận. Bực này thống khổ cùng tra tấn có thể so với địa ngục cực hình. Tại trong lúc này, huyết nguyệt vương thống khổ tiếng ai minh bên tai không dứt Ta sai rồi. Ta thật sai. Huyết nguyệt vương đạo tâm triệt để sụp đổ, dùng cẩn thận lực lượng phát ra hèn mọn nhất cầu xin tha thứ. Nhưng không vô đạo thủy chung là mặt không thay đổi nhìn lấy đây hết thảy, cười nhẹ lắc đầu. Không, ngươi chỉ là biết chính ngươi phải chết. Cái này cũng không nên trách hắn tàn nhẫn. Muốn trách thì trách cái này huyết nguyệt vương muốn chết, nhất định phải chính mình hướng hắn trên vết đao đụng. Ông, mà đúng lúc này, toàn thân bị u minh thần hỏa bao trùm huyết nguyệt vương chỗ mi tâm bỗng nhiên huy quang đại lượng. Vô số phức tạp minh văn cấu tạo diễn hóa, cuối cùng hóa thành một bóng hình hư huyễn huyết sắc xinh đẹp. Cái đó là, có thể dù là này huyết sắc bóng hình xinh đẹp còn chưa triệt để hình thành, tại chỗ đông đảo tu sĩ cũng đã nhận ra thân phận hư ảnh này. Huyết ương đế tộc đệ nhất truyền nhân, huyết nguyệt vương tỷ tỷ, huyết hy. Nhất định là huyết nguyệt vương giờ phút này ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Huyết hy lưu tại trong cơ thể nàng thần hồn cấm chế phát động, đồng thời ngưng tụ ra chính mình một nói ý chí hàng lâm. Nguyệt nhi, huyết hy phát ra một âm thanh bi thiết. Ngưng tụ ra hư huyễn thân ảnh lúc này bạo phát uy năng, muốn đem bao trùm tại huyết nguyệt vương trên thân u minh thần hỏa xua tan có thể vượt qua nàng tưởng tượng một màn xuất hiện. Lực lượng của mình không những đối với U Minh Thần Hỏa không có chút nào tác dụng. Thậm chí ngay cả chính nàng xuất hiện cái này đạo Pháp thì hư ảnh đều bị tác động đến, nửa bên thân thể đã bị U Minh Thần Hỏa nhe nhóm, bắt đầu cháy hừng hực lên. Đừng uổng phí công phu, chuẩn bị cho ngươi muội muội nhặt xác đi. Nếu như ngươi muốn báo thù, tốt nhất cũng sớm chuẩn bị cho mình một bộ quan tài. Đột nhiên vang lên nam tử trẻ tuổi thanh âm đột nhiên đem huyết hy thù suy nghĩ lại. Dù là buông xuống ở chỗ này chỉ là đối phương một hư ảnh. Không vô đạo cũng có thể thông qua nàng cái kia hư huyễn con ngươi, cảm giác được trong đó sát ý ngập trời cùng phẫn nộ. Là ngươi, ngươi cũng dám đối muội muội ta hạ sát thủ. Tức giận đồng thời, huyết hy trong lòng cũng mười phần kinh nghi. Trước mặt nam tử mặc áo trắng này thể nội chảy xuôi có vẻ như chỉ là nô lệ chủng tộc huyết mạch. Vì cái gì? Vì cái gì nô lệ chủng tộc sẽ xuất hiện một cái cường đại như thế vương? có thể nhìn đến không vô đạo chẳng những không có chút nào động tác. Ngược lại hướng về hắn quăng tới một ánh mắt nhìn thằng ngốc đồng dạng. Huyết hy nhất thời giận tím mặt. Đáng chết nô tộc, ta lệnh cho ngươi, lập tức dập tắt muội muội ta trên người ngọn lửa. Nếu không, ta đem lấy huyết ương đế tộc trưởng công chúa danh tiếng phát hệ. Ngươi, còn có ngươi sau lưng toàn bộ chủng tộc đều chắc chắn lọt vào ta huyết ương đế tộc thanh tẩy, vĩnh thế không được. Có thể còn không đợi huyết hy đem hung ác lời nói xong. Ngu ngốc, cũng là bị không vô đạo tiếng cười lạnh trực tiếp đánh gãy ngay sau đó bám vào huyết nguyệt phương trên thân u minh thần hỏa thiêu đốt càng mãnh liệt như lúc trước u minh thần hỏa chỉ là tại từng khúc thiêu đốt huyết nguyệt vương linh hồn cái kia giờ phút này u minh thần hỏa thì là đem huyết nguyệt vương cả cái linh hồn đều triệt để nhen nhóm càng đau khổ kịch liệt để huyết nguyệt phương không ức chế được phát ra càng thêm thảm liệt diên dị đã không ai có thể cứu nàng bị nàng coi là cuối cùng át chủ bài huyết hy tôn này buông xuống pháp tắc hư ảnh trong cùng một lúc bị u minh thần hỏa nhen nhóm trực tiếp đốt tận thành hư vô tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa tiếp tục bao lâu làm u minh thần hỏa triệt để lắng lại sau chỉ thấy một khu vực lớn cháy đen một mảnh huyết nguyệt vương sớm đã là bị đốt cháy thành hư vô thậm chí ngay cả nửa điểm cặn bã cũng không lưu lại huyết nguyệt vương điện hạ chết rồi còn lại thành chủ phủ tu sĩ ngã nhào trên đất đại não một mảnh trống không trong ánh mắt đều là mờ mịt luống cuống bọn hắn huyết nguyệt phương điện hạ thế nhưng là bất hủ đế tộc đích hệ huyết mạch mà lại còn tại trước đó không lâu mới vừa vặn thông qua bế quan thành công đột phá đến thánh chủ nhưng chính là cường đại như vậy một cái tồn tại theo vừa vừa xuất quan đến vẫn lạc cũng mới bất quá giải rác mấy hơi thời gian lại từ đầu tới đuôi cơ hồ liền một chiêu đều không có thể đánh ra thì toàn phương diện bị không vô đạo áp chế đến chết mà đứng tại không vô đạo cách đó không xa giang vũ hai huynh muội khiếp sợ trong lòng đồng dạng không thua gì đông đảo huyết nguyệt thành tu sĩ trong mắt bọn hắn, huyết nguyệt vương cũng là bọn hắn bây giờ khó khăn căn bản cội nguồn. Nếu không phải huyết nguyệt vương đem bọn hắn toàn bộ á nhân tộc xem như súc vật nuôi nhốt, đồng thời đem phụ thân của bọn hắn xem như huyết thực hấp thù. Mẹ của bọn hắn, còn có bọn hắn, cũng sẽ không có bi thảm như vậy tao ngộ. Nhưng hôm nay, hết thảy kẻ cầm đầu lại là đơn giản như vậy sảng khoái chết tại trước mặt của bọn hắn. Cái này đột nhiên cho bọn hắn loại một chân đạp hụt ảo giác dù sao bọn hắn ngày hôm qua nguyện vọng cũng là không ngừng tu luyện cường đại tương lai cũng có ngày tự tay mình giết cái này kẻ cầm đầu vì song thân của mình báo thù như lại tại hôm nay bọn hắn suốt đời nguyện vọng liền trực tiếp bị không vô đạo hoàn thành đây hết thảy thậm chí đều có chút hư huyễn không quá chân thực làm sao bản tôn bây giờ giúp các ngươi báo song thù về sau thì mất đi mục tiêu cuộc sống rồi không vô đạo giống như là nhìn ra hai huynh muội suy nghĩ trong lòng các ngươi suốt đời mục tiêu nhưng từ không phải là vì báo thủ, là vì có thể biến đến mạnh hơn, mang đến cho ta càng nhiều lợi ích. Đây cũng là các ngươi duy nhất sống tiếp giá trị." Không Vô Đạo đột nhiên vang lên thanh âm đem hai huynh muội suy nghĩ viễn vong suy nghĩ đột nhiên nắm về. Tuy nhiên Không Vô Đạo cái này một lời nói có chút không nể mặt mũi, nhưng đúng là để hai huynh muội nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Thậm chí có một cái làm suốt đời nỗ lực mục tiêu. Bọn hắn không sợ Không Vô Đạo đưa ra yêu cầu. Liên sợ đối phương đối với mình không có dục vọng sở cầu. Dù sao loại này tình cảnh là nguy hiểm nhất, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương giết chết. Muốn một mực đi theo không vô đạo nhân vật như vậy, vậy thì nhất định phải đến nghĩ hết biện pháp không ngừng phát huy giá trị của mình. Táng nói đại nhân yên tâm. Hai huynh muội đồng thời hướng về Không Vô Đạo chắp tay thở dài, ngữ khí tràn đầy kiên định, ta hai huynh muội chắc chắn toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày cường đại, vì Táng đạo đại nhân đi theo làm tùy tùng mặc kệ không vô đạo như thế nào nhìn đợi bọn hắn. Đem bọn hắn xem như mưu đồ lợi ích công cụ người cũng tốt. Tạm thời quân cờ cũng được. Là không vô đạo đem hai anh em gái bọn họ mang ra thâm uyên. Cũng là hắn xuất thủ vì bọn hắn diệt giết sinh tử cừu nhân. Bọn hắn cam tâm, cũng nguyện ý vì không vô đạo dâng lên hết thảy. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử Giang Vũ bị thuần phục trình độ đề cao, khấu trừ 5.000 điểm thiên mệnh điểm, còn thừa 10.000 điểm thiên mệnh điểm. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ Giang Ngọc Nhi bị thuần phục trình độ đề cao, thiên mệnh điểm khấu trừ 5.000 điểm, còn thừa 9.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp 3 bạo kích, tổng cộng thu hoạch được 30.000 điểm thiên mệnh điểm. Kiểm chắc đến Giang Vũ cùng Giang Ngọc Nhi đối chủ nhân độ trung thành đã đủ, đã bị triệt để thành công thuần phục, còn thừa thiên mệnh điểm đều là cùng bản thân cơ duyên có quan hệ. Nghe được lời nói này không vô đạo hơi nhíu mày. Nói như vậy, cái này hai huynh muội trên thân còn có nghịch thiên cơ duyên vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là lại có niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó khoảng cách nơi đây không bên ngoài mấy dặm một phương thế giới thần bí bên trong. Nơi này không gian bày biện ra hơi hơi màu đỏ. Thì liền trên trời cao đều quanh quẩn lấy hết lần này tới lần khác lâu dài không rời xương máu. Quanh quẩn ở chỗ này khu vực nồng đậm pháp tắc khí tức, thậm chí viễn siêu vực ngoại chi địa khu vực khác. Nơi này chính là bất hủ đế tộc, huyết ương đế tộc cương vực. Ánh mắt lướt qua vô số đứng vững đỉnh đài lâu các. Một tòa thần điện màu đỏ ngòm bên trong. Phốc. Một tên dung mạo đẹp đẽ huyết y nữ tử đột nhiên há miệng phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt biến đến uể oải lên. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý tới thân thể đau đớn. Cả người bởi vì quá phận cừu hận cùng sát ý hai con mắt đỏ bừng một mảnh. Đáng chết con kiến hôi, ngươi dám. Ầm ầm, cả tòa đại điện đều tại nàng khí tức kinh khủng phía dưới ong ong tiếng rung. Cái kia đáng chết nô lệ chủng tộc cũng dám như thế tàn sát muội muội của nàng. Nàng muốn báo thù nàng muốn để cái này đáng chết con kiến hôi vĩnh thế không được siêu sinh có thể làm tiếp xuống hành động nhất định phải thông qua chính mình kia hư ảnh lưu lại khí tức triệt để khóa chặt không vô đạo ngược dòng tìm hiểu hắn căn nguyên nàng ngược lại muốn nhìn xem nô lệ này chủng tộc vương đến tột cùng là thần thánh phương nào cũng dám ở trước mặt nàng giết muội muội của nàng theo huyết hy điều động lực lượng chìm nổi ở trong không gian huyết khí hướng về cùng một chỗ vị trí hội tụ tụ tập lẫn nhau hòa lẫn hóa thành một cái huyền ảo phức tạp đại trận. Đồng thời, nương theo lấy pháp trận trong truyền ra trận trận gợn sóng không gian. Huyết hy thông qua cái kia vô tận huyết sắc, mơ hồ trong đó thấy được một thân ảnh hư huyễn. Ngay tại nàng muốn nhìn chăm chú thấy rõ cái này hư huyễn thân ảnh chân thực bộ dáng lúc. Hành tẩu tại đại đạo chi lộ phía trên hư huyễn thân ảnh chợt có cảm giác, thân ảnh dừng lại, hơi hơi chết mắt. Lộ ra một đạo tựa như nhìn xuống chư thiên vạn cổ thâm thúy thần nhãn. Giờ khắc này, một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, nhất thời theo cái này thân ảnh hư huyễn thể nội khuếch tán lan tràn ra. Dù là ánh mắt này ngăn cách vạn cổ thời không, huyết hy thể nội đều dâng lên một loại khó có thể chống cự cảm giác vô lực, linh hồn đều bị triệt để đóng băng. Nàng thì giống như phàm tục bên trong con kiến hôi, đối mặt trí cao vô thượng nhất cổ thần. Không cách nào phản kháng, càng không dám phản kháng. Cút! Đạo này phiếu miểu thần âm dường như tự cửu thiên buông xuống, xuyên qua vô tận thời không cùng hư không, trực kích huyết hy thần hồn khó nói lên lời phản phệ chi lực nhất thời tại nàng toàn thân bên trong quanh quần da thậm chí xoắn nát trong cơ thể nàng vài gốc kinh mạch cực hạn thống khổ để huyết hy không ức chế được phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên công chúa điện hạ chờ đợi bên ngoài thị vệ nghe được dị hưởng hậu trước vội vàng hoảng xông tới có thể đập vào mi mắt chàng cảnh lại là để bọn hắn triệt để hoảng hốt thất thần tại nguyên chỗ bọn hắn huyết ương đế tộc trưởng công chúa thiên vực tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ nhân vật giờ phút này giống như là thụ trọng thương giống như cả người đều triệt để ngã xuống vũng máu bên trong, toàn thân da thịt thậm chí sinh ra vô số tinh mịn vết rách. Cuồng cuộn đỏ thẫm nóng hổi máu tươi không ngừng theo bên trong chảy ra. Có thích khách, nhanh chóng đem công chúa phủ chung quanh sở hữu khu vực phong tỏa. Lấy lại tinh thần thống lĩnh hoảng sợ hạ lệnh, để chung quanh vô số thị vệ đem nơi đây khu vực triệt để phong tỏa. Có thể để máu của bọn hắn hy công chúa bị trọng thương như thế, nhất định có thích khách chui vào bọn hắn huyết ương đế tộc hành hùng Rất nhanh, một tin tức như gió bão bao phủ huyết ương đế tộc cùng chung quanh vô số khu vực nhất thời gây nên từng trận sóng to gió lớn tin tức ngầm huyết ương đế tộc trưởng công chúa huyết hy tại công chúa phủ bên trong lọt vào tặc nhân hành hung giờ phút này đã lâm vào sắp chết trạng thái bên trong cái gì tiến về huyết ương đế tộc công chúa phủ hành hung huyết ương đế tộc thế nhưng là ta thiên vực bất hủ đế tộc trong tộc càng có đại đế cường giả tọa chấn có thể tại đại đế dưới mí mắt hành hung hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra tối thiểu nhất cũng là đại đế à. Việc này quá mức hoang đường, đại đế đều đều là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất nhân vật, làm thế nào có thể chui vào huyết ương đế tộc, đối một tên tiểu bối ra tay. Có thể theo càng ngày càng nhiều tin tức bị truyền ra. Trận này chấn kinh vực ngoại chi địa phong bạo lại là càng sôi trào. Việc này ngọn nguồn có vẻ như cũng không phải là có cường giả chui vào huyết ương đế tộc bên trong hành hung, mà chính là huyết hy công chúa bởi vì thôi diễn nào đó tôn không biết tồn tại, bị khủng bố nhân quả phản phệ. Tin tức này chẳng những kinh động vực ngoại vô số sinh linh, thậm chí ngay cả rất lâu chưa từng hiện thế lão quái vật đều bị kinh động. Huyết Hy thân là huyết ương đế tộc đệ nhất truyền nhân, trên thân tuyệt đối có không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Thậm chí có huyết ương đế tộc cường đại lão tổ tạo nên thần hồn cấm chế. Có thể cũng bởi vì vẻn vẹn thôi diễn tôn này không biết tồn tại. Nàng tất cả thủ đoạn bảo mệnh cùng lão tổ tạo nên thần hồn cấm chế phòng ngự thì triệt để đã mất đi tác dụng cái này chỉ có thể nói rõ tôn này không biết tồn ở trên người tồn tại thiên đại nhân quả cho nên chỉ vẻn vẹn thôi diễn một phen thì sẽ gặp phải khủng bố như thế vô cùng lớn phản phệ nhưng huyết ương đế tộc thả tại bọn họ vực ngoại chi địa bất hủ đế tộc bên trong thực lực nội tình cũng tuyệt đối được xưng tụng là dựa vào trước đến tột cùng là nhân vật gì liền huyết ương đế tộc đều nhận không tiếp nổi hắn mảy may nhân quả cùng lúc đó huyết ương đế tộc huyết đế cung bên trong bị khủng bố phản phệ huyết hy triệt để lâm vào sắp chết trạng thái giờ phút này tại huyết ương đế tộc rất nhiều lão tổ thần thông bang trợ dưới đang nằm tại một miệng trong quan tài máu hấp thu liên tục không ngừng tinh huyết chi lực lấy khôi phục sinh cơ tụ tập ở chung quanh đông đảo huyết ương đế tộc lão tổ thần sắc khó coi cho dù bọn hắn đã động sử dụng thủ đoạn vì huyết hy miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng nhưng muốn để này lần nữa thức tỉnh cũng khó như lên trời mà lại bị nghiêm trọng như vậy phản phệ huyết hy tương lai đại đạo chi lộ cũng đem bị cực hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đáng chết có huyết ương đế tộc tinh khí nóng nảy lão tổ giận dữ hết. Đến tổ cùng là phương nào tạc nhân, dám đối với ta đế tộc truyền nhân hạ như thế ngoan thủ. Như bị lão phu tìm được, lão phu dù là liều lên đầu này mạng già, cũng nhất định phải đem nghiền xương thành cho. Trung quanh rất nhiều lão tổ sắc mặt khó coi vẫn chưa đáp lại. Báo thủ. Làm sao báo thủ? Không nói trước trên thân tồn tại như thế thiên đại nhân quả tồn tại, hắn thực lực cực đại xác xuất khủng bố đến viễn siêu bọn hắn tưởng tượng mà lại bọn hắn cũng không thể nào tìm kiếm cái này không biết tồn tại tung tích. Ngoại trừ lâm vào sắp chết trạng thái huyết hy, bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chư vị lão tổ, hàn dạ đế tử đến. Đúng lúc này, một tên thị vệ cuống cuồng bận bịu hoảng tiến vào đại điện, hướng về tại chỗ đông đảo lão tổ chắp tay bẩm báo. Hàn dạ đến rồi. Nghe vậy, tại chỗ đông đảo huyết ương đế tộc lão tổ hơi sững sờ, sau đó tất cả đều ánh mắt tỏa sáng. Lý hàn dạ, vĩnh dạ đế tộc đế tử, cũng là vĩnh dạ đế tộc đệ nhất truyền nhân, càng là huyết hy vị hôn phù. Hắn chẳng những thực lực cường đại, thân phận cao quý, càng là bây giờ bọn hắn thiên vực tân sinh tu hành trường phái, khế ước trường phái dẫn dắt một trong những nhân vật. Khế ước trường phái tên như ý nghĩa, cũng là lấy hiến tế tự thân bộ phận lực lượng làm làm đại giá. Lấy này đến cùng chư thiên vạn vực các loại cổ lão sinh linh thành lập cộng minh, đồng thời thành lập khế ước cho mình sử dụng. Như Lý Hàn Dạ tuổi còn trẻ, đối với khế ước đại đạo lý giải lại cực kỳ thâm hậu thậm chí viễn siêu bọn hắn đối với truyền thống khế ước thuật lý giải. Lại thêm gốc rễ thân thiên phú lại cực kỳ chắc tuyệt. Phối hợp thêm viễn siêu nhận biết khế ước thuật gia trì. Vực ngoại chi địa vô số người đều cho rằng, Lý Hàn Dạ tất sẽ thành tương lai lĩnh quân nhân vật, khế ước đại đạo bên trong vô thượng cự bá. Hy nhi nàng thế nào? Rất nhanh, tại thị vệ chỉ huy dưới, một tên khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thẳng tắp cao to, thân mặc áo đen huyền bào thanh niên nam tử bị dẫn vào. Người này chính là Vĩnh Dạ đế tộc đế tử Lý Hàn Dạ. Ai? Bị khủng bố phản phệ, sinh mệnh khí tức mặc dù ổn định lại, nhưng chẳng biết lúc nào có thể thức tỉnh. Cầm đầu huyết ương đế tộc lão tổ thở dài, ra hiệu Lý Hàn Dạ có thể chính mình đi xem. Lý Hàn Dạ sắc mặt hung ác nham hiểm, bờ môi đều nhấp thành một đầu tuyến. Nhất là nhìn đến cái kia nằm tại huyết quan bên trong, dù là đã lâm vào mê man, cũng vẫn như cũ bởi vì thân thể đau đớn mà biểu lộ ra khó coi thần sắc ngày xưa gia nhân lúc lý hàn dạ trong mắt phẫn nộ cùng sát ý càng là ức chế không nổi hắn kỳ thật cũng là một cái xuyên việt giả lúc ấy xuyên việt đến cái này thế giới trùng hợp trở thành vĩnh dạ đế tộc đế tử càng thức tỉnh hơn một cái đặc thù hệ thống chư thiên khế ước hệ thống này hệ thống có thể cho hắn lấy tiêu hao bộ phận sinh mệnh bản nguyên vì thay tùy cơ khế ước chư thiên vạn vực cổ lão chủng tộc thậm chí hắn còn có cơ hội khế ước đến cái kia chư thiên cổ xưa nhất chủng tộc tiên thiên sinh linh hắn còn nhớ đến chính mình vừa tới cái này thế giới lúc. Căn bản cũng không có bao nhiêu người là đi khế ước đại đạo. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, cái gọi là khế ước đại đạo cũng là mượn dùng ngoại vật, loài loài. Bởi vậy hắn cũng không ít bị người khác chế giễu Cảm thấy hắn đem hết thảy nghĩ quá mức đơn giản, thậm chí quá mức nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chính mình cái này vị hôn thê, lại cảm thấy mới lạ, cũng thời khắc cho hắn cổ vũ. Kiên định tin tưởng hắn có thể đem khế ước trường phái phát dương quang đại, sau cùng thậm chí chứng đạo thành đế đối đãi ngươi thành tựu đại đế về sau nói không chừng ngươi có thể khế ước mấy cái đế cảnh cường đại sinh linh đến lúc đó ngươi một người liền có thể trực tiếp chống lại mấy cái đại đế đầu tại chính mình vị hôn thê cùng loại với như vậy thoại thuật cổ vũ xuống hắn rốt cục cũng nương tựa theo khế ước hệ thống nghịch tập trở thành vĩnh dạ đế tộc duy nhất truyền nhân càng trở thành toàn bộ vực ngoại chi địa tân tu hành lưu phái lĩnh quân nhân vật có thể chưa từng nghĩ hôm nay đột phát tin dữ vị hôn thê của hắn đột nhiên bị không hiểu phản phệ, sống chết không rõ. Tạch tạch tạch, cực hạn phẫn nộ để Lý Hàn Dạ năm ngón tay nắm tay. Thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà để đốt ngón tay của hắn trắng bệch, phát ra cốt cách sai chỗ răng rắc thanh âm. Những năm này ở chung cũng để cho hắn hiểu rõ chính mình vị hôn thê tính cách. Tuy nhiên tính cách cấp tiến một chút, nhưng tuyệt đối không phải loại kia lỗ mã người. Càng sẽ không là loại kia biết rõ chính mình đánh không lại, còn mạnh hơn đỉnh lấy nhân quả vượt khó tiến lên mãng phu chỉ có thể nói tên kia cái gọi là không biết tồn tại thực lực cũng không cao thậm chí cùng nàng bản thân không kém bao nhiêu cho nên huyết hy mới dám sử dụng đặc thù ngược dòng tìm hiểu thần thông thôi diễn cái này không biết tồn tại căn nguyên căn cứ suy đoán của chúng ta việc này ngọn nguồn có thể cùng huyết nguyệt cô nàng kia có quan hệ một tên lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói huyết nguyệt lý hàn dạ mi đầu cau lại hàn đối với chính mình cái này tiểu di tử ấn tượng kỳ thật cũng không sâu khác dù sao cùng vị hôn thê của mình so ra huyết nguyệt quả thực cũng là một đống đỡ không nổi tường bùn nhão từ trước tới giờ không giữ mình trong sạch tính cách cố chấp hành sự quái đản huyết hy đang cố gắng tiến tới tu luyện lúc nàng lại là tại trầm mê nam sắc thậm chí dựa vào hấp thụ sinh linh huyết dịch cùng nam nhân dương khí đến cung cấp chính mình thành tựu đại đạo cũng là bởi vì cái này hoàn toàn không rõ đầu đuôi phong cách hành sự để huyết ương đế tộc đối cái này nhị tiểu thư cũng không quá cảm mạo thậm chí triệt để từ bỏ đem tất cả tinh lực đều đầu tư đến huyết hy trên thân. Vừa vặn vì tỷ tỷ huyết hy, lại là mười phần sủng ái nàng cái này tiện nghi muội muội, thậm chí không ít vì huyết nguyệt chuyện sai lầm ra mặt chùi đít. Ngay tại trước đó không lâu chúng ta xác định, huyết nguyệt rất lâu trước đó lưu lại hồn bài phá toái. Tên kia huyết ương đế tộc lão tổ tiếp tục nói, dựa theo thời gian đến phỏng đoán, huyết hy rất có thể là tại huyết nguyệt vẫn lạc không lâu sau ra chuyện. Lại thêm huyết hy tính cách ngươi cũng biết, để cho nàng bị khủng bố như thế phản phệ hung thủ, rất có thể cùng sát hại huyết nguyệt người có quan hệ nghe được lời nói này lý hàn dạ thần sắc càng âm trầm đồng thời đối với cái này bùn nhão không dính lên tường được tiểu di tử càng thêm thống hận chính mình muốn chết coi như xong còn muốn kéo lên vị hôn thê của nàng cùng một chỗ bất quá cái kia cả gan tổn thương hắn vị hôn thê ra hỏa càng đáng chết hơn vô luận ngươi là ai lý hàn dạ trong lòng gào thét thương tổn vị hôn thê của ta dù là ngươi là đế ta đều nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Tại huyết hy vận dụng thôi diễn chi thuật ngược dòng tìm hiểu không vô đạo thân phận, bị khủng bố phản phệ nháy mắt. Không vô đạo liền đã có cảm giác, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là có một con mũi muốn tiếp cận hắn. Kết quả còn không có tới gần, liền bị bản thân hắn ngưng tụ bình chứng tiêu diệt giết. Chẳng lẽ là cái kia huyết ương đế tộc huyết hy? Ngay tại không vô đạo trong lòng suy tư lúc, hệ thống thông báo âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, Kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ huyết hy bởi vì chủ nhân bị to lớn phản phệ lâm vào sắp chết trạng thái đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ sáu nghìn điểm còn thừa chín nghìn điểm chúc mừng chủ nhân phát động gấp ba bạo kích thành công thu hoạch được mười tám điểm thiên mệnh điểm không vô đạo đầu đầy dấu chấm hỏi đây là cái gì tình huống chính mình căn bản cũng không có cùng cái này thiên mệnh chi nữ có chính diện giao phong làm sao đột nhiên thì thu hoạch một đống lớn thiên mệnh điểm nhưng rất nhanh hắn lại từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần hẳn là huyết hy gia hỏa này vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn muốn ngược dòng tìm hiểu hắn căn nguyên bởi vậy bị khủng bố phản phệ không thể không để mà nói là máu này hy thật là dũng tại hắn thời không cấm khu rất nhiều lão tổ đặc thù cấm chế ra chỉ xuống thì liền cái kia đứng đầu nhất thiên mệnh đại đế đều không thể vận dụng ngược dòng tìm hiểu thủ đoạn đến khóa chặt hắn một cái chỉ là thánh cảnh như vậy ngu xuẩn theo đuổi ngược dòng khóa chặt hắn cùng thiêu thân lao vào lửa không khác cảm thán huyết hy ngu xuẩn là nhất mã sự tình niềm vui ngoài ý muốn lại là nhất mã sự tình. Dù sao không ra khỏi cửa liền có thể thu hoạch thiên mệnh điểm, cùng bánh từ trên trời rớt xuống không khác. Đinh, căn cứ hết thảy đặc thù phân tích, thiên mệnh chi nữ huyết hy cùng một vị hư hư thực thực chói chặt hệ thống thiên mệnh chi tử, có cực lớn ngọn nguồn liên hệ, mà lại vị này thiên mệnh chi tử đã đối chủ nhân sinh ra cực lớn cừu hận, gần đây có thể sẽ chủ động đến cửa cho chủ nhân tặng đầu người. Theo hệ thống lời nói này vừa ra, không vô đạo khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt đường cong quả nhiên là người trong nhà ngồi, thiên mệnh chủ động đưa tới cửa à. Không nghĩ tới không hiểu giết huyết nguyệt vương cái này đồ bỏ đi. Còn liên lụy ra hai cái thiên mệnh chi nhân. Hơn nữa còn có trói chặt hệ thống đặc thù thiên mệnh chi nhân. Coi là thật cũng không ủng công hắn đến vực ngoại chi địa một lần. Suy nghĩ tạm thời ném sau ót. Không vô đạo vung tay lên, theo trong chữ vật không gian lấy ra một cuốn tản ra quỷ dị điểm xấu khí tức cổ thư. Theo hắn ý niệm hơi động một chút, một đạo kỹ càng hệ thống mặt bảng tùy theo triển khai. Giá y ma công, không cụ thể phẩm giai, theo người thi thuật tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, lấy người thi thuật một bộ phận thiên phú làm hiến tế, chuyển gả cho người khác tu luyện này công. Tu luyện này công người, mỗi tăng lên một cảnh giới, đem về đối lúc đầu người thi thuật làm tu vi trả lại, tu là nhiều nhất có thể bởi vậy công tăng lên tới đại đế. Chú ý, thành công tu luyện giá y ma công người, tánh mạng thụ người thi thuật nhất niệm trưởng khống. Đây cơ hồ có thể xưng quỷ dị nghịch thiên công pháp, là hắn lúc trước thông qua chư thiên đi săn đạt được nghịch thiên bảo vật không biết là người phương nào khai sáng có thể là vực ngoại chi địa cái nào đó không muốn người biết thông thiên nhân vật sáng tạo tuy nhiên cần tiêu hao cũng hiến tế chính mình một bộ phận tu luyện thiên phú nhưng cũng không có nghĩa là chính mình cái này một bộ phận tu luyện thiên phú sẽ triệt để đánh mất chỉ là bị tạm thời tiêu hao mà thôi lại thêm chi hắn chỗ thao túng người thi thuật là mây xanh này tôn khôi lỗi cùng bản thân hắn không quan hệ cũng sẽ không đối với hắn tương lai muốn đi đại đạo sinh ra ảnh hưởng. Cử động lần này có thể nói là bách lợi mà không tiếc núi. Không vô đạo vung tay lên. Một đạo ảnh lưu niệm ngọc phá không mà ra. Mà trong đó chỉ không ngừng lặp lại phát hình một cái hình ảnh. Chính là lúc trước hắn tại đánh giết huyết nguyệt vương lúc, huyết hy dưới sự phẫn nộ chỗ thả ra ngoan thoại. Ngươi, còn có các ngươi sở hữu nô lệ chủng tộc, chắc chắn lọt vào ta huyết ương đế tộc thanh tẩy, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn chỉ cần một chút ngắt đầu bỏ đuôi, Liên có thể đem việc này cải tạo thành huyết ương đế tộc tàn ngược vô đạo, muốn thanh tẩy sở hữu nô lệ chủng tộc. Nguyên bản cá nhân cừu hận trực tiếp bị phóng đại thành chủng tộc cừu hận. Hắn càng là có thể nhờ vào đó trắng trợn trợ giúp. Thổi phong vì để cho nô lệ chủng tộc từ đó quật khởi, ưỡn ngực, có tôn nghiêm làm người. Tu luyện giá y ma công cũng là nhanh chóng nhất mau lẹ nhất thủ đoạn. Mà lại, hắn như thôi toán không sai. Giang vũ hai huynh muội nếu là nô lệ trong chủng tộc đản sinh thiên mệnh chi nhân bao nhiêu cũng gánh vác xuất lĩnh nô lệ chủng tộc cuột khởi phục hưng đại khí vận. bởi vậy để hai người bọn họ làm vì chính mình giá y ma công tuyên dương sứ đồ tuyệt đối sẽ là làm ít công to thậm chí sẽ có khó có thể tưởng tượng hiệu quả. không vô đạo chậm rãi đứng người lên khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt tại huyết người phương tòa phía trên nhìn xuống toàn bộ vực ngoại chi địa tiếp đó nhìn lấy toàn bộ vực ngoại chi địa đều lâm vào đại mây gió dung chuyển bên trong suy nghĩ một chút đều hơi cảm thấy thú vị đây. sau đó không lâu. Thiết Nguyệt Thành trong đại điện. Giang Vũ hai huynh muội giống như thành tín sứ đồ giống như quỷ sát tại Không Vô Đạo trước mặt. Một cuốn hiện ra kỳ dị u mang cổ thư chính lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Đây là càn khôn thần thuật, chính là bản tôn lấy suốt đời cảm ngộ sáng tạo. Tiếp đó, ta cần muốn các ngươi làm vì bản tôn truyền giáo sứ đồ, hành tẩu các phương nô lệ chủng tộc, đem công pháp này tuyên dương ra ngoài, làm vì bọn hắn hướng lên bậc thang. Không Vô Đạo bắt đầu đối hai hai huynh muội một trận lừa dối. Nhỏ đến nhân sinh truy cầu lớn đến chủng tộc phục hưng. Sau cùng lấy vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh làm phần kết. Dựa vào cái gì nô lệ chủng tộc muốn bị xem như súc vật nuôi nhốt? Dựa vào cái gì những cái kia vương tộc cùng đế tộc có thể như vậy cao cao tại thượng? Tuy nhiên lần này phát biểu đối thân là thời không cấm khu thần tử hắn tới nói, có chút chẳng phải cỗ có sức thuyết phục. Nhưng cái này không trở ngại hắn lừa dối người à. Lần này phong khoáng phát biểu cũng là để hai huynh muội một trận cảm xúc bành trướng. Dù sao bởi vì từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại Á Nhân trong thôn, hắn không ít bởi vì trong cơ thể mình chảy xuôi cái gọi là nô lệ chủng tộc huyết mạch mà tự ti. Nhưng hôm nay không vô đạo lần này phát biểu, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn, cho bọn hắn toàn bộ nô lệ chủng tộc đều mang đến hy vọng mới. Bất quá, không vô đạo chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía hai huynh muội mi đầu cao lại, nếu là phải làm vì bản tôn thầy tu hành tẩu, bây giờ tu vi của các ngươi vẫn là thấp chút. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn vung tay lên hai mảnh ẩn chứa đặc thù tạo hóa chi lực xanh biếc lá cây theo trong hư không bay ra chậm rãi dung nhập vào hai huynh muội thể nội thoáng chốc hai người ra thịt mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên từng trận tràn ngập huyền diệu chi lực tia sáng kỳ dị tu vi càng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng bàn huyết cảnh tam trọng bàn huyết cảnh cửu trọng hóa linh cảnh ngũ trọng hóa linh cảnh cửu trọng hai huynh muội triệt để hoảng hốt ngu ngơ tại nguyên chỗ cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng mãnh liệt càng có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần. Bọn hắn tu luyện đã nhiều năm thậm chí mới miễn cưỡng đến bản huyết cảnh. Bây giờ, không vô đạo tùy ý thi lấy thủ đoạn, thì để bọn hắn liên tục đột phá mười mấy cảnh giới nhỏ. Như thế thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ chỉ có trên trời tiên nhân mới có thể làm đến à. Hai hai huynh muội đều thần sắc vô cùng kích động, thậm chí quỳ dạp trên đất hướng về không vô đạo khấu tạ. Đa tạ đại nhân hạo ân, ta hai huynh muội chắc chắn đem hết khả năng, hoàn thành đại nhân nhờ vả. Không vô đạo vừa mới sử dụng chính là một loại tên là tạo hóa thần diệp đặc thù thần bảo. Phong nhãn toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng chỉ có hắn thời không cấm khu trồng trọt tạo hóa thần thụ có thể sản xuất. Từ phủ cảnh phía dưới sử dụng, liền có thể kích phát tu sĩ toàn bộ tiềm năng, lấy cực nhanh tốc độ đề cao người sử dụng tu vi. Đại giới tự nhiên là có. Cũng là thực lực có thể cùng chính mình tu vi cũng không bằng nhau, sẽ có vẻ trình độ rất lớn. Bởi vậy, không vô đạo cũng theo không tùy tiện sử dụng cái này tạo hóa thần diệp. Bất quá, cái này hai huynh muội đều là nắm giữ nồng đậm thiên mệnh khí vận thiên mệnh chi nhân. Tin tưởng sử dụng tạo hóa thần diệp lợi xa lớn xa hơn tệ. Trợ giúp hai hai huynh muội sách cao tu vi sau. Không vô đạo lần nữa lấy ra bốn tôn, lúc trước theo chư thiên đi săn bên trong đạt được thánh cảnh đại đạo khôi lỗi. Nguyên bản liền không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hai huynh muội, tại nhìn thấy cái này bốn tôn thánh cảnh đại đạo khôi lỗi một cái chớp mắt toàn thân càng như bị sét đánh, đại não trống không ong ong một mảnh. Thậm chí điều động từ bản thân tất cả nhận biết đều khó có thể lý giải được phát sinh ở một màn trước mắt. Táng đạo đại nhân đến tột cùng là nhân vật thế nào? Chẳng những thực lực cường đại, thủ bút thông thiên. Thế mà còn có thể tiện tay xuất ra bốn tôn có thể so với vương đại đạo khôi lỗi. Chân kinh hoàng sợ đồng thời. Hai huynh muội cũng càng phát giác chính mình có phúc ba đời, có thể gặp được đến không vô đạo như vậy thông thiên nhân vật không vô đạo không quan tâm hai huynh muội suy nghĩ trong lòng. Dù sao vì để cho chính mình truyền giáo kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. To lớn bài diện là ắt không thể thiếu. Thử hỏi, những nô lệ kia chủng tộc nhìn đến hai cái 10 tuổi không đến huynh muội, tu vi đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng, trong bóng tối còn có bốn cái thánh cảnh đại đạo khôi lỗi đi theo. Loại này cực kỳ chấn hám nhân tâm trùng kích lực lại là sao mà to lớn. Lại thêm chi, hai huynh muội bản trong thân thể lại chảy xuôi theo nô lệ chủng tộc huyết mạch chỉ cần thoáng phiến động một cái nhân tâm, hiệu quả kia tuyệt đối sẽ lấy gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần điên cuồng khuếch tán. Nói không chừng hắn còn có thể có thể đem sở hữu vực ngoại nô lệ chủng tộc đều hóa thành hắn tu luyện giá y ma công tín nổ. Đương nhiên, hắn cũng theo không nghĩ tới, dựa vào thủ đoạn như thế thì có thể dao động toàn bộ vực ngoại chi địa căn cơ. Dù sao vực ngoại chi địa nước cũng không so chư thiên vạn vực muốn cạn. Tại đem hai huynh muội bề ngoài khí tức tiến hành một phen ngụy trang sau, không vô đạo thì phân phó bốn tôn thánh cảnh đại đạo khôi lỗi hộ tống hai huynh muội bí mật rời đi huyết nguyệt thành bắt đầu tiến hành truyền giáo một chuyện sở dĩ như vậy hành sự cũng là bởi vì hắn biết huyết ương đế tộc bên kia xác suất lớn đã trong bóng tối phái người điều tra tin tức của hắn vì ngăn ngừa phức tạp để cho mình truyền giáo kế hoạch chịu ảnh hưởng cử động như vậy cũng là cần thiết đương nhiên chính hắn cũng không tính tận lực ngụy trang khí tức có rất nhiều át chủ bài kề bên người hắn còn không có đem chỉ là một cái huyết ương đế tộc để vào mắt. Bọn này tên gia hỏa có mắt không chồng chỉ cần dám đến tìm hắn để gây sự, hắn thì dám toàn bộ đều chôn Làm không vô đạo hóa thành một đạo lưu quang rời đi huyết nguyệt thành về sau. Đông đảo du như cây sấy huyết nguyệt thành tu sĩ mới dám theo ẩn nấp nơi hẻo lánh đi ra nhìn qua không vô đạo rời đi phương hướng thật dài hô nhẹ nhõm. Dù sao lúc trước không vô đạo chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu quá sâu đột phá đến thánh chủ cảnh huyết nguyệt vương ở tại trước mặt đều bị đơn phương đè xuống đất ma sát bọn hắn không chút nghi ngờ nương tựa theo không vô đạo thực lực chỉ sợ tại vương bên trong đều có thể xông pha bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tên kia áo trắng nam tử thật là theo nô lệ chủng tộc đi ra sao nhìn lấy cũng không giống à có phải hay không là theo táng thổ bên trong khôi phục cổ đại đại năng nghe nói táng thổ bên kia gần đây cũng không tính là thái bình có không ít trí tôn yêu nghiệt cổ đại đại năng đều ảo ảo xuất thế quả nhiều như vậy làm gì? mặc kệ cái này áo trắng nam tử đến tột cùng nắm giữ thực lực như thế nào, dù sao xác suất lớn đều xong. hắn chẳng những giết huyết nguyệt vương điện hạ, hơn nữa còn vỡ vụn huyết hy đại nhân một đạo hình chiếu. huyết ương đế tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. cũng cơ hồ tại không vô đạo rời đi huyết nguyệt thành không lâu, một tin tức như là như gió bão khuếch tán đến toàn bộ vực ngoại chi địa cũng đồng dạng lan tràn đến huyết nguyệt thành. một tên không biết tu sĩ lấy hạ lưu thủ đoạn. Đà thương nặng ta huyết ương đế tộc trưởng công chúa huyết hy thù này làm không đội trời chung phàm là có thể cung cấp tên tu sĩ này manh mối người ta huyết ương đế tộc tất có trọng thưởng như có người có thể cung cấp tên tu sĩ này tình huống cụ thể ta huyết ương đế tộc nguyện đem phụng làm khách quý nâng toàn tộc chi lực cung phụng tin tức này vừa ra toàn bộ vực ngoại chi địa triệt để sôi trào ai không biết huyết ương đế tộc chính là vực ngoại chi địa bất hủ đế tộc như có thể trở thành như vậy chủng tộc khách quý còn có thể bị hắn cả tộc cung phụ. Dù là không cần trở thành đại đế, bọn hắn đều có thể trực tiếp tịch thu đường tắt, thực hiện nhân sinh đỉnh phong. Nhưng để vô số người xôi trào tin tức còn hoàn toàn không chỉ như thế. Cơ hồ tại huyết ương đế tộc ban bố tin tức này không lâu sau. Vĩnh dạ đế tộc theo sát phía sau cũng ban bố một tin tức. Như có người có thể cung cấp thương tổn ta vĩnh dạ đế tộc thiếu chủ vị hôn thê hung thủ manh mối. Ta vĩnh dạ đế tộc không nhưng là có trọng thưởng, cũng nguyện đem phụng làm khách quý vốn là còn ở vào hỏa nhiệt sôi trào bên trong vực ngoại chi địa, càng là bởi vì đến tiếp sau tin tức này kích thích sóng to gió lớn. Chỉ cần có thể tìm tới cái này không biết tồn tại kỹ càng manh mối, liền có khả năng đạt được trọn vẹn hai đại bất hủ đế tộc cung phụ. Bực này vô cùng lớn dụ hoặc ai có thể chịu nổi. Trong lúc nhất thời, vực ngoại chi địa vô số tu sĩ đều gia nhập vào trận này tìm tòi bên trong. Thậm chí những cái kia biết được sự tình ngọn nguồn huyết nguyệt thành tu sĩ sớm đã là bị trong lòng tham lam cùng dục vọng che đậy hai mắt cũng hoàn toàn bất kể có phải hay không là không vô đạo đối thủ như giống là chó điên hướng về không vô đạo rời đi phương hướng điên cuồng đuổi theo thậm chí có không ít không biết rõ chính mình định vị tu sĩ đã nghĩ đến chặt xuống không vô đạo đầu đem trực tiếp hiến cho hai đại bất hủ đế tộc cái này nếu có thể thành công cái kia thật thì nắm giữ hưởng chi không hết vinh hoa phú quý cùng lúc đó vực ngoại chi điện nào đó mảnh trên trời cao chính nắm một cái đặc thù thần phù Lấy này tìm tòi liên quan tới không vô đạo tung tích Vũ Linh Ngọc, tự nhiên cũng là nghe được cái này bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ vực ngoại chi địa đại tin tức. Cái này hai đại bất hủ đế tộc nổi điên làm gì? Thế mà không tiếc hao phí lớn như thế đại giới, tìm tìm một cái bắt không đến tung tích hung thủ. Cái này hai đại bất hủ đế tộc ở giữa tồn tại quan hệ thông gia sự tình, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Làm cho cái này hai đại đế tộc không tiếc hao phí thủ đoạn như thế, cũng muốn tìm đến tên hung thủ này cũng chỉ có thể nói là huyết hy bị cực kỳ khủng bố trọng thương thậm chí đã sinh tử chưa biết bất quá huyết hy thế nhưng là huyết ương đế tộc bây giờ đệ nhất truyền nhân trên thân thủ đoạn bảo mệnh cũng không thiếu liền xem như đế cảnh xuất thủ làm sao cũng không có khả năng trọng thương đến tình trạng như thế vũ linh ngọc mi đầu cau lại không biết vì cái gì trong nội tâm nàng vô ý thức đem việc này cùng không vô đạo có liên lạc dù sao không vô đạo không hiểu xuất hiện tại bọn hắn vực ngoại chi địa cũng đã đầy đủ không thể tưởng tượng lại thêm cái này không hiểu phát sinh quỷ dị đại sự để cho nàng buộc lòng phải cái phương hướng này đi liên tưởng tạm thời ngăn chặn trong lòng suy nghĩ vũ linh ngọc nhẹ nhàng vẫy vẫy tay hư không rất nhanh cấu tạo lên một phương phức tạp sáng trói thần hồn câu thông đại trận cho các ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian đem huyết ương đế tộc huyết hy thụ trọng thương có quan hệ tin tức toàn bộ chỉnh lý tốt cũng hồi báo cho ta đúng tiểu thư xin ngài chờ một chút đại trận một bên khác rất nhanh chuyển đến đáp lại thân là chín đại khởi nguyên thần tộc tử linh quốc độ đại tiểu thư nàng có quyền hành cùng năng lượng xa không phải chỉ là huyết ương đế tộc vĩnh dạ đế tộc có thể so sánh tất cả bất hủ đế tộc bên trong cơ hồ đều có bọn hắn tử linh quốc độ nằm vùng đặc thù tai mắt vô luận là cái gì đại sự nàng chỉ cần thoáng động sử dụng thủ đoạn liền có thể biết được rõ ràng dù sao bọn hắn tử linh quốc độ đặt ở chín đại khởi nguyên thần tộc bên trong cũng coi như bài danh phía trên nắm bất hủ đế tộc cũng vẫn là dễ dàng không có chờ đợi bao lâu. Thứ nhất đã bao hàm vô số tin tức phù quang từ thần hồn trong thông đạo bay ra rất nhanh chui vào đến Vũ Linh Ngọc trong đầu. Làm Vũ Linh Ngọc đọc đến hết tin tức sau. Hai con mắt chỗ sâu rất nhanh toát ra một vệt minh ngộ chi sắc, biết được sự tình ngọn nguồn. Thì ra là thế, huyết nguyệt phương tại mấy ngày trước đây bị một tên không hiểu xuất hiện áo trắng nam tử trấn sát. Vì muội muội mình ra mặt huyết hy tức thì bị ma diệt một đạo pháp tác hình chiếu. Sau cùng tức không nhịn nổi, không tiếc thiếu đốt chính mình bản nguyên tinh huyết muốn muốn tính toán căn nguyên của nó chỗ lấy này đem triệt để khóa chặt nhưng chưa từng nghĩ bị kinh khủng nhân quả phản phệ tiến vào sắp chết trạng thái nói vũ linh ngọc khóe miệng bỗng nhiên phát họa lên một vệt đường cong tại trong mắt người khác cái này cái gọi là áo trắng nam tử rất có thể là một tên cường đại đế cảnh lại nắm giữ đặc thù bảo vật gia thân cho nên tự tiện thôi diễn hắn căn nguyên huyết hy mới sẽ gặp phải trọng thương như thế nhưng từ trước đến nay cảm giác bé nhạy nàng lại là bắt được hoàn toàn không giống trọng điểm áo trắng nam tử nhưng quả phản phệ làm bài trừ tất cả trùng hợp cái kia khó nhất khả năng liền sẽ là chân chính sự thật đây hết thảy kẻ cầm đầu tám thành hẳn là không vô đạo làm ông đúng lúc này bị nàng để đặt tại trong ngực đặc thù thần phù bỗng nhiên ong ong lấp lóe vũ linh ngọc ánh mắt hơi sáng đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn trong tay nàng thần phù sinh ra như thế dị động nói rõ không vô đạo rất có thể thì khoảng cách tại nàng cách đó không xa chi địa tìm được ngươi vũ linh ngọc nhếch miệng lên một vệt nụ cười thân hình rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ hướng về dị động chi địa đi mà đi cùng lúc đó khoảng cách vũ linh ngọc bên ngoài mấy dặm nơi nào đó sơn mạch xuống oanh đen nhánh ma diễm sông lên trời không hóa thành già thiên tế nhật to lớn ma trưởng nghiền nát mảng lớn thương khung ầm vang nện xuống nhất thời thiên địa đổ sụp phá toái âm thanh cùng thảm liệt tiếng kêu rên trồng sen một đoàn. Làm đầy trời khói bụi dần dần tiêu tán sau. Chỉ thấy một thân ảnh áo trắng đứng chắp tay. Mà tại chung quanh hắn, vô số thịt băm bọt máu trồng chất một mảnh. Những người này chính là từ huyết nguyệt thành bên trong truy kích đi ra tu sĩ. Bọn hắn đều bị lúc trước dục vọng làm chóng váng đầu óc. Đến mức hoàn toàn không có làm rõ ràng chính mình định vị. Vốn là muốn dựa vào lấy nhân số ưu thế đánh giết không vô đạo thật không nghĩ đến toàn bộ đều chạy đến đưa đồ ăn. liền không vô đạo một trưởng đều không gánh vác, tất cả đều bị đập thành thịt muội. Đám người kia phản chế thủ đoạn, ngược lại là so ta theo dữ liệu tới còn phải nhanh một chút. Không vô đạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Tuy nói việc này cũng có thể cho ta cung cấp một chút niềm vui thú, nhưng một đống lớn con kiến hôi đến tìm phiền toái cũng làm thật quét người lịch sự tao nhã. Gần nhất truyền khắp toàn bộ vực ngoại chi địa vậy thì tin tức, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá, Hắn cũng không phải rất để ý chính là, cùng lắm thì tìm cơ hội chạy tới huyết ương đế tộc cương vực ném mấy tấm đại đế pháp chỉ, theo căn nguyên phía trên giải quyết đây hết thảy là được. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc, hắn phía trước cách đó không xa thương khung bỗng nhiên có một đạo sao băng vạch phá bầu trời. Một tiếng ầm vang rơi rơi xuống đất, kích thích vạn trượng hạt bụi. Ừm. Không vô đạo mi đầu cao lại, tản mát ra một đạo thần niệm hướng về trong đó cảm giác mà đi. Thông qua mông lung khói bụi, không vô đạo ở trong đó tựa như thấy được một tôn thân ảnh dường như một nữ tử giờ phút này bộ dáng chật vật giống như là bị thương nặng nhất là làm khói bụi triệt để tán đi sau nữ tử cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo phối hợp thêm thụ trọng thương mà điềm đạm đáng yêu khí chất trong nháy mắt liền có thể làm bất luận cái gì nam tử trong lòng lòng thông cảm cũng cơ hồ tại không vô đạo ném đi ánh mắt một cái chớp mắt nữ tử kia đồng thời có cảm giác hướng về hắn quang tới một đạo may mắn lại xen lẫn xin giúp đỡ chỉ ý ánh mắt công tử có tặc nhân đang đuổi đánh ta ta hao hết thủ đoạn theo những tặc nhân kia trong tay thoát đi giờ phút này đã thụ trọng thương ngươi có thể hay không ban cho ta một số liệu thương đan dược tiểu nữ tử tất có có thể còn chưa chờ nữ tử này đem lời nói xong oanh có thể không vô đạo lại là không chút biểu tình đưa tay liền đánh ra một trường công tử ngươi nữ tử mặt lộ vẻ kinh hoàng hoàn toàn không nghĩ tới không vô đạo lại đột nhiên xuất thủ. Lăn lộn ma diễm hội tụ thành già thiên tế nhật to lớn bàn tay, đem nữ tử kia tính cả lấy cái kia phương thiên địa đều triệt để chôn vùi. Thua thiệt bản tôn còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống dị bảo. Không vô đạo lộ ra một vệt cam ghét biểu lộ. Nguyên lai là trên trời rơi xuống thịt nhão, thật sự là lãng phí bản tôn biểu lộ. Ngập trời ma diễm sôi trào lăn lộn, đem đại phiến thiên địa đều vỡ nát thiếu đốt thành hư vô. Bất quá, bị khủng bố như thế khí tức bao trùm thôn phệ nữ tử có vẻ như vẫn chưa thụ trọng thương. Hắc diễm chỗ sâu ngược lại truyền đến một tiếng như như chuông bạc êm tai tiếng cười. Không vô đạo, ngươi cái tên này quả nhiên vẫn là trước sau như một không hiểu phong tình đây. Ngươi dù sao cũng là cái nam nhân, diện mạo mỹ nữ tử hướng ngươi cầu cứu. Ngươi chẳng những không xuất thủ tương trợ, còn vô tình như vậy xuất thủ, chật chật chật. Thật là thật là lòng dạ độc ác nha. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, lăn lộn ma diễm chỗ sâu có khí tức kinh khủng bạo phát một đạo to lớn pháp tắc màn sáng bỗng dưng triển khai ngăn cách chính đang thiêu đốt hừng ngực u minh thần diễm ngay sau đó một tên tư thái thức tha diện mạo mỹ nữ tử từ, từ đó chậm rãi đi ra trên mặt ngụy trang dần dần rút đi hiển lộ ra càng lãnh diễm rung động lòng người hình dáng bất quá nàng hiện tại nhìn hướng không vô đạo ánh mắt lại là có vẻ hơi u oán nàng này chính là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân vũ linh ngọc không vô đạo thần sắc nhàn nhạt dường như sớm có đoán trước. Nếu ta không có một khối có thể cảm thụ ngươi khí tức thần phù, coi là thật không nhận ra người trước mắt này thế mà chính là ngươi đây. Không thể không để mà nói là thủ đoạn của ngươi càng thêm lợi hại, vậy mà có thể theo trên căn bản đem chính mình một bộ phận khí tức cải biến. Vũ Linh Ngọc phát ra khanh khách tiếng cười duyên. Triệt để rút đi ngụy trang về sau, nàng cái kia một đôi mị nhãn vạch hồn phách người. Thân thể uyển chuyển, ngực nở mông cong, một cái nhân mày một nụ cười ở giữa, liền có thể tùy tiện trêu chọc bất luận cái gì nam tử sâu trong nội tâm cái kia tiếng lòng. A, à, Vũ Linh Ngọc nhiều năm không thấy, khí xảo của ngươi vẫn là không có nửa điểm tiến bộ, trăm ngàn chỗ hở. Nghe vậy, Vũ Linh Ngọc chẳng những không có mảy may thân phận bị vạch trần xấu hổ. Trong lòng ngược lại có như vậy một chút tiểu khai tâm. Trăm vạn năm trôi qua, không nghĩ tới không vô đạo thế mà còn nhớ rõ mình tên. Tuy nhiên tại trăm vạn năm trước trận kia thi đấu phía trên, nàng chỉ ở không vô đạo trong tay chống đỡ hạ năm chiều nhưng thực lực của mình hiển nhiên cũng là đạt được đối phương tán thành bằng không đối phương sao lại còn biết được tên của mình không vô đạo cũng không có hứng thú đi dò xét đối phương ý nghĩ trong lòng vũ linh ngọc sẽ xuất hiện ở đây có thể nói vẫn luôn tại kế hoạch của hắn bên trong dù sao vũ linh ngọc trong tay khối kia đặc thù thần phù bên trong ẩn chứa lực lượng vốn là cùng hắn có quan hệ hắn chỉ cần thêm chút điều động thần niệm liền có thể rõ ràng cảm giác ha ha không vô đạo nơi này cũng không phải tại các ngươi chư thiên vạn vực trên địa bàn ngươi người cô đơn đến ta thiên vực còn như thế cao điệu làm việc thậm chí còn đắc tội hai đại bất hủ đế tộc huyết ương đế tộc cùng vĩnh dạ đế tộc thậm chí có thể xưng được là bất hủ đế tộc bên trong hai con chó điên bị cái này hai con chó điên quấn lên ngươi tại ta thiên vực du lịch chỉ sợ sẽ không quá mức thuận lợi đây vũ linh ngọc cũng không biết không vô đạo hao hết thủ đoạn chui vào bọn hắn thiên vực mục đích là cái gì dù sao dựa theo chính nàng đối không vô đạo hiểu rõ Đối phương xác suất lớn hẳn là cảm thấy Chư Thiên Vạn Vực quá mức nhàm chán, muốn chạy tới bọn hắn Thiên Vực náo phía trên một phen. Bản thân tử đã dám đến, tự nhiên là có át chủ bài cùng phân tắc, không cần đến ngươi đến xen vào việc của người khác. Còn nữa, thì cái kia hai cái đồ bỏ đi thế lực, bản thân tử còn thật không để vào mắt. Đã ngươi bây giờ đã biết thân phận của ta, đều có thể đem thân phận của ta tuyên dương ra ngoài, làm cho cả vực ngoại chi địa mọi người đều biết. Có điều, về sau ta thời không cấm khu đại quân vượt qua giới hải buông xuống các ngươi vực ngoại chi địa. Nói, không vô đạo khóe miệng phát họa lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Trận này đại nhân quả nợ, cũng phải cần để ngươi đến tiếp nhận. Ban đầu vốn còn muốn lấy biết không vô đạo thân phận chân thật, dùng để nắm phản chế đối phương Vũ Linh Ngọc, nhất thời thần sắc khó nhìn lên. Không vô đạo ngôn ngữ chỗ sâu càng là tràn đầy uy hiếp trắng trợn. Nói trắng ra là nàng chỉ cần dám đem không vô đạo thân phận chân thật tuyên dương ra ngoài, dẫn đến đối phương tại bọn họ vực ngoại chi địa ra chuyện thời không cấm khu liền sẽ xuất trinh thảo phạt bọn hắn vực ngoại chi địa, thậm chí rất có thể diễn sinh thành tác động đến hai đại thế giới siêu cấp đại chiến. Tuy nhiên có mấy cái nổi lên nguyên thần tộc vẫn luôn vọng tưởng vượt qua giới hải, xâm lấn chư thiên vạn vực. Nhưng bọn hắn từ linh quốc độ xác thực đối chuyện này không có nhiều đại ý nghĩ. Nàng cũng không muốn để cho mình thành vì chuyện này dây dẫn nổ, không hiểu tiếp nhận thiên đại nhân quả. Hừ. Vũ Linh Ngọc nhẹ hừ một tiếng, hai tay vòng ngực, khuôn mặt liếc đến một bên nhỏ giọng nói lầm bầm. Thân phận bối cảnh cường thì ngon đúng không? Liền biết uy hiếp người. Rõ ràng người cô đơn xâm nhập ta thiên vực, hành sự còn bá đạo như vậy phách lối, còn không chính xác người khác nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời cao bỗng nhiên chuyển đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cuồng cuộn mây đen giống như thủy chiều theo bốn phương tám hướng phun trào hội tụ. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn đến mây đen chỗ sâu có vô số phù văn trận pháp hai mở ngưng tụ. Rất nhiều khí tức cường đại tu sĩ giờ phút này chính thông qua không gian thông đạo vượt ngang vạn dặm buông xuống mỗi tôn thân ảnh khí tức cơ hồ đều đạt đến thánh cảnh phía trên thậm chí có mấy tôn đế cảnh theo hư không thông đạo buông xuống mà lại tại bọn họ xuất hiện một cái chớp mắt càng lấy đặc thù thủ đoạn đem mảnh không gian này triệt để phong tỏa để phòng ngừa có người bỏ chạy đồng thời hư không bên trên bỗng nhiên vang lên một tiếng hô ngạc nhiên cũng là phía dưới nam tử mặc áo trắng kia cũng là hắn giết huyết nguyệt vương điện hạ còn đánh nát huyết hy đại nhân pháp tắc hình chiếu. Một người tu sĩ duỗi ra ngón tay lấy không vô đạo phương hướng. Người này chính là huyết nguyệt thành một tên thị vệ. Lúc trước tại biến cố sau khi phát sinh, hắn cũng là trước tiên bỏ chạy, muốn rời xa không vô đạo cái này sát thần. Nhưng về sau đang nghe hai đại đế tộc phát ra cung cấp không vô đạo manh mối, liền có thể đạt được phong phú thủ lao tin tức sau. Liền cũng trước tiên có liên lạc hai đại đế tộc người. Cũng cơ hồ tại tên tu sĩ này tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, buông xuống hai đại bất hủ đế tộc cường giả, nhất thời đem ánh mắt khóa ổn định ở phía dưới không vô đạo trên thân. Có thể khi nhìn rõ đối phương một cái chớp mắt, toàn trường lâm vào một mảnh trầm mặc ngạc nhiên. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng đoán trước suy đoán hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vẫn cho là không vô đạo tu vi thông thiên, chí ít cũng là nắm giữ thực lực cường đại đế cảnh. Nhưng hôm nay gặp mặt, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, đối phương thế mà thật chỉ là một tôn thánh cảnh, mà lại liền thánh chủ cảnh đều không phải là. Đương nhiên để bọn hắn kinh ngạc xa không chỉ là không vô đạo bản thân thực lực. Còn có đứng tại không vô đạo sau lưng cách đó không xa nữ tử kia. Chỉ cần là vực ngoại chi địa sinh linh, trên cơ bản liền không có không biết khởi nguyên thần tộc. Tại nhận ra Vũ Linh Ngọc thân phận một cái chớp mắt, sở hữu buông xuống cường giả nhất thời hô hấp trì trệ. Đây chính là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân. Hơn nữa còn là phong ấn trăm vạn năm lâu cổ đại yêu nghiệt. Luận bối phận so với bọn hắn mọi người ở đây lớn thân phận lại so với bọn hắn tại chỗ tất cả mọi người còn cao quý hơn. Là chân chính mong muốn mà không thể thành tồn tại. Bây giờ không hiểu xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là đứng tại không vô đạo sau lưng. Chẳng lẽ là cùng cái này áo trắng nam tử có vô cùng lớn ngọn nguồn. Càng là đến chủ động vì hắn ra mặt. Nguyên bản còn mang theo vô tận cừu hận, khi thế hung hăng buông xuống vô số cường giả, giờ phút này sắc mặt đột nhiên biến hóa, nhất thời thần sắc khác nhau. Đủ loại suy nghĩ không ngừng trong lòng bọn họ lóe qua. Dù là Vũ Linh Ngọc không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó liền có cực lớn uy hiếp lực. Dù sao thân là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân, nàng đại biểu thế nhưng là toàn bộ tử linh quốc độ. Bất quá, không vô đạo cũng không có đem tâm tư quá nhiều thả đối với chuyện này. Bởi vì ngay tại vừa mới, hệ thống thông báo âm thanh đã tại hắn bên tai vang lên. Đinh, kiểm chắc đến hư hư thực thực có trói chặt hệ thống đặc thù thiên mệnh chi nhân, ngay tại hướng về chủ nhân tới gần. Cái này khiến không vô đạo hứng thú so với những cái kia phổ thông thiên mệnh chi nhân những cái kia trói chặt hệ thống đặc thù thiên mệnh chi nhân mới càng thêm có thú răng rắc đúng lúc này mảng lớn hư không như gương giống như đột nhiên phá toái không thấy người cũng đã có một thanh âm ẩn chứa vô tận tức giận nam tử trẻ tuổi theo hư không thông đạo chỗ sâu tiếng vọng mà ra cũng là ngươi dám can đảm làm tổn thương ta vị hôn thê nháy mắt sau đó một tên trên mặt mang theo vô tận phẫn nộ nhưng lại không mất phong thần tuấn tú nam tử từ trong đó thoát ra. Cũng cơ hồ tại hắn xuất hiện một cái chớp mắt. Không vô đạo trước mắt thì nổi lên một đạo kỹ càng hệ thống mặt bảng. Tính danh, Lý Hàn Dạ, thân phận, xuyên Việt giả, dạ. vĩnh dạ đế tộc đế tử, tuổi tác, 39, tu vi, thanh chủ cảnh nhất trọng, thể chất, vĩnh dạ ma thể đại thành, chấp trường thiên địa vĩnh dạ, bất hủ bất diệt, giác tỉnh này thể chất người, tương lai chắc chắn thành tựu một phương đỉnh phong đại đạo. Công pháp, vĩnh dạ ma công, phần thiên ma quyết, bảo vật, ám thần thương, trí tôn khí, thái hạo lăng giáp, trí tôn khí. Trước mắt thiên mệnh điểm 45.000, hư hư thực thực trói chặt hệ thống khuôn mẫu, chư thiên khế ước hệ thống. Căn cứ hệ thống phân tích, này hệ thống có thể trợ giúp trói chặt người tùy cơ theo chư thiên vạn vực tuyển lựa thích hợp sinh linh, tiến hành đặc thù khế ước, cho mình sử dụng. Chủng tộc không hạn, nhưng chỉ giới hạn ở vực ngoại chi địa, cùng chư thiên vạn vực. Cho dù là biến mất tại thời gian tuế nguyệt bên trong tiên thiên sinh linh, cũng có cực xác suất nhỏ có thể thành công khế ước. Bất quá, khế ước sinh linh càng cường đại, cần tiêu hao hiến tế sinh mệnh bản nguyên thì càng nhiều. Không vô đạo trong lòng nhất thời sáng tỏ. Cái này khế ước hệ thống ngược lại là có chút ý tứ. Thế mà có thể cưỡng ép cùng chư thiên vạn vực các loại sinh linh khế ước. Đây chẳng phải là chỉ cần tiêu hao chính mình một chút sinh mệnh bản nguyên. Liên có thể tùy tiện thu hoạch được cực lớn trợ lực. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng là thế mà còn có nhất định xác suất có thể cùng tiên thiên sinh linh sáng lập khế ước. Nghe nói tiên thiên sinh linh thế nhưng là hai đại thế giới cổ xưa nhất sinh linh. Tại hai đại thế giới vừa mới thai nghén mới bắt đầu, tiên thiên sinh linh liền tùy theo sinh ra. Cái này trên ý nghĩa chư thiên vạn vực nhóm đầu tiên cũng là cổ xưa nhất một nhóm sinh linh. Bất quá là năm đó trận kia khủng bố sau đại chiến. Chẳng những chư thiên vạn vực 3.000 đại đạo bị đánh băng. Tiên thiên sinh linh cũng bị đánh triệt để không thấy tung tích. Trước đó, Thiên Tiêu đạo vực Thiên Đạo bị hắn thuần phục, ra ngoài du lịch lúc, hắn cũng đã phân phó, để Thiên Tiêu tìm kiếm cái khác Thiên Đạo tung tích đồng thời cũng tìm một chút Tiên Thiên sinh linh tung tích. Thiên Đạo tung tích ngược lại là có, Tiên Thiên sinh linh tung tích lại là không thu được gì. Bây giờ, hắn muốn muốn có được đồ vật, thế mà tại Lý Hàn Dạ nơi này có đầu mối. Đến mức muốn hỏi hắn cầm Tiên Thiên sinh linh tới làm cái gì. Đó là đương nhiên là đem đi luyện dược, tăng tiến thể chất của mình thuận tiện nhìn xem có thể hay không bởi vậy nắm giữ tiên thiên chi lực. Làm tổn thương ta vị hôn thê người. Chết. Không vô đạo bất quá chỉ suy tư hai hơi thời gian không đến. Theo không gian thông đạo bên trong thoát ra Lý Hàn Dạ đã là vận chuyển lực lượng, đầy mắt đỏ bừng hướng về không vô đạo đánh tới. Hàn Dạ, dừng tay. Lúc trước buông xuống vô số cường giả sắc mặt đột biến, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vũ Linh Ngọc đứng tại không vô đạo sau lưng. Cực đại xác suất là chuyên môn vì không vô đạo ra mặt tới, bây giờ tình huống như thế nào đều không làm rõ, thì không quan tâm xuất thủ. Vạn nhất bởi vậy đắc tội Vũ Linh Ngọc, đối bọn hắn hai đại bất hủ đế tộc mà nói cũng là tai nạn to lớn. Nhưng đã bị lửa giận chóng váng đầu óc Lý Hàn Dạ nơi nào sẽ lo lắng nhiều như vậy. Thương tổn hắn vị hôn thê kẻ cầm đầu đang ở trước mắt. Hắn nhất định phải để cái này tặc nhân trả giá đắt. Ngu ngốc. Không vô đạo cười nhẹ lắc đầu. Xuất thủ thì xuất thủ. Hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Thật cho là thanh âm càng lớn, thương tổn càng cao đây. Trong lòng đậu đen rau muống đồng thời, động tác của hắn cũng không có chút nào chậm. Oanh, kinh khủng thiên ma khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát khuếch tán. Theo ngập trời pháp tác cương phong phóng lên tận trời, mà thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo vạch phá không gian thầm dạ tinh thần, trên hư không lưu lại một đạo mấy ngàn trượng khoảng cách đen vết. Ầm ầm, tất cả mọi người cơ hồ đều không có thấy rõ không vô đạo xuất thủ động tác chỉ nghe được một tiếng nổ kinh thiên động địa oanh minh mạnh vang lên. Ngay sau đó tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần lúc. Nguyên bản giống giận bạo phát lực lượng, hướng về không vô đạo công kích mà đi lý hàn dạ, trương cực bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng oanh chúng. Thân hình giống như như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Một tiếng ầm vang chật vật cắm tại trên mặt đất, đem chung quanh mấy trăm trượng đại địa đều ép tới hướng vào phía trong sụp đổ. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nhân lý hàn dạ đạo tâm bị thương, thiên mệnh điểm khấu trừ 2.000 điểm, còn thừa 43.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 4.000 điểm thiên mệnh điểm. Thì chút bản lãnh này sao? Mọi người vô ý thức lần theo thanh âm nhìn lại, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Chỉ thấy không vô đạo chắp tay đứng ở trên không trung, đứng tại lý hàn dạ nguyên bản vị trí. Ánh mắt khinh miệt, hai tay thả lỏng phía sau, tư thái cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau, thì liền tay áo cũng không dính vào nửa điểm cho bụi giờ phút này chính cao cao tại thượng quan sát trong xương khói lý hàn dạ liên phảng phất lý hàn dạ là một cái không có ý nghĩa con ruồi tiện tay một trưởng liền bị hắn đánh bay hết thảy đều cùng phía dưới chật vật lý hàn dạ hiện ra làm cho người khó có thể tiếp nhận to lớn tương phản cái này cái này sao có thể so với đồng dạng chấn kinh huyết ương đế tộc người vĩnh dạ đế tộc cường giả kinh hãi liền cái cầm đều muốn ngã rơi xuống đất hàn dạ đế tử thế mà bị một trưởng vỗ bay không có người trả lời tên tu sĩ này thất thần nói nhỏ cơ hồ biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ngắc dừng lại ở trên mặt vừa mới không vô đạo xuất thủ động tác quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người không kịp chuẩn bị nhanh đến tất cả mọi người không có thấy rõ loại thực lực này thật chỉ là chỉ là thánh cảnh có thể bạo phát đi ra sao nhưng lúc trước vẫn đứng tại không vô đạo sau lưng cách đó không xa vũ linh ngọc giờ phút này thì là sắc mặt phá lệ ngương trọng ánh mắt bên trong cũng có khó có thể dùng ẩn tàng không thể tin cũng không vẻn vẹn chỉ là không vô đạo biểu hiện ra thực lực kinh khủng, mà chính là không vô đạo đang xuất thủ trước đó. Nàng rõ ràng nghe được một thanh âm. Nếu là liền năm thành thực lực công kích của ta đều không tiếp nổi. Cái này vực ngoại chi địa trí tôn yêu nghiệt thì làm cho người rất thất vọng. Lời nói này nhất thời để Vũ Linh Ngọc não tử đều không chuyển tới. Cái gì gọi là năm thành thực lực hắn? Hỗn loạn suy nghĩ không ngừng trong đầu tung bay. Thẳng đến một cái dây cung bỗng nhiên đứt đoạn. Để cho nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên lập tức nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng chẳng lẽ bây giờ xuất hiện ở nơi này cũng không phải là không vô đạo bản tôn trong lòng tại hiện ra ý nghĩ này một cái chớp mắt liên vũ linh ngọc chính mình cũng bị giật nảy mình thậm chí cảm giác đến ý nghĩ của mình có chút quá kinh khủng quá hoang đường thì vừa mới không vô đạo biểu hiện ra thực lực kinh khủng cùng nàng trong trí nhớ không vô đạo toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm cho dù trong khoảng thời gian này không vô đạo thực lực có tăng lên nhưng tăng lên tốc độ cũng không có khả năng quá mức phá vỡ nàng nhận biết nhưng vừa vặn không vô đạo nói tới hết thảy lại không để cho nàng đến không lật đổ trong lòng suy đoán như xuất hiện ở nơi này cũng không phải là không vô đạo bản thân khó có thể tưởng tượng hắn thực lực chân chính đến tột cùng sẽ kinh khủng đến loại nào tình trạng ầm ầm mà đúng lúc này đầy trời hạt bụi chỗ sâu bỗng nhiên có sáng chói cuồn cuộn phù văn ánh sáng sôi trào hội tụ cái này đến cái khác chói mắt phù quang môn hộ khai mở mà thành dường như cùng một thế giới khác triệt để liên thông. Mơ hồ trong đó, còn có thể cảm giác được theo phù quang môn hộ chỗ sâu lan tràn ra cuồn cuộn khí huyết chi lực. Dường như có một ít sinh linh mạnh mẽ muốn thông qua cái này vài tòa môn hộ buông xuống nơi đây. Mà chẳng biết lúc nào. Bị Không Vô Đạo một trưởng đánh bay Lý Hàn Dạ đã đằng không mà lên, tóc đen bay múa, lơ lửng tại nhiều nhiều phù quang môn hộ trước đó, như là chúng sinh chi chủ. Không Vô Đạo nhíu mày. Chắc hẳn Lý Hàn Dạ mở ra phù quang môn hộ liên thông thế giới. Hẳn là những cái kia cùng hắn thành công khế ước sinh linh thế giới đang ở à. Hiện tại là dự định triệu hoán khế ước của mình sinh linh, muốn trực tiếp lấy nhiều đánh ít. Nhưng không vô đạo cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn, Lý Hàn Dạ cũng bất quá là hắn muốn săn giết con mồi. Con mồi giá trị lớn nhất cũng là tại trước khi chết cho hắn cung cấp càng lớn niềm vui thú. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Lý Hàn Dạ gầm nhẹ lên tiếng. Hắn xuyên việt đến cái này thế giới cũng coi là có hơn 20 năm cũng khế ước không ít cường đại đặc thù sinh linh. Thậm chí có mấy đầu trí tôn cảnh cường đại long tộc. Một khi đem toàn bộ triệu hoán mà ra, hắn đủ để nhẹ nhõm diệt sát đỉnh phong trí tôn cường giả. Tuy nhiên này lại mang đến cho hắn cực lớn siêu phụ tài. Nhưng giờ phút này hắn đã triệt để bị nổi giận cùng cưu hận che đậy hai mắt, chỉ muốn để không vô đạo trả giá đắt. Có thể còn không đợi hắn xuất thủ. Một tên đế cảnh cường giả bỗng nhiên xuất thủ, kinh khủng đế uy chế trụ lý hàn không khí ban đêm. Hàn dạ, ngươi bình tĩnh một chút nói cái này đế cảnh cường giả hướng về vũ linh ngọc phương hướng ném đi một ánh mắt kiên kỵ chớ có vì chuyện này đắc tội linh ngọc đại nhân lời này vừa nói ra một bên toàn bộ hành trình ăn dưa xem trò vui vũ linh ngọc nhất thời lơ ngơ nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần nàng liền nói cái này hai đại bất hủ đế tộc cường giả vì đuổi bắt không vô đạo liền đế cảnh cường giả đều phái ra bây giờ chính mình đỉnh phong truyền nhân bị không vô đạo ở trước mặt đè xuống đất ma sát lại là tốt tính ở bên xem kịch mà không trực tiếp xuất thủ trấn áp không vô đạo hợp lấy là xem nàng như thành đến thay không vô đạo ra mặt tuân theo ăn dưa xem kịch tâm tính vũ linh ngọc lúc này muốn mở miệng phủ nhận cùng không vô đạo quan hệ nhưng một bên không vô đạo giống như là sớm có đoán trước khóe miệng hơi hơi phát họa cười nhẹ quay người đối vũ linh ngọc nói linh ngọc chúng ta tốt xấu cũng coi là trăm vạn năm trước bạn cũ bây giờ ta gặp một chút phiền toái nhỏ dựa theo giao tình của chúng ta ngươi cũng sẽ không không quan tâm à dù sao ngươi cũng không muốn việc này huyên náo quá lớn, dẫn đến ngươi đến biến tướng tiếp nhận cái kia phần khủng bố nhân quả à. Lời này vừa nói ra không gian nhất thời lâm vào một loại tĩnh mịch an tĩnh, dường như liền pháp tắc đều đình chỉ lưu động. Không vô đạo lần này phát biểu, rơi vào hai đại bất hủ đế tộc người xem ra sự tình thật sẽ không hay. Không vô đạo cũng không phải là cái gì nô lệ chủng tộc vương, mà chính là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân, vũ linh ngọc bạn cũ. Nhất là trăm vạn năm trước bốn chữ, thỏa thỏa biểu lộ không vô đạo cực đại xác suất là cái nào đó cổ đại yêu nghiệt thậm chí là mẫu tôn luân hồi trọng tu cổ đại đại năng nhưng tại vũ linh ngọc trong tai không vô đạo mà nói cái kia hoàn toàn cũng là uy hiếp quả thực có thể nói là cầm đao gác ở cổ nàng phía trên buộc nàng phía trên không vô đạo thuyền giặc cùng đối phương triệt để trói chặt cùng một chỗ đối phương ý tứ quả thực không nên quá rõ ràng chỉ cần hắn ra chuyện thời không cấm khu cường giả cùng đại quân liền sẽ buông xuống Đến lúc đó chư thiên vạn vực cùng toàn bộ vực ngoại chi địa bạo phát siêu cấp đại chiến. Dựa theo không vô đạo luôn luôn mang thủ tính cách. Cho dù nàng cũng không có nhúng tay việc này. Tử linh quốc độ cũng sẽ tiếp nhận tai bay và gió. Cực đại xác suất sẽ gặp phải thời không cấm khu dẫn đầu trùng kích. Ngươi! Vũ Linh Ngọc tức giận đến lồng ngực chập trùng, cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp chết chừng lấy không vô đạo, con ngươi chỗ sâu chỗ sâu tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận. Ánh mắt kia quả thực cũng là muốn đem không vô đạo tại chỗ xé nát gia hỏa này quả nhiên là hoàn toàn như trước đây âm hiểm lại bị ổi vô sỉ. Tại mấy lần hít sâu sau, nàng mới xem như miễn cưỡng chế trụ lửa giận trong lòng. Sau cùng không thể làm gì, lại không thể không khiến khóe miệng của mình câu lên một vệt ôn nhu nụ cười. Ừm đâu? Ngươi thế nhưng là ta trăm vạn năm trước bạn cũ đâu, làm ngươi bạn cũ, ta sao có thể đối ngươi không quan tâm đâu. Vũ Linh Ngọc cố nén muốn đánh người xúc động, chi bằng có thể để ngữ khí của mình lộ ra ôn nhu chân thành. Cho dù tại không vô đạo trong mắt, thời khắc này vũ linh ngọc đã đạt tới cắn răng nghiến lợi biên giới nhưng hai đại bất hủ đế tộc người cũng không nghĩ như vậy đối phương lời nói này không thể nghi ngờ là quyết định cùng không vô đạo quan hệ trong đó không vô đạo thật là trăm vạn năm trước nhân vật đứng đầu trên thân thậm chí còn gánh vác lấy vô cùng lớn nhân quả thậm chí có khả năng dính đến bọn hắn toàn bộ thiên vực tương lai quật khởi nếu như bọn hắn muốn tiếp tục tìm không vô đạo báo thù không nói muốn đối mặt toàn bộ tử linh quốc độ thậm chí còn có thể lọt vào cực kỳ khủng bố nhân quả phản phệ tại lớn như thế uy hiếp lực xuống hai đại bất hủ đế tộc cường giả giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân lúc trước lửa giận cùng sát ý nhất thời tiêu tán thân sắc đột nhiên biến đến trắng xám đại đại nhân thậm chí cầm đầu đế cảnh cường giả gượng ép kéo ra một vệt nụ cười hướng về không vô đạo chắp tay thở dài đây hết thảy cũng đều là hiểu lầm chúng ta nguyện ý cùng đại nhân biến chiến tranh thành tơ lụa cái gì có thể nghe được lời nói này Lý Hàn dạ lại là triệt để trợn tròn mắt. Hắn cũng hoàn toàn không muốn tiếp nhận kết quả này. Hắn vị hôn thê sống chết không rõ, còn ở vào trong hôn mê. Bây giờ, thương tổn hắn vị hôn thê cửu nhân thì ở trước mặt hắn. Bọn hắn không những không thể đi báo thủ, còn muốn chủ động nhượng bộ đến bỏ qua việc này. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Không vô đạo khóe miệng phác họa lên một vệt đường cong ánh mắt nhìn ngẫm nhìn về phía cách đó không xa lý hàn dạ cho dù hắn không nói gì nhưng lý hàn dạ toát ra biểu lộ liền đã bại lộ hắn giờ phút này sâu trong nội tâm cừu hận thương tổn hy nhi kẻ cầm đầu đang ở trước mắt lý hàn dạ tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn chòng chọc vào không vô đạo giống là muốn dùng ánh mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ hắn nhất định phải đến vì chuyện này trả giá đắt vốn là ngưng kết không khí bởi vì lý hàn dạ lời nói này biến đến càng áp lực ngưng kết hai đại bất hủ đế tộc cường giả sắc mặt cũng bởi vậy biến đến càng thêm khó coi. Thậm chí từ đầu đến cuối, ở một bên tuân theo xem náo nhiệt tâm tính Vũ Linh Ngọc, thần sắc cũng đột nhiên âm trầm xuống. Tuy nhiên nàng là bị ép bị không vô đạo kéo xuống nước, nhưng vừa mới cũng coi là lấy từ linh quốc độ uy danh làm đảm bảo, biến tướng che chở không vô đạo. Bây giờ Lý Hàn Dạ còn níu lấy việc này không thả, không chỉ là cho thể diện mà không cần, thậm chí là không có đem bọn hắn từ linh quốc độ uy danh để vào mắt. Bọn hắn từ linh quốc độ thân là chín đại khởi nguyên thần tộc một trong. Như thế nào cái gọi là bất hủ đế tộc có thể đắc tội nổi? Ha ha, vừa mới bản công chúa nói còn chưa đủ hiểu chưa? Vũ Linh Ngọc thần sắc tại lúc này biến đến càng lãnh diễm. Thanh âm băng lãnh nếu như vạn cổ xương lạnh, vô hình cảm giác áp bách theo trong cơ thể nàng lan tràn ra. Vẫn là nói, các ngươi vĩnh dạ đế tộc, từ đầu đến cuối không có đem ta Vũ Linh Ngọc, đem ta tử linh quốc độ để vào mắt hai đại bất hủ đế tộc cường giả nhất thời sắc mặt cuồng biến cai chán chảy ra vô số tinh mịn mồ hôi lạnh vừa muốn mở miệng giải thích vì hôn thê của ngươi thực lực không đủ lại dám ngược dòng tìm hiểu ta căn nguyên bị nhân quả phản phệ đây là nàng gieo gió gạt bão không vô đạo mang theo trào phúng vận vị thanh âm sớm vang lên tại phá lệ ngưng kết an tĩnh trong hoàn cảnh thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại sở hữu tu sĩ bên tai ở giữa còn nữa nói không vô đạo cái cằm khẽ nhếch hai con mắt chỗ sâu khinh thường vẻ khinh bỉ càng sâu. Thì ngươi loại này liền bản tôn một kích đều không tiếp nổi đồ bỏ đi, cũng xứng để cho ta trả giá đắt. Lý Hàn Dạ hơi sững sờ. Thân là vĩnh dạ đế tộc đế tử. Lại thành công trói chặt chư thiên khế ước hệ thống hắn. Phong nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa, thiên phú của hắn thực lực đều có thể xưng được là kim tự tháp đỉnh phong một nhóm kia. Vô luận đi đến nơi nào, đều là người khác chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ, không vô đạo trong miệng nói ra đồ bỏ đi hai chữ, không không phải liền là một cái cái tát vang dội hung hăng tát tại trên mặt hắn, đem hắn tôn nghiêm đều triệt để đánh nát. Sau trong nội tâm căm giận ngút trời khống chế không nổi điên cuồng tuôn ra. Càng nhiều khế ước quang môn lần nữa tại phía sau hắn hiện lên. Hiển nhiên, triệt để bị căm giận ngút trời thôn phệ sau cùng một tia lý trí hắn, đã là muốn liều lĩnh hướng không vô đạo xuất thủ. Gặp một màn này, không vô đạo cũng cũng không thèm để ý. Dù sao cái này Lý Hàn Dạ tại hắn nơi này đã là người chết. Không quá sớm tử chết muộn vấn đề hắn chỉ cần dám hiện tại đối với mình ra tay chính mình cũng liền vừa tốt có thể mượn lý do này đem tại chỗ chấn sát thu hoạch đối phương chỗ có thiên mệnh điểm coi như đối phương bị cái này hai đại bất hủ đế tộc cường giả ngăn lại dựa theo tiểu tử này lỗ mãng tính cách về sau hẳn là cũng còn sẽ nghĩ biện pháp trả thù hắn cũng vừa tốt thừa dịp này theo trên người đối phương bắt càng nhiều thiên mệnh điểm vô luận là cái gì cái nội dung chuyện phát triển hắn đều huyết kiếm lời không lỗ hàn dạ dừng tay đúng lúc này một thanh âm tuyên cổ như có như không bỗng nhiên tại lý hàn dạ não hải chỗ sâu vang lên cái này đúng là bọn họ bất hủ đế tộc một vị lão tổ thanh âm cái này áo trắng nam tử không rõ lai lịch hơn nữa còn cùng vũ linh ngọc quen biết tuyệt đối là có lai lịch lớn chớ có lại đem việc này huyên náo quá lớn thế nhưng là lão tổ hắn thương hại hy nhi còn để cho nàng im miệng vĩnh dạ đế tộc lão tổ tiếng gầm gừ tức giận nhất thời đánh gãy lý hàn dạ đến tiếp sau muốn nói lời hàn dạ ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng là ta vĩnh dạ đế tộc đế tử càng là ta toàn bộ vĩnh dạ đế tộc tương lai người kế nhiệm thân là ta vĩnh dạ đế tộc đế tử ngươi cần phải đem toàn bộ tộc quần lợi ích đặt ở vị trí đầu não mà không phải là bởi vì một nữ nhân mất trí đi trêu chọc một cái rõ ràng không nên là địch tồn tại bởi vậy làm cho cả vĩnh dạ đế tộc cũng vì đó phải trả cái giá nặng nề ta sau cùng lại nhấn mạnh một lần ngươi muốn chân chính đăng lâm đại đạo chi đỉnh cũng không cần ngày đêm đem như nữ tình trường đều đặt ở vị trí đầu não đây không phải một cái hợp cách tu sĩ, càng không phải là ta vĩnh dạ đế tộc đế tử cái kia có. Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta vĩnh dạ đế tộc đế tử vị trí ngươi cũng không cần thiết lại ngồi, đệ đệ của ngươi có lẽ càng thêm phù hợp. Nghe vậy, Lý Hàn Dạ cắn chặt hàm răng, ánh mắt lấp lóe, hít thở sâu nhiều lần, mới là đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Đúng, lão tổ. Đang nói ra mấy chữ này lúc, Lý Hàn Dạ dường như đã dùng hết suốt đời khí lực. Nhưng ngoài miệng thì nói như vậy hắn ở sâu trong nội tâm trên thực tế còn chưa qua đạo khảm này. Hi hi, ngươi yên tâm. Chờ ta về sau thành công khế ước tiên thiên sinh linh. Ta nhất định vì ngươi tự mình tự tay mình giết cái này cả gan tổn thương ngươi ra hỏa. Đây là hắn đã sớm cùng huyết hy ước định cẩn thận. Hi hi, ta cam đoan với ngươi, về sau bất luận kẻ nào cả gan tổn thương ngươi, cho dù là liều lên cái mạng này, ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Theo trong đầu hồi tưởng lại rất lâu trước đó cùng huyết hy quyết định ước định, Lý Hàn Dạ càng phát ra kiên định ngày sau tìm không vô đạo báo thủ chấp niệm. Vị đại nhân này, việc này là chúng ta cân nhắc không chu toàn, mạo phạm đại nhân. Những vật này là nhận lỗi, còn mời đại nhân cần phải vui vẻ nhận. Nguyên bản khí thế hung hăng buông xuống, muốn đem không vô đạo triệt để vây giết hai đại bất hủ đế tộc người, giờ phút này tất cả đều lộ ra nịnh nọt nụ cười. Thậm chí lấy ra không ít bảo vật đến làm bồi thường. Không cần tận lực đi đoán, không vô đạo đều biết xảy ra chuyện gì hẳn là bọn hắn trong tộc càng nhân vật có phân lượng ra mặt. Có điều hắn cũng không quan trọng. Dù sao cái này nội dung chuyện phát triển cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu muốn báo thủ, các ngươi tùy thời đều có thể tìm đến táng nào đó. Bất quá. Nói, không vô đạo thâm thúy mắt đen mười phần có thâm ý nhìn về phía một bên, Thủy Trung tại phẫn hận nhìn mình chầm chầm lý hàn dạ. Nhưng lần sau muốn cho ta bỏ qua việc này, cũng phải cần các ngươi nỗ lực tánh mạng đại giới. Lý hàn dạ đốt ngón tay hơi hơi nắm chặt, thân sắc biến đến càng âm trầm. Không vô đạo lời nói này không thể nghi ngờ là lần nữa khơi dậy hắn sát ý trong lòng cùng cừu hận. Hai đại bất hủ đế tộc người cũng vì phòng ngừa Lý Hàn Dạ lần nữa bị sát ý choáng váng đầu óc, làm ra một loại nào đó mất trí hành động. Chắp tay thở dài về sau, hoảng hốt mang người nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Làm hai đại bất hủ đế tộc cường giả hoàn toàn biến mất sau. Chật chật chật. Vũ Linh Ngọc nhẹ sách lấy lắc đầu, đi vào không vô đạo bên người. Ngươi cái tên này quả nhiên là hoàn toàn như trước đây mang thù à. Ngươi vừa mới cái kia lời nói, cũng là cố ý chọc giận Lý Hàn Dạ, để hắn càng thêm thống hận ngươi. Về sau nhịn không được lần nữa tới tìm ngươi báo thù à. Không vô đạo vẫn chưa trước tiên đáp lại. Chỉ là nhìn lấy hai đại bất hủ đế tộc bọn người đi xa phương hướng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười. Ha ha! Thế gian này chính là không bao giờ thiếu đối thân phận của mình định vị không có rõ ràng nhận biết con kiến hồi. Ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, đưa ngu ngốc như vậy con kiến hôi sớm thoát ly khổ hải. Dù sao thì Lý Hàn Dạ tự cao tự đại, dễ dàng bị tâm tình tà hữu ra hỏa. Tương lai cũng tất sẽ bị mạnh hơn hắn người chém giết. Ngược lại còn không bằng sớm chết ở trên tay hắn, sớm tác thành cho hắn. Hai đại bất hủ đế tộc nhiều như vậy cường giả cùng nhau xuất động, khi thế hung hăng muốn truy nã không vô đạo sự tình, tự nhiên cũng đưa tới vực ngoại chi địa vô số sinh linh chú ý. Nhất là khi nhìn đến hai đại bất hủ đế tộc sau cùng như hoảng sợ loài chó rời đi lúc vô số vực ngoại lúc sinh linh triệt để sôi trào. Ngọa tào, cái kia trấn sát huyết người vương áo trắng nam tử đến tột cùng là lai lịch ra sao? Hai đại bất hủ đế tộc nhiều cường giả như vậy xuất động, vậy mà đều không có đem thành công truy nã. Chẳng lẽ, hắn là nào đó tôn có thông thiên bối cảnh đại nhân vật? Xương bối cảnh thông thiên cũng không xê xích gì nhiều. Nghe nói người này thế nhưng là Vũ Linh Ngọc trăm vạn năm trước bạn cũ, lai lịch thân phận cực kỳ không đơn giản. Theo tin tức này vừa ra, Toàn bộ vực ngoại chi địa càng là như vậy sự tình bộc phát ra càng thêm kịch liệt thảo luận. Cái gì? Linh Ngọc đại nhân thế nhưng là ta thiên vực chín đại khởi nguyên thần tộc, từ linh quốc độ đệ nhất truyền nhân à? Có thể cùng nàng là bạn cũ, hơn nữa còn là trăm vạn năm trước nhân vật. Có thể hay không cũng là cái nào đó khởi nguyên thần tộc hạch tâm truyền nhân. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Việc này cũng như như gió bão bao phủ đến toàn bộ chư thiên vạn vực. Thậm chí cũng có khởi nguyên thần tộc cường giả bị hấp dẫn vận dụng lực lượng của mình cùng thủ đoạn, bắt tay vào làm bắt đầu điều tra lên không vô đạo thân phận. Muốn muốn biết rõ ràng đến cùng có phải hay không như nghe đồn như vậy, hắn là cái nào đó khởi nguyên thần tộc sở phong dấu cổ đại yêu nghiệt. Đương nhiên, chín đại khởi nguyên thần tộc một trong tử linh quốc độ tự nhiên cũng chú ý tới việc này. Lại thêm bên ngoài giới nghe đồn, Vũ Linh Ngọc là vị này áo trắng nam tử trăm vạn năm trước bạn cũ. Tử linh quốc độ lão tổ thậm chí còn tự mình phát truyền âm hỏi thăm về Vũ Linh Ngọc nào đó chỗ bí ẩn trong động phủ. Vũ Linh Ngọc ngay tại thông qua đặc thù thần văn, cùng chính mình lão tổ tiến hành câu thông truyền âm. Lão tổ, không phải ta không nghĩ thấu lộ ra hỏa này thân phận. Chỉ là ra hỏa này trên thân lưng đeo nhân quả, thật thực sự quá lớn quá lớn. Và nhất xuất hiện sai lầm, chúng ta toàn bộ từ linh quốc độ chỉ sợ đều lại bởi vậy bị vô cùng lớn tai bay và gió. Nghe được Vũ Linh Ngọc lần này nói ngoa. Cái này từ linh quốc độ lão tổ hiển nhiên rất không cao hứng. Linh Ngọc, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta tử linh quốc độ nội tình. Ta tử linh quốc độ thân vì thiên vực chín đại khởi nguyên thần tộc, không nói có thể so với ba cái kia thực lực tổng hợp mạnh nhất thần tộc. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên vực, chỉ cần cái kia tam đại chủng tộc không xuất thủ, lại có gì người là ta tử linh quốc độ đối thủ. Đến tột cùng là nhân quả gì, ngay cả ta ta tử linh quốc độ đều tiếp nhận không nổi. Nghe chính mình lão tổ cái này cuồng đến không biên giới phát biểu. Vũ Linh Ngọc sạm mặt lại nhưng đối phương nói cũng quả thật không tệ. Bọn hắn từ linh quốc độ thực lực, tuy nhiên cùng trước ba cái chủng tộc còn có chút chênh lệch. Nhưng phóng nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa, tại trên thực lực cũng có được cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền. Thế nhưng là, nhân gia không vô đạo căn bản cũng không phải là bọn hắn vực ngoại chi địa người, mà là đến từ chư thiên vạn vực thời không cấm khu. Vũ Linh Ngọc trong lòng rất là xoắn suýt. Xoắn suýt có nên hay không nói cho chính mình lão tổ không vô đạo thân phận. Nhưng vài lần suy nghĩ về sau, nàng vẫn là quyết định uyển chuyển nâng lên một miệng tin tưởng chính mình lão tổ cũng tự có định đoạt lão tổ ăn ngay nói thật đi người này nhân quả chẳng những ta tử linh quốc độ khó có thể tiếp nhận nổi thậm chí ngay cả chúng ta toàn bộ thiên vực đều khó mà tiếp nhận lên hắn một khi ra chuyện giới hải đối diện đám kia lão phong tử sợ rằng sẽ không nói hai lời điều động đại quân xâm lấn từ đó để chúng ta hai đại thế giới bạo phát siêu cấp đại chiến vũ linh ngọc lời nói này vừa ra truyền âm trận pháp đối diện nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Thân là tử linh quốc độ lão tổ, bọn hắn cũng coi là sống vô số kỷ nguyên. Đã từng cũng đồng dạng trải qua vực ngoại chi địa cùng chư thiên vạn vực bạo phát nghịch thiên đại chiến. Lại thêm vũ linh ngọc 10 phần tận lực nhất lên giới hải đối diện đám kia lão phong tử. Tại bọn họ vực ngoại chi địa sách cổ trong lịch sử. Lão phong tử cái này ba chữ coi là thật quá có dẫn đạo tính. Ngoại trừ thời không cấm khu đám kia lại bá đạo, hành sự có thể xưng điên cuồng lão tổ bên ngoài. Người nào có thể xứng với ba chữ này? Nếu như là dạng này, tất cả mọi thứ cũng liền nói thông được. Dù sao không vô đạo giống như là bỗng dưng xuất hiện tại bọn hắn vực ngoại chi địa. Cho dù là bọn hắn những thứ này khởi nguyên thần tộc dùng hết thủ đoạn điều tra, cũng không có không một chút đầu mối. Tại trong lúc này, cũng không thiếu một số tự cao tự đại cổ lão cường giả kiềm chế không ngừng lòng hiếu kỳ trong lòng. Muốn dùng đặc thù thủ đoạn thôi diễn không vô đạo căn nguyên. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị mạc xanh kỳ diệu phản phệ. Điều này cũng làm cho bọn hắn những thứ này cổ lão cường giả càng kiên kỵ không vô đạo thân phận chân thật. Bây giờ nghe Vũ Linh Ngọc như thế một giải thích. Từ linh quốc độ lão tổ mới xem như đại khái giải ngọn nguồn. Thời không cấm khu đám người kia thật là lớn gan. Thế mà để chính mình ưu tú truyền nhân chạy tới bọn hắn vực ngoại chi địa du lịch. Bọn hắn rất khó không nghi ngờ đối phương là lại muốn mượn này làm một số đại động tác. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt sự tình phát triển đối bọn hắn từ linh quốc độ phá lệ có lợi so với thêm một cái kẻ địch khủng bố, bọn hắn tự nhiên càng hy vọng thêm ra một cái có thể mang đến lợi ích bằng hữu. Linh Ngọc, việc này ngươi không cần thiết lộ ra. Nếu quả như thật là vị kia, vậy ngươi gần nhất thì cùng ở bên cạnh hắn, cùng hắn tận khả năng thành lập hữu hảo quan hệ. Đây chính là ta từ linh quốc độ tiến thêm một bước cơ hội tốt. Nghe chính bình lão tổ đồng dạng thức thời vụ phát biểu, Vũ Linh Ngọc bỗng nhiên may mắn chính mình lúc trước quyết đoán là đúng. Dù sao không vô đạo sau lưng thời không cấm khu, bọn hắn thật không thể trêu vào lúc trước bọn hắn tử linh quốc độ muốn dùng tử linh đại đế đến trưởng khống nhật nguyệt thần triều lấy này đến giám sát thời không cấm khu động tĩnh trên thực tế cũng là thụ cái khác mấy cái nổi lên nguyên thần tộc bức bách bất quá bọn hắn một mực đối với cái này không có bao nhiêu hứng thú làm hiểu rõ đến bộ phận chân tướng bọn hắn tự nhiên cũng xa so với cái khác người biết thời không cấm khu nội tình đến tột cùng khủng bố đến mức nào bọn hắn vực ngoại chi địa chín đại khởi nguyên thần tộc có thực lực phân chia 16 đại cấm khu bên trong đương nhiên cũng có. Nhưng cũng không có người biết thời không cấm khu thực lực phóng nhãn sở hữu 16 đại cấm khu bên trong, tuyệt đối là có ưu thế áp đảo. Táng thổ nơi nào đó thần bí trong động phủ. Không vô đạo cũng không hiểu biết Vũ Linh Ngọc cùng chính mình lão tổ truyền âm. Hắn đã đem chính mình thần niệm tạm thời theo táng đạo này tôn khôi lỗi phía trên rút ra trở về đến chính mình bản thể. Mà giờ khắc này hắn chính vận dụng khải nguyên thời không thần đồng, tra xét rằng Vũ hai huynh muội ánh mắt của hắn xuyên qua vạn lý sơn hà rất nhanh rơi vào bên ngoài mấy dặm một chỗ nô lệ chủng tộc bộ lạc mười tuổi không đến giang vũ giờ phút này tựa như hóa thành cái nào đó tà giáo môn phái giáo chủ tại trên đài cao vung tay hô to thanh âm cực kỳ bành trướng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh dựa vào cái gì chúng ta sinh mà là kiến hôi những cái kia vương tộc cùng bất hủ đế tộc thậm chí khởi nguyên thần tộc đều sinh ra cao cao tại thượng đem chúng ta xem như xúc vật đến nuôi nhốt các ngươi chẳng lẽ thì không muốn thay đổi trước mặt khốn cảnh thành vì chân chính cường giả thật chính tự mình chủ đạo chính mình sinh mệnh sao hắn lời nói này nhất thời gây nên phía dưới vô số nô lệ chủng tộc cộng minh đếm không hết nô lệ chủng tộc vung tay hô to tại lúc này nhiệt huyết sôi trào phát ra hô to bọn hắn không muốn chính mình cả một đời đều là người khác chỗ nuôi nhốt xúc vật bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn mạnh đến thoát khỏi nô lệ danh hiệu mạnh đến tránh thức nắm giữ vận mệnh của mình gặp thời cơ không sai biệt lắm đã sớm đã cải biến bề ngoài, đồng thời thành công ẩn tàng trong đám người Giang Ngọc Nhi, biết giờ phút này cũng là tốt nhất mang tiết tấu thời khắc. Khoe mắt ngậm lấy nước mắt, dãy ruộng từ trong đám người gạt ra. Nhìn qua phía trên Giang Vũ, thanh âm bên trong tràn đầy khát vọng cùng cầu khẩn. Đại nhân, vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể thay đổi biến cái này khốn cảnh đâu? Chúng ta không có như những cái kia vương tộc cùng đế tộc huyết mạch cao quý. Coi như có thể đạp vào tu hành chi lộ, tương lai cũng sẽ không có đại thành tựu chúng ta thật sự có thể thoát khỏi nô lệ danh hiệu, từ đó chính mình chấp trưởng vận mệnh của mình à. Lời này không thể nghi ngờ là nói đến đông đảo nô lệ chủng tộc chi tâm khảm của người ta. Bọn hắn nguyên bản bành trướng sôi sục tâm tình nhất thời bị rót một chậu nước lạnh. Đúng à. Bọn hắn thực chất bên trong chảy xuôi theo không có chút nào tu luyện tư chất nô lệ chủng tộc huyết mạch. Thậm chí đều khó mà cùng thiên địa bên trong pháp tác cộng minh. Bọn hắn thật sự có năng lực mạnh lên, mạnh đến chấp trưởng vận mệnh của mình sao. Giang Vũ khóe miệng chảy ra một vệt cười nhạt. Đem phụ trách diễn xuất Giang Ngọc Nhi nâng đỡ. Khóe miệng lộ ra một vệt tự tin và húc nụ cười. Đừng quên, chúng ta có vĩ đại tự do chi thần dẫn dắt. Nói, Giang Vũ hoàn toàn không che giấu khí tức của mình. Hoa linh cảnh cửu trọng tu vi nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoa linh cảnh, cảnh giới này phóng nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa cũng không có cái gì có thể lấy chỗ. Nhưng Giang Vũ mới tuổi tác bao lớn. Mười tuổi không đến, bản thân lại chảy xuôi theo không có chút nào tu luyện tư chất nô lệ chủng tộc huyết mạch. Nhưng như thế tiểu niên kỷ cũng đã tu luyện đến hóa linh cảnh cửu trọng. Phong nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa trong lịch sử đều có thể xem như kinh thế hãi tục. Đến mức phía dưới những nô lệ kia chủng tộc đã sớm triệt để trợn tròn mắt. Trong bọn họ có không ít người hơn 50 tuổi mới miễn cưỡng bước vào hóa linh cảnh. Giang Vũ ngược lại tốt, 10 tuổi không đến thì bước vào hóa linh. Tại đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn sau, Giang Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Mà ta bây giờ có thể cầm giữ có thành tựu như thế này, là vĩ đại tự do chi thần ban cho cho ta." Nói, hắn lần nữa theo trong chữ vật không gian xuất ra một bản tản ra tia sáng kỳ dị cổ thư, chính là giá y ma công. Bởi vì vĩ đại tự do chi thần ban cho ta cái này bản vô thượng thần pháp, cho nên ta mới phá vỡ cuối cùng ràng buộc, đạt đến bây giờ thành tựu. Lời này vừa nói ra vô số nô lệ chủng tộc đôi mắt chỗ sâu nhất thời lóe ra hy vọng chi quang. Tự do chi thần là chỉ huy bọn hắn đi hướng tự do cùng tương lai thần minh sao? Bất quá, một bộ phận tính cách đa nghi người vẫn còn có chút hồ nghi, cảnh giác nhìn qua Giang Vũ. Tuy nhiên Giang Vũ biểu hiện ra tư chất thực lực phi thường cường đại. Nhưng xét đến cùng, đối phương chẳng qua là cái 10 tuổi cũng chưa tới tiểu hài tử, hóa linh cảnh tu vi cũng vẫn là quá thấp điểm. Tu vi như thế nói muốn cho bọn hắn cung cấp tự do cùng tương lai bảo hộ, xác thực không phải như vậy có nói phục tính. Có thể đã sớm ngờ tới đây hết thảy không vô đạo sớm đã bị Giang Vũ hoàn mỹ ứng phó phương pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn triển khai, đầu thật cao vung lên, thanh âm biến đến càng sôi sục bành trướng, giống như một vị cùng nhiệt mà thành tín thần chi sứ đổ. Chư vị, chỉ muốn các ngươi nguyện ý dâng ra suốt đời tín ngưỡng, trở thành tự do chi thần trung thực sứ đổ. Vĩ đại tự do chi thần sẽ hạ xuống vinh quang, dẫn dẫn các ngươi đi hướng cuối cùng hy vọng. Ầm ầm, tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, trên trời cao thiên quang phiêu đãng, vô số quang vũ tí tách tí tách rơi xuống tràn ngập thần thánh cảm giác trói lọi quang huy nhất thời bao phủ cả phiến thiên địa cái đó là tại vô số người thất thần rung động ánh mắt nhìn soi mói bốn tôn tắm đại đạo chi quang hư ảnh từ đó buông xuống mà bọn hắn chính là không vô đạo ban cho cho giang vũ phụ trách tạm thời thủ hộ hai anh em gái bọn họ an toàn bốn tôn thánh cảnh đại đạo khôi lỗi nhưng đông đảo kiến thức thiền cận nô lệ chủng tộc làm sao biết nhiều như vậy bọn hắn chỉ biết là cái này buông xuống bốn tôn thân ảnh khí tức khủng bố vô biên đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn đem xưng là thần minh cũng không đủ chư vị bốn vị này đều là tự do chi thần thần sứ giang vũ lại bắt đầu lừa dối chỉ muốn các ngươi trở thành tự do chi thần sứ đồ tôn quý thần sứ cũng sẽ bảo hộ các ngươi cái này vừa nói phía dưới vô số nô lệ chủng tộc sinh linh triệt để điên cuồng cho dù là bọn họ trong lòng đối với chuyện này lại hoài nghi cũng là tại lúc này tất cả đều ném sau ót chỉ là thần sứ thì cường đại như thế. Khó có thể tưởng tượng. Chân chính tự do chi thần đến tột cùng lại có như thế nào kinh thế hãi tục uy năng. Có thể trở thành loại này vô thượng tồn tại trung thực sứ đồ, bọn hắn huyết kiếm lời không lỗ. Rất nhanh, tại Giang Vũ hai huynh muội nỗ lực xuống. Giá y ma công cấp tốc tại vô số nô lệ trong chủng tộc bộ truyền ra tới. Rất nhiều nô lệ chủng tộc trong lòng đều tràn đầy duy nhất niềm tin. Bọn hắn muốn nương tựa theo môn công pháp này leo lên chân chính tự do bậc thang, từ đó bọn hắn vận mệnh chỉ chịu bàn tay mình nắm. Mà tại rất nhiều sinh linh bắt đầu tu luyện giá y ma công đồng thời. Tại phía xa không bên ngoài mấy dặm không vô đạo thì có cảm giác. Một chút cực kỳ nhỏ trả lại chi lực chính xuyên qua hư vô tối tăm, chậm rãi dung nhập vào táng đạo tôn này trong thân thể. Những thứ này nô lệ chủng tộc thiên phú tư chất tu vi đều quá kém. Tuy nhiên có rất nhiều trả lại chi lực. Nhưng táng đạo tôn này thân thể tu vi tốc độ tăng lên vẫn là rất chậm. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không phải rất để ý. Dù sao chỉ cần cho đủ thời gian lắng đọng, tin tưởng không bao lâu, vô số thật nhỏ giọt nước cuối cùng rồi sẽ hội tụ thành mênh mông cuồn cuộn. Thừa dịp tại táng thổ bên trong tu luyện trong khoảng thời gian này. Không vô đạo đem chính mình tất cả thiên mệnh điểm đều dùng đến đề thăng thôn thiên thần ma huyết. Bây giờ, tại hắn bốn đại bản nguyên thể chất bên trong, thôn thiên thần ma huyết tu luyện hoàn chỉnh tiến trình là nhanh nhất. Làm hư vô hỗn độn thể tam đại thể chất tu luyện tiến trình vẫn chỉ là 10 vạn điểm lúc thôn thiên thần ma huyết mạch tu luyện tiến trình đã đạt đến trọn vẹn hơn 20 vạn điểm. Tuy nhiên khoảng cách viên mãn thể chất 999.999 điểm còn có khoảng cách rất lớn. Nhưng cũng là để hắn bởi vậy lại giác tỉnh một cái liên quan tới thôn thiên thần ma huyết mạch bản nguyên thể chất thần thông, thiên thần lâm không. Cùng thiên ma vạn tượng hoàn toàn khác biệt. Này thần thông hoàn toàn có thể tỉnh lại thôn thiên thần ma huyết mạch bên trong thiên thần chi lực, từ đó để hắn hoàn mỹ nắm giữ thần đạo chi lực, hóa vì thiên thần hình thái thần ma chi lực hỗ trợ lẫn nhau, khắc chế lẫn nhau. Cũng không bàn mà hợp thế gian sáng cùng tối. Tại thành công nắm giữ thiên thần lâm không cái này nói thần thông chi thuật sau. Hắn cũng có thể thông qua thiên thần chi lực ức chế thiên ma chi lực, từ đó cam đoan mình tại thiên thần hình thái cùng thiên ma hình thái lẫn nhau chuyển đổi. Mà hắn hiện tại cũng có thể không mượn dùng táng đạo này tôn khôi lỗi, trực tiếp lấy chính mình bản tôn hành tẩu vực ngoại chi địa. Bất quá, hắn tạm thời cũng không tính làm như thế dù sao bây giờ vực ngoại chi địa lực chú ý của mọi người đều bị táng đạo tôn này thân thể hấp dẫn vì ngăn ngừa phức tạp hắn vẫn là tạm thời lấy táng đạo tôn này thân thể hành tẩu vực ngoại ngay tại không vô đạo chuẩn bị tiếp tục tu luyện tranh thủ gần đây đã đột phá thánh chủ cảnh lúc hắn bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng mi đầu bỗng nhiên nhíu lên tại hắn thần thức cảm giác bên trong giờ phút này có mấy đạo xa lạ khí tức chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn động phủ tu luyện cấp tốc tiếp cận đồng thời hệ thống thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, kiểm chắc đến phụ cận tồn tại thiên mệnh ba động. Có thiên mệnh chi nhân chính đang nhanh chóng hướng về chủ nhân tiếp cận. Cùng lúc đó khoảng cách không vô đạo bên ngoài mấy dặm trên trời cao. Siêu siêu siêu, mấy đạo sáng chói thần hồn giống như xé rách thương khung sao trổi, nhanh chóng lướt qua vô ngần đại địa, chính một chiếc một sau hướng về táng thổ chỗ sâu phóng đi. Đằng sau mấy thân ảnh thỉnh thoảng hướng về phía trước nhất cái kia điên cuồng bỏ chạy thân ảnh phát ra công kích bị truy kích chính là một tên dung mạo có chút xinh đẹp nữ tử. Nhưng thời khắc này nàng đã chật vật tới cực điểm. Nóng hổi máu tươi nhuộm đỏ xiêm y của nàng. Thậm chí bụng đều bởi vì kiếm thương mà nứt ra một cái lỗ hồng lớn, còn có liên tục không ngừng máu tươi từ hắn bên trong chảy ra. Đáng chết xú nương môn, cho lão tử đứng cái kia. Tại nữ tử phía sau, ba tên thánh chủ, hai tên thánh nhân cường giả chính tại điền cuồng truy kích nàng. Nhưng nữ tử đầu cũng không dám về, như cùng một cái chó mất chủ giống như chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa bỏ mạng bỏ chạy. Đáng chết. Cho dù đi tới Táng Thổ chi địa, bọn hắn cũng đều không muốn từ bỏ sao? Nữ tử cắn chặt hàm răng, cơ hồ muốn cắn chảy ra máu. Nàng tên là Tuyết Huynh Liên, chính là Huyền Băng Vương tộc đương thời vương. Đằng sau điền cùng truy kích nàng cái kia mấy tên tu sĩ, là nàng Huyền Băng Vương tộc sinh tử chi địch, ngoài lấy lửa vương tộc cường giả. Tại trước đó vài ngày, bọn hắn Huyền Băng Vương tộc hao hết thủ đoạn, theo táng thổ bên trong tiếp trở về bọn hắn phong tàng mấy tên lão tổ. Nguyên bản bọn hắn là dự định dựa vào cái này mấy tên lão tổ triệt để đánh tan sinh tử chi địch ngòi lấy lửa vương tộc, chỉ huy bọn hắn huyền băng vương tộc đi về phía huy hoàng. Có thể chưa từng nghĩ, ngoài lấy lửa vương tộc đồng dạng ẩn giấu đi cổ đại lão tổ. Thậm chí số lượng so với bọn hắn huyền băng vương tộc cổ đại lão tổ còn nhiều. Nguyên bản huy hoàng mộng tưởng triệt để như bọt nước giống như phá toái. Bọn hắn huyền băng vương tộc mấy tên cổ đại lão tổ còn chưa bắt đầu phát lực, Liên trực tiếp bị ngòi lấy lửa vương tộc cổ đại lão tổ làm thịt rồi Bây giờ, bọn hắn huyền băng vương tộc toàn quân bị diệt Chỉ còn một mình nàng sông ra vòng vây, chật vật chạy trốn Chỗ lấy đi tới nơi này táng thổ chi địa Cũng là mấy vị kia cổ đại lão tổ tại trước khi chết nói cho nàng Tại bọn họ ngủ say trong động phủ, có khắc đặc thù trận pháp phù lục Chỉ cần có thể thành công tiến vào bên trong, nàng thì có khả năng sống sót Thậm chí có thể nương tựa theo trong động phủ thiên tài địa bảo đông sơn tái khởi nhưng thời gian dài bỏ mạng chạy trốn, đã là để Tuyết Khuynh Liên đã nhận ra lực lượng của mình còn thừa không có mấy, thậm chí sắp khô kiệt. Bất quá may ra, mấy vị cổ đại lão tổ nói động phủ rốt cục muốn tới. Tuyết Khuynh Liên nhìn qua nơi xa cái kia mơ hồ hình dáng động phủ, trên mặt không khỏi chảy lộ ra nét mừng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại hơi hơi cứng ngắc. Không biết có phải hay không chính mình hoa mắt. Thế mà tại động cửa phủ thấy được một thân ảnh mơ hồ áo trắng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn Huyền Băng Vương tộc còn có ngủ say lão tổ không có bị tỉnh lại? Ngay tại Tuyết Huynh Liên trong lòng không thể nghi ngờ suy tư lúc, "Sú Nương Môn" còn không mau thúc thủ chịu chói. Một tiếng giống giận dữ bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. "Huyền Băng Thuẫn." Trong chốc lát, Tuyết Huynh Liên sắc mặt cuồng biến. Nàng phản ứng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ không cần suy nghĩ, cũng không quay đầu lại bạo phát lực lượng trong cơ thể, lấy vô tận băng tuyết chi lực ngưng tụ ra một phương to lớn hàn băng hộ thuẫn. Ầm ầm kinh khủng pháp tắc thủy triều theo nhau mà tới tuyết huynh liên ngưng tụ ra huyền băng thuẫn trực tiếp hóa thành đầy trời vụn băng tiêu tán phốc to lớn lực va đập để tuyết huynh liên như cùng một con bị mũi tên bắn trúng bạch tước miệng phun máu tươi hung hăng hướng về nơi xa rơi xuống nhưng thật vừa đúng lúc to lớn quán tính cũng là vừa tốt để cho nàng rơi vào động phủ cách đó không xa lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào chạy cầm đầu thánh cảnh cường giả nhìn về phía sụi lơ trên mặt đất tuyết huynh liên lộ ra một vệt tà tiếu nhất là nhìn về phía cái kia có lồi có lõm nóng bỏng tư thái, hắn càng là khó có thể đang áp chế ở trong lòng sao động. Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh khuyên liên vương, thế nhưng là nắm giữ băng tuyết thánh thể, theo nhất định trên ý nghĩa tới nói, cũng coi là tương đối không tệ lô đỉnh thể chất. Dù sao đều là muốn chết, chúng ta thì lòng từ bi, để khuyên liên vương chết dễ chịu chút. Nghe những này nhân khẩu bên trong phát ra dơ bẩn từ ngữ. Tuyết khuyên liên sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy nhưng thời khắc này nàng thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có, chớ nói chi là lại ra tay phản kháng. Dừng ở đây rồi sao? Tuyết khuyên liên tuyệt vọng nhắm lại hai con mắt. Nhưng rất nhanh, tại chỗ mấy tên tu sĩ phát giác được không thích hợp. Bọn hắn nhíu mày dừng lại tại nguyên chỗ, đầy mắt cảnh giác nhìn qua tuyết khuyên liên sau lưng. Liên phảng phất chỗ đó xuất hiện nào đó tôn kinh khủng tồn tại. Tuyết khuyên liên có chút dừng lại. Dùng tận chính mình toàn thân lực lượng chật vật hướng về sau lưng nhìn lại khi nhìn rõ sau lưng tình hình một cái chớp mắt tuyết khuyên liên đồng tử hơi hơi co vào chỉ thấy một tên thân mang áo trắng thân thể cao to thẳng tắp khuôn mặt lại giấu ở trong sương mù nam tử giờ phút này chính đứng sừng sững ở động cửa phủ cặp kia không có chút nào nửa phần tình cảm con ngươi chính thông qua mông lung sương mù như thâm uyên giống như nhìn chăm chú bọn hắn rõ ràng bọn hắn đều ở cùng một mức độ vị trí bên trên nhưng tất cả mọi người ở đây tại lúc này đều chỉ cảm giác bị không vô đạo cao cao tại thượng nhìn xuống bao quát tuyết huynh liên ở bên trong mấy người đều có chút chấn kinh thất thần. Dù sao cái này động phủ thế nhưng là huyền băng vương tộc, mấy vị cổ đại lão tổ động phủ tu luyện. Mấy cái kia cổ đại lão tổ đều đã chết. Vì sao nơi này còn sẽ xuất hiện một cái không rõ lai lịch áo trắng nam tử? Ngắn ngủi thất thần sau. Tuyết huynh liên giống như người chết chìm bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hướng về không vô đạo phương hướng ném đi một vệt mừng rỡ ánh mắt. Tiền bối cứu ta. Tại tuyết huynh liên phát ra tiếng cầu cứu đồng thời, không vô đạo hai con mắt chỗ sâu cũng nổi lên liên quan tới tuyết huynh liên kỹ càng mặt bảng tin tức tính danh tuyết huynh liên thân phận thiên mệnh chi nữ huyền băng vương tộc đương đại nữ vương cảnh giới thanh chủ cảnh thất trọng tuổi tác 236 thể chất băng tuyết thánh thể đại thành trưởng thiên băng tuyết ngưng kết thế gian vạn tượng công pháp huyền băng thiên quyết hàn nguyên cửu thức bảo vật huyền tuyết linh lung kiếm thanh khí chấn thiên bia toái phiến chân tiên khí thiên mệnh điểm 18.000 không vô đạo đôi mắt chỗ sâu hiếm thấy lộ ra một vệt thú vị. Đừng hiểu lầm, hắn đối tuyết khuyên liên người này không có chút nào hứng thú. Chỉ là đối phương mang theo chấn thiên bia toái phiến, lại là chân tiên khí. Nhưng chỉ tiếc, chỉ là một khối cái gọi là toái phiến. Như loại này đặc thù bảo khí, một khi có chỗ thiếu thốn, uy năng thì sẽ giảm mạnh. Lại càng không cần phải nói chỉ là chỉ là toái phiến. Ở những người khác xem ra chân tiên khí toái phiến có lẽ đã coi là thiên đại cơ duyên. Nhưng trong mắt hắn, trên thực tế cũng liền cũng tạm được thậm chí còn không có trong tay hắn đại đế pháp chỉ tới hương đồng thời tuyết huynh liên phát ra tiếng cầu cứu trong nháy mắt phụ trách truy kích tuyết huynh liên ngòi lấy lửa vương tộc cường giả lúc này sắc mặt ngương trọng nhìn hướng không vô đạo ánh mắt càng phát ra hoảng sợ kiên kỵ bởi vì bọn hắn căn bản là cảm giác không ra không vô đạo cụ thể tu vi có thể xuất hiện như tình huống như vậy muốn không phải vậy cũng là không vô đạo trên thân có được ẩn tàng khí tức đặc thù pháp bảo muốn không phải vậy cũng là không vô đạo thực lực viễn siêu bọn hắn mà đúng lúc này không vô đạo nhếch miệng lên một vệt đường cong nhưng là lạnh không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cứu ngươi vì sao muốn cứu ngươi chỉ bằng ngươi cái kia đơn bạc sắc đẹp vẫn là ngươi cho là ta mang trong lòng thiện lương lấy giúp người làm niềm vui đâu lời này vừa nói ra hư không nhất thời lâm vào vô hạn ngưng kết bên trong bao quát ngòi lấy lửa vương tộc cái kia mấy tên cường giả ở bên trong đều triệt để thất thần tại nguyên chỗ Người này đã xuất hiện tại huyền băng vương tộc cổ đại lão tổ trong động phủ, không cần phải cùng huyền băng vương tộc có huyết mạch quan hệ sao. Vì sao nghe đối phương y tứ, là chuẩn bị thấy chết không cứu, muốn ở bên muốn nhìn một trận trò vui. Mấy người trong lòng rất cảm thấy nghi ngờ đồng thời. Cũng không khỏi dài thở dài một hơi. Dù sao không vô đạo chỉ là đứng ở nơi đó, cho bọn hắn cảm giác liền đã mười phần không ổn. Tại trong lúc này, trong đầu của bọn họ có cỗ nguy cơ vô hình cảm giác, đang không ngừng nhắc nhở lấy bọn hắn cấp tốc rời xa người này. Đa tạ tiền bối. Cầm đầu ngồi lấy lửa vương tộc cường giả hướng về không vô đạo chắp tay. Chúng ta cái này đem cái này mấy tên tiện nhân áp đi, miễn cho ngại ngài mắt. Nói, tên kia cường giả lại là hướng về tuyết khuyên liên toát ra một về dâm tà nụ cười. Đến miệng vịt trung quy là không bay được đó à. Ngay tại tuyết khuyên liên lòng như cho nguội, quyết định cắn răng xuất ra chấn thiên bia toái phiến tiến hành sau cùng liều chết đánh cược một lần lúc không vô đạo như quỷ mị giống như âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên đi ta không có nói các ngươi có thể đi không giống nhau tất cả mọi người lấy lại tinh thần oanh tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ khó nói lên lời uy áp như là cuồn cuộn thanh thiên giống như rơi xuống bất ngờ không đề phòng bao quát tuyết huynh liên ở bên trong mấy người lúc này liền bị uy áp ngập trời ép tới triệt để quỳ phục trên mặt đất huyết dịch khắp người đều bởi vì cái này cỗ lực lượng kinh khủng mà triệt để cứng ngắc thậm chí ngay cả đầu đều khó mà nâng lên nửa phần. Tất cả mọi người triệt để mộng, đại não một mảnh trống không. Không hiểu, rõ ràng nói tốt không định xuất thủ không vô đạo tại sao lại đột nhiên xuất thủ? Càng không hiểu, vì sao đối phương sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy? Quang là đơn thuần bạo phát khí tức, vậy mà liền để bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Chẳng lẽ người này là nào đó tôn ẩn thế không ra đế cảnh cường giả? Ngay tại mấy người trong lòng hoảng sợ, tâm tư dị biệt lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, không vô đạo thân ảnh đã xuất hiện tại một tên ngòi lấy lửa vương tộc tu sĩ trước mặt tiền bối cầu ngươi tha cho tên kia tu sĩ bỗng cảm giác không ổn vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ có thể không vô đạo cũng không cho hắn đem lời nói xong cơ hội bàn tay lớn trong nháy mắt dò ra trực tiếp giữ lại tên kia tu sĩ đỉnh đầu thoáng chốc siêu hồn chi thuật phát động giống như thủy triều thống khổ theo bốn phương tám hướng cuốn tới thân hồn bị xé nứt thống khổ để tên kia tu sĩ lúc này phát ra như giết heo tiếng kêu rên. Nhưng tại Không Vô Đạo lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, hắn khó có thể làm ra cái gì hữu hiệu phản chế thủ đoạn. Chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng, cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ, cho đến lâm vào một vùng tăm tối. Đang học lấy hết tên tu sĩ này chỉ nhớ sau. Không Vô Đạo như ném đồ bỏ đi giống như đem ném ở một bên. Không tệ, ngược lại là biết có thật nhiều ta không biết tình báo. Nhưng như thế vẫn chưa đủ đây một phe nỉ non nói nhỏ sau. Không vô đạo lóe ra lãnh quang con ngươi lại nhìn phía còn thừa mấy người. Không, không muốn. Mấy tên ngòi lấy lửa vương tộc tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn muốn phản kháng, muốn không tiếc thiếu đốt chính mình tất cả bản nguyên tinh huyết tiến hành liều chết đánh cược một lần. Nhưng áp trên người bọn hắn cỗ khí tức kia thì giống như vạn cổ thần sơn. Cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp động đậy mảy may. Thì liền bên trong mạnh nhất thánh chủ cảnh cường giả, đang dùng tận lực khí toàn thân miễn cưỡng đột phá khí tức sau khi áp chế nhưng cũng là bị không vô đạo tùy ý một trưởng vỗ chết từ đó cơ hồ mười hơi thời gian không đến truy đuổi tuyết khuynh liên mấy tên ngòi lấy lửa vương tộc cường giả toàn bộ diệt vong nếu không phải là phản kháng bị một trưởng vỗ chết nếu không phải là bị cưỡng ép siêu hồn thần hồn xé rách mà chết một bên toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này tuyết khuynh liên sớm đã là bị dọa đến hoa dung thất sắc đạo tâm gần như sụp đổ thân thể không ức chế được run lẩy bẩy nhìn về phía trước mặt thân ảnh này áo trắng thì tựa như là đang nhìn một tôn màu trắng ác ma bởi vì không vô đạo đang xuất thủ siêu hồn thời điểm dù là những tu sĩ này phát ra lại tê tâm liệt phế kêu rên cái kia đạm mạc con ngươi từ đầu đến cuối cũng không nhấc lên mảy may gợn sóng liên phảng phất làm loại sự tình này sớm đã là nhìn lắm thành quen xe nhẹ đường quen cuối cùng muốn giết bao nhiêu người mới có thể làm đến như thế không có chút rung động nào mà lại đối phương đối với mình cũng chưa từng toát ra mảy may lòng thông cảm. Những người kia chết thảm. Nhưng nàng cũng luôn cảm thấy, chính mình về sau kiểu chết cũng cũng sẽ không so mấy người kia tốt bao nhiêu. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ tuyết khuyên liên đối chủ nhân sinh ra cực hạn hoảng sợ, đạo tâm sụp đổ, đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ 4.000 điểm, còn thừa 14.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 8.000 điểm thiên mệnh điểm. Nghe hệ thống thông báo âm thanh, không vô đạo âm thầm nhếch miệng hắn đang sợ như thế sao? Thì lục soát mấy người hồn mà thôi, liền bị sợ đến như vậy. Bất quá cái kia nói hay không? Như loại này ôm cây đợi thỏ, người trong nhà ngồi, thiên mệnh điểm chủ động đưa tới cửa sự tình, coi là thật cũng làm lòng người tình vui vẻ. Không vô đạo tản mát ra chính mình thần niệm, đem tuyết khuyên liên cả người đều bao trùm ở. Tại thành công khóa chặt dấu ở trên người đối phương chấn thiên bia toái phiến lúc. Hắn ý niệm hơi động một chút. Một khối mang theo một chút ấm áp, tản ra tia sáng kỳ dị cổ lão thanh đồng toái phiến theo tuyết khuyên liên hoài bên trong bay ra chậm rãi rơi vào không vô đạo lòng bàn tay nhìn kỹ lại khối này thanh đồng toái phiến đại khái một cái to bằng móng tay phía trên khác lấy rất nhiều hắn cũng chưa từng thấy qua cổ lão minh văn căn cứ suy đoán của hắn những thứ này cổ lão minh văn rất có thể cùng tiên vực có quan hệ chỉ tiếc bởi vì vô tận tuế nguyệt ăn mòn cọ rửa mảnh vụ này phía trên cơ hồ sở hữu minh văn đều đã mài mòn khó có thể phân biệt ra được trong đó tin tức thậm chí trên đó thần tính cũng bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Bất quá, cái kia duy nhất lưu lại một tia thần tính chi lực, cũng ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Nếu có thể thành công đem tỉnh lại, chu giết đế cảnh phía dưới tu sĩ cần phải hoàn toàn không thành vấn đề. Điều này cũng làm cho không vô đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái to bằng móng tay thanh đồng toái phiến, tại kinh lịch vô số tuế nguyệt cọ rửa về sau, vẫn còn ẩn chứa khủng bố như thế thần tính chi lực. Điều này cũng làm cho hắn đối cái này thần thoại bên trong tiên lần thứ nhất sinh ra một loại hứng thú. Cũng không biết về sau chính mình có thể hay không gặp phải cùng tiên có liên quan nhân vật, thậm chí đi săn những cái kia tiên đạo bên trong vô thượng đại năng đâu. Ngay tại không vô đạo trong lòng suy tư lúc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm nhát gan. "Đại, đại nhân, ngài là đối trong tay của ta khối này thanh đồng toái phiến cảm thấy hứng thú không?" Không vô đạo mi đầu cao lại, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại người nói chuyện chính là tuyết huynh liên nhất là tại đối lên không vô đạo ánh mắt một cái chớp mắt thân thể của nàng càng rõ ràng hơn run rẩy một phen có lẽ là mãnh liệt cầu sinh dục lại có lẽ là thật không muốn chết tuyết huynh liên nhắm mắt nói ta biết còn có quan hệ với những thứ này thanh đồng toái phiến manh mối người nếu là có cần ta nhất định biết gì nói nấy nói cho có thể còn chưa chờ nàng đem lời nói xong một cỗ kinh khủng uy áp theo cửu thiên phía trên rơi xuống lực lượng khổng lồ để cho nàng toàn thân xương cốt đều tại sai chỗ, mãnh liệt ngạt thở làm cho nàng gần như hôn mê. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tìm ngươi hồn tới càng mau một chút. Không vô đạo thần sắc nhàn nhạt, nhạt, lời nói ra lại là để tuyết khuyên liên như rơi băng uyên. Đại nhân, mãnh liệt cầu sinh dục để tuyết khuyên liên như là hàng hóa giống như điên cuồng triển lãm giá trị của mình, để cầu đạt được sinh mệnh kéo dài cơ hội. Đại nhân, người chết chỉ sẽ vì ngươi sáng tạo có hạn giá trị sống người mới có thể vì ngài sáng tạo càng nhiều giá trị. Ta nguyện ý chủ động buông ra thần thức, để ngài đối với ta gieo xuống nô ấn, vì ngài dâng lên ta hết thảy. Như về sau ngài đối với ta có bất kỳ không hài lòng chỗ, ngươi tùy thời đều có thể lấy đi ta tính mệnh. Làm huyền băng vương tộc vương, nàng cũng là bây giờ toàn bộ huyền băng vương tộc còn sót lại hy vọng. Nàng không muốn chết, cũng không thể chết ở chỗ này. Nếu là nàng chết rồi, bọn hắn huyền băng vương tộc truyền thừa vô số năm truyền thừa, vậy liền triệt để đoạn tại trong tay của nàng. Vì thế, nàng thậm chí có thể hoàn toàn từ bỏ chính mình tôn nghiêm, dù là không tiếc trở thành hèn mọn nhất không chịu nổi nô lệ. Ồ, không vô đạo hơi nhíu mày. Nói thật, Tuyết Khuyên Liên lần này phát biểu quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Như loại này sinh ra ngồi ở vị trí cao, lại là đảm nhiệm lấy đệ nhất chủng tộc phục hưng hy vọng thiên mệnh chi nữ. Hẳn là từ trước đến nay tâm cao khí ngạo. Dù là thịt nát xương tan cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, cái này thiên mệnh chi nữ ngược lại là co được giãn được đại đa số thiên mệnh chi nhân là thể sống chết không vì nô nàng ngược lại tốt quả quyết vứt bỏ chính mình sở hữu tôn nghiêm còn chủ động muốn trở thành hắn nô lệ gặp không vô đạo vẫn chưa trước tiên đáp lại tuyết huynh liên thần sắc biến đến càng trắng xám cầu xin đại nhân cho ta một cái cơ hội ta nguyện ý xuất lĩnh toàn bộ huyền băng vương tộc hướng đại nhân dâng lên tuyệt đối trung thành lần này tuyết huynh liên chẳng những đánh cược chính mình tất cả tôn nghiêm cùng hết thảy thậm chí dâng lên nàng toàn bộ tộc quần tương lai. Dù sao nàng bây giờ là toàn bộ huyền băng vương tộc còn sót lại thánh cảnh cường giả. Như nàng chết rồi, toàn bộ tộc quần cũng liền không tồn tại nữa. Huyền băng vương tộc, không vô đạo nhíu mày. Tuy nhiên bây giờ có răng vũ hai huynh muội hành tẩu vực ngoại chi địa mỗi cái nô lệ chủng tộc vì hắn lan ra giá y ma công. Nhưng tuyệt đại bộ phận nô lệ chủng tộc đều không có chút nào tu luyện tư chất, tu vi trả lại cũng cực ít nếu có thể đem thân là toàn bộ vực ngoại chi địa trung tầng giai cấp huyền băng vương tộc trưởng khống dùng để làm xếp vào tại vực ngoại chi địa bên trong quân cờ cũng là không tệ mua bán ngày sau lại thuận tiện đem huyền băng vương tộc bồi dưỡng trở thành vực ngoại chi địa bất hủ đế tộc nói không chừng còn có càng thêm không tưởng tượng được thu hoạch bất quá trước đó tuyết huynh liên cũng nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh nàng có sống tiếp giá trị đồng thời có hắn đáng giá đầu tư giá trị không vô đạo quan sát nằm dạp trên mặt đất tuyết huynh liên đạm mạc ánh mắt nhìn không ra mảy may tâm tình. Trở thành nô lệ của ta, cái kia liền cần biểu dương ngươi giá trị của mình, vì ta mang đến đầy đủ lợi ích. Ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi chẳng những phải cho ta tìm tới cái khác liên quan tới khối này thanh đồng toái phiến manh mối. Mà lại, ngươi muốn xuất lĩnh lấy ngươi chủng tộc lần nữa khôi phục huy hoàng, đồng thời mang theo ngươi chủng tộc hướng ta dâng lên tuyệt đối trung thành. Lời này vừa nói ra vừa mới bởi vì may mắn thở phào tuyết khuyên liên lần nữa tâm thần căng cứng, một trận biến sắc trần thiên bia toái phiến nàng có chút đầu mối ngược lại là vấn đề không lớn nhưng muốn xuất lĩnh bọn hắn huyền băng vương tộc lần nữa khôi phục huy hoàng cái kia đầu tiên liền muốn đánh tan đại địch của bọn hắn ngòi lấy lửa vương tộc nhưng bây giờ bọn hắn huyền băng vương tộc mũi nhọn chiến lực đều chết không sai biệt lắm cơ hồ chỉ còn lại có nàng một cái nàng lại sao có thể có thể tại như thế trong thời gian ngắn đánh tan ngòi lấy lửa vương tộc có thể không vô đạo đã sớm liệu đến hết thảy chỉ thấy hắn vung tay lên Hư không trong nháy mắt nổi lên từng trận sóng ánh sáng gợn sóng. Ghi lại giá Y Ma công tu luyện tin tức cổ thư từ đó hiện lên, chậm rãi rơi vào Tuyết Huynh Liên trong tay. Đây là bản tôn lấy suốt đời cảm ngộ sáng tạo càn khôn thần quyết, có thể đem công pháp này truyền lại cho người sở hữu tộc nhân tu luyện, chắc chắn giúp đỡ bọn ngươi đột phá khốn cảnh. Tuyết Huynh Liên không có suy nghĩ nhiều, tại tiếp nhận giá Y Ma công một cái chớp mắt, liên vận dụng chính mình thần niệm tiến hành dò xét cảm ngộ. Mặc dù là cắt xén bản giá Y Ma công nhưng trong đó hạch tâm tinh túy cũng là để tuyết khuyên liên tim đập nhanh không thôi nàng cũng đã gặp không ít đỉnh phong tu luyện công pháp nhưng là không có một môn có thể so ra mà vượt trước mắt công pháp điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng càng tin tưởng vững chắc không vô đạo cũng là cái nào đó ẩn thế không ra nghịch thiên cường giả hoàn toàn không hề nghĩ rằng không vô đạo trên thực tế chỉ là một cái vừa mới đến cập quan năm tu sĩ trẻ tuổi xin tiền bối yên tâm trong một tháng vãn bối chắc chắn quét sạch đại địch xuất lĩnh toàn bộ huyền băng vương tộc hướng tiền bối dâng lên tộc ta trung thành tuyết huynh liên quỳ dạp trên đất sợ hãi trong lòng sớm đã tiêu tán ngược lại biến thành vô tận kính sợ đinh kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ tuyết huynh liên hướng chủ nhân dâng ra trung thành đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ hai điểm còn thừa một vạn điểm chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích thu hoạch được tám điểm thiên mệnh nghe được hệ thống thông báo âm thanh không vô đạo khóe miệng hơi hơi phát họa tuyết huynh liên tu vi không thấp đã đạt đến thánh chủ cảnh hẳn là có thể dựa vào giá y ma công đột phá đến trí tôn cảnh. Đến lúc đó, hắn táng đạo tôn này thân thể cũng có thể thu hoạch không ít trả lại tu vi. Cũng là một công nhiều việc. Một bên khác, khoảng cách táng thổ không bên ngoài mấy dặm một chỗ ngoài động phủ. Không vô đạo, ta thiên vực lại qua không lâu sau đó, ta thiên vực thần đạo viện đem sẽ mở ra. Đến lúc đó, ta thiên vực vô số tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tiến về nơi đây tham gia. Bản tiểu thư vừa tốt có cái dư thừa danh ngạch, Ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Thấy không có trước tiên đạt được đáp lại, Vũ Linh Ngọc thần sắc có chút khó coi. Ngược lại không phải là Không Vô Đạo đoạt độc thuộc về nàng động thiên phúc địa, cũng không phải mình đường đường từ linh quốc độ trưởng công chúa, gần đây như cái thị nữ giống như đi theo Không Vô Đạo bên người, cũng không phải bọn hắn từ linh quốc độ, dùng hết thủ đoạn nhiều làm tới một cái tiến vào thần đạo viện danh ngạch, lại dùng tại Không Vô Đạo người ngoài này trên thân. Tốt à. Nàng thực sự biên không nổi nữa. Đáng giận bối cảnh cường đại không nổi đúng không nàng dù sao cũng là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân à những ngày gần đây không vô đạo chẳng những coi nàng là làm nha hoàn tới sai bảo thậm chí ngay cả từ trước đến nay cương triều nàng những lão tổ kia cũng đều muốn để hắn cùng không vô đạo tạo mối quan hệ có thể từ đầu đến cuối không vô đạo đều là bị nàng xem như muốn đánh bại kình địch làm sao đột nhiên thì biến thành muốn bị nàng lấy tốt nhân vật ông ngay tại vũ linh ngọc trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống thời điểm động phủ cửa lớn bỗng nhiên một trận phát sáng lấp lóe đóng chặt môn hộ từ từ mở ra theo mông lung tiên vụ từ đó tuôn ra thân mang một bộ áo trắng không vô đạo từ đó chậm rãi đi ra khi nhìn đến thân ảnh này một cái chớp mắt chờ ở bên ngoài thật lâu vũ linh ngọc cũng không khỏi có chút hoảng thần không vô đạo ra hỏa này tuy nhiên đáng giận một chút nhưng không thể không để mà nói là mặt mũi này dài đến cũng xác thực đầy đủ thanh tú dù là không phải hắn bản tôn cái này huyễn hóa ra tới bộ dáng cũng không biết là bao nhiêu ức vạn thiếu nữ trong lòng mộng không đúng vũ linh ngọc đột nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt đã nhận ra một loại nào đó không giống nhau địa phương không vô đạo toàn thân khí tức có vẻ như lại thay đổi người khác nhìn không ra nhưng có tử linh quốc độ đặc thù thiên phú thần thông ra chỉ nàng tự nhiên có thể liếc một chút xem thấu bây giờ không vô đạo ẩn tàng tu vi trước mấy ngày không vô đạo tu vi vẫn chỉ là thánh nhân cảnh hôm nay thế mà thì đạt tới thánh chủ cảnh mà lại danh danh như thế thời gian ngắn đột phá tu vi nhưng không vô đạo toàn thân tản ra khí tức lại cho nàng một loại cảnh giới mười phần vững chắc cảm giác điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng càng không thể tin có thể hắn đến tột cùng lại là làm sao làm được tại ngắn ngủi này mấy cái ngày liên trực tiếp để chính mình tu vi đạt tới như thế vững chắc thánh chủ cảnh mà lại xuất hiện tại này không vô đạo còn rất có thể cũng không phải là hắn bản tôn muốn đến nơi này Vũ Linh Ngọc nhất thời như quả cầu ra xì hơi giống như biến đến có chút ủy oải. Nàng bây giờ tu vi cũng chỉ là thánh nhân cảnh lục trọng. Nguyên bản nàng còn nghĩ đến đem không vô đạo làm thành đối thủ. Hiện tại xem ra ngược lại là nàng quá phận không nhìn rõ chênh lệch. Không vô đạo cũng không có hứng thú đi suy đoán Vũ Linh Ngọc suy nghĩ trong lòng. Ngược lại là đối phương nói thần đạo viện, hơi nhắc lên hứng thú của hắn. Thần đạo viện vì sao? Nghe vậy, Vũ Linh Ngọc cũng chưa thêm nhiều dấu giếm, giảng thuật lên liên quan tới thần đạo viện tin tức. Thần Đạo Viện chính là toàn bộ vực ngoại chi địa lớn nhất truyền thừa cổ xưa chi địa chi nhất. Bất quá, tiến vào viện này còn cần tiến hành một phen đặc thủ thí luyện. Chỉ có toàn bộ vực ngoại chi địa nắm giữ tối cao cấp tư chất truyền kỳ yêu nghiệt mới có thể có tư cách tiến vào. So với cái khác cổ lão truyền thừa chi địa, Thần Đạo Viện là tập hợp toàn bộ vực ngoại chi địa, vô số cơ duyên truyền thừa vào một thân chi địa. Tàng thư các bên trong thu nhận sử dụng lấy vô số vô thượng thần công thậm chí thần đạo viện bản thân chỗ khu vực cũng tồn tại vô số bí cảnh vô luận là công pháp truyền thừa cũng hoặc là động thiên phúc địa nơi này đều tồn tại có thể nói là tập hợp một vực chi lực đến cộng đồng bồi dưỡng được chân chính tuyệt thế thiên tài thần đạo viện mở ra thời gian không có người biết không cách nào xác định nhưng duy nhất có thể xác định là thần đạo viện mỗi lần mở ra tuyệt đối là chân chính hoàng kim đại thế buông xuống nói như vậy cái này cái gọi là thần đạo viện là tập hợp một vực chi lực chế tạo ra đặc thù thư viện không vô đạo tới điểm hứng thú. Vực ngoại chi địa cùng bọn hắn chư thiên vạn vực tuy nhiên xem như đại địch. Nhưng không thể không để mà nói là dạng này thao tác cũng có chỗ thích hợp. Tập hợp một vực sở hữu tài nguyên bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, đợi ngay sau cái này tuyệt thế thiên tài có thành tựu, toàn bộ vực ngoại chi địa đều sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng phản hồi. Không giống bọn hắn chư thiên vạn vực. Mặt ngoài nhìn như hòa bình, trên thực tế nội bộ sớm đã là một đoàn vụn cát. Vô số kỷ nguyên đến nay, không ít đỉnh tiêm đạo thống thậm chí lẫn nhau phân đỉnh chống lại, xích mích đối với nhau. Lắc đầu, không vô đạo rất nhanh đem chuyện này ném sau ót. Bọn hắn thời không cấm khu cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Chư thiên vạn vực có thể hay không hủy diệt cùng bọn hắn lại có quan hệ gì. Dù sao dù là tương lai có thiên đại nguy cơ. Bọn hắn thời không cấm khu cũng đồng dạng có bảo toàn tự thân năng lực. Bất quá. Không vô đạo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Vũ Linh Ngọc, cười nhạt nói, ta đối với các ngươi vực ngoại chi địa mà nói, nên tính là một cái dâu riêng ngoại nhân. Các ngươi tử linh quốc độ, phí tổn lớn như thế thủ đoạn cho ta tranh thủ một cái danh ngạch, quả thực có chút khiến người bất ngờ đây. Nghe vậy, Vũ Linh Ngọc trái tim cũng không khỏi lột bột một tiếng. Nàng cũng coi là hiểu rõ không vô đạo tính cách. Gia hỏa này ghét nhất cũng là loại kia mặt ngoài che giấu, trên thực tế trong bóng tối có mưu đồ tồn tại. Trong lòng suy nghĩ mấy phần sau, Vũ Linh Ngọc vẫn là kiên trì nói ra mọi chuyện ngươi cho rằng ta muốn đem cái này danh ngạch cho ngươi à nhà ta lão tổ đã nói bóng nói gió theo ta cái này biết được thân phận của ngươi rõ ràng lúc trước còn ỉ vào thân phận bối cảnh cứ thế mà đem ta và ngươi kéo lên một đầu thuyền giặc bây giờ ngươi ngược lại là không rõ ràng thêm thời không cấm khu uy hiếp lực đúng không muốn không phải tộc ta bên trong những lão già kia để ta trong mấy ngày qua theo ngươi tạo mối quan hệ ngươi cho rằng ta muốn đem cái này danh ngạch cho ngươi nghe vũ linh ngọc phát biểu không vô đạo chẳng những không có tức giận, nhếch miệng lên một vệt trong dữ liệu nụ cười. Đối thủ, hắn ưa thích có tâm cơ, có đầu óc. Nhưng thời khắc này Vũ Linh Ngọc cùng Tử Linh Quốc độ hiển nhiên là cùng hắn nói chuyện hợp tác. Bọn hắn hôm nay chủ động lấy lòng. Xem như đổi lấy hắn tương lai một phần nhân tình, hoặc là thời không cấm khu nhân tình. Nếu là muốn công bằng giao dịch. So với trong bóng tối tính toán, mưu trí, khôn ngoan tử. bay ở ngoài sáng mà nói, ngược lại lộ ra càng thêm có thành ý ha ha đừng làm được các ngươi rất thua thiệt giống như không vô đạo khẽ cười một tiếng đổi bản thân tử một cái nhân tình các ngươi tử linh quốc độ không lỗ vũ linh ngọc nghe vậy rất muốn phản bác bất quá lại không thể phủ nhận không vô đạo nói là sự thật thân là tử linh quốc độ đệ nhất truyền thừa người bây giờ toàn bộ vực ngoại chi địa thế hệ trẻ tuổi bên trong kim tự tháp đỉnh phong đám người kia vật nàng cũng có độc thuộc về mình ngạo cốt thậm chí nhiều khi nàng liên chính mình cái kia mấy lão già đều không phục có thể duy chỉ có đối với không vô đạo nàng là thật tâm phục khẩu phục vô địch tư chất viễn siêu cùng thế hệ thực lực vạn cổ không có ngộ tính cùng không tầm thường tâm tính vô số loại viễn siêu nhận biết năng lực đem kết hợp cấu tạo ra được cái này viễn siêu nhận biết quái vật mà lại lúc trước lão nương thế nhưng là bị không vô đạo lưu lại quá lớn tâm lý hiện tại gia hỏa này thật vất vả đi vào ta thiên vực ngược lại là cũng có thể để bọn hắn cảm thụ cảm giác như thế nào bị không vô đạo chi phối hoảng sợ. Đế thích thiên tên kia thế nhưng là cuồng vô cùng, thậm chí đều không đem lão nương để vào mắt. Lần này như tại thần đạo viện đối lên không vô đạo, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn còn thế nào cuồng. Đế thích thiên, chín đại khởi nguyên thần tộc một trong, thiên khải thần phủ đệ nhất truyền thừa người, cũng là tại 90 vạn năm rơi vào trạng thái ngủ say phong ấn cổ đại yêu nghiệt. Chớ nhìn hắn so không vô đạo muộn xuất sinh 10 vạn năm. Nhưng hắn bây giờ thân phận địa vị phóng nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa hoàn toàn có thể có thể so với là tại chư thiên vạn vực không vô đạo. Thậm chí chư thiên vạn vực không ít người đều biết vực ngoại chi địa có cái đế thích thiên. Một mảnh xa xôi vô tận thế giới bên trong. Lọt vào trong tầm mắt đều là tiên sơn đầm lầy, trong không khí quanh quẩn lấy một cỗ nồng đậm đến hóa thành thực chất cổ lão khí tức. Nơi này chính là vực ngoại chi địa chúa tể thế lực, tam đại thực lực tổng hợp mạnh nhất khởi nguyên thần tộc một trong, thiên khải thần phủ. Thiên khải thần phủ truyền thừa vô số kỷ nguyên, nội tình thâm bất khả chắc. Nghe nói tại vực ngoại chi địa vừa mới hình thành thời điểm, bọn hắn tổ tiên liền đã xuất hiện ở đây, đồng thời khai tông lập phái, thành lập huyết mạch truyền thừa. Nghe nói tổ tiên đã từng đi ra đánh vỡ kỷ nguyên gông xiềng, phi thăng đến tiên vực vô thượng tồn tại. Thiên khải thần phủ hạch tâm khu vực. Hư không bên trong thần sơn tiên đảo lơ lửng, rộng rãi thiên cung san sát, như có như không thần hà chảy xuôi rủ xuống, ở khắp mọi nơi. Tại thứ nhất rộng rãi, xem ra giống như thần lời nói bên trong tiên cung giống như một tòa sáng chói trong đại điện sáng chói thần huy cấu tạo tụ hợp, phù văn pháp tắc nhẹ nhàng. Một phương lấy lưu ly thần kim chế tạo đạo đài phía trên, một thân ảnh tuổi trẻ ngồi xếp bằng. Quanh thân tản ra cuồn cuộn mà khí tức thần bí ba động. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng kim thân ảnh sau lưng không gian chấn động, thần quang mãnh liệt dâng lên. Ngàn vạn đại đạo dị tượng xen lẫn nở rộ, để hắn thời khắc này khí tức đạt tới cực điểm, thậm chí một lần hành động đột phá cảnh giới. Mà cái kia đóng chặt thần nhãn cũng đột nhiên mở ra trong đó tụ hợp lấy sáng chói lôi đình chi quang. Hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trời cao phía trên. Điện hạ. Trung quanh vô số người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn hắn điện hạ giờ phút này đã đột phá đến thánh chủ cảnh. Trên trời cao đã hạ xuống vô số hủy diệt đại đạo lôi đình, theo bốn phương tám hướng hướng về đế thích thiên vị trí oanh minh mà đi. Thế nhưng tôn lập tại cửu thiên phía trên màu vàng kim thân ảnh lại là không tránh không né. Đen rất nhiều nhập thể hủy diệt lôi đình xem như tư nhuận toàn thân kinh mạch chất dinh dưỡng đồng thời ầm ầm lại một quyền đánh nát vô số hướng về hắn đánh tới diệt thế kiếp lôi không nhìn chung quanh giống như thủy triều tiếng hoan hô nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn hướng chân trời nơi nào đó phương hướng thanh âm trầm thấp lôi cuốn lấy lực lượng hùng hậu đã nhiều năm như vậy chúng ta đợi thật lâu mệnh định đối thủ rốt cục xuất hiện sao hắn chính là bị thiên khải thần phủ thậm chí toàn bộ vực ngoại chi địa vô số sinh linh giao phó cuối cùng hy vọng tuổi trẻ tồn tại. Cũng là hiện nay toàn bộ vực ngoại chi địa tối cường thiên kiêu, đế thích thiên. Lúc trước, đó cũng là như là không vô đạo một dạng, tại đạo cung cảnh cảnh giới này lúc, hãm nhập thần nguyên bên trong ngủ say. Đợi chân chính hoàng kim đại thế buông xuống lúc, lần nữa tại vô tận ngủ say bên trong thức tỉnh. Hắn xuất thế thời gian so không vô đạo trước thời hạn 10 năm. Nhưng ở ngắn ngủi này trong 10 năm, hắn có thể nói là một đường đánh đầu thằng đó. Quét ngang vực ngoại chi địa vô số thiên kiêu, như là chư thiên vạn vực, như Vũ Hoàng như vậy đỉnh phong cổ lão yêu nghiệt, cũng như cũ không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả Vũ Linh Ngọc đều từng bại trong tay hắn. Ngoại trừ như Vũ Linh Ngọc như vậy tính khí bướng bỉnh, chỉ phục không vô đạo tồn tại bên ngoài. Cơ hồ bị hắn đánh bại chỗ có thiên kiêu, đều đều tâm phục khẩu phục. Thậm chí có không ít người bị hắn vô địch khí chất hấp dẫn, cam nguyện trở thành tùy tùng của hắn. Mà lại Đế thích thiên bản thân thực lực cũng cực kỳ khủng bố, nắm giữ hai đại bản nguyên thể chất. Ba ngàn đạo tâm, tại bản nguyên thể chất bên trong lâu dài bài danh trước ba. Giác tỉnh này thể chất người, sinh ra đạo tâm không tì vết, hoàn mỹ vô khuyết, đối với thần hồn cùng tinh thần công kích có tuyệt đối sức miễn dịch. Mà lại, đối với ba nghìn đại đạo trời sinh liền có cực lớn cộng minh tính. Một khi đem này thể chất tu luyện tới siêu thoát, thậm chí có thể rất hoàn mỹ mượn dùng ba nghìn đại đạo lực lượng cho mình sử dụng cũng là bởi vì giác tỉnh như thế thể chất đế thích thiên đối với bất luận cái gì đại đạo cũng đồng dạng có không thua tại không vô đạo bao nhiêu cực cao cảm ngộ có thể lên thương sủng ái cũng không chỉ như vậy hắn càng thức tỉnh hơn vận mệnh thần đồng Này thể chất có thể tùy tiện hiểu rõ hư ảo vận mệnh tại như có như không trong lúc vô hình thôi diễn rất nhiều sinh linh vận mệnh quỹ tích như này thể chất nghịch thiên nhất thần thông không vẻn vẹn chỉ là cái này đế thích thiên có thể nương tựa theo vận mệnh thần đồng thậm chí bắt được liên quan tới thiên mệnh chi nhân đặc thù ba động tuy nhiên không hề giống nắm giữ hệ thống không vô đạo như vậy chuẩn xác. Nhưng hắn cũng là thông qua vận mệnh thần đồng, tụ tập một chút cầm giữ có thiên mệnh ba động đại khí vận người. Thậm chí trói chặt chư thiên khế ước hệ thống lý hàn dạ cũng đồng dạng là tùy tùng của hắn. Không chỉ như vậy, dưới trướng hắn tùy tùng giả bên trong còn có mấy tên thiên mệnh chi nhân. Thực lực siêu cường, vô địch thiên phú, đặc thù thiên mệnh chi lực gia trì cũng đúc thành hắn đồng dạng vô địch đại đạo chi lộ. Cũng bởi vì quá mức vô địch, nhiều khi hắn cũng như không vô đạo như vậy, hơi cảm thấy đại đạo chi lộ không thú vị. Thời khắc đều đang mong đợi, tương lai có thể xuất hiện một cái ra dáng đối thủ. Tại một năm trước, hắn đã từng dùng hết thủ đoạn phát động một lần vận mệnh thần đồng dự chắc thần thông. Theo dự chắc thần thông bên trong lấy được tin tức nói cho hắn biết, tại hắn thành tựu thánh chủ cảnh một ngày này, mệnh của hắn định đối thủ sẽ xuất hiện. Hắn cùng hắn đều là chân chính vương. Chân vương gặp nhau, chỉ sống thứ nhất cái kia tràn đầy cuồn cuộn thần ý con ngươi dường như quán xuyên vô tận không gian tựa như tại cùng xa cuối chân trời người kia đối mặt đồng thời đang chuẩn bị rời đi động phủ không vô đạo đồng thời có cảm giác mi đầu hơi hơi nhíu lên vô ý thức hướng về chân trời nhìn lại hai người rõ ràng đều lẫn nhau không nhìn thấy thân hình của đối phương lại tại thời khắc này ánh mắt tại trong lúc vô hình đối lập đinh kiểm chắc đến cực kỳ nồng đậm thiên mệnh ba động hư hư thực thực thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính dồn dập hệ thống thanh âm tại bên tai không ngừng vang lên. Trong lúc vô hình nhắc nhở lấy hắn, cái này cái gọi là thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính không đơn giản. Không vô đạo ngươi. Đi theo không vô đạo sau lưng Vũ Linh Ngọc, cũng là tại lúc này đã nhận ra đối phương không thích hợp. Khi nhìn rõ đối phương giờ phút này toát ra thần sắc lúc, tức thì bị giật mình kêu lên. Nàng lần thứ nhất tại không vô đạo trên mặt thấy được một loại chờ mong cùng hương phấn. Thì giống như cái nào đó cùng nhiệt thợ săn, rốt cục chờ đến chính mình chờ đợi thật lâu con mồi. Không vô đạo cũng không biết mình thời khắc này biểu lộ đến tột cùng có bao nhiêu thất thố. Hắn cũng lười để ý. Trái tim của hắn một mực tại đập bịch bịch, thể nội huyết dịch đang sôi trào, toàn thân sở hữu tế bào đều ở một loại hưng phấn trạng thái. Hắn thậm chí ước gì hiện tại thì kéo vỡ hư không, tìm tới chiều này hắn quang tới ánh mắt thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính. Mà thân ở Thiên Khải thần phủ cương vực, lập tại cửu thiên phía trên đế thích thiên, cơ hồ ở vào cùng Không vô đạo đồng dạng trạng thái. Nhưng hai người cũng cơ hồ tại đồng thời đem tâm tình trong lòng ngăn chặn. Vị ngon nhất đồ ăn, thường thường muốn lưu tại sau cùng nhấm nháp. Mà tại trong lúc vô hình, đương đại chư thiên vạn vực cùng vực ngoại chi địa tối cường thiên kiêu va chạm, chính thức mở màn. Sau đó không lâu, một tin tức như là như gió bão bao phủ đến toàn bộ vực ngoại chi địa. Thần đạo viện vào khoảng 3 tháng về sau chính thức mở ra. Đến lúc đó, vực ngoại chi địa rất nhiều đỉnh phong yêu nghiệt cũng có thể thông qua thí luyện tiến vào bên trong. Mà 3 tháng này cũng là cho rất nhiều có lòng muốn đi vào thần đạo viện tu sĩ cung cấp càng nhiều thời gian chuẩn bị. Toàn bộ vực ngoại chi địa bạo phát lớn như thế chiến trận. Chư thiên vạn vực tự nhiên cũng là nghe được tiếng gió. Bất quá, như không vô đạo nói tới như vậy, bây giờ chư thiên vạn vực không hề giống vực ngoại chi địa như vậy đoàn kết, mà chính là như là năm bè bảy mảng. Tuy nhiên cũng có một chút đỉnh tiêm đạo thống muốn bắt trước vực ngoại chi địa như vậy, tề tụ toàn bộ chư thiên vạn vực lực, lực lượng bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng đáp lại người lại là ít càng thêm ít mà lại so với quan tâm vực ngoại chi địa thần đạo viện xuất thế chư thiên vạn vực vô số người ngược lại là quan tâm biến mất thật lâu không vô đạo đến cùng có phải hay không chết rồi dù sao tiến vào bạch cốt chi môn không vô đạo thế nhưng là biến mất trọn vẹn mấy tháng thời không cấm khu tổ địa bên ngoài không huyền dương chờ thời không cấm khu đế tử đế nữ cùng không vô lớn rất nhiều tùy tùng giả chính thần tình ngưng trọng chờ ở đây gặp một thân ảnh từ đó đi ra mọi người vội vàng hơi đi tới Thanh âm lo lắng đồng thời lại dẫn chờ mong, Giang Nguyệt, thế nào? Lão tổ bọn hắn có hay không lộ ra liên quan tới thần tử đại nhân tin tức? Nghe vậy, không Giang Nguyệt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Còn không phải như thường ngày, lão tổ nói thần tử đại nhân không có chuyện, để cho chúng ta không cần lo lắng quá mức. Nghe được lời nói này, mọi người mới là dài thở dài một hơi. Mặc dù nói bọn hắn vẫn luôn rất tin tưởng chính mình vô đạo thần tử đại nhân thực lực, nhưng là bây giờ chính mình thần tử bật vô âm tín, để bọn hắn cũng thực sự đứng ngồi không yên. Tốt. Nên hỏi đều hỏi, cũng đừng quên thần tử đại nhân đã sớm cho chúng ta an bài nhiệm vụ. Không Giang Nguyệt lời nói lại lần nữa đem tâm thần của mọi người kéo về. Mộ thanh lê bên kia chúng ta còn cần đi an bài. Còn có thiên hạo đạo vực gốc cây kia cây liễu, thần tử đại nhân có thể là cố ý cường điệu để cho chúng ta cực kỳ chiếu cố. Tu vi cảnh giới cũng thế, chúng ta tốt nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này đột phá đến thánh chủ cảnh, cũng đừng làm cho vô đạo thần tử đại nhân thất vọng tại một mảnh tiếng đàm luận bên trong. Mọi người đây mới là rời đi thời không cấm khu tổ địa bên ngoài. Đợi bọn hắn rời đi về sau. Mấy tên lão tổ thân ảnh theo mông lung tiên vụ bên trong hiện lên. Nhìn lấy mấy tiểu tử kia rời đi thân ảnh cười nhẹ lắc đầu. Mấy tên này, những ngày này cách mỗi mấy ngày liền muốn chạy tới hỏi vô đạo an nguy. Ngày qua ngày, cũng không ngại mệt mỏi. Một tên lão tổ cười đáp lại, có lẽ là vô đạo tại trong lòng của bọn hắn quá là quan trọng, đến mức để bọn hắn trong lòng một mực không bỏ xuống được đi. Bất quá, không gian nguyệt mọi người lo lắng đều là phí công. Dù sao bằng vào bọn hắn bây giờ thời không cấm khu nội tình. Đưa tay đưa đến vực ngoại chi địa, tả hữu vực ngoại chi địa phong vân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn cũng có lòng tin cam đoan không vô đạo bình yên vô sự. Vực ngoại chi địa, nơi nào đó trong động phủ. Không vô đạo táng đạo thân thể, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên đài cao bốn phía không gian có vô cùng vô tận thiên ma khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến lại đều đâu vào đấy dung nhập vào không vô đạo thể nội mà hắn tu vi cũng đã đạt đến thánh chủ cảnh lục trọng tại cái này hơn hai tháng thời gian bên trong giang vũ hai huynh muội cũng không phụ sự mong đợi của mọi người Đen tự do chi thần uy danh gieo rắc đến vô số nô lệ chủng tộc rất nhiều nô lệ chủng tộc cũng bắt đầu tu luyện lên giá y ma công cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực nguyên bản hắn có thể nương tựa theo nhiều như vậy lực lượng một lần hành động đột phá đến trí tôn cảnh nhưng táng đạo tôn này thân thể tư chất không kém quá mức liều lĩnh rất có thể sẽ dao động căn đạo cơ tạo thành cảnh giới bất ổn còn nữa hắn ở nhà nằm đều có thể tự động tăng cao tu vi cũng không cần nóng vội đúng lúc này một đạo thần niệm bỗng nhiên rơi vào đến hắn não hải bên trong tuyết huynh liên thanh âm vang lên theo khởi bẩm chủ nhân Thương lôi vương tộc đã bị ta huyền băng vương tộc đại quân đánh tan, khối thứ bốn chấn thiên bia toái phiến đã tìm được, hôm nay ta liền làm cho người đưa tới. Nghe tuyết khuyên Liên báo cáo, không vô đạo hơi nhíu mày. Nói thật, lúc trước hắn tạm thời lưu tuyết huynh liên một mạng. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, mang đến cho mình lớn như thế lợi ích thu hoạch. Tại ban cho đối phương giá y ma công về sau. Tuyết khuyên liên chẳng những nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến trí tôn cảnh thậm chí trả lại bọn hắn huyền băng vương tộc đã sáng tạo ra mấy cái đỉnh phong thánh chủ cảnh cường giả. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, nguyên bản đều đã lâm vào nguy cơ biên giới huyền băng vương tộc triệt để phục hưng cuột khởi. Tại tuyết Khuynh liên chỉ huy xuống, huyền băng vương tộc đại quân thế như trẻ tre, một đường không ai địch nổi. Đầu tiên là triệt để đánh tan đại địch ngòi lấy lửa vương tộc, chiếm đoạt ngòi lấy lửa vương tộc sở hữu cương vực. Sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn, công phá cũng từng bước xâm chiếm chung quanh mấy cái phổ thông vương tộc theo nguyên bản gần như diệt vong vương tộc, một lần hành động trở thành trong vương tộc bá chủ cấp bậc. Mà tại trong lúc này, Tuyết Huynh Liên cũng không có quên nhiệm vụ của mình, thậm chí trả lại cho mình góp nhặt không ít chấn thiên bia toái phiến. Nhìn trong tay đã mất đi thần tính mấy khối thanh đồng toái phiến, không vô đạo khóe miệng hơi hơi phát họa. Thật không nghĩ tới, cái này tàn phá tiên khí, thế mà có thể trở thành phá nguyên thần toa lên cấp chất dinh dưỡng. Chấn thiên bia toái phiến đối với hắn cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng phá nguyên thần toa hình như là như vạn tượng thần binh đồng dạng có thể thông qua ngoại vật tự mình tăng lên phẩm giai lại thêm lại là tiên thiên linh bảo nhất thời để hắn thu hoạch tương đối khá đinh kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ tuyết khuyên liên hoàn toàn thần phục chủ nhân đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ bốn nghìn điểm còn thừa năm nghìn điểm chúc mừng chủ nhân phát động gấp ba bạo kích thu hoạch được 12.000 điểm thiên mệnh điểm không vô đạo khóe miệng hơi hơi phát họa tại đoạn này thời gian bên trong tuyết huynh liên cũng lần lượt cung cấp cho mình một hai vạn thiên mệnh điểm cái này còn lại 5.000 điểm thiên mệnh điểm muốn đến là cùng đối phương bản mệnh cơ duyên chấn thiên bia toái phiến có liên quan rồi cùng lúc đó thương lôi vương tộc trong đại điện trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lọt vào trong tầm mắt đều là thương lôi vương tộc cường giả thân thể mà tại tràn đầy dòng máu trong đại điện một tên thân mang nghe thường váy trắng khi chất nếu không có phía trên nữ vương giống như rõ ràng lãnh mỹ nhân giờ phút này lại quỳ sát tại dòng máu bên trong. Hoàn toàn không để ý tới tanh hôi huyết dịch nhuộm đỏ nàng váy trắng. Nàng chỉ là ngẩng đầu, thân sắc vô cùng cuồng nhiệt nhìn chăm chú lên cái kia dần dần tiêu tán phủ văn màn sáng. Chủ nhân vĩ đại, xin ngài yên tâm, khuyên liên nhất định vì ngươi dâng lên hết thảy. Như tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy không vô đạo lúc. Nàng là bị đối phương cái kia cường đại võ lực cùng thủ đoạn chỗ chấn phục. Vậy bây giờ nàng thật là tâm phục khẩu phục thậm chí đã ở trong lòng ngưng tụ lại đối với không vô đạo cùng nhiệt tín ngưỡng. Không có không vô đạo, liền không có bây giờ nàng. Càng không có bọn hắn huyền băng vương tộc bây giờ viễn siêu ngày xưa huy hoàng thành tựu. Không vô đạo cũng là dẫn dắt bọn hắn huyền băng vương tộc đi đến bất hủ huy hoàng duy nhất chân thần. Dù là triệt để vứt bỏ chính mình tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, bọn hắn cũng nguyện vì không vô đạo dâng lên chính mình hết thảy. Thời gian thoáng qua tức thì, vực ngoại chi địa, hoang thần vực trung ương. Hư không ong ong tiếng rung, pháp tác thần quang nhẹ nhàng tung bay tại pháp tác chảy xuôi tụ hợp trung tâm chi địa một tòa không biết chiếm diện tích bao nhiêu vạn dặm cổ lão mà rộng rãi bất hủ thư viện sừng sững đứng sừng sững ánh mắt thông qua tung bay chảy xuôi đại đạo quang huy có thể lờ mờ nhìn đến sơn môn vị trí nắm chắc căn tử khí mịt mờ thông thiên thần trụ chống lên to lớn mạ vàng bảng hiệu bên trên chính rồng bay phượng múa viết lấy ba cái ẩn chứa bất hủ đạo vận chữ lớn thần đạo viện cơ hồ trong cùng một lúc vực ngoại chi địa vô số sinh linh đều giống như có cảm giác giống như Chết để sôi trào lên thần đạo viện mở ra vực ngoại chi địa vô số vương tộc đế tộc thậm chí khởi nguyên thần tộc thiên kiêu đều mắt lộ ra vẻ hưng phấn nghe nói lần này thần đạo viện xuất thế đem về xuất gia áp đáy hòng cổ lão truyền thừa nếu là có thể đạt được đừng nói thành tựu đại đế thành tiên cũng có thể à như này cơ duyên ngươi thì đừng nghĩ lần này tiến vào thần đạo viện trí tôn yêu nghiệt vô số đế thích thiên điện hạ cũng sẽ tiến về phóng nhãn ta thiên vực, trừ đế thích thiên điện hạ bên ngoài, lại có gì người có năng lực, có tư cách đạt được như thế nghịch thiên truyền thừa. Lời vừa nói ra nhất thời cũng là đạt được rất nhiều tu sĩ tán thành. Đúng rồi, nghe nói làm Vũ Linh Ngọc đại nhân trăm vạn năm trước bạn cũ tên kia áo trắng nam tử, cũng có khả năng muốn đi vào thần đạo viện. Nghe nói tên kia áo trắng nam tử thế nhưng là một chiêu thì đánh bại hàng dạ đế tử, không biết gì đế thích thiên đại nhân so ra ai mạnh ai yếu. Đế thích thiên đại nhân là vô địch, ha có thể là cái này không rõ lai lịch a miêu a cầu có thể so sánh vực ngoại chi địa vô số tu sĩ tại như vậy sự tình triển khai kịch liệt thảo luận đồng thời vô số không gian thông đạo tại các đại thế lực trên không khai mở đông đảo đối thiên phú của mình thực lực có đầy đủ tự tin tu sĩ giờ phút này cũng ảo ảo hướng về thần đạo viện phương hướng mà đi tại toàn bộ vực ngoại chi địa sôi trào thời điểm nơi nào đó động thiên phúc địa bên ngoài không vô táng đạo thần đạo viện xuất thế chúng ta cũng nên lên đường Vũ Linh Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đường đường từ linh quốc độ trưởng công chúa, giờ phút này tại không vô đạo trước mặt hèn mọn như là thị nữ đồng dạng. Tuy nhiên trong lòng còn có chút bất mãn. Nhưng ai bảo nàng đánh không lại không vô đạo đâu. Rất nhanh, động phủ môn hộ mở rộng, không vô đạo từ đó chậm rãi đi ra. Tại phát giác được không vô đạo khí tức biến đến càng khủng bố hơn sau. Vũ Linh Ngọc nhếch miệng. Thời gian lúc này mới đã qua một tháng không đến, đối phương cảnh giới lại có đột phá cái này quái vật thật sự là đem tu luyện làm được như ăn cơm uống nước giống như đơn giản nhưng may ra không vô đạo không phải bọn hắn người của thiên vực điều này cũng làm cho nàng đột nhiên dâng lên một loại đối chư thiên vạn vực thiên kiêu đồng tình có như thế một cái quái vật kinh khủng ngang đặt ở đầu người đỉnh chỉ là suy nghĩ một chút tự khiến người ngạt thở không vô đạo thần sắc nhàn nhạt, nhạt ngước mắt nhìn về phía thần đạo viện vị trí nói thật so với thần đạo viện nghịch thiên cổ lão truyền thừa hắn đổ là càng thêm chờ mong tại thần đạo viện cùng cái kia cái gọi là thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính gặp gỡ nếu là có thể hắn hy vọng còn có thể gặp phải càng nhiều đại giao hệ dù sao ai sẽ ghét bỏ giao hệ nhiều đây nhìn thấy không vô đạo khóe miệng không hiểu buộc vòng quanh nụ cười vũ linh ngọc không hiểu dùng mình một cái luôn cảm thấy tiếp xuống thần đạo viện chuyến đi sợ rằng sẽ so hắn trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản rất nhanh tại vũ linh ngọc dẫn đường xuống hai người hóa thành một đạo thần hồng ánh sáng hướng về thần đạo viện phương hướng phá không mà đi mấy cái tôn phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn từ linh quốc độ trưởng lão cùng với khác rất nhiều từ linh quốc độ thiên kiêu thì là theo sát phía sau là linh ngọc đại nhân bên cạnh hắn người kia là cái kia một trưởng đánh bại hàn dạ đế tử áo trắng nam tử ta nghe nói đoạn thời gian trước từ linh quốc độ phí hết tâm tư lại nhiều làm tới một cái tiến vào thần đạo viện thí luyện danh ngạch nguyên lai like là muốn cho cái này áo trắng nam tử cái này áo trắng nam tử đến tột cùng là lai lịch ra sao thế mà làm cho tử linh quốc độ như thế để bụng. Sự chú ý của ngươi điểm chính là cái này sao? Ngươi không thấy được theo bên người Linh Ngọc Đại Nhân, nhìn cái này áo trắng nam tử ánh mắt có chút không đúng sao? Ta dám khẳng định, giữa hai người tuyệt đối có mờ ám. Linh Ngọc Đại Nhân à? Ta Linh Ngọc Đại Nhân cư nhiên trở thành hắn bên người thân thị nữ giống như tồn tại. Ta thanh xuân kết thúc. Không ít người đều vẫn âm thầm chú ý không vô đạo động tĩnh. Bây giờ không vô đạo qua hiện thân, chính là kích thích từng trận sóng to gió lớn hoang thần cảnh toàn bộ vực ngoại lúc tiếng tăm lừng lẫy động thiên phúc địa nghe đồn tại rất lâu kỷ nguyên trước kia vực ngoại chi địa cái nào đó thông thiên đại năng trở thành nơi đây thiên địa đệ nhất phê đánh phá thiên địa gông xiềng phi thăng đến cái kia thần thoại bên trong tiên vực lúc lấy ra chính mình một giọt bản nguyên tinh huyết lấy đại thủ đoạn đem triệt để dung nhập nơi đây cuối cùng đạt được tôn này vô thượng đại năng bản nguyên tinh huyết thay ngén thiên địa phát sinh thuế biến hóa thành vực ngoại chi địa đứng đầu nhất động thiên phúc địa mà thần đạo viện nghe đồn cũng là vực ngoại chi địa một nhóm kia sớm nhất phi thăng đến tiên vực thông thiên đại năng tại phi thăng trước cộng đồng sáng tạo bởi vì thần đạo viện triệt để xuất thế hôm nay hoang thần cảnh triệt để hóa thành toàn bộ vực ngoại chi địa náo nhiệt nhất địa giới phóng tầm mắt nhìn tới trên trời cao thần hồng vô số vô số giả thiên tế nhật tiên chu bảo thuyền theo các phương chạy nhanh đến trừ cái đó ra không ít lâu dài bế quan không ở bên ngoài lộ ra tài năng trẻ trí tôn yêu nghiệt cũng ảo ảo hiện ra tung tích ở đây tụ tập nếu có thể tiến vào thần đạo viện tu hành, cho dù không thể thu được đến trong đó nghịch thiên truyền thừa, cũng đồng dạng xem như một cọc cơ duyên to lớn. Dù sao ngoại trừ thần đạo viện bản thân tồn tại nghịch thiên truyền thừa bên ngoài, trong đó đồng dạng vẫn tồn tại vô số cổ lão bí cảnh. Nghe nói còn có không ít bây giờ không tồn tại thế gian hiển lộ tung tích tiên phẩm bảo tài, sinh trưởng tại cái này vô số cổ lão bí cảnh bên trong. Mà giờ khác này, vô số vực ngoại chi địa sinh linh đều đã tụ tập tại thần đạo viện phụ cận. Bọn hắn bên trong có người là muốn đến bằng vào vận khí tiến vào bên trong. Cũng có rất nhiều người biết mình bao nhiêu cân lượng, tuân theo xem náo nhiệt tâm tính ở chung quanh tụ tập. Đương nhiên, cho dù là xem náo nhiệt, những cái kia huyết mạch đê tiện nô lệ chủng tộc cũng hoàn toàn không có có cái này tư cách. Tại nơi nào đó trên đỉnh núi, mấy tên khí tức cường đại bất hủ đế tộc truyền nhân, giờ phút này chính tụ tập ở đây nói chuyện với nhau. Trong đó một tên mọc ra bốn mắt, gánh vác vũ rực nam tử trẻ tuổi mở miệng nói nghe nói giới hải đối diện địa vực cũng ra một cái khó lường thiên kiêu có vẻ như là thời không cấm khu bị phong ấn cổ đại yêu nghiệt nghe nói hắn nương tựa theo một người chi uy liền trở thành địa vực danh phó kỳ thực thế hệ trẻ tuổi thủ tịch áp vô số trí tôn yêu nghiệt thở không nổi nghe vậy một bên một tên đầu sinh sừng dê nam tử phụ họa nói việc này ta cũng nghe nhà ta tiền bối nhắc qua tựa như là gọi không vô đạo à hình như là thời không cấm khu thần tử cũng không biết ra hỏa này đến tột cùng khủng bố đến mức nào kỳ uy tên gì đến có thể truyền đến ta vực ngoại chi địa. Nghe nói khởi nguyên thần tộc không ít trí tôn yêu nghiệt, đối với cái này đều hết sức cảm thấy hứng thú. Bên cạnh lại có một tên người mặc bích thủy la váy tuổi trẻ nữ tử nói. Ta từng nghe ta một cái trí giao nhắc qua, nghe nói vị này vô đạo thần tử chẳng những thực lực cường đại, dài đến cũng cực kỳ tuấn lãng, giống như trên trời trích tiên. Thật muốn gặp một lần là nhân vật thế nào đâu. Lời này vừa nói ra chung quanh những kia tuổi trẻ nam tử thì là mi đầu cao lại, thân sắc có vẻ hơi không vui. bọn họ đều là lưng tựa bất hủ đế tộc, thân phận cao quý. lại thêm chi thiên phú thực lực cường đại, là chân chính thiên chi kiêu tử. bây giờ một nữ tử ở ngay trước mặt bọn họ đến khích lệ một tên nam tử xa lạ, vẫn là bị bọn hắn chỗ xem thường địa vực nam tử. cái này khiến tuổi trẻ khí thịnh bọn hắn lại làm sao có thể tiếp nhận? Hừ, dài đến đẹp mắt có cái cái dám dùng à? chẳng lẽ lại tại tu hành lộ phía trên phải dùng dung mạo đem đối phương cho xoáy không chết được? còn nữa ta thiên vực đế thích thiên đại nhân không biết vung không vô đạo ra hỏa này mấy con phố suy mà đúng lúc này một âm thanh khinh thường diễu cợt bỗng nhiên vang lên nhất thời đánh gãy mấy người trò chuyện ta thiên vực cũng không chỉ có đế thích thiên đối phó chỉ là không vô đạo nhà ta vô thần đại nhân như vậy đủ rồi người nói chuyện là một tên thân mặc áo đen chiến bào khôi ngô nam tử đồng dạng là bất hủ đế tộc truyền nhân bất quá để mọi người khiếp sợ cũng không chỉ là của hắn thân phận bối cảnh mà là bởi vì người này là thầm vô thần tùy tùng giả. Thầm vô thần, chín đại khởi nguyên thần tộc, ám thần điện đệ nhất truyền thừa. Phong nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa. Thực lực của hắn thiên phú có thể nói gần với đế thích thiên. Đông đảo bất hủ đế tộc thiên kiêu nín hơi ngưng thần, tâm thần hoảng sợ vô cùng. Quả nhiên, bây giờ thần đạo viện xuất thế. Liên chín đại khởi nguyên thần tộc thiên kiêu cũng muốn đến tham dự trận này thế kỷ chi tranh. Mọi người lại bỗng nhiên hồi tưởng lại một đạo tin tức ngầm một thế này thần đạo viện mở ra chẳng những sẽ thả ra nghịch thiên truyền thừa mà lại sẽ từ vô số trí tôn yêu nguyệt chi bên trong tuyển ra ưu tú nhất chắc tuyệt tồn tại đảm nhiệm thần đạo viện truyền thừa đạo tử một khi thu hoạch được cái chức vị này chẳng những có thể lấy thu hoạch được thần đạo viện sở hữu nghịch thiên truyền thừa mà lại tại sau này đại đạo chi lộ phía trên sẽ còn thu hoạch được thần đạo viện hết sức giúp đỡ phải biết thần đạo viện thế nhưng là bọn hắn thiên vực đã từng nhóm đầu tiên phi thăng đến tiên vực thông thiên đại năng sáng tạo nếu là có cái này phe thế lực làm chỗ dựa, bọn hắn đại đạo chi lộ chắc chắn như hổ thêm cánh. Tại vô số thiên kiêu sôi trào cảm khái lúc, càng ngày càng nhiều không gian thông đạo tại trời cao phía trên khai mở mà ra càng nhiều bất hủ đế tộc truyền nhân từ đó hiện thân. Mà tại một mảnh khác trên trời cao, có huyết sắc gợn sóng quanh quần ra. Một chiếc tản ra cổ lão khí tức huyết sắc thần thuyền, dường như phá vỡ vô tận huyết hải, từ đó hiển lộ mà ra. Mọi người lập tức thì nhận ra chiếc này huyết sắc thần thuyền lai lịch chính là huyết ương đế tộc thiên kiêu lấy tọa giá mà sừng sững tại bong thuyền phía trên chính là hôn mê mấy tháng trước đó vài ngày mới vừa vặn thức tỉnh huyết hy khi nhìn rõ thân ảnh này một cái chớp mắt mọi người hơi sững sờ mà đi sau ra không nhỏ thổn thức thanh âm dù sao trong khoảng thời gian này nổi danh cũng không chỉ là không vô đạo còn có huyết hy thân là bất hủ đế tộc đỉnh phong truyền nhân lại là bởi vì ngược dòng tìm hiểu nhân gia căn nguyên mà bị trọng đại phản phệ triệt để lâm vào hôn mê thật sự là thái tốn. Tại chỗ tụ tập cũng không ít bất hủ đế tộc truyền nhân. Theo thân phận địa vị tới giảng, cũng không so huyết hy kém hơn bao nhiêu. Bởi vậy, bọn hắn cũng hoàn toàn không cần kiêng kỵ đắc tội huyết hy. Tiếng nghị luận chẳng những không có giảm bớt chút nào, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại đứng ở bong thuyền phía trên huyết hy trong tai. Điều này cũng làm cho vừa mới khôi phục thương thế huyết hy, thân sắc biến đến càng âm lãnh khó coi, thậm chí ngay cả đạo tâm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nàng tuy nhiên vô cùng thống hận để cho mình bị khủng bố như thế phản phệ không vô đạo. Nhưng cùng lúc, nàng cũng vô cùng kiên kỵ hoảng sợ không vô đạo. Dù sao chính mình bị khủng bố như thế phản phệ, đều hiện lộ rõ ràng không vô đạo thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kiên kỵ cùng hoảng sợ ở trong lòng tụ hợp, đến mức để cho nàng đang nghe có quan hệ không vô đạo tin tức lúc, đạo tâm đều lại bởi vậy bất ổn. Cùng lúc đó, ngay tại trên đường đi tới không vô đạo, cũng nhận được hệ thống thông báo. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ huyết hy, bởi vì chủ người đạo tâm bị thương, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2.000 điểm, còn thừa 7.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 4.000 điểm thiên mệnh điểm. Đây càng để nghe được tin tức này không vô đạo không hiểu ra sao. Máu này hy vì cái gì luôn có thể vô duyên vô cớ cung cấp cho mình thiên mệnh điểm. Sợ không phải có cái gì kỳ quái đam mê à. Cùng một thời gian, ngay tại vô số người chính đang nghị luận huyết hy lúc. Chân trời bỗng nhiên lại sinh ra từng trận sóng ánh sáng gợn sóng không thấy người, cũng đã nghe được Lý Hàn Dạ này bá đạo hộ vợ phát biểu. Cái nào không sợ chết, cũng dám ngay trước bản đế tử trước mặt, nghị luận ta nữ nhân. Từng trận kinh khủng uy áp bao phủ khuếch tán mà ra. Để không ít trong bóng tối chế diễu huyết hy đế tử đế nữ nhất thời hơi biến sắc mặt. Lý Hàn Dạ thực lực phóng nhãn bọn hắn những thứ này bất hủ đế tộc truyền nhân bên trong, cũng đủ để bài danh hàng đầu. Hơn nữa lại bởi vì hắn là đế thích thiên tùy tùng giả, thân phận địa vị tại trong lúc vô hình đều so với bọn hắn cao hơn phía trên một chút. Cái này khiến không ít người nhất thời đối với cái này kiêng rẻ không thôi, vội vàng im tiếng không nói. Lý Hàn Dạ lần này hộ vợ bá đạo phát biểu, ở những người khác nghe tới có lẽ có ít đầy mỡ. Nhưng tại huyết hy trong tai lại là vừa vặn tốt, càng làm cho nàng bởi vậy cảm động không thôi. Hàn Dạ, huyết hy ủy khuất duyên dáng gọi to một tiếng. Không quan tâm trực tiếp nhào vào đến Lý Hàn Dạ trong ngực. Trước mặt mọi người, hai người hoàn toàn không xấu hổ tại trời cao phía trên ôm nhau huyết hy những ngày này để ngươi chịu ủy khuất lý hàn dạ khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu nhẹ vỗ về trong ngực gia nhân lấy đó an ủi yên tâm lần này ta nghe nói cái kia thương tổn ngươi tạc nhân cũng tới thần đạo viện thần đạo viện bên trong có thể tiến hành tự do thí luyện tỷ thí sinh tử chớ luận đến lúc đó chỉ cần hắn dám vào nhập thần đạo viện ta chắc chắn lấy hắn trên cổ thủ cấp đến hoàn lại hắn lúc trước đối ngươi làm hết thảy hàn dạ nghe được lời nói này huyết hy cảm động không thôi nàng có thể gặp được đến như thế vị hôn phu lại là sao mà may mắn nhưng không đợi hai người đắm chìm trong cái này bầu không khí bên trong bao lâu một âm thanh có vẻ hơi đột ngột cười nhạo bỗng nhiên vang lên hàn dạ ngươi có phải hay không lại quên đi lão tổ phân phó chỉ thấy một tên lớn lên cùng lý hàn dạ giống nhau đến mấy phần nam tử theo hư không thông đạo đi ra giờ phút này trên mặt tràn đầy xem thường khinh thường lão tổ thế nhưng là cường điệu qua để ngươi không muốn cùng vị kia táng đạo đại nhân đối nghịch. Chấp mê bất ngộ coi như xong, vẫn không rõ thực lực của mình định vị. Rõ ràng bị người ta một bàn tay cho trực tiếp đập tới mặt đất không đứng dậy được, còn đi lấy người ta trên cổ thủ cấp, chính mình muốn mất mặt có thể, nhưng đừng ném ta toàn bộ vĩnh dạ đế tộc mặt. Lời này vừa nói ra chung quanh không ít thế lực khác đế tử đế nữ kém chút không có đình chỉ, phát ra trêu tức nén cười âm thanh. Trước mặt mọi người, lại là ngay trước chính mình vị hôn thê mặt lý hàn dạ sắc mặt nhất thời âm trầm như mây đen lý hàn nghiêu ngươi là cố ý gây sự chính là không phải lý hàn nghiêu hắn ở cái thế giới này trên danh nghĩa đệ đệ bất quá bọn hắn giữa lẫn nhau từ nhỏ cảm tình thì không tốt lắm so với tình huynh đệ chẳng bằng nói bọn hắn là lẫn nhau ở giữa lớn nhất đối thủ cạnh tranh nhất là hắn thành công thu hoạch được lão tổ tán thành trở thành vĩnh dạ đế tộc trên danh nghĩa đế từ lúc hắn cái này đệ đệ cùng chính mình quan hệ có thể nói là hạ xuống băng điểm Lý Hàn Nghiêu hoàn toàn không quan tâm chính mình ca ca ánh mắt lạnh như băng uy hiếp, khóe miệng ngậm lấy khinh thường độ cong. So với thống hận không vô đạo lý Hàn Dạ, hắn ngược lại đối không vô đạo phá lệ có hảo cảm. Dù sao địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Nói không chừng hắn còn có thể thông qua không vô đạo chi thủ, đem chính mình cái này tiện nghi ca ca theo đế tử vị trí phía trên kéo xuống đến, chính mình theo mà ngồi trên cái này tha thiết ước mơ bảo tọa. Ầm ầm, đúng lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến từng trận kỳ dị ba động sớm buông xuống chúng người tinh thần tỉnh táo bây giờ bất hủ đế tộc truyền nhân cơ hồ đều đã buông xuống theo thời gian phỏng đoán chín đại khởi nguyên thần tộc truyền nhân cũng nên buông xuống một chiếc vô cùng hào hoa mạ vàng thần thuyền theo không gian thông đạo bay ra nghênh phong phấp phới cờ xí phía trên viết lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn chín đại khởi nguyên thần tộc thiên ma điện lại là thiên ma điện nghe nói thiên ma điện một thế này cũng giải phong đã từng cái kia vắt ngang một thời đại truyền kỳ cổ đại yêu nguyệt, tên là Cố Thiên Hành. Nghe nói sinh ra giác tỉnh ma thần tâm, tương lai tiền đồ vô lượng. Phía dưới rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đem biết Cố Thiên Hành tin tức tất cả đều mỗi người nói ra. Ầm ầm, đúng lúc này, chân trời lại có kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền đến. Lại là một chiếc phá lệ hoa lệ thần chu theo không gian thông đạo bên trong buông xuống. Thông qua cái kia nghênh phong lá cờ tung bay, liền có thể xác định cái này phe thế lực thân phận là chín đại khởi nguyên thần tộc một trong thiên đế thành. Đến rồi đến rồi, ta thiên vực khởi nguyên thần tộc rốt cuộc đã đến. Nghe nói một thế này tịch diệt cấm địa cũng ra không ít thiên tư chắc tuyệt đỉnh phong yêu nghiệt. Cũng đồng dạng có một vị ngủ say rất nhiều năm cổ lão yêu nghiệt khôi phục, thậm chí có thể cùng đế thích thiên điện hạ so chiêu, tên là thương trời cao. Còn mọi người không giống nhau tới kịp nghị luận. Giang giác, lúc này, chân trời lại có pháp tác thần lôi lấp lóe bốn phía đại phiến không gian như gương giống như phá toái đổ sụp rất nhiều chế tác tinh xảo tản ra cổ lão đạo ẩn hoa lệ thần chu theo bên trong bay ra là ta thiên vực chín đại khởi nguyên thần tộc một trong chấn thiên thần tông có người lên tiếng kinh hô chấn thiên thần tông truyền thừa vô số cổ lão kỷ nguyên tại vô tận cổ lão kỷ nguyên trước kia chấn thiên thần tông ra một vị thông thiên đại năng phá vỡ đế cảnh gông xiềng phi thăng đến thần thoại bên trong tiên vực nhưng hắn trước khi phi thăng đem đã lột xác thành tiên binh bản mệnh đạo binh lưu tại trấn thiên thần tông làm trấn áp cương vực trí bảo bất quá tại năm đó trận kia cùng vực ngoại chi địa xung đột đại chiến bên trong trấn thiên thần tông tổ tiên tận lực lưu lại bản mệnh đạo binh trấn thiên bia cũng là bị đánh nát nguyên bản tại chín đại khởi nguyên thần tộc bên trong bài danh phía trên trấn thiên thần tông cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng thực lực có chỗ hạ thấp mà đánh nát trấn thiên bia kẻ cầm đầu chính là thời không cấm khu cường giả Đông đảo vực ngoại chi địa cường giả tại nâng lên cái này bí văn về sau, lại không khỏi toàn thân sợ run cả người. Theo bọn hắn tiếp nhận nhận biết tới rằng, 9 đại khởi nguyên thần tộc uy hiếp lực là lớn nhất. Nhưng từ trong lịch sử mà nói, 16 đại cấm khu uy hiếp lực lại sớm đã trở thành vô số, vực ngoại chi địa tu sĩ trong lòng ác mộng. Rất nhiều người trên thực tế đều rất rõ ràng. Bọn hắn thiên vực vô số tu sĩ sinh linh tổng tuyên bố 9 đại khởi nguyên thần tộc có thể so với 16 đại cấm khu. Nhưng trên thực tế cái này cũng bất quá là một loại che đậy hai mắt tê liệt tự mình buồn cười thủ đoạn thôi phàm là lúc trước trải qua chư thiên huy hoàng thời đại tồn tại đều biết cấm khu danh tiếng đến tột cùng đại biểu cho cái gì uy áp chư thiên bá quyền trí thượng ầm ầm kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên tai không dứt lại có đỉnh tiêm thế lực buông xuống chín đại khởi nguyên thần tộc một trong thiên vũ thần tộc không cần tiếng kinh hô này nhắc nhở chúng người cũng đã bị chân trời cái kia ngang qua mà đến cầu vòng hấp dẫn chú ý lực. Một tòa sáng chói thần kiều ngang qua hư không, mấy chiếc từ lưu ly thần vực chế tạo hoa lệ xa liễn, ngay tại thần kiều phía trên phi nhanh lao nhanh. Không nghĩ tới, những năm gần đây vẫn luôn ở ẩn không ra thiên vũ thần tộc, đều điều động truyền thừa thiên kiêu đến thần đạo viện thí luyện rồi. Tại chín đại khởi nguyên thần tộc bên trong, thiên vũ thần tộc coi là so sánh đặc thù, Không giống với thế lực khác, cái này phe thế lực là lấy mẫu hệ vi tôn cũng bởi vì các nàng bản thân tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, chỉ có nữ tử mới thích hợp truyền thừa. Bởi vậy, tại vực ngoại chi địa vô số tu sĩ sinh linh trong mắt, thiên vũ thần tộc từng cái đều là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp như hoa tiên tử. Ám thần điện cũng tới. Theo mọi người một chàng thốt lên. Chỉ thấy nơi xa bầu trời thiên quang phát tiết, hình như có một tấm to lớn hắc thủ xé rách hư không thần, bỗng dưng mở ra một vết nứt hư không. Mấy tôn tản ra khí tức khủng bố, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngồi đen nhánh chiến thuyền từ đó lướt đi. Cầm đầu chiếc chiến thuyền kia hẳn là ám thần điện đương đại đệ nhất truyền nhân, thầm vô thần tọa giả à. Ngăn cách chiếc chiến thuyền kia, ta đều có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức kinh khủng. Nghe nói hắn đã luyện chế được bốn tôn sen lẫn ma khôi. Mỗi tôn ma khôi tu vi đều đạt tới thánh nhân cảnh. Nghe nói phối hợp bản thể cùng một chỗ hành động, có thể tùy tiện chu giết trí tôn cảnh cường giả. Theo mấy cái khởi nguyên thần tộc lần lượt buông xuống, tại chỗ không khí càng là bởi vậy hỏa nhiệt sôi trào lên. Mới đầu buông xuống bất hủ đế tộc truyền nhân, đều bởi vì khởi nguyên thần tộc buông xuống, triệt để thu liễm phong mang của mình. Thậm chí có không ít sự sự khéo đưa đẩy người, chủ động đi cùng khởi nguyên thần tộc thiên kiêu truyền nhân bắt chuyện. Dù sao bất hủ đế tộc thực lực nội tình mạnh hơn, cuối cùng cũng vẫn là so ra kém chín đại khởi nguyên thần tộc. Tại bọn họ những thứ này bất hủ đế tộc bên trong, kỳ thật có không ít truyền nhân đã sớm tại ngay từ đầu chọn tốt muốn đi theo người mà những người này đều đều là khởi nguyên thần tộc truyền nhân. Ông, lúc này, chân trời bỗng nhiên dâng trào ra ức vạn sợi ánh sáng, giống như là có một vòng màu vàng kim mặt trời bay lên. Đột nhiên xuất hiện to lớn sáng chói dị tượng, nhất thời thì hấp dẫn tại chỗ vô số thiên kiêu chú ý. Thậm chí ngay cả nguyên bản thanh âm huyên náo đều tại đây khắc lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Giống, đầu tiên truyền vào mọi người bên tai, chính là một tiếng thú gào kinh thiên động địa. Ngay sau đó, vô tận không gian phong bạo bên trong bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt màu vàng kim. Trong chốc lát, lăn lộn không gian phong bạo ở đây ngừng. Theo chói lọi kim quang từ đó dâng trào tiết ra. Một đầu hình thể khôi ngô, quanh thân lượn lờ lấy màu vàng kim lôi đỉnh. Tư thái vô cùng uy phong lẫm lẫm màu vàng kim sư tử, đạp nát không gian, từ đó chậm rãi đi ra. Kim lôi thần giống. Trong truyền thuyết cầm giữ có thần thú huyết mạch thái cổ hoang thú. Mà lại đầu này kim lôi thần giống tu vi cũng đã đạt tới thánh chủ cảnh luận chiến lực thậm chí không kém cỏi tại chỗ rất nhiều đỉnh phong thiên kiêu mọi người khiếp sợ đồng thời càng là có chút hâm mộ nhưng không có một cái nào thiên kiêu trong mắt dám toát ra vẻ tham lam bởi vì đầu này tọa kỵ chủ nhân là danh chấn bọn hắn toàn bộ thiên vực vị kia truyền kỳ yêu nghiệt đế thích thiên mà giờ khác này đế thích thiên đang ngồi ở kim lôi thần giống trên lưng người mặc cửu long chiến bào một bộ mái tóc dài vàng óng ngênh phong tung bay ngàn vạn hoàng kim phù văn tại chung quanh hắn nhẹ nhàng bập bình đem vốn cũng không bình thường thân ảnh làm nổi bật càng thêm thần võ vô song. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, toàn thân tản ra khí tức khủng bố tự khiến người có chút tim đập nhanh hoảng sợ. Toàn bộ thế giới tại yên tĩnh một cái chớp mắt sau. Chợt bộc phát ra giống như thủy triều sôi trào thanh âm. Đế thích thiên điện hạ. Chúng ta bái kiến đế thích thiên điện hạ. Đế thích thiên đại nhân. Ta muốn vì ngài sinh hầu tử. Ngập trời thanh âm hội tụ thành mênh mông sóng âm cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ nam tử nhiệt huyết sôi trào trong mắt tràn đầy sùng bái nữ tử cảm mến cuồng nhiệt trong mắt tràn đầy ái mộ đế thích thiên cũng là bọn hắn bây giờ vực ngoại chi địa vô địch đại danh tử thân phận địa vị của hắn tại đương đại vực ngoại chi địa vô số thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong cái kia chính là đại biểu cho trí cao vô thượng nhất tín ngưỡng chư thiên vạn vực có không vô đạo bọn hắn vực ngoại chi địa có đế thích thiên giống đúng lúc này một đạo so với lúc trước kim lôi thần giống tiếng thú gào còn muốn kinh thiên động địa tiếng long ngâm đột nhiên từ thiên ngoại quanh quẩn mà đến. Đạo này vô tận long uy bao hàm uy hiếp lực, liền như là một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Để vô số chính đang sôi trào gieo hò tu sĩ nhất thời toàn thân rét run, cả người đều như bùn giống như tượng cứng nở. Thậm chí ngay cả đế thích thiên tọa kỵ kim lôi thần giống đều toàn thân run lên. Huyết mạch chỗ sâu không hiểu hiện ra một cỗ bị áp chế lại ý sợ hãi. Bao quát đế thích thiên ở bên trong vô số người đều có chỗ cảm giác giống như đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực mảng lớn thương khung bị một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang vỡ nát. Đầu tiên là một viên tựa như núi cao to lớn, thần võ bất phàm màu đen đầu rồng theo phá toái trong hư không dò ra. Ngay sau đó, là già thiên tế nhật màu đen thân rồng theo không gian thông đạo bên trong phá toái mà ra. Ở phía dưới vô số tu sĩ trong tầm mắt, cái kia gần ngàn trượng màu đen thân rồng dường như che phủ lên nửa bầu trời. Vô hình long uy thậm chí chế trụ kim lôi thần giống khí tức, đem vô số tu sĩ kéo vào đến cấp độ càng sâu ngạt thở thâm uyên. Thanh chủ cảnh, nắm giữ chân Long huyết mạch Long tộc, đứng tại đầu rồng phía trên thân ảnh kia là. Vô số ánh mắt hội tụ mà đi. Hắc Long phía trên cái kia thân ảnh áo trắng coi là thật quá mức dễ thấy, nhưng lại khiến không ít người có chút quen thuộc. Người kia có thể không phải liền là lúc trước đề tài của bọn họ trung tâm. Không hiểu xuất hiện cường đại áo trắng nam tử, Táng đạo. Cảm thụ được phía dưới vô số người kính sợ hoảng sợ thần sắc. Không vô đạo khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt đường cong đầu này màu đen thương long kỳ thật chính là mình cải biến hình thái thiên khải thương long đạt tới thánh chủ cảnh thiên khải thương long đồng dạng cũng có cải biến chính mình hình thái năng lực lúc trước hắn luôn luôn tại chư thiên vạn vực ngồi thiên khải thương long hành tẩu các phương khó tránh khỏi vực ngoại chi địa sẽ có có lòng người chú ý tới một chút cải biến một chút hình thái thì đầy đủ che giấu tai mắt người coi như bị nhận ra hắn cũng không quan trọng dù sao thân là thời không cấm khu thần tử hắn làm việc cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi Vạn sự đệ nhất chuẩn tắc, cũng là trước muốn chính mình xương tâm. Hắn như là quang minh chính đại chui vào vực ngoại chi địa, cũng không phải lén lút chui vào. Người yếu cùng không có lực lượng nhân tài cần phải khiêm tốn, cùng hắn lại có quan hệ gì? Không vô đạo buông xuống thanh thế thực sự quá thật lớn. Đến mức tất cả mọi người không có trước tiên chú ý tới đi theo phía sau hắn, theo sát mà tới buông xuống Vũ Linh Ngọc bọn người. Đi theo tại phía sau bọn họ Vũ Linh Ngọc đám người biểu lộ có chút khó coi không vô đạo rõ ràng cũng là bọn hắn mang tới sắp xếp như thế nào mặt làm so với bọn hắn còn lớn hơn nhất là vũ linh ngọc thần sắc giờ phút này lại có một ít u oán cái này đáng chết không vô đạo rõ ràng có như thế tọa kỵ lại còn không cho nàng ngồi nói cái gì chính mình long có bệnh thích sạch sẽ không cho phép nữ tử lấy vũ linh ngọc nhỏ giọng thầm thì thật là một cái quỷ hẹp hòi nàng ngược lại là cảm thấy là không vô đạo tiểu tử này trang bức lại không mang theo nàng cùng một chỗ Người nào à? Có thể thiên khải thương long lại trong bóng tối lỗ mũi phun ra khẩu khí. Long đồng mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc qua vũ linh ngọc. Thân phận gì? Thế mà cũng dám đến cưỡi nó. Chứ không vô đạo bên ngoài, người nào đều không được. Không nhìn sau lưng vũ linh ngọc u oán tiểu ánh mắt. Cùng chung quanh vô số thiên kiêu quăng tới chấn kinh ánh mắt. Không vô đạo cơ hồ tại buông xuống một cái chớp mắt thì chú ý tới đối diện đế thích thiên. Hai người một cái ngồi tại kim lôi thần giống phía trên một cái sừng sững tại màu đen đầu rồng phía trên. Không gian yên tĩnh im ắng, thời gian đều dường như đình chỉ lưu động. Một đen một vàng, hống một tiếng một long. Hai thân ảnh thần sắc đồng dạng bình tĩnh mà đạm mạc. Nhưng con ngươi chỗ sâu đều thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Đế thích thiên trong lòng đột nhiên hiện ra một loại cảm giác, không vô đạo cũng là hắn muốn chờ mệnh định đối thủ. Mà không vô đạo thì là xác nhận, đế thích thiên cũng là hắn muốn tìm thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính một đạo kỹ càng mặt bảng tùy theo tại trước mắt hắn hiện lên. Tính danh, đế thích thiên, thân phận, thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính, thiên khải thần phủ đệ nhất truyền nhân, cảnh giới, thanh chủ cảnh tam trọng, tuổi tác, 34, thể chất, 3.000 đạo tâm đại thành, sinh ra đạo tâm không tì vết, hoàn mỹ vô khuyết, hoàn mỹ cộng minh 3.000 đại đạo chi lực, đại đạo phía giới tuyệt đỉnh, vận mệnh thần đồng đại thành, hiểu rõ vận mệnh quỹ tích, trưởng tuyên cổ nhân quả có thể trong lúc vô hình cộng minh nắm giữ vạn thế thiên mệnh, công pháp, thiên đế quyết, phi tiên thần thuật, bảo vật, vãn thiên thương, tiên thiên linh bảo, theo tu vi gia tăng phẩm giai. Cổ thần khôi lỗi, lấy thiên khải thần phủ một tên trí cường giả bản nguyên tinh huyết sở luyện chế, trước mắt tu vi vì thánh chủ cảnh, cảnh giới có thể theo người sử dụng tu vi gia tăng mà gia tăng. Thiên mệnh điểm 350.000, nhất là khi nhìn đến cái kia trọn vẹn hơn 30 vạn thiên mệnh điểm lúc. Không vô đạo hô hấp đều hơi có chút ngưng trệ. Không hổ là thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính, cái này thiên mệnh điểm viễn siêu hắn cho đến tận này đã thấy chỗ có thiên mệnh chi nhân. Nhưng lệnh hắn khiếp sợ còn hoàn toàn không chỉ như thế. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, kiểm trắc đến thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính trên thân tồn tại cái khác thiên mệnh ba động, căn cứ hết thảy phân tích, thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính Đế Thích Thiên rất có thể tuần phục không giới bốn vị thiên mệnh chi nhân cho mình sử dụng. Đang tiến hành đặc thù tiêu ký bên trong, tiêu ký thành công. Căn cứ hết thảy phá giải thiên mệnh chư thiên khế ước trói chặt hệ thống lý hàn dạ đã thần phục thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính đế thích thiên còn có hư hư thực thực hệ thống trói chặt người đặc thù thiên mệnh chi nhân cùng thiên mệnh chi nhân đồng dạng thần phục thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính đế thích thiên nghe được hệ thống liên tiếp vang lên thanh âm không vô đạo lần thứ nhất có loại tam quan bị phá vỡ cảm giác hắn còn là lần đầu tiên gặp phải thế mà lại có thiên mệnh chi nhân đã sớm thần phục với cái khác càng mạnh thiên mệnh chi nhân tình huống mà lại lập tức cũng là trọn vẹn mấy tên lại tính cả lý hàn dạ cái kia đồ bỏ đi bên người huyết hy khả năng tụ tập ở bên cạnh hắn thiên mệnh chi nhân so hệ thống nói còn nhiều hơn cái này thậm chí để không vô đạo cũng hoài nghi cái này cái gọi là thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính có phải hay không sớm đã có phát giác bởi vậy sớm đem chọn cái vực ngoại chi địa thiên mệnh chi nhân đều tụ tập đến chính mình rồi bất quá lần này lý luận rất nhanh liền bị chính hắn lật đổ đế thích thiên cũng không có trói chặt như hắn đồng dạng hệ thống lý nên không có khả năng giống như hắn có thể dễ dàng tìm tới những cái kia giấu ở vô tận trong biển người thiên mệnh chi nhân. Vận mệnh thần đồng. Không vô đạo lập tức liền nghĩ đến đế thích thiên nắm giữ cái này cái thể chất. Căn cứ hệ thống mặt bảng biểu hiện, vận mệnh thần đồng nắm giữ hiểu rõ vận mệnh quỹ tích, do xét vô hình thiên mệnh chi lực năng lực. Nói như vậy, tất cả mọi thứ đều có thể giải thích thông. Đế thích thiên gia hỏa này xác suất lớn là thông qua vận mệnh thần đồng, cảm giác được những cái kia có nồng đậm thiên mệnh chi lực người, đồng thời để bọn hắn cam nguyện thần phục, biến vì mình tùy tùng giả. Tại không vô đạo phân tích đế thích thiên thời điểm. Đế thích thiên cặp kia lóe ra minh mông thần diễm hai con mắt, giờ phút này cũng đang quan sát không vô đạo. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác mười phần quái dị. Cũng không chỉ là bản thân, còn có đối phương thể nội chỗ tồn tại cái kia cỗ không hiểu khí tức. Người trước mắt này giống như là có chút hư huyễn, dường như cũng không tồn tại ở trong hiện thực. Nhất là tồn tại ở đối phương thể nội cái kia cổ vô hình khí tức, càng cho hắn một loại cực mạnh số mệnh cảm giác tựa như hắn sinh ra cái này thế giới chính là vì đánh bại người trước mắt này. Như người trước mắt này bất tử, hắn còn có bọn hắn đều muốn bị vô cùng lớn nguy cơ. Đế thích thiên mi đầu bỗng nhiên cao lại. Kỳ quái, tại sao mình muốn nói bọn hắn? Rõ ràng không vô đạo là mạng hắn định đối thủ, cùng cái kia mặc danh kỳ diệu bọn hắn có gì quan hệ. Cũng cơ hồ tại đồng thời, vừa mới lắng lại hệ thống thanh âm lần nữa tại không vô đạo bên tai vang lên. Chủ nhân, đám kia giấu ở thiên mệnh chỗ sâu ra hỏa xuất thủ cái này thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính đế thích thiên là bọn hắn cố ý an bài đặc biệt nhằm vào ngài trận đánh không vô đạo hơi nhíu mày giấu ở thiên mệnh chỗ sâu đám người kia ngươi nói chính là thiên mệnh đại đạo hóa thân liên quan tới ba nghìn đại đạo hắn cũng là có hiểu biết nhưng kỳ thật thế gian chỗ tồn tại đại đạo cũng không chỉ là đơn thuần ba nghìn đại đạo có một đầu đại đạo so với trong truyền thuyết nhân quả đại đạo cùng vận mệnh đại đạo còn muốn hư vô mờ mịt mà đầu này đại đạo được xưng là thiên mệnh đại đạo vâng mệnh trời, thiên mệnh sở quy. Tụng thiên mệnh giả mới được vĩnh sinh. Thiên mệnh đại đạo không chỉ là muốn chi phối thế gian sinh linh, càng phải chi phối cái kia cái gọi là ba nghìn đại đạo. Dù sao đây là vô số tu sĩ trong lòng thâm căn cố đế đồ vật. Muốn đạp vào chân chính đại đạo chi đỉnh, liền phải tránh thức thiên mệnh sở quy. Nhưng hắn thấy, cái gọi là thiên mệnh cũng bất quá là lòng tham thôi. Suy nghĩ rất mau trở lại về thể xác. Không vô đạo cười nhẹ đem trong đầu hết thảy ném sau ót. Thiên mệnh lại như thế nào? Thân là tất cả thợ săn, cái gọi là vô hình thiên mệnh, tự nhiên cũng tại hắn đi săn đối tượng bên trong. Ánh mắt của hắn không e dè, lại dẫn ở trên cao nhìn xuống vận vị xem kỹ lấy đối diện Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên mi đầu cao lại, hắn hiển nhiên cũng cảm nhận được không vô đạo đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên dâng lên cái kia mặt ác ý. Lớn mật. Đúng lúc này, một tiếng quát mắng đột nhiên vang lên. Lý Hàn Dạ bỗng nhiên từ trong đám người nhảy ra giận dữ mắng mỏ không vô đạo thả thiên điện hạ chính là ta thiên vực vạn hùng đứng đầu bực này nhân vật há lại cho người lấy như thế khinh thị ánh mắt nhục nhã lúc trước tại không vô đạo trong tay bị nhiều thua thiệt lý hàn dạ tự nhiên phá lệ chú ý không vô đạo chi tiết động tác tại không vô đạo vừa mới buông xuống thời điểm hắn liền đem chính mình sở hữu chú ý lực bỏ vào trên người đối phương đối phương đôi mắt chỗ sâu toát ra cái kia mặt nghiền ngẫm cùng ác ý tự nhiên cũng bị hắn thấy rất rõ ràng không nói trước hắn bản thân liền là làm đế thích thiên tùy tùng giả còn nữa Bây giờ chủ tử nhà mình ngay ở chỗ này. Có người cho mình chỗ dựa. Hắn chỗ nào còn cần sợ hãi không vô đạo. Nhưng theo hắn tiếng nói vừa ra bốn phía không gian vẫn như cũ bảo trì yên tĩnh, không có bất kỳ người nào làm ra đáp lại. Thậm chí ngay cả không vô đạo cũng không hướng hắn quăng tới một ánh mắt dư thừa. Giờ phút này hắn phảng phất như là bị người không nhìn tôm tép nhãi nhép. Lý Hàn Dạ lúng túng đồng thời, càng hơi cảm thấy có chút sỉ nhục. Mà lúc này, đứng ở thiên khải thương long đỉnh đầu không vô đạo mới giống như là kịp phản ứng giống như. Tư thái ở trên cao nhìn xuống, thanh âm lại đạm mạc tùy ý, từ đâu tới chó, như thế không có giáo dưỡng, nhảy ra ô ô sủa inh ỏi. Làm cho này con chó chủ nhân, không nên đi ra làm biểu thị, cho bản tôn chịu nhận lỗi sao. Không vô đạo hoàn toàn không thấy phía dưới lý hàn dạ. Ánh mắt vẫn chưa di động mảy may, nhàn nhạt, nhạt, cùng thân ở khác nửa bên thương khung đế thích thiên đối mặt. Táng đạo. Lý hàn dạ nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, nhìn hướng không vô đạo ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sát ý. Không vô đạo tên này cũng dám đem hắn ví von thành chó. Hắn đường đường vĩnh dạ đế tộc đế tử, khi nào từng chịu đựng bực này sỉ nhục. Thế nhưng là đế thích thiên không có lên tiếng, hắn cũng không dám có hành động. Gió lạnh hơi hơi quét lên đế thích thiên chiến bảo màu vàng óng. Hắn đồng dạng thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra mảy may tâm tình. Lúc này, đế thích thiên khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vệt nụ cười, nhạt tiếng nói. Thích Thiên lúc trước thì nghe nói qua táng đạo đạo huynh tục danh. Hôm nay gặp mặt, táng đạo đạo huynh ngược lại là so với nghe đồn rằng muốn càng thêm chắc tuyệt xuất chúng. Nói, hắn lại đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới Lý Hàn dạ. Bị ánh mắt này băng lãnh tỏa định Lý Hàn y lúc này toàn thân run lên. Từng trận vô hình cảm giác áp bách trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân. Cho dù hắn là hệ thống trói chặt người, nhưng ở đế thích thiên trước mặt, hắn cũng không dám biểu dương ra nửa phần ngạo khí. Thậm chí đối với cái này phá lệ e ngại vừa mới ta chỉ là cùng táng đạo đạo huynh mới quen đã thân bởi vậy mới nhìn nhiều mấy lần ngược lại là hàn dạ ngươi cái gì thời điểm ta cho ngươi ở trước mặt ta tự chủ trương quyền lợi lần này không chỉ là lý hàn dạ bốn phía còn lại tu sĩ cũng đồng dạng bị một cỗ không hiểu vô hình uy áp bao phủ ở ngực đều hơi có chút thở không nổi lý hàn dạ hơi biến sắc mặt cánh môi run rẩy giải thích thả thiên điện hạ ta chỉ là nhưng theo đế thích thiên bỗng nhiên đưa tay hắn muốn cãi lại lời nói nhất thời kẹt tại cổ họng không còn dám nhiều lời nửa chữ đế thích thiên thu liễm khí tức lần nữa khôi phục thành lúc trước mây trôi nước chảy bộ dáng cách không hướng về không vô đạo chắp tay là tại hạ không có để ý dạy tốt cấp dưới để kỳ trùng đụng đạo huynh tại hạ ở đây bồi cái không đúng tại hạ cũng là rất chờ mong có thể thành công tại thần đạo viện cùng táng đạo đạo huynh gặp gỡ táng đạo đạo huynh chi thực lực viễn siêu mọi người tại đây tin tưởng người ta định có thể trở thành lẫn nhau hợp cách đối thủ nói xong lời nói này về sau đế thích thiên cũng không lại ở lâu mang theo thiên khải thần phủ mọi người hướng về thiên khải thần phủ nơi ở tạm thời mà đi chỉ là vừa mới hắn theo như lời nói nhất là câu nói sau cùng lại giống như vạn dạm trời trong bên trong vô tận sấm xét tại vô số tu sĩ trong đầu quanh quẩn oanh minh thật lâu tiêu tán không đi đông đảo thiên kiêu tu sĩ hoảng hốt thất thần bất hủ đế tộc truyền nhân cùng chín đại khởi nguyên thần tộc truyền người sắc mặt thì là có chút khó coi nhìn hướng không vô đạo ánh mắt đều mang địch ý thậm chí một loại nào đó tận lực nhằm vào chật 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 vũ linh ngọc chẳng biết lúc nào đi tới không vô đạo bên người lắc đầu nhẹ sách lên tiếng xem ra đế thích thiên ra hỏa này là muốn đưa ngươi nâng giết nha táng đạo ta khuyên ngươi một câu ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ đế thích thiên tâm nhãn của hắn tử có lẽ không có ngươi nhiều nhưng là tuyệt đối cũng sẽ không ít hơn ngươi quá nhiều không vô đạo vẫn chưa đáp lại chỉ là nhếch miệng lên một vệt không hiểu đường cong cái này đế thích thiên quả nhiên là có tâm cơ có đầu óc. Đế thích thiên thân phận cao quý, phóng nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa chỗ có thiên kiêu bên trong, đều có được tuyệt đối không thể mạo phạm chi uy. Đổi lại người khác, đối phương có cực đại xác suất sẽ như vậy sự tình đối với hắn trực tiếp làm khó dễ, thậm chí cùng hắn đối chọi gay gắt. Nhưng đế thích thiên lại vô cùng rõ ràng chính mình bây giờ thân phận địa vị. Hắn hoàn toàn cũng không cần tự mình ra tay. Chỉ cần vô cùng đơn giản dăm ba câu thì có thể làm cho mình thu hoạch danh vọng đồng thời còn có thể để hắn thu đến cái khác vực ngoại chi địa thiên kiêu địch ý. Lâu dài thân ở đỉnh phong người, tự nhiên lâu dài đều lại nhận người khác nhìn lên. Càng lại nhận hắn người đố kỵ. Tất cả mọi người khát vọng như đế thích thiên một dạng leo lên đỉnh phong, cười nhìn giang sơn, nhìn xuống nhóm kiêu. Những cái kia đồng dạng thiên phú thực lực xuất chúng, tự nhận là chính mình cũng không so đế thích thiên yếu bao nhiêu thiên kiêu, càng biết đem đế thích thiên coi như kình địch. Bây giờ, Đế Thích Thiên trước mặt mọi người, nói thẳng ra thực lực của mình viễn siêu mọi người ở đây, càng sẽ trở thành hắn hợp cách đối thủ. Không không phải liền là biến tướng hạ thấp tất cả mọi người, cất cao uy danh của hắn. Đều là tuổi trẻ khí thịnh vạn cổ thiên kiêu. Ai sẽ chịu phục một cái không hiểu người xuất hiện, bỗng nhiên đặt ở đỉnh đầu của mình, mà lại còn chiếm được chính mình rất muốn nhất đánh bại người tán thành. Đế Thích Thiên thậm chí đều không cần tự mình ra tay, liền trực tiếp để hắn thành công đạt được tại chỗ chỗ có thiên kiêu cam thủ. Hừ quả thực không biết cái gọi là cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa hoàn toàn không có nửa điểm cầm cho ra chiến tích. Ngoại trừ lúc trước tại huyết nguyệt thành phát sinh sự tình bên ngoài, căn bản là không có không có tung tích có thể tìm ra. Thì loại này không hiểu xuất hiện ra hỏa, cũng xứng có tư cách đứng ở chúng ta đỉnh đầu. Hừ, đế thích thiên điện hạ không khỏi cũng quá khinh thường người. Chúng ta há không như cái này ăn linh ngọc đại nhân cơm chùa tiểu bạch kiểm. Trung quanh thậm chí có rất nhiều thiên kiêu đã như vậy sự tình bắt đầu nghị luận rất nhiều người địch ý và háo thắng tâm tại lúc này đều bị đế thích thiên lúc trước một lời nói hoàn toàn kích thích cùng lúc đó hoa lệ xa liễn bên trong thích thiên đại nhân vừa mới tên kia đối với ngài xác thực có bất kính tiến hành vì sao ngài muốn dễ dàng như thế tha thứ hắn một tên đế thích thiên tùy tùng giả cung kính dò hỏi hắn đối với không vô đạo địch ý đồng dạng không nhỏ trong lòng bọn họ đế thích thiên cũng là tuyên cổ bất diệt chân thần ha có thể dung hứa cái này không rõ lai lịch ra hỏa như thế khinh thị làm nhục nghe vậy, nhắm mắt dưỡng thần đế thích thiên cũng chưa mở ra hai con mắt, chỉ là nhàn nhạt, nhạt đáp lại. người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng. thực lực của người này không có người nghĩ đơn giản như vậy. lời vừa nói ra bên người người theo đuổi kia cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin. cái này không rõ lai lịch áo trắng nam tử, thế mà thật có thể đạt được bọn hắn đế thích thiên đại nhân tán thành. mà lại, lúc này đế thích thiên chậm rãi mở ra hai con mắt, con ngươi chỗ sâu quang diễm phun trào khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn đối với ta mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái hợp cách đối thủ. Theo càng ngày càng nhiều bất hủ đạo thống truyền nhân hội tụ ở này, nơi đây thiên địa không khí biến đến càng phát hỏa nhiệt. Tại trong lúc này, Không Vô Đạo lại đã nhận ra mấy cỗ mới thiên mệnh ba động. Bất quá, cái này mấy đạo thiên mệnh ba động đều là hướng về Thiên Khải Thần phủ chỗ trụ sở bay đi. Dựa theo hệ thống lúc trước nói tới tin tức, muốn đến mấy người kia, cũng là đã sớm thần phục đế thích thiên thiên mệnh chi nhân ngay tại chỗ có thiên kiêu đều hội tụ thời điểm ầm ầm một thanh âm to lớn tuyên cổ bỗng nhiên tại mây xanh chỗ sâu vang lên đạo viện gia đại thế lâm tiên sơn mở tại thanh âm này buông xuống một cái chớp mắt thiên địa bỗng nhiên run rẩy kịch liệt ong ong trời cao phía trên thiên quang phát tiết mấy vạn dặm hư không tùy theo phá toái đổ sụp ngay sau đó tại vô số hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói một tòa lượn lờ lấy vô tận mênh mông đạo vận tiên sơn theo vết nứt bên trong bỗng nhiên tọa lạc nhân gian dương mắt nhìn lên tiên sơn thông thiên chung quanh tiên vụ lượn lờ thần thánh nguy nga đồng thời càng liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng đồng thời cái kia thanh âm to lớn lần nữa tiếng vọng nhân gian thần đạo viện thí luyện chính thức mở ra như muốn tiến vào thần đạo viện cần trèo lên đỉnh tiên sơn chi đỉnh vượt qua thần môn chú ý mỗi đầu thí luyện con đường chỉ có 100 tên tối cường giả có thể vượt qua thần môn trước 10 người thành công vượt qua thần môn người còn sẽ có cái khác đặc thù khen thưởng tại thanh âm này buông xuống một cái chớp mắt. Toàn bộ thế giới đầu tiên là lâm vào ngưng kết yên tĩnh, sau đó ẩm vang sôi trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả phiến thiên địa vang lên vô số trời cao xé rách thanh âm xé gió. Chỉ thấy trên trời cao cầu vồng không ngừng. Đếm không hết thiên kiêu đồng thời thôi động tu vi, hướng về tòa kia cao vút trong mây tiên sơn phóng đi. Tòa này tiên sơn quá lớn, lớn đến che đậy trong tầm mắt một mảnh bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại đều không nhìn thấy cuối cùng. Vô số thiên kiêu tại tòa này Tiên Sơn trước mặt, thân hình nhỏ bé nếu như con kiến hôi, mà lại cả tòa Tiên Sơn tự thành vô số không gian. Vô số thiên kiêu tiến vào bên trong, đều sẽ tùy cơ tiến vào khác biệt độc lập khu vực. Mặc dù có vô số đếm không hết thiên kiêu tràn vào đến Tiên Sơn bên trong, nhưng cơ hồ tất cả mọi người là phân tại khác biệt thí luyện con đường, chỉ có một phần nhỏ nhất thiên kiêu hội phân cùng một chỗ. Theo bao phủ tầm mắt mông lung bạch quang triệt để tiêu tán, ánh mắt triệt để thư thái sau, không vô đạo cái này mới phát giác, chính mình cả người người đã ở tại một đầu đường lên núi phía trên. Mà đồng thời xuất hiện tại đầu này trèo lên trên sơn đạo, ước chừng còn có mấy ngàn tên thiên kiêu. Có vương tộc truyền nhân, cũng có bất hủ đế tộc truyền nhân, thậm chí cũng có mấy tên khởi nguyên thần tộc truyền nhân. Đinh, kiểm chắc đến chủ nhân chung quanh tồn tại thiên mệnh ba động, đã vì chủ nhân thành công tiêu ký, xin chủ nhân xem qua. Đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh để không vô đạo tự động không để mắt đến trước mặt một đám tạp ngư ánh mắt chuyển mà rơi trong đám người một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp trên thân. Theo ở bề ngoài đến xem, giống như là một cái chỉ có ước chừng mười mấy tuổi thiếu nữ. Một đầu nhu thuận tóc trắng như xương tuyết giống như tản ra thuần trắng lộng lẫy. Lại phối hợp thêm tấm kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như là một cái khéo léo tuyệt vời búp bê. Mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn vành cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn tản ra oánh nhuận lộng lẫy. Chân trụi chân ngọc, trên cổ chân buộc lên một cái dây đỏ, trên dây đỏ lại buộc lên một viên màu vàng kim linh đang. Bất quá, ở cái này lông trắng thiếu nữ chung quanh, lại có một đám khí tức bất phàm tuổi trẻ thiên kiêu vây chung quanh, lộ ra nụ cười tất cả đều lộ ra nịnh nọt vận vị. Lông trắng thiếu nữ tại phát giác được không vô đạo ánh mắt lúc, cặp kia xanh thẳm đôi mắt, cũng vô ý thức hướng về không vô đạo phương hướng trông lại. Cùng một thời gian, cùng đối mặt không vô đạo, cũng nhìn thấy đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu nàng phía trên hệ thống mặt bảng. Tính danh, sở ấu vi, thân phận, tuyệt uyên đế tộc đệ nhất hạch tâm truyền nhân thiên mệnh chi nữ thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính tùy tùng giả tu vi thánh nhân cảnh cửu trọng tuổi tác 39. thể chất xương tuyết linh lung tâm nửa bước viên mãn vực ngoại chi địa 100 đỉnh phong thể chất bên trong bài danh thứ tư nay thể chất sẽ chỉ tuyệt uyên đế tộc đích hệ huyết mạch bên trong sinh ra chính là chân chính tuế nguyệt huyết mạch truyền thừa thể chất mỗi cái xương tuyết linh lung tâm giác tỉnh người đều là trước giác tỉnh xương tuyết linh lung tâm trí cường giả tự mình truyền thừa một mạch truyền một mạch sinh sôi không ngừng. Một người chính là một cái thể chế văn minh truyền thừa, làm đem này thể chất tu luyện đến siêu thoát thời điểm, liền tuyệt đối có thể bước vào tiên đạo môn hạm. Công pháp, tuyệt uyên đế quyết, hóa tiên thiên công, bảo vật, thập tam hàn minh châu, mỗi viên đều là đỉnh phong thánh khí, 13 viên đủ dùng, có thể bộc phát ra có thể so với chuẩn đế khí uy lực. Hệ thống đã hoàn thành mới nhất thang cấp, mở khóa liên quan tới thiên mệnh chi nhân trọng đại cuộc đời kinh lịch, chủ nhân có thể tự mình lựa chọn phải chăng xem xét. Trọng đại cuộc đời kinh lịch không vô đạo hơi nhíu mày, trong lòng tới chút hứng thú. Có lúc gặp phải một số so sánh đặc thù xuyên Việt người, nếu có thể tra nhìn đối phương cuộc đời tin tức, nói không chừng có thể bởi vậy đạt được rất nhiều đầu mối hữu dụng. Theo không vô đạo ý niệm khẽ nhúc nhích, toàn mới hệ thống mặt bảng tùy thời triển khai. Trọng đại cuộc đời kinh lịch, làm tuyệt uyên đế tộc đệ nhất truyền nhân, nàng tự sinh ra lên thì tiếp nhận toàn bộ chủng tộc hy vọng. Cha mẹ của nàng thời khác đều tại cảnh cáo nàng, để cho nàng tuyệt đối không thể cô phụ gia tộc thân lực bồi dưỡng ngày sau muốn dẫn dắt toàn bộ tuyệt uyên đế tộc biến đến càng thêm huy hoàng trở thành rất nhiều bất hủ đế tộc bên trong mạnh nhất đế tộc nhưng nàng cũng không có cô phụ người nhà cùng gia tộc hy vọng trở thành hiện nay vực ngoại chi địa chói mắt nhất thiên kiêu một trong bất quá cha mẹ của nàng đối với cái này nhưng cũng không phải rất hài lòng thậm chí nghĩ biện pháp để cho nàng trở thành đế thích thiên tùy tùng giả càng hy vọng nàng cũng có ngày thành công trở thành đế thích thiên bạn lữ lấy này để tuyệt uyên đế tộc đạt được thiên khải thần phủ đến nỡ tuy nhiên nương tựa theo thực lực cường đại nàng trở thành đế thích thiên thiên bên người cường đại trợ lực. Nhưng trong nội tâm nàng còn vẫn có chút cam tâm, thì như thế biến thành đế thích thiên vật làm nền. Thiên mệnh điểm 40.000, nhìn đến nơi này, không vô đạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Thật làm cho hắn thấy được một chút không giống nhau đồ vật. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này sở ấu vi là đối đế thích thiên tuyệt đối trung thành. Bây giờ xem ra đối phương ở sâu trong nội tâm vẫn là đối chính mình cái này muốn đi theo tồn tại sinh ra khúc mắc trong lòng, thậm chí không phục nói không chừng hắn có thể lấy này làm đột phá khẩu đem sở ấu vi xúi dục theo mà trở thành hắn dùng để săn giết đế thích thiên quân cờ. bất quá kế hoạch cụ thể áp dụng còn phải nhìn chuyện sau đó phát triển. tại không vô đạo không e dè đánh giá sở ấu vi đồng thời đã sớm đã nhận ra không thích hợp sở ấu vi thì là đại mi cao lại thần sắc có chút không vui nhìn qua không vô đạo. bất quá trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác thời khắc đang nhắc nhở không vô đạo vô cùng nguy hiểm lại nghĩ tới đế thích thiên lúc đầu tại cùng không vô đạo gặp mặt lúc nói đối phương lại là một cái hợp cách đối thủ phát biểu để cho nàng càng phát giác không vô đạo nguy hiểm trong lòng cho dù có không vui sở ấu vi cũng không muốn đi truy đến cùng chúng ta đi nàng lạnh lùng phân phó một câu mang theo mấy cái cùng mình phân tại cùng một cái thí luyện con đường tuyệt uyên đế tộc thiên kiêu quay người đạp vào sau lưng đá xanh cổ lộ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa có thể cái khác không có có nhãn lực gặp người tầm thường nhưng liền không có như sở ấu vi như vậy, đối nguy hiểm có cảm giác bé nhạy lực. Thậm chí có khá hơn chút người không có lựa chọn trước tiên đạp vào đá xanh cổ lộ trèo đăng tiên sơn. Mà chính là sắc mặt có chút bất thiện nhìn chằm chằm không vô đạo. Theo bốn phía chậm rãi hướng về không vô đạo vị trí vây quanh. Một cái không rõ lai lịch, dựa vào Linh Ngọc Đại Nhân mới thu hoạch được thần đạo viện tư cách ra hỏa, thật sự cho rằng có cùng bọn ta cùng đài cạnh tranh tư cách. Hừ, nghe nói ngươi cũng là đã từng bị phong ấn cổ đại yêu nghiệt. Lão tử ngược lại muốn thử một chút, ngươi có tư cách gì có thể bị Đế Thích Thiên Xưng là hợp cách đối thủ. Trong đám người có người hét lớn một tiếng. Lúc này vận chuyển tu vi, nắm trưởng thành quyền, lôi cuốn lấy ngập trời lực lượng hướng về Không Vô Đạo đánh tới. Ngược lại không phải là bọn hắn quá phận khinh thường Không Vô Đạo. Dù sao tại huyết mạch của bọn hắn cảm giác bên trong, Không Vô Đạo thể nội cũng không phải là chảy xuôi theo cùng bọn hắn đồng dạng huyết mạch cao quý, mà chính là ti tiện nô lệ chủng tộc, á nhân tộc huyết mạch cho dù đối phương lại thần bí, thân phận địa vị lại không bình thường. Nhưng ở huyết mạch phương diện, đó chính là bọn họ trong mọi người cấp thấp nhất. Thần đạo viện thế nhưng là bọn hắn toàn bộ thiên vực thần thánh chi địa. Bây giờ có nô lệ chủng tộc huyết mạch người tới đây thí luyện, cùng bọn hắn cùng đài cạnh tranh. Đây càng bị cái này tuổi trẻ khí thịnh thiên kiêu xem là vô cùng nhục nhã. Lại thêm lúc trước đế thích thiên phát biểu, bọn hắn đối không vô đạo địch ý và háo thắng tâm, tại trong lúc vô hình liền đạt tới đỉnh điểm. Bất quá, đối mặt cái kia gần trong gang tắc sắp đập chúng chính mình mặt quyền mang không vô đạo cũng chỉ là lắc đầu cười khẽ vì cái gì trên thế giới tổng có nhiều như vậy không biết rõ chính mình định vị con kiến hôi đâu đối mặt cái kia đánh tới khủng bố quyền mang không vô đạo không tránh không né chỉ là tùy ý vung bỗng nhúc nhích tay áo oanh tiếp theo một cái chớp mắt cả phiến thiên địa nhất thời vang lên một âm thanh bạo thạch phá thiên kinh mê mông vô tận pháp tắc như là vòng xoáy giống như hướng về nơi đây hội tụ trong chốc lát hóa thành phô thiên cái địa diệt thế cuồn cuộn hướng về tên kia đánh tới thiên kiêu ẩm vang đập tới làm sao không chờ người kia đem khó có thể tin tiếng kinh hô nói xong cuồn cuộn pháp tắc phong bạo đã nghiền nát hắn toàn lực đánh ra quyền mang sau đó lại dư uy không giảm đập ầm ầm tại cái kia tên thánh nhân cảnh thiên kiêu trên thân nương theo lấy dựng người xương cốt phá toái thanh âm một đống lớn xương máu ẩm vang nở rộ tại thời gian vô hạn thả chậm thiên địa bên trong tên kia thiên kiêu cẳng tay trong nháy mắt bị oanh nát thành mấy chục đoạn da thịt bên ngoài lật lại hóa thành từng khúc xương máu vỡ nát thế nhưng ngập trời pháp tắc phong bạo cũng không có vì vậy biến mất là trong nháy mắt đem hắn cuốn vào trong đó đem cái này thiên kiêu tứ chi thân thể đều tại trong chớp mắt tàn nhẫn phá hủy nghiền nát thành huyết vụ đầy trời thẳng đến cái kia cỗ đâm người mùi máu tươi tràn vào đến lỗ mũi bay thẳng đỉnh đầu những cái kia còn duy trì muốn vây công không vô đạo tư thái thiên kiêu mới đột nhiên trước trò vui khởi động đùa tàn nhẫn trên nét mặt thức tỉnh sắc mặt tại trong chớp mắt biến đến trắng bệch nhìn hướng không vô đạo đồng tử tại trong sự sợ hãi kịch liệt co rúm lại cái này cái này cái này sao có thể huyền thanh bị xuống đất ăn tỏi rồi mấy tên muốn vây công không vô đạo thiên kiêu ánh mắt cùng trái tim như gặp phải trọng kích cước bộ không tự chủ được hướng về sau lưng thối lui vừa mới đầu tiên xuất thủ người kia tên là cổ huyền thanh chính là sơn hải đế tộc truyền nhân Sơn Hải đế tộc chuyên dùng đoán thể chi pháp, lại thêm bản thân thì có đặc thù huyết mạch. Chỉ từ nhục thân tầng thứ tới nói, tại bọn họ những thứ này bất hủ đế tộc bên trong đều có thể xưng được là cực kỳ cường đại. Lại thêm tu vi đều đạt tới thánh nhân cảnh, thân thể cường độ càng không cần nói cũng biết. Nhưng chính là cường đại như vậy một tôn thiên kiêu. Vậy mà như thế dễ như trở bàn tay bị xuống đất ăn tỏi rồi. Càng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là đối phương căn bản cũng không có động dùng cái gì trí cường thần thông thậm chí đều không có xuất trưởng xuất quyền. Cũng chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không di động nửa phần, nhẹ nhàng cua cua tay áo. Cổ huyền thanh liền như là bị bốc hơi khỏi nhân gian giống như, triệt để không có lưu lại nửa điểm tung tích. Các ngươi, vừa mới là muốn cùng một chỗ tìm ta gây phiền phức. Một luồng băng lãnh mà lại dẫn nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mấy người thân thể nhất thời run lên, động tác máy móc cứng ngắc nhìn hướng không vô đạo phương hướng. Nhất là tại đối lên cặp kia đen nhánh hai con mắt một cái chớp mắt, linh hồn của bọn hắn tại lúc này đều phải vì thế mà tán loạn. Ta không phải, ta không có, ngươi nhìn lầm. Mấy người mồ hôi đầm đìa, mười phần gượng ép tại khóe miệng kéo ra một vệt cười ngượng ngùng. Ta chẳng qua là cảm thấy đạo hữu có chút quen mắt, muốn tới cùng đạo hữu chào hỏi. Là hắn, cũng là hắn. Thậm chí bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng đồng bạn bên cạnh, ra hỏa này một mực mười phần hâm mộ Linh Ngọc Đại Nhân. Gặp Linh Ngọc Đại Nhân cùng ngươi quan hệ muốn tốt, cho nên thường xuyên tại Lan Giang Hải đang ăn Linh Ngọc Đại Nhân cơm chùa lời đồn. Nghe vậy, bị chỉ hướng tên kia tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhưng sau đó lại nhất thời nổi giận. Con mẹ ngươi vương nhị cầu, ngươi thế mà dạng này hướng lão tử trên thân rội nước bẩn. Ngươi lúc trước không phải cũng nói táng đạo thực chất bên trong chảy xuôi theo nô lệ chủng tộc huyết mạch, bản thân thực lực cũng không mạnh, chỉ là dựa vào đi quan hệ cùng chúng ta cùng đài cạnh tranh. Hiện tại thế mà hướng lão tử trên thân rội nước bẩn, quả thực không nên ép mặt mấy tên thiên kiêu bởi vì hoảng sợ lẫn nhau chỉ trích muốn lấy này chuyển di không vô đạo chú ý lực nhưng không vô đạo có thể không có hứng thú nhìn bọn này tôm tép nhãi nhép kịch vui biểu diễn âm lãnh quỷ dị thiên ma khí tức theo trong cơ thể hắn tỏ khắp mà ra thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ tại trời cao phía trên lưu lại một đạo hắc ám tàn hồng làm cả người hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã bước lên thông hướng tiên sơn đỉnh phong đá xanh cổ lộ mà tại phía sau hắn năm viên đầu bay lên cao cao theo bịch một tiếng đã mất đi đầu cùng sinh cơ thân thể té ngã trên đất không ngừng theo đoạn cái cổ vị trí chảy ra cuồn cuộn đỏ thấm máu tươi làm xong đây hết thảy không vô đạo giống như tùy tiện liền chết mấy con kiến thân sắc nhàn nhạt, nhạt như cùng ở tại bên ngoài du lịch nhàn vân dã hạc dọc theo đá xanh cổ lộ đi bộ nhàn nhã giống như hướng lên mà đi tại đường lên núi phía trên không vô đạo gặp rất nhiều dùng cổ lão minh văn chế tạo đại đạo trận pháp có thể đem người kéo vào huyễn cảnh Tại trong luân hồi không ngừng ma luyện đạo tâm huyễn tượng đại trận, hoặc là khai sáng ra một mảnh không gian độc lập, đem người truyền tống đến trong đó, cùng vô số hoang thú hoặc là treo dược sinh linh tác chiến truyền tống trận pháp. Nói tóm lại, những thứ này đại đạo trận pháp cũng là vì thí luyện cùng ma luyện kẻ leo núi làm mục đích. Đương nhiên, ở trong đó mạo hiểm cùng nguy cơ cùng tồn tại. Mỗi thông quan một cái thí luyện, thí luyện giả đều muốn hoặc nhiều hoặc ít đạt được một số thiên tài địa bảo, hoặc là cái khác đặc thủ khen thưởng. Những vật này có lẽ được xưng tụng là chân quý, thậm chí hiếm thấy hiếm thấy. Nhưng ở không vô đạo trong mắt, cùng cỏ đầu đường cải trắng căn vốn là không có gì khác nhau. Hắn vì cho chính mình thiên khải thương long ăn những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa, cũng không biết so trước mắt những phần thưởng này tốt bao nhiêu. Suy, sì. Không vô đạo cười lạnh một tiếng, đem thông quan thí luyện lấy được một gốc cực phẩm bảo tài bóp nát thành bột mịn. Thông quan một cái thí luyện thì cho vật này, thật sự là đánh ra này ăn mày dễ dàng phá giải một cái đại đạo trận pháp về sau hắn lần nữa dọc theo đá xanh cổ lộ leo hướng lên đồng thời thần đạo viện bên trong nơi nào đó trong đại điện đông đảo thần đạo viện trưởng lão đã phẫn nộ lại hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy tức giận là không vô đạo tiểu tử này vậy mà như thế xem thường bọn hắn thần đạo viện cố ý để đặt khen thưởng hoảng sợ là không vô đạo thông quan tốc độ đã nhanh đến phá vỡ bọn hắn thần đạo viện từ thành lập đến nay ghi chép tại bọn họ hoảng hốt thời điểm không vô đạo lại dễ dàng tùy ý phá giải nhất đạo đại đạo trận pháp. Nguyên bản ở những người khác trong tay tối thiểu nhất muốn hao phí mấy canh giờ đại đạo trận pháp. Tại không vô đạo nơi này thì chỉ cần mấy hơi thời gian. Những thứ này đại đạo trận pháp tại trong mắt người khác có lẽ là một tòa cần leo đại sơn. Nhưng ở không vô đạo nơi này cũng là trên đường một cái hòn đá nhỏ. Hắn chỉ cần nhấc nhấc chân, liền có thể tùy tiện vượt qua. Rất nhiều thần đạo viện trưởng lão trong gió triệt để lộn xộn, không khỏi bắt đầu hoài nghi lên người phát lên thậm chí đã có người sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ là bọn hắn thiết trí khảo nghiệm quá dễ dàng, cho nên hoàn toàn ngăn không được không vô đạo. Ngay tại mấy tên thần đạo viện trưởng lão hoài nghi nhân sinh thời điểm, mấy thanh âm bỗng nhiên theo cái khác pháp tắc màn sáng bên trong truyền ra. Chắc, thần đạo viện làm sao thiết trí khó như vậy đại đạo trận pháp. Thông quan ba cái đều đã muốn ta mạng già, một đường lên thế mà thiết trí nhiều như vậy. Không muốn để cho người thông quan cứ việc nói thẳng à. Độ khó là cho thích thiên đại nhân lượng thân mà làm à. Ngoại trừ thích thiên đại nhân, ta không tin còn có người có thể làm được nhẹ nhõm thông quan. Nghe theo cái khác màn sáng bên trong truyền ra oán giận âm thanh. Rất nhiều thần đạo viện trưởng lão nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt càng phát ra hoài nghi, càng phát ra lộ sộn. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Bọn hắn thiên vực trí tôn yêu nghiệt vô số. Không ngừng không vô đạo một người leo núi tốc độ cực nhanh. Như đế thích thiên, vũ linh ngọc rất nhiều khởi nguyên thần tộc truyền nhân, thậm chí đỉnh phong đế tộc đệ nhất truyền nhân, leo núi tốc độ cũng tương tự không chậm. Tuy nói không vô đạo không rõ lai lịch, không có ai biết kỳ cụ thể thân phận, nhưng có tử linh quốc độ cái tầng quan hệ này tại, bọn hắn cũng sẽ không đi qua phân truy đến cùng. Một bên khác, ngay tại leo núi trên đường không vô đạo đã sớm cảm nhận được một cỗ không hiểu tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Đơn giản cũng là thần đạo viện một đám lão gia hỏa. Bất quá, dọc theo con đường này cũng có chút không thú vị một mình hắn có vẻ như đuổi tại sở hữu bước lên đầu này thí luyện con đường thiên kiêu phía trước. Làm tất cả những người khác còn tại thí luyện trên đường hoặc là bị nhốt đại đạo trận pháp đào thải lúc. Hắn đã là mây trôi nước chảy đi tại tất cả mọi người phía trước nhất. Thậm chí trở thành đầu này thí luyện trên đường đệ nhất cái đi lên đỉnh núi thiên kiêu. Cái này, lúc trước bị không vô đạo trói sáng biểu hiện hấp dẫn, một mực đều chú ý tới hắn thần đạo viện trưởng lão, giờ phút này lần nữa bị chấn kinh đến thất thần không vô đạo không vẻn vẹn chỉ là đầu này thí luyện trên đường đầu tiên thành công đỉnh phong thiên kiêu phóng nhãn tất cả thí luyện trên đường hắn cũng là danh phó kỳ thực đệ nhất thậm chí ngay cả bị bọn hắn từ vừa mới bắt đầu thì ký thác kỳ vọng sẽ đánh phá bọn hắn thần đạo viện thành lập đến nay trong lịch sử nhanh nhất thông quan thí luyện con đường đế thích thiên đều do không vô đạo phải chậm hơn một chút không ít thần đạo viện trưởng lão sắc mặt khó coi lúc trước có mấy tên thần đạo viện trưởng lão từ vừa mới bắt đầu thì chắc chắn đế thích thiên tuyệt đối sẽ là sở hữu thí luyện trên đường vị thứ nhất thông qua nhân vật dù sao trận này nhập môn thí luyện khảo nghiệm cũng là đạo tâm cùng ngộ tính đế thích thiên nắm giữ hai đại bản nguyên thể chất càng cầm giữ có mấy trăm vạn kỷ nguyên mới ra một lần ba ngàn đạo tâm sinh ra đạo tâm hoàn mỹ vô khuyết ngộ tính vạn cổ vô song thông qua những thứ này đại đạo trận pháp quả thực không nên quá đơn giản tự nhiên cũng bị bọn hắn tất cả mọi người nhìn kỹ nhưng đánh mặt xác thực tới quá nhanh sự thật trước mắt không thể nghi ngờ là một cái cái tát vang dội đánh đến bọn hắn mặt đỏ tới mang tai bọn hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến đánh vỡ bọn hắn thần đạo viện từ trước tới nay nhanh nhất thông quan thí luyện tốc độ lại lại là một cái không rõ lai lịch áo trắng nam tử trận này nhập môn thí luyện chán ghét cũng chỉ là đạo tâm cùng ngộ tính đại đạo chi lộ phía trên cũng không thiếu có vô số đạo tâm cùng ngộ tính tuyệt đỉnh xuất chúng yêu nghiệt nhưng thực lực mới là vương đạo có thần đạo viện trưởng lão tự an ủi mình nếu không có tới xứng đôi thực lực lại hoàn mỹ vô khuyết đạo tâm, cũng khó có thể tại đại đạo chi lộ phía trên đi được lâu dài. Lời này vừa nói ra rất nhiều bị đánh mặt, hơi cảm thấy lúng túng thần đạo viện trưởng lão ào ào gật đầu phụ họa. Tuy nói không vô đạo tại tiên sơn dưới chân, miểu sát mấy tên thiên kiêu tư thái đủ để được xưng tụng là cường đại. Nhưng trong mắt bọn hắn, cùng đế thích thiên, Vũ Linh Ngọc, Thầm Vô Thần những thứ này chân chính yêu nghiệt so ra. Không vô đạo diệt sát những người kia, vẫn còn có chút quá nhỏ yếu. Nhưng vào lúc này lần nữa vượt qua bọn hắn tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. Thành công trèo lên đỉnh không vô đạo, cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp làm là thứ nhất người bước vào thần môn kết thúc thí luyện. Mà chính là vung tay lên. Theo trong chữ vật không gian lấy ra một bộ lấy lưu ly ngọc thạch chế tạo cái bàn, cùng chén trà chén trà. Liên trực tiếp tại thần môn trước mặt ngồi xuống. Bộ dáng thoải mái cho mình lắc lắc ly trà hút. Cái này, một mực tại thông qua pháp tắc màn sáng nhìn lấy đây hết thảy thần đạo viện trưởng lão mắt lớn chừng mắt nhỏ hoàn toàn không hiểu không vô đạo bất thình lình thao tác gia hỏa này không những không tuyển chọn trực tiếp tiến vào thần môn kết thúc thí luyện thế mà tại thần môn trước tự mình lắc lắc ly trà hút. hắn là thật đem trận này thí luyện xem như đơn thuần du ngoạn không thành không vô đạo nâng chung trà lên trong mắt thổi trong chén trà nóng thanh âm nhạt nhạt dường như đang lầm bầm lầu bầu lại như nói là cho những cái kia một mực quan sát hắn thần đạo viện trưởng lão nghe ta nguyên lai tưởng rằng trận này cái gọi là thí luyện sẽ nhiều ít mang cho ta một số niềm vui thú không vô đạo cười nhẹ lắc đầu bây giờ xem ra thật sự là thất vọng lời này vừa nói ra những cái kia chính thông qua màn sáng nhìn lấy không vô đạo thần đạo viện trưởng lão kém chút không có khí đến cơ tim tắc nghẽn tốt 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 tiểu tử này như thế cuồng chờ lần sau thí luyện bọn hắn trực tiếp cho tổng thể thí luyện đều lại rút cao hơn mấy cái độ khó khăn xa tại kế tiếp thời không thí luyện giả đối với cái này biểu thị rất vô tội. Không vô đạo tiếp tục nỉ non nói nhỏ. Có điều, nhân sinh không thú vị, bản tôn cũng là ưa thích chính mình cho mình sáng tạo niềm vui thú. Lúc trước ta nghe một đạo quy tắc nói qua, thành công thông quan cũng kết thúc thí luyện 10 vị trí đầu người, đem về có đặc thù khen thưởng. Cái này cái gọi là đặc thù khen thưởng, cũng hẳn là dựa vào nhân số cơ sở, tiến hành công bình phân phối à. Không vô đạo nhấp một miếng trà nóng. Nhưng lời nói ra lại là để ngăn cách pháp tắc màn sáng thần đạo viện trưởng lão, cũng vì đó chấn động khắp cả người phát lạnh. Nếu ta đem đầu này thí luyện trên đường sở hữu thí luyện giả đều đào thải thanh trừ, chỉ còn ta một người thành công thông quan. Phần thưởng này, có thể hay không tất cả đều là ta sao? Nghe được lời nói này thần đạo viện trưởng lão nhất thời kinh hãi, não hải hoàng hốt một mảnh trống không. Không vô đạo cái này có thể so với ác ma giống như phát biểu, trên lý luận là thật cỗ có tính khả thi nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người thật lựa chọn làm như thế. Mỗi đầu thí luyện trên đường đều có gần vạn thiên kiêu tham dự thí luyện. Coi như ở trên đường có một bộ phận lớn đều sẽ bị đại đạo trận pháp đào thải. Không có gì ngoài thời gian bất luận, chí ít sẽ có khoảng 3 phần 10 thiên kiêu hội thành công trèo lên đỉnh. Cái này không vô đạo cố ý kẹt tại thần môn nơi này. Không thể nghi ngờ là lựa chọn cùng gần đây ba thành chỗ có thiên kiêu là địch. Mà lại, bọn hắn vô ý thức cảm thấy, không vô đạo cũng không phải là vì thông quan thí luyện về sau có thể độc chiếm tất cả đặc thù khen thưởng mà chính là thừa dịp tại thí luyện kết thúc trước chính mình cho mình sáng tạo một cái niềm vui thú ý niệm tới đây đông đảo thần đạo viện trưởng lão càng cảm thấy tê cả ra đầu dám làm ra loại chuyện này muốn không phải vậy cũng là một cái không biết là phân nặng nhẹ tên điên muốn không phải vậy cũng là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin tự tin đến chấn áp sở hữu đạp vào đầu này thí luyện trên đường thiên kiêu Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là Thật lâu sau khi lấy lại tinh thần Đông đảo thần đạo viện trưởng lão đều có chút cảm thấy không vô đạo quá phận cuồng vọng Nhưng bọn hắn lại rất là chờ mong Không vô đạo đến tột cùng có thể làm được hay không như thế hành động vĩ đại Nếu như hắn thật làm được Thì không đơn thuần là đổi mới bọn hắn thần đạo viện trong lịch sử tốc độ nhanh nhất thông quan thí luyện ghi chép Càng khai sáng một cái bọn hắn thiên vực vạn cổ không có lịch sử Ngay tại không vô đạo nhàn nhã thưởng thức trà nóng lúc Sở ấu vi, cùng khởi nguyên thần tộc mấy tên truyền nhân chờ hai tốt trèo lên đỉnh thiên kiêu mới thở hổn hển miễn cưỡng bước lên đỉnh núi bậc thang đến cuối cùng đã tới chúng ta mấy cái hẳn là nhanh nhất không giống nhau cầm đầu người kia đem lời nói xong ánh mắt của hắn liền mang theo đến tiếp sau mấy người bởi vì rốt cục thông quan thí luyện toát ra vui sướng thần sắc nhất thời cứng ở trên mặt ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía một chỗ ngồi thần môn phía dưới cái kia đạo ngay tại thoải mái uống vào trà nóng áo trắng thân ảnh cái này để bọn hắn chấn kinh hoàng hốt đồng thời trong lòng nhất thời dâng lên loại cách một cái tuế nguyệt tỉnh ngộ cảm giác không phải có người so với bọn hắn nhanh hơn trèo lên đỉnh coi như xong thế mà còn tại thần môn phía dưới thoải mái uống trà đột nhiên xuất hiện tương phản cảm giác nhất thời để những thứ này thiên kiêu tâm thái đều có chút sụp đổ không vô đạo nhàn nhạt, nhạt ngước mắt nhìn hướng người tới phương hướng trong mắt lộ ra khó có thể che giấu không vui cùng thất vọng hắn nguyên lai tưởng rằng tất cả thí luyện con đường đều là thông hướng cùng một cái đỉnh núi. Hắn lại ở chỗ này gặp phải đế thích thiên, cùng với khác chín đại khởi nguyên thần tộc đỉnh phong truyền nhân. Bây giờ xem ra mỗi đầu thí luyện con đường có vẻ như đều là thông hướng một cái khác biệt không gian độc lập. Mà tồn tại cái này bên trong thần môn cũng là hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như đầu thứ nhất thí luyện con đường là thông hướng tòa thứ nhất thần môn. Đầu thứ hai thí luyện con đường là thông hướng tòa thứ hai thần môn, lẫn nhau ở giữa đều không liên quan tới nhau chỉ có mỗi đầu thí luyện con đường 100 vị trí đầu cái thành công trèo lên đỉnh thiên kiêu mới có thể vượt qua thần môn, thành công thông quan thí luyện. Hiển nhiên, đế thích thiên, cùng với khác đỉnh tiêm thế lực truyền nhân vẫn chưa cùng hắn phân tại cùng một cái thí luyện trên đường. Vốn còn nghĩ tốc chiến tốc thắng. Xem ra chỉ có tiến vào thần đạo viện về sau, lại nghĩ biện pháp đem đám người kia một mẻ hốt gọn. Mọi người nghe không hiểu không vô đạo nỉ non nói nhỏ. Đối phương trong mắt lúc trước toát ra khinh thường, lại là để bọn hắn hơi cảm thấy bị sỉ nhục ngươi cố ý gây chuyện chính là không phải một tên tính khí nóng nảy đỉnh phong đế tộc thiên kiêu phẫn nộ nói ngươi rõ ràng đã sớm đi lên đỉnh núi lại không kết thúc thí luyện ngược lại ở chỗ này mở tiệc uống trà là không phải cố ý đến buồn nôn chúng ta tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt sở ấu vi chờ còn lại mấy tên thành công trèo lên đỉnh thiên kiêu sắc mặt âm trầm đồng thời nhìn hướng không vô đạo ánh mắt cũng rất là khó chịu mà lại bọn hắn trong lòng còn có loại dự cảm xấu Luôn cảm thấy trước mặt gia hỏa này ở chỗ này mở tiệc uống trà, một bộ chờ thật lâu bộ dáng, trong bụng là kìm nén ý nghĩ xấu. Vị đạo hữu này, như là đã thành công trèo lên đỉnh, chỉ cần vượt qua thần môn liền có thể kết thúc thí luyện, cũng không cần phải lại tiếp tục đối chọi gay gắt. Một tên ám thần điện thiên kêu lần nữa lạnh giọng mở miệng nói. Hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới không vô đạo đại khái tin tức, nhưng cũng bởi vì đối phương không rõ lai lịch, không cách nào xác định kỳ cụ thể thân phận. Duy nhất có thể xác định cũng là hắn cùng vũ linh ngọc có không tầm thường quan hệ chắc hẳn vị đạo hữu này là có một ít so sánh đặc thù đam mê chỉ là đột nhiên tới nhàn tình nhã trí cho nên ở đây mở tiệc uống trà lại một đường vũ mị dụ người thanh âm vang lên chắc hẳn đạo hữu cũng không phải muốn cố ý ở đây ngăn cản chúng ta mỹ hải đế tộc thánh nữ lan u mở miệng nói phong nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa mỹ mạo của nàng cùng dáng người đều coi là trên bảng có tên thậm chí còn là đương đại vực ngoại chi địa phong hoa trên bảng nhân vật Bên người người theo đuổi vô số. Cũng có vô số nam tử từng quỳ dưới gấu quần của nàng, chỉ mong vì nàng dâng lên hết thảy. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình chỉ cần một chút mở miệng. Không vô đạo cũng chắc chắn cho nàng mặt mũi, sẽ không quá mức làm khó bọn hắn. Bất quá, không vô đạo từ đầu đến cuối đều không có hướng nàng ném đi một ánh mắt dư thừa. Thậm chí đều không đối nàng làm ra nửa điểm đáp lại. Hoàn toàn cũng là coi nàng là làm không khí. Cái này khiến Lan U nhất thời đôi mắt đẹp cau lại, lòng sinh bất mãn rất là tức giận rõ ràng chỉ là cái chảy xuôi theo á nhân tộc hèn mọn ra hỏa vận khí tốt điểm dính vào vũ linh ngọc thì thật sự cho rằng có tư cách ở trước mặt nàng như vậy không coi ai ra gì sao đương nhiên không chỉ là nàng một cái gặp không vô đạo hoàn toàn không làm đáp lại tự mình uống vào trong chén chi trà để bọn hắn xem như không khí hắn hắn tuổi trẻ khí thịnh thiên kiêu cũng là có chút nổi nóng quản tiểu tử này đến tột cùng có mục đích gì chúng ta nhiều người như vậy cần e ngại hắn cái này một người cô đơn. Như hắn dám cản đường, đem hắn trùy thành thịt nhão chính là. Có đế tộc thiên kiêu trong mắt lộ ra sát ý. Lúc trước tại ở dưới chân núi chặn đánh không vô đạo, thì có hắn đồng môn của bọn hắn. Khi tiến vào thí luyện con đường trước đó, bọn hắn cũng đã sớm đối không vô đạo sinh ra địch ý. Nhận làm một cái chảy xuôi theo nô lệ chủng tộc ti tiện huyết mạch, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn cùng đài cạnh tranh. Bây giờ lại không biết sống chết cố ý buồn nôn đến đối phó bọn hắn coi như không vô đạo là đơn thuần nhàn tình nhã trí. Bọn hắn cũng định sẽ không bỏ qua đối phương. Oanh, cũng cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt. Có đế tộc thiên kiêu thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cả người hóa thành một đạo đen nhánh lôi đình, tay cầm hắc kim chiến đao, thi triển khủng bố thần thông, hướng về không vô đạo phương hướng ẩm vang đập tới. Không thể không để mà nói là những thứ này có thể thành công đi lên đỉnh núi thiên kiêu từng cái thực lực không tầm thường. So với những cái kia tại chân núi, không biết sống chết ra tay với hắn người mạnh hơn nhiều. Tuy nói xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là không vô đạo bản tôn. Tôn này thân thể cũng chỉ kế thừa hắn bản tôn năm thành lực lượng. Nhưng không ngăn nổi hắn tôn này thân thể tu vi vượt xa tại chỗ tất cả mọi người à. Đối mặt cái kia gần trong gang tấc đen nhánh đao mang. Không vô đạo thậm chí cũng không theo trên ghế ngồi đứng dậy. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, rồi ra hùng hậu thiên ma khí tức như là vỡ đê chi hồng giống như trong nháy mắt theo hắn thể nội oanh minh khuếch tán mà ra. Thiên địa đều tại đây khác làm trong nháy mắt tối sầm lại, không vô đạo trước mặt cũng trống rỗng xuất hiện một đạo đen nhánh bình chướng. Người kia tại còn chưa tiếp xúc đến không vô đạo thời điểm, thi triển ra thần thông pháp thuật liền bị cái kia đen nhánh bình chướng trực tiếp tan rã vỡ nát. Phốc. Cả người hắn đồng dạng là bị một loại nào đó kinh khủng phản phệ, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, giống như như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường vòng cung, hung hăng nện ở phía xa, nửa ngày rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Mà mấy cái khác muốn thừa dịp loạn đánh lén đế tộc thiên kiêu lúc này cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả trong mắt sát ý tại lúc này đều tiêu tán hơn phân nửa. Quá phận không thể tin, để ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra trong suốt. Nhưng không vô đạo có thể sẽ không bỏ qua đám người kia. Hắn ở chỗ này ngăn cản đến tiếp sau leo núi thiên kiêu. Không đơn thuần là vì tìm cho mình niềm vui thú còn có hai cái mục đích. Thứ nhất, đối đế thích thiên theo như lời nói làm đáp lại. Để những cái kia não tử không được, thực lực không đủ, lại can đảm dám đối với chính mình không hiểu sinh ra địch ý con kiến hôi sợ hãi. Hắn không sợ phiền phức. Thì bình thường không biết sống chết con kiến hôi đến tìm hắn gây phiền phức. Không thú vị lại ồn ào. Thứ hai, thật vất vả gặp một cái thiên mệnh chi nữ. Như nửa điểm thiên mệnh điểm đều không theo trên người đối phương bắt, chỗ nào xứng đáng hắn chuyên môn đi săn thiên mệnh chi nhân thợ săn thân phân mấy cái này dẫn đầu ra tay với hắn ra hỏa, cũng là chân núi mấy cái kia không biết sống chết con kiến hôi đồng môn. Đã từ vừa mới bắt đầu đem hắn xem như địch nhân. Vậy sẽ phải làm tốt bị hắn giết kết cục. Dù sao hắn một mực chỗ làm theo đều là từ vừa mới bắt đầu thì chém tận giết tuyệt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn loạn. Không vô đạo đưa tay vung ra. ầm ầm cuồn cuộn thiên ma chi khí tại thương không phía trên hội tụ thành hình. Nhất thời lại hóa thành già thiên tế nhật đen nhánh bàn tay, lôi cuốn lấy bẻ gãy nghiền nát hủy diệt uy năng hướng về phía dưới những người kia ẩm vang vỗ tới một cỗ kinh khủng nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng dưng dâng lên mấy người kia giống giận tế ra bản thân bản mệnh đạo binh muốn lấy này phòng ngự được không vô đạo một kích răng rắc đạo binh phá toái thanh triệt cơ sở nghiền diệt bọn hắn hy vọng to lớn đe nhánh bàn tay giữa trời mà rơi đem những người kia thân thể trong nháy mắt nghiền nát nổ tung thành huyết vụ đầy trời còn lại chuẩn bị xuất thủ thiên kiêu thân hình nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ đại não sợ hãi một mảnh trống không. Trung quanh cũng đồng thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thanh âm. Mà tại thần đạo viện nơi nào đó trong đại điện cũng gần như đồng thời truyền ra hung hăng hít vào khí lạnh thanh âm. Rất nhiều thông qua pháp tắc màn sáng quan sát một màn này thần đạo viện trưởng lão, lần nữa bị không vô đạo cường đại đổi mới nhận biết. Nhìn qua mấy tên thiên kiêu trong nháy mắt hóa thành trên đất một vũng lớn bọt máu, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khống chế không nổi hướng về sau lưng thối lui, ào ào rời xa không vô đạo vừa mới xuất thủ những người kia thực lực đều không tầm thường, tu vi thấp nhất người đều là thánh nhân cảnh ngũ trọng. Tu vi như thế phóng nhãn bọn hắn thiên vực đều coi là ngạo thị quần hùng. Nhưng chính là cường đại như thế mấy người lại bị không vô đạo trực tiếp cho dây. Cho dù là khởi nguyên thần tộc truyền nhân, giờ phút này cũng triệt để thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, ánh mắt tràn đầy ngương trọng. Sở ấu vi cũng hiếm thấy nhăn đầu lông mày. Mới đầu tại chân núi nhìn thấy không vô đạo lúc, nàng liên biết không vô đạo người này sẽ không quá đơn giản hiện tại xem ra nàng cũng xa xa đánh giá thấp đối phương. Người này đã có thể được đến đế thích thiên điện hạ tán thành, tuyệt đối là có chút vốn liếng, chư vị cần phải cẩn thận. Một tên thiên khải thần phủ áo xanh nam tử lạnh giọng mở miệng nói. Bất quá, hắn dù sao cũng là khởi nguyên thần tộc truyền nhân. Thực lực so với những cái kia đế tộc truyền nhân còn còn mạnh hơn nhiều. Nhiều lắm thì không vô đạo vừa mới biểu hiện ra thực lực để hắn kiên kỵ. Nhưng còn xa xa không đạt được để hắn hoảng sợ, càng làm cho hắn làm yếu thế chịu thua. Lúc này, không vô đạo nhấp một miếng trà nóng, rốt cục chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn về phía mọi người. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, bao giờ cũng đều tại lộ ra mây trôi nước chảy cảm giác. Nhưng chớ đem ta nói cùng cái đại ác nhân giống như. Bản tôn có thể chưa bao giờ nói, không cho phép các ngươi tiến vào thần môn. Chỉ là nguồn gốc cảm thấy trận này thí luyện có chút không thú vị, muốn tại sau cùng rời đi nơi này trước đó, cùng các vị đạo hữu một chút luận bàn một chút không vô thanh âm vẫn bình tĩnh đạm mạc, nhưng lại đã bao hàm một loại nào đó phá lệ khác biệt vận vị. Đám người sắc mặt đột nhiên âm trầm. Bọn hắn đều không phải người ngu, chỗ nào không biết không vô đạo thời khắc này ý nghĩ. Cầu thí luận bàn. Lúc trước có đạo quy tắc cũng đã nói, trước 10 người thành công thông quan thí luyện, sẽ ngoài định mức thu hoạch được đặc thù khen thưởng. Bây giờ tiểu tử này cố ý ở chỗ này thẻ bọn hắn. Bọn hắn rất khó không nghi ngờ, không vô đạo là muốn đem bọn hắn tất cả mọi người cản ở chỗ này, người cuối cùng độc tài toàn bộ khen thưởng nhưng trong lòng cái suy đoán này vừa ra bọn hắn nhất thời đều cảm thấy có chút không thể tin phải biết tại phía sau bọn họ còn có không ít chính tại tiếp tục thí luyện thiên kiêu coi như ngăn cản bọn hắn đến tiếp sau thông quan thí luyện thiên kiêu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều chẳng lẽ lại tiểu tử này muốn nương tựa theo sức một mình đem bọn hắn toàn bộ đều đào thải hay sao táng đạo đừng tưởng rằng vừa mới giết mấy cái kia phế vật liền có thể hù dọa chúng ta ta sau cùng nói lại lần nữa xem mặc kệ ngươi muốn làm gì, chó ngoan không cản đường, nhanh chóng lăn đi. Nếu không, tại thiên khải thần phủ áo xanh nam tử tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, toàn thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Pháp tắc cương phong tự phía sau hắn tuôn ra chậm rãi ngưng tụ ra một tôn to lớn pháp tướng. Làm làm khởi nguyên thần tộc đỉnh phong truyền nhân một trong. Hắn tuy nhiên không bằng đế thích thiên. Có thể tu vi tu vi giờ phút này cũng đã đạt tới thánh chủ cảnh. Căn cứ hắn dự chắc, không vô đạo tu là nhiều nhất giống như hắn đồng dạng là thánh chủ cảnh. Cùng cảnh giao chiến, hắn đối với mình cũng vẫn là có tự tin. Để lão tử tới lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Tên kia thiên khải thần phủ thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng to lớn pháp tướng ong ong run rẩy cuồn cuộn màu xanh phù văn theo hắn thể nội bộc phát ra hóa thành phô thiên cái địa thanh u hỏa diễm, hướng về không vô đạo lật úp mà đi. Thanh thiên diễm. Đây là hắn hao hết vô số tâm huyết cùng thời gian ngưng luyện ra sát phạt thần thông, có thể đốt thiên diệt nhưng không vô đạo từ đầu đến cuối đều sắc mặt thường thường thậm chí cũng chưa từng từ trên bàn trà đứng dậy chỉ là nhàn nhạt, nhạt dương mắt kiểm đưa tay phải ra cong ngón búng ra một tiểu đám xôi trào đen nhánh thần diễm bị hắn theo đầu ngón tay dò ra dung luyện mảng lớn hư không rõ ràng là một tiểu đám lớn chừng ngón cái đen nhánh hỏa diễm nhưng lại tràn ngập hủy thiên diệt địa uy năng tại tiếp xúc đến thanh thiên diễm một cái chớp mắt thì giống như lửa tiếp xúc sợi bông điên cuồng dã man sinh trưởng. Đen thanh thiên diễm thôn phệ thay thế nguyên bản thiêu đốt thanh u chi sắc bị che kín hóa thành đen nhánh u minh thần diễm làm sao tên kia thiên khải thần phủ áo xanh nam tử thậm chí ngay cả tiếng kinh hô đều không tới kịp phát ra chính mình đánh ra thần thông pháp thuật liền bị tiêu trừ thậm chí hoàn toàn phản phệ đến trên người hắn oanh tiếp theo một cái chớp mắt cả người hắn trong chớp mắt liền bị u minh thần diễm bao trùm thân thể từng khúc thiêu đốt trong nháy mắt hóa thành đầy trời bột mịn thì cái này tùy ý một kích triệt để trấn trụ tại chỗ tất cả mọi người tính cả cái này khởi nguyên thần tộc thiên kiêu đều sắc mặt sợ hãi không thôi lúc trước cái kia mấy tên đế tộc truyền nhân bị miểu sát bọn hắn còn có thể miễn cưỡng mượn cớ nhưng hôm nay chín đại khởi nguyên thần tộc một trong thiên khải thần phủ thiên kiêu xuất thủ liền vừa đối mặt đều không kiên trì đến cũng đồng dạng bị miểu sát nhưng nếu là muốn kết thúc thí luyện thông qua thần môn nhất định phải đến đánh bại không vô đạo chư vị xú tiểu tử là quyết tâm muốn ngăn cản chúng ta thông quan bây giờ chúng ta khoảng cách thông quan thí luyện chỉ kém một bước cuối cùng, cùng tiến lên. Theo ám thần điện thiên kiêu phát ra giống to. Còn lại mười mấy tên thiên kiêu liếc nhau, ao ao tế ra bản thân bản mệnh đạo binh, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng không vô đạo. Bất quá, trong đám người sở ấu vi lại hơi hơi nhíu mày, thu liễm tự thân khí tức, lặng lẽ lui đến cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nàng không đánh không có nắm chắc trận chiến. Không vô đạo giờ phút này cho cảm giác của nàng tựa như đối mặt đế thích thiên một dạng tuy nhiên nàng là đế thích thiên trên danh nghĩa đi theo nhưng đối phương lại tại trong lúc vô hình mang cho hắn cực lớn cảm giác áp bách cùng bóng mờ nàng không muốn cả đời đều rơi vào đế thích thiên sau lưng tại đối phương trong bóng tối làm tùy tùng giả nàng đồng dạng không có dũng khí đi chính diện ứng đối có thể so với đế thích thiên nhân vật chết lúc này tên kia ám thần điện thiên kiêu đã tay cầm một thanh khai thiên chiến đao phun ra nuốt vào lấy hủy thiên diệt địa ngọn núi mang hướng về không vô đạo giữa trời đánh xuống trong tay hắn cái này vũ khí chính là cực phẩm thánh binh bạn hắn chinh chiến vô số lần những năm này đến nay tức thì bị hắn lấy tự thân tinh huyết thai ngén uy lực đã có thể so với trí tôn khí làm hắn toàn lực thôi động thời điểm phô thiên cái địa đao mang giống như vạn trượng thần nhạc tọa lạc hướng về không vô đạo ẩm vang đè xuống nguyên lai tưởng rằng bao nhiêu có thể gặp được đến một số niềm vui thú bây giờ xem ra ngược lại vẫn là trước sau như một không thú vị không vô đạo cười nhẹ lắc đầu hắn vẫn không có đứng dậy khủng bố tuyệt luân thiên ma khí tức giống như thủy triều theo hắn thể nội bạo phát. Cuồng cuộn khí lãng như trường hồng quá nhật giống như sông lên trời không. Đúng là trong nháy mắt tan dạ ám thần điện cái này thiên kiêu chém ra vô biên đao khí. Mà hắn đồng thời cũng đưa tay ra kẹp lấy cái kia không có chút nào lực uy hiếp lưỡi đao. Cái này, bầu không khí nhất thời đều có vẻ hơi xấu hổ. Ám thần điện cái này thiên kiêu đều trợn tròn mắt. Chính mình ấp ủ khủng bố đao mang chẳng những bị trong nháy mắt tan rã. Hắn bội đao, thế mà bị không vô đạo dùng hai ngón tay cho tùy tiện kẹp lấy. Càng làm cho hắn không thể tin chính là, không vô đạo hai ngón tay thì giống như vạn cổ không rời thần sơn. Dù là hắn dùng hết tất cả vốn liếng, bị đối phương kẹp lấy lưỡi đao đều không nhúc nhích tí nào. Càng không cách nào đem chính mình bội đao, theo hắn khe hở bên trong rút ra. Không vô đạo chậm rãi ngước mắt, nhếch miệng lên một vệt trêu tức mà nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi toàn lực một kích, thì cái này. Ám thần điện thiên kiêu nhất thời sắc mặt cuồng biến, vãi cả linh hồn. Có thể thân thể của hắn lại hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Đinh, ngón tay cùng lưỡi đao va chạm, một tiếng ngâm khẽ, yếu ớt mũi kêu. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, thân đao trong nháy mắt khuếch tán ra vô số tinh mịn vết rách, sau đó phút chốc bạo vỡ thành đầy trời đao quang toái phiến. Mà cái này cỗ lực lượng kinh khủng không có vì vậy biến mất. Ngược lại là dọc theo chuôi đao, tràn vào đến cái này thiên kiêu thể nội. Xương tay của hắn đầu tiên là từng khúc vỡ nát. Sau đó chính là ở ngực xương sườn, xương đùi, toàn đều tại đây khắc bị cỗ lực lượng này tàn nhẫn cắt đứt, cho đến cả người trong nháy mắt đều hóa thành xương máu. Không để ý đến đại não sớm đã một mảnh trống không thắng thiên kiêu. Không vô đạo cũng là rốt cục chậm rãi đứng người lên. Không sai, lúc trước xuất thủ hắn, thậm chí vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trà trên ghế, vẫn chưa di động nửa phần nửa không có. Đã không có gì tốt đáng để mong chờ. Cái kia kết thúc hết thảy. Oanh cuồng bạo mênh mông hắc khí theo không vô đạo thể nội tuôn ra lượn lờ hắc diễm vờn quanh ở trên người hắn vốn nên thần thánh thuần khiết áo trắng tóc trắng đều tại đây khác bị nhuộm đẫm một tầng điểm xấu màu đen màu trắng ác ma tất cả mọi người trong lòng vô ý thức hiện ra cùng một cái ý nghĩ không chờ bọn họ tới kịp làm ra phản ứng không vô đạo thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ lôi cuốn lấy khó có thể chống lại lực lượng triển khai đối tại chỗ thiên kiêu một phương diện đồ sát phốc phốc dòng máu tung bay tiếng kêu rên nổi lên bốn phía tại gần như nghiền ép thực lực trước mặt rất nhiều thiên kiêu không có chút nào lực lượng chống lại mà cho tới giờ khác này tuyệt vọng mọi người mới phát giác chính mình lúc trước ra sao hắn ngu xuẩn người này chỗ nào không xứng làm đế thích thiên đối thủ giờ phút này đối phương chỗ biểu hiện ra thực lực cùng bọn hắn tại đối mặt đế thích thiên lúc đồng dạng để người tuyệt vọng giờ này khác này ngoại giới mảng lớn hư không bỗng nhiên nổi lên từng trận gợn sóng không gian vô số không gian quang môn bỗng dưng mở ra. Từ đó đi ra hoặc mây trôi nước chảy, lại hoặc bộ dáng chật vật tu sĩ. Bọn họ đều là thành công thông quan thí luyện con đường thiên kiêu. Thành công thông qua lúc trước thí luyện về sau, bọn hắn cũng chính thức nắm giữ tiến vào thần đạo viện tư cách. Đồng dạng thông quan thí luyện Vũ Linh Ngọc, ánh mắt giờ phút này đang không ngừng trong đám người tìm tòi tìm kiếm lấy không vô đạo thân ảnh. Ừ lông mày của nàng không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên, trong lòng nhỏ giọng thầm thì vì cái gì không thấy không vô đạo tên kia dứt bỏ chủng tộc đại nghĩa bất luận không vô đạo ở trong mắt nàng là so với đế thích thiên đều nhân vật còn mạnh mẽ hơn thông quan tốc độ cần phải so đế thích thiên nhanh hơn mới đúng vì sao bây giờ những cái kia tư chất liền nàng đều chướng mắt ra hỏa đều thành công thông quan lại còn không thấy không vô đạo bóng người trong nội tâm nàng bỗng nhiên hiện ra một loại dự cảm xấu cũng không phải là không vô đạo sẽ bị đào thải mà chính là nàng cảm thấy không vô đạo gia hỏa này cần phải đang làm cái gì đại sự tình. Linh Ngọc, ngươi là đang tìm cái kia ngươi dưỡng ở bên người, không rõ lai lịch tiểu bạch kiểm. Lúc này, một luồng băng lãnh lại lại dẫn lỗ mãng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nơi nào đó không gian bỗng nhiên nổi lên từng trận đen nhánh gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên thân mang hắc kim huyền y, da thịt trắng nõn, ngũ quan có vẻ hơi tà tính nam tử từ đó chậm rãi đi ra. Thầm vô thần, ngươi là muốn lão nương tới xé nát miệng của ngươi sao? Vũ Linh Ngọc thu hồi suy nghĩ, sắc mặt băng lãnh nhìn qua hướng về nàng đi tới nam tử. Thầm vô thần, chín đại khởi nguyên thần tộc, ám thần điện đệ nhất truyền nhân. Từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, nổi danh vì đạt được mục đích không tiếc thủ đoạn. Đừng nhìn đối phương khóe miệng thường xuyên treo nụ cười. Lại là vô số thiên kiêu trong lòng nghe tin đã sợ mất mật nham hiểm. Bất quá đồng dạng đứng tại kim tự tháp đỉnh phong nàng, đối loại nhân vật này tự nhiên cũng hoàn toàn không e ngại. Thầm vô thần cũng hoàn toàn không thèm để ý, đứng tại Vũ Linh Ngọc cách đó không xa, đầu tiên là trên dưới đánh giá nàng một phen, nhếch miệng lên cái kia mặt nụ cười càng thêm ý vị thâm trường. Chậc chậc, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Linh Ngọc công chúa, thế mà lại quan tâm như vậy một cái thực chất bên trong chảy xuôi theo nô lệ chủng tộc tiểu Bạch Kiểm. Cái này quả nhiên là để cho ta rất hiếu kỳ à. Không biết Linh Ngọc công chúa có thể hay không phần mặt mũi, nói một chút ngươi cùng cái này tiểu Bạch Kiểm cố sự. Có thể làm cho ta thiên vực Linh Ngọc công chúa đều như thế quan tâm, thậm chí không tiếc cho thứ nhất cái danh ngạch tiểu bạch kiểm ta thật muốn biết là thần thánh phương nào suy sì. vũ linh ngọc cười lạnh một tiếng liếc mắt hoàn toàn không để ý tới gia hỏa này thầm vô thần tâm nhãn tử nhiều muốn chết nói ra lời nói này đơn giản thì là cố ý muốn chọc giận nàng lấy này để cho nàng tại trong tức giận không cẩn thận để lộ ra liên quan tới không vô đạo tin tức bất quá là gia hỏa này chính mình cố ý muốn chết trước đây vậy coi như không trách được nàng chờ không vô đạo đi ra nàng liền đem thầm vô thần mở miệng một tiếng đem hắn xưng là tiểu bạch kiểm sự tình nói cho hắn biết dựa theo trong trí nhớ không vô đạo có thủ tất báo tính cách cũng đầy đủ thầm vô thần cái này ngu ngốc uống một hồ ngay tại vũ linh ngọc đắc ý kế hoạch lấy tọa sơn quan hổ đầu lúc hư không bỗng nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn hai thân ảnh màu trắng sắc mặt hoảng hốt từ đó đi ra một người là mọi người chính đang nghị luận không vô đạo một người thì là tuyệt uyên đế tộc đệ nhất truyền nhân sở ấu vi bọn hắn ra đến rồi. Đợi lâu như vậy, thứ 123 đầu thí luyện con đường rốt cục có người ra đến rồi. Ta còn tưởng rằng tiến vào đầu này thí luyện con đường tất cả mọi người bị đào thải nữa nha. Đến tột cùng phát sinh cái gì tình huống, ấu vi công chúa thiên phú tư chất không kém. Càng là đế thích thiên đại nhân tùy tùng giả, làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy mới ra ngoài. Ấu vi công chúa, thứ 123 đầu thí luyện con đường bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì chỉ có hai người các ngươi đi ra? Có thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ tu sĩ mở miệng dò hỏi. Tuy nhiên không vô đạo cũng là duy hai theo cái này đầu thí luyện con đường bên trong ra tới nhân vật. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn có thể tại không vô đạo trên thân nghe thấy được một cỗ như có như không mùi máu tươi, mà lại đối phương tản ra khí tức, có loại người sống chớ gần băng lãnh cảm giác. Từ đó không ai dám tiến lên hỏi thăm, lựa chọn đem mọi ánh mắt đều tụ tại sở ấu vi trên thân. Nghe vậy, sở ấu vi toàn thân lắc một cái nhếch môi đỏ ánh mắt lấp lóe lặng lẽ nhìn một cái không vô đạo lại theo bản năng siết chặt lòng bàn tay của mình sau cùng chỉ là lạnh giọng nói một câu đều đã chết chuyện cụ thể các ngươi đừng tới tìm ta đến hỏi hắn nói xong nàng cũng không quay đầu lại trực tiếp đi bất quá nàng cũng không trở về tuyệt uyên đế tộc trụ sở mà chính là hướng về thiên khải thần phủ trụ sở mà đi dù sao trên mặt nổi nàng là đế thích thiên tùy tùng giả Bây giờ tất cả mọi người biết đế thích thiên cùng không vô đạo ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nàng làm đế thích thiên tùy tùng giả, lại bình yên vô sự cùng tự ra chủ nhân người cạnh tranh, theo cùng một cái thí luyện con đường đi ra những người khác lại là toàn bộ tử vong. Sự kiện này vô luận theo phương diện nào nhìn đều ý vị sâu xa, thậm chí phá lệ kỳ quặc. Nàng nhất định phải cũng phải đi chủ động làm ra cái giải thích. Mọi người trầm mặc không nói, mi đầu cau lại. Đầu tiên là nhìn về phía sở ấu vi biến mất phương hướng, lại nhìn phía ngật đứng ở tại chỗ không vô đạo nhưng làm nhìn về phía như là thị nữ giống như chẳng biết lúc nào xuất hiện tại không vô đạo bên cạnh vũ linh ngọc lúc mọi người cũng vẫn là không có dám mở miệng chỉ là dùng ánh mắt nhìn qua không vô đạo muốn lấy vô hình cảm giác áp bách bức bách không vô đạo chủ động nói ra nhưng không vô đạo lại là hoàn toàn không thèm để ý chỉ là khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn qua sở ấu vi biến mất phương hướng giống là hoàn toàn không thèm để ý phát sinh ở bên trong sự tình sẽ bị nói ra hắn tin tưởng sở ấu vi là người thông minh đối với chuyện này tuyệt đối sớm đã có lấy phán đoán của mình cùng cách làm dù sao nhân tâm cũng là như thế không vô đạo ngươi cái tên này đến tột cùng tại thí luyện con đường bên trong làm cái gì làm sao lại chỉ xuất tới các ngươi hai cái mà lại ta nhìn sở ấu vi ra hỏa này cùng một cái con thỏ con bị giật mình giống như nói vũ linh ngọc lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ lấy tay che lại hơi hơi mở lớn bờ môi ngươi cái tên này sẽ không phải là sói tính đại phát tại thí luyện con đường đối cái này lông trắng tiểu la lị làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình à nghe vũ linh ngọc phát tại trong đầu hắn truyền âm không vô đạo sạm mặt lại muốn không phải hắn còn thiếu tử linh quốc độ cùng vũ linh ngọc một cái nhân tình hắn thật nghĩ đem cái này lời bịa đặt đầy miệng ra hỏa đau đánh một trận sau đó trực tiếp trôn không có gì không vô thanh âm lạnh lùng nghe không ra mảy may tâm tình chỉ là đơn thuần cảm thấy trận này thí luyện nhàm chán, thừa dịp kết thúc trước, chính mình tăng lên chút thí luyện độ khó khăn. Đem sở hữu cảm thấy không vừa mắt ra hỏa, toàn bộ giết mà thôi. Thời gian tiết điểm trở lại lúc trước thí luyện con đường bên trong. Ầm ầm, không vô đạo cả người đều hóa thành thu hoạch sinh mệnh màu trắng ma quỷ. Mỗi lần xuất thủ đều mang sức mạnh như bẻ cành khô, đem cái này đến cái khác thiên kiêu triệt để nghiền nát thành xương máu. Vực ngoại chi địa vô số sinh linh trong mắt thiên chi kiêu tử, giờ phút này thì giống như không chịu nổi một kích cỏ rác, không ngừng bị thu gặt nghiền ép. Tại trong lúc này, cũng không ít đến tiếp sau thành công trèo lên đỉnh thiên kiêu. Khi nhìn đến chính mình sư huynh sư tỷ lọt vào không vô đạo lúc công kích, cũng tức giận gia nhập vào trận đại chiến này bên trong. Có thể vốn cho là bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, là một trận đối không vô đạo vây quét. Nhưng chưa từng nghĩ thành đối phương một phương diện đồ sát. Trong lúc nhất thời, mảnh này khu vực xương máu chợt hiện, tiếng kêu than dậy khắp trời đất làm hết thảy quy về tĩnh mịch lúc. Chỉ có một thân ảnh áo trắng, sưng sững tại bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa phía trên. Có thể rõ ràng kinh lịch thảm liệt như vậy chém giết. Cái kia một bộ áo trắng nhưng như cũ không nhiễm trần thế, thậm chí không có dính hơn nửa phần vết máu cùng bùn đất. Tại chỗ trừ hắn ra cũng chỉ còn lại có sở ấu vi một người. Bởi vì trong lòng đối với không vô đạo có chút kiên kỵ. Sở ấu vi từ đầu đến cuối cũng là ở bên xem chừng vẫn chưa xuất thủ nàng nguyên lai tưởng rằng những thứ này thiên kiêu đồng loạt ra tay coi như không thể trực tiếp chấn sát không vô đạo cũng có thể đem đối phương triệt để trọng thương có thể kết quả lại là mấy tên thiên kiêu cộng đồng liên thủ chẳng những không có đưa đến mảy may tác dụng ngược lại toàn quân bị diệt lúc này không vô đạo đen nhánh thâm thúy con ngươi đã hướng về nàng trông lại sở ấu vi nhất thời chỉ cảm thấy mình bị một đầu hoang cổ hung thú khóa chặt không khỏi thần hồn run rẩy tê cả ra đầu trèo lên lên đỉnh núi tất cả mọi người chết rồi chỉ còn lại có nàng một cái. Đối phương rốt cục chuẩn bị đối với mình ra tay sao. Nàng hai con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm không vô đạo. Chỉ muốn đối phương dám đối với mình ra tay, nàng chắc chắn vận dụng toàn lực tiến hành liều chết đánh cược một lần. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ sở ấu vi, đối chủ nhân sinh ra cực e ngại, đạo tâm chịu ảnh hưởng, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2.000 điểm, còn thừa 38.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 4.000 điểm thiên mệnh điểm nghe hệ thống thông báo âm thanh, không vô đạo nhíu mày, thoáng có chút ngoài ý muốn. Chỉ từ mặt ngoài đến xem, sở ấu vi thần sắc thanh lãnh, cả người đều lộ ra cầm giữ có át chủ bài kề bên người bình tĩnh. Ngược lại là không nghĩ tới, đối phương nội tâm thế mà đã đối với hắn sinh ra e ngại, thậm chí ngay cả đạo tâm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chính mình vừa mới diệt giết đám kia tạp ngư thủ đoạn, hẳn là cũng không gọi được huyết tinh à. Hắn cũng không có loại kia bệnh trạng tra tấn người thủ đoạn. Cơ hồ đều là một trưởng một cái đập chết không vô đạo cười nhẹ lắc đầu lần nữa ngồi ngay ngắn xuống như người không việc gì đồng dạng tự mình rót cho mình một chén trà nóng sở ấu vi sắc mặt càng thêm khó coi đối phương như thế tùy ý tư thái không khác nào là hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt nhấp một hớp nhỏ về sau không vô đạo đây mới là nhìn về phía sở ấu vi cười nhạt nói táng nào đó ngược lại là cảm thấy ấu vi cô nương hợp nhãn duyên không ngại ngồi xuống cùng táng nào đó uống chén trà nghiên cứu thảo luận một phen đại đạo nghe vậy, sở ấu vi mi đầu nhau càng chặt. đột nhiên xuất hiện phát biểu để cho nàng càng thêm không mò ra không vô đạo ý nghĩ. hừ, ngươi chỗ lấy không ra tay với ta, đơn giản thì là có chính mình mưu đồ, không cần lại lá mặt lá trái. thân là tuyệt uyên đế tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu, ngộ tính của nàng tự nhiên cũng viễn phi thường nhân có thể so sánh. thông qua lúc trước đủ loại chi tiết, nàng cái nào còn không biết không vô đạo ý nghĩ. đối phương hoàn toàn cũng là đem bọn hắn xem như dùng để lập uy thu hoạch danh vọng công cụ người. Dù sao như bọn hắn dạng này nhóm đầu tiên leo lên Tiên Sơn chi đỉnh tu sĩ, đều là đỉnh phong đế tộc hoặc là khởi nguyên thần tộc thiên kiêu truyền nhân. Nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực truyền nhân cộng đồng liên thủ, chẳng những không có đánh thắng không vô đạo, còn bị đối phương toàn giết đi. Việc này một khi truyền đi, không biết tại bên ngoài muốn gây nên nhiều náo động lớn. Tại cho đối phương mang đến cực lớn uy danh đồng thời, cũng có thể là làm cho Đế Thích Thiên cường lực đáp lại. Khi tiến vào Tiên Sơn trước đó, bởi vì đế thích thiên cái kia phiên phát biểu không ít người đều đối không vô đạo ôm lấy địch ý thậm chí còn có thứ không sợ chết muốn thông qua hắn đến làm bàn đạp lấy thành tựu này uy danh của mình nhưng hôm nay tại đầu này thí luyện trên đường phát sinh sự tình một khi chuyển đi những cái kia còn ôm lấy không hiểu ý nghĩ a miêu a cầu nhất định cũng không dám lại chơi chọc không vô đạo nhưng nàng vẫn là không hiểu vì sao không vô đạo muốn hết lần này tới lần khác lưu nàng lại cũng bởi vì nàng là đế thích thiên tùy tùng giả có thể không vô đạo cùng đế thích thiên là cạnh tranh quan hệ. Càng không cần phải muốn giết nàng sao. Không vô đạo thâm thúy hai con mắt dường như nắm giữ độc tâm thuật. Thông qua đối phương nhỏ xíu thần sắc biến hóa. liền tựa như triệt để đọc hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ. Đừng nhìn sở ấu vi mọc ra một bộ la lị thiếu nữ bề ngoài. Trên thực tế so tuổi của hắn còn lớn hơn. Lại thêm là toàn bộ vực ngoại chi địa đỉnh phong thiên kiêu, suy nghĩ phát triển chút cũng là rất bình thường. Người thiên phú tư chất bất phàm, không vô đạo vẫn chưa vạch trần trong lòng đối phương suy nghĩ, nhạt mở miệng cười, một mực làm tên kia tùy tùng giả, thật cam tâm sao? Cứ như vậy một mực sống ở hắn trong bóng tối, trở thành hắn phụ thuộc, thật cam tâm sao? Lần này không giải thích được nhất thời để Sở ấu Vi biến sắc, đồng tử cũng bắt đầu hơi hơi co vào. Co ý tứ gì? Đối phương vì cái gì biết nàng ý nghĩ trong lòng? Những năm gần đây, cho dù nàng không có cam lòng, nhưng nàng cũng thật là tốt đóng vai tác phẩm nổi tiếng vì đế thích thiên trung thành tùy tùng giả bộ dáng, càng chưa bao giờ trước bất kỳ ai biểu lộ qua trong lòng mình dã tâm. Bởi vậy, tại vô số ngoại nhân nhìn tới, nàng cũng là một cái trung thành tuyệt đối, đi theo tại Đế Thích Thiên sau lưng thanh thuần tiểu Bạch Liên, sẽ từng miếng từng miếng hô hào điện hạ. Cũng chưa từng có người đi liên tưởng qua, nàng trong lòng có dã tâm của mình, theo không muốn sống tại Đế Thích Thiên trong bóng tối. Có thể đây là trong nội tâm nàng sâu nhất bí mật. Vì cái gì không vô đạo người ngoài này sẽ biết? nàng chẳng lẽ là muốn dùng bí mật này đến lấy này làm làm uy hiếp, đến xúi dục nàng. Hoặc là nói cho đế thích thiên, để chủ tử nhà mình để cho nàng trực tiếp xử tử. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ sở ấu vi đối chủ nhân sinh sinh sợ hãi, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2.000 điểm tương đương với 36.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 4.000 điểm thiên mệnh điểm. Nghe hệ thống thông báo âm thanh, không vô đạo khóe miệng âm thầm phát họa lên một vệt đường cong hết thảy đều tại dựa theo hắn trong kế hoạch như vậy phát triển. Giống như sở ấu vi như vậy cảm giác bé nhạy người, thực tế tốt nhất nắm. Dù sao hắn chỉ cần dùng một số lập lờ nước đôi, không giải thích được ngữ. liền có thể tùy tiện khống chế suy nghĩ của nàng phương hướng khiến cho không được không suy nghĩ nhiều. Mà tại cái này không ngừng trong lúc miên man suy nghĩ, đối phương cũng dễ dàng xa vào đến bế vòng bên trong. Thậm chí ngay cả tâm cảnh đều sẽ chịu ảnh hưởng, lại càng dễ thụ hắn tiết tấu chi phối. Ha ha, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết ta cũng không phải tới hại ngươi, mà chính là tới giúp ngươi. Không vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Theo hư vô không gian chỗ sâu lấy ra cuốn một cái, tản ra nồng đậm hắc khí cổ thư. Đây chính là hệ thống khen thưởng giá y ma công. Đây là. Khi nhìn đến giá y ma công một cái chớp mắt, sở ấu vi đồng tử hơi hơi co vào. Bản này đen nhánh trong sách xưa tản ra khí tức vượt xa khỏi nàng nhận biết. Thân là tuyệt uyên đế tộc đệ nhất truyền nhân, vực ngoại chi địa thế hệ trẻ tuổi kim tự tháp đỉnh phong nhân vật nàng tự nhiên cũng đã gặp không ít vô thượng thần công có thể nàng có loại cảm giác hiện lên ở trước mắt nàng bản này đen nhánh cổ thư chỉ sợ so với nàng thấy qua chỗ có vô thượng thần công còn huyền ảo hơn phi phàm được nhiều ý gì sở ấu vi cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh nhìn hướng không vô đạo ánh mắt càng cảnh giác vô công bất thụ lộc đối phương đến tột cùng là muốn biểu đạt ý gì Quyển công pháp này là ta ngẫu nhiên theo một phương cổ lão bí cảnh bên trong đoạt được. Không vô đạo cười nhẹ bắt đầu lừa dối. Đáng tiếc, này công cũng không thích hợp nam tính tu luyện, vừa tốt ấu vi đạo hữu hợp ta nhãn duyên, so với nát trong tay ta, chẳng bằng bán đạo hữu một cái nhân tình. Đến mức ta tại sao lại đem quyển công pháp này cho ngươi, chắc hẳn ấu vi đạo hữu trong lòng tự có định đoạt. Sở ấu vi ánh mắt lấp lóe. Giờ khác này, nàng ý nghĩ trong lòng cũng là dựa theo không vô đạo dữ liệu như vậy bắt đầu suy đoán. Ta cùng gia hỏa này vốn không quen biết thậm chí chưa bao giờ có nửa phần gặp nhau. Tuy nhiên không biết gia hỏa này là từ đâu biết được bí mật của ta, nhưng bây giờ cho ta quyển công pháp này, chắc là muốn đem ta xem như vặn ngã đế thích thiên quân cờ hoặc là thẻ đánh bạc. Nghĩ kỹ lại, sở ấu vi càng chắc chắn trong lòng suy đoán. Mặc dù nói bí mật của mình bị một ngoại nhân trưởng khống, đến mức triệt để lâm vào bị động cục diện. Có thể ai có thể cam đoan, không vô đạo cho nàng công pháp, lại là không phải cố ý gài bẫy đâu nàng suy nghĩ trong lòng hết thảy dường như đều đã bị không vô đạo triệt để hiểu rõ hắn cũng làm xong hoàn mỹ nhất ứng phó thoại thuật như ta ngay từ đầu nói tới như vậy ấu vi đạo hữu hợp ta nhãn duyên mà lại tại theo một ý nghĩa nào đó cùng ta có lấy cộng đồng mục đích ta trợ giúp đạo hữu cũng bất quá là theo lợi ích xuất phát nói không vô đạo lần nữa vung tay lên quyển kia đe nhánh cổ thư một phân thành hai ghi lại áo cưới ma cung thượng thiên sách chậm rãi bay tới sở ấu vi trước mặt Giá Y Ma Công Thượng Thiên chỉ là nhập môn, Hạ Thiên mới thật sự là hạch tâm công pháp. Theo nhất định trên ý nghĩa tới nói, tu luyện giá Y Ma Công Thượng Thiên mới là an toàn nhất. Dù sao một khi tu luyện Hạ Thiên, tu luyện giả tánh mạng đem về triệt để thụ hắn cái này chủ thể trường khống. Bất quá, muốn triệt để tu luyện tốt giá Y Ma Công, đồng thời đạt được tu vi chân chính trả lại, cũng nhất định phải nắm giữ Hạ Thiên. Tục ngữ nói, bỏ không được hài tử không cột được sói muốn để cái này nghi thần nghi quỷ thiên mệnh chi nữ chính mình cắn câu nhất định phải phải dùng một số đặc thù tiểu hoa chiều không tiếp tục quá nhiều để ý tới không vô đạo quay người bước vào thần môn thân ảnh rất nhanh biến mất chỉ còn sở ấu vi một người thiên địa vắng vẻ im ắng sở ấu vi nhất thời có chút dường như đã có mấy đời giống như thất thần quan sát tại chỗ một chỗ bọt máu tàn chi lại hơi liếc nhìn lơ lửng ở trước mặt nàng cái kia nửa bản đen nhánh cổ thư sở ấu vi ánh mắt chớp lên vẫn là cắn răng đem bản này đen nhánh cổ thư thu vào chính mình ẩn nấp trong chữ vật không gian. Mặc kệ không vô đạo đến tột cùng có mưu đồ gì. Nhưng ở ở một phương diện khác, mục đích của bọn hắn quả thật có rất lớn tương quan tính. Không vô đạo tiếp cận nàng, đơn giản là muốn muốn coi nàng là làm đến vận ngã đế thích thiên quân cờ. Mà nàng cũng cần mượn dùng không vô đạo lực lượng để cho mình biến đến càng cường đại, hướng gia tộc chứng minh nàng sở ấu vi mới không phải một cái cần dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân cũng càng không phải là muốn thủy chung phụ thuộc tại đế thích thiên bóng mờ phía dưới. Mà lại, thì không vô đạo vừa mới biểu hiện ra tuyệt đối thực lực kinh khủng. Chân chính cùng đế thích thiên đối lên lúc, ai thua ai thắng, chỉ sợ đều còn chưa nhất định. Cùng lắm thì nàng coi như một cái nhiệm vụ bất khả thi, hai bên chỗ tốt nàng đều muốn. Cùng lúc đó nghe xong không vô đạo giảng thuật Vũ Linh Ngọc triệt để mộng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dựa theo ngươi thuyết pháp, thứ 123 đầu thí luyện trên đường chỗ có thiên kiêu, chứ ngươi cùng cái kia sở ấu vi bên ngoài cái khác chỗ có thành công trèo lên đỉnh thiên kiêu đều bị một mình ngươi giết vũ linh ngọc không đơn giản chấn kinh không vô đạo sẽ làm ra như thế có thể xưng điên cuồng sự tình càng khiếp sợ như hắn như thế một cái băng lãnh không tình cảm chút nào nhân vật vậy mà lại lựa chọn lưu lại sở ấu vi cái này nữ tử xa lạ không phải dựa vào cái gì cái này sở ấu vi dựa vào cái gì à dựa vào cái gì những người khác chết rồi nàng còn có thể sống Tại lúc trước trăm vạn năm trước trận kia hai vực thi đấu phía trên, muốn không phải văn bản rõ ràng quy định trong tỷ thí không thể giết người, nàng sớm đã bị không vô đạo, cái này sẽ không thương hương tiếc ngọc ra hỏa đánh chết. Nàng như thế một cái vô số thiên vực sinh linh nữ thần trong mộng, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, tại không vô đạo trước mặt đều không lấy đến nửa phần tiện nghi. Một người dáng dấp không có nàng xuất chúng, dáng người càng không nàng cao gầy, không có nàng đầy đặn bần nhũ lão la lị dựa vào cái gì có thể tại không vô đạo nơi này toàn thân trở ra. Vũ Linh Ngọc tâm tính có chút băng. Lần thứ nhất đối với mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực và khuôn mặt đẹp sinh ra hoài nghi. Biệt khuất cam tức đồng thời, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, đồng tử phóng đại, nhìn hướng không vô đạo thần sắc tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ ngươi là? Không giống nhau nàng đem la lị khống ba chữ nói ra. Không vô đạo ánh mắt lạnh như băng thì nhìn sang. Cho dù hắn không nói gì, có thể trong lời nói bao hàm ý tứ lại không cần nói cũng biết. Lại hồ ngôn loạn ngữ, thì đưa ngươi vào đất. Vũ Linh Ngọc vừa mới khiếp sợ cái kia lời nói thanh âm không có chút nào vang. Lại thêm rất nhiều người tâm thần đều chú ý đến không vô đạo, đến mức không ít người đều nghe được Vũ Linh Ngọc vừa mới cái kia phiên phát biểu. Toàn bộ thế giới tại ngắn ngủi yên tĩnh ngưng kết sau. Hoa, sau đó trong nháy mắt như là bị đun sôi nước đồng dạng, ẩm vang nổ tung. Vô số không thể tin ánh mắt đều cùng nhau nhìn hướng không vô đạo, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Cái, cái gì? Thứ 123 số thí luyện con đường ngoại trừ ấu vi công chúa bên ngoài tất cả những người khác đều bị táng đạo giết cái này cái này sao có thể tuy nhiên tiên sơn mở ra vô số đầu độc lập thí luyện con đường đem sở hữu thí luyện giả phân đến khác biệt độc lập khu vực thế nhưng là nhiều người như vậy tiến vào bên trong cần phải có không ít đỉnh tiêm thế lực truyền nhân đều sẽ phân tại cùng một cái thí luyện trên đường táng đạo gia hỏa này thể nội chảy xuôi bất quá là á nhân tộc nô lệ huyết mạch làm sao có thể có thể đánh giết ta thiên vực đỉnh tiêm đạo thống truyền nhân lúc này lẫn trong đám người lý hàn dạ bỗng nhiên cao giọng hô to tố cáo ta muốn hướng thần đạo viện tố cáo việc này nhất định có mờ ám lúc trước hắn trải qua sỉ nhục đã sớm để hắn phá lệ thống hận không vô đạo bây giờ cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt hắn lại có thể bỏ lỡ mặc kệ việc này là thật là giả hắn đều muốn lấy này làm mưu đồ lớn làm đến không vô đạo tâm thái không lỗ thật là sự thật hắn càng huyết kiếm lời lời vừa nói ra đông đảo còn ở vào hoảng hốt trong lúc khiếp sợ thiên kiêu đột nhiên lấy lại tinh thần đã biết được chính mình đồng môn sư huynh đệ bị không vô đạo giết chết thiên kiêu cùng nhau đứng ra phụ họa không sai cái này táng đạo tuyệt đối là gian lận có thể là mang theo một loại nào đó đại sát thương tính phẩm giai tương đối cao đạo binh tiến vào bên trong một cái chảy xuôi theo nô lệ huyết mạch tồn tại cho dù có nghịch thiên bản sự lại làm sao có thể giết ta nhóm nhiều như vậy nắm giữ cao quý huyết mạch thiên kiêu việc này tuyệt đối có ẩn tình khác mời thần đạo viện chư vị tiền bối tra rõ việc này đưa ta chết đi sư huynh đệ một cái công đạo rất nhiều bao hàm bi phẫn lời nói liên tiếp vang lên một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt đạt được không ít không rõ chân tướng thiên kiêu phụ họa dù sao chuyện này quá mức không thể tin một đầu thí luyện con đường cũng chỉ đi ra hai người tất cả những người khác đều chết tại trong đó so với khó có thể tiếp nhận sự vật người cũng hầu như là có khuyên hướng chính mình có thể tiếp nhận kết quả bởi vậy rất nhiều vì chuyện này không thể tin hoặc là hoảng sợ thiên kiêu đều ào ào lên tiếng muốn cầu thần đạo viện tra rõ việc này sóng âm không ngừng một làn sóng tiếp theo một làn sóng có chính mình đồng môn bị giết thế lực truyền nhân tại hô to cũng có xem náo nhiệt ăn dưa tu sĩ tham dự trong đó bất quá những cái kia chân chính đứng tại kim tự tháp đỉnh thiên kiêu thì là giữ im lặng hoặc mi đầu cau lại lại hoặc cười khẽ lắc đầu nhưng không vô đạo đối với chuyện này lại hồn nhiên không thèm để ý hắn đôi tròng mắt kia thủy chung không có chút rung động nào dù sao ngao du tại trời cao phía trên chân long làm thế nào có thể để ý một đám mịt mù tiểu ma tước líu díu bất quá hắn là một cái mang thù người càng ưa thích có thủ tại chỗ thì báo cặp kia màu đậm ánh mắt giống như thâm uyên giống như trong nháy mắt thì khóa ổn định ở ẩn tàng trong đám người dẫn trước bốc lên tiết tấu lý hàn dạ nguyên bản còn trong bóng tối cười lạnh cảm thấy mình kế hoạch hoàn mỹ thu hoạch được thành công ảnh hưởng đến không vô đạo tâm tính lý hàn dạ, nhất thời chỉ cảm thấy ra đầu mát lạnh. Chỉ cảm thấy chính mình thời khắc này linh hồn đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ triệt để khóa chặt, dần dần biến đến ngưng kết run rẩy lên. Mà hắn cơ hồ cũng là vô ý thức nhìn hướng không vô đạo phương hướng. Cũng vừa tốt đối mặt đối phương cặp kia như thâm uyên giống như con người đe nhánh. Một cỗ vô cùng lớn cảm giác nguy cơ nhất thời hiện lên. Không vô đạo chẳng lẽ muốn muốn ra tay với hắn. Bất quá, tại nghĩ tới đây là tại thần đạo viện trước cửa mà lại thành công thông quan thí luyện người không thể tùy tiện xuất thủ lúc hắn vừa dài thở dài một hơi hừ chẳng lẽ lại ngươi còn dám đối với ta không đợi hắn đem khiêu khích nói xong oanh ngập trời phong bạo trong nháy mắt nổi lên đem mảnh kia khu vực vô số thiên kiêu nhất thời tung bay đồng thời bốc lên đen nhánh phù văn lại hóa thành một tấm bàn tay khổng lồ hướng thẳng đến lý hàn dạ vỗ tới ngươi lý hàn dạ nhất thời sắc mặt đại biến hoàn toàn không nghĩ tới không vô đạo thế mà thực có can đảm vi phạm thần đạo viện quy tắc, trực tiếp ra tay với hắn. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh. Phản ứng của hắn tốc độ cũng cực nhanh. Bởi vì lúc trước tại không vô đạo trong tay bị nhiều thua thiệt. Lần này hắn ngưng tụ ra phòng ngự bình chướng đồng thời. Càng là triệu hoán ra chính mình một cái khế ước linh. Là một đầu giống như huyền vũ, có thể so với như một tòa núi nhỏ to lớn rùa đen. Huyền Minh Long Quy, chư thiên vạn vực cái nào đó sớm đã biến mất biệt tích cổ lão chủng tộc nghe đồn huyền minh long quy vỏ rùa hoàn toàn có thể làm đỉnh phong phòng ngự đạo binh sử dụng đầu này long quy cảnh giới mặc dù chỉ là thánh nhân nhưng lại là có thể nương tựa theo sau lưng mai rùa phòng ngự được có thể so với đỉnh phong thánh chủ cảnh cường giả toàn lực tiến công tại bị lý hàn dạ triệu hồi ra một cái chớp mắt huyền minh long quy ngửa mặt lên trời gào rú vác tại sau lưng mai rùa nhất thời huy quang đại lượng hiện ra vô số lít nha lít nhít sáng chói đạo văn vạn thiên đạo văn hòa lẫn ngưng tụ ra một cái giả thiên tế nhật cự đại pháp tắc bình chướng kiên cố không phá vỡ có thể ngăn cản hết thảy thế công ầm ầm cũng cơ hồ tại huyền minh long quy ngưng tụ ra phòng ngự bình chướng sau một khắc không vô đạo đánh ra cự đại trưởng ấn hoành thiên mà rơi đập ầm ầm tại vỏ rùa phía trên không giống nhau lý hàn dạ thở phào làm người sợ hãi phá toái thanh âm bỗng nhiên vang lên tạch 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 cự đại thiên ma thủ ấn dâng trào ra dung luyện hết thảy thiên ma thủy triều không ngừng ăn mòn huyền minh long quy vỏ rùa đầu tiên là vỏ rùa ngưng tụ ra pháp tắc hộ cháo dần dần ảm đạm phá toái to lớn thiên ma thủ trưởng trực tiếp bắt lấy cái kia có thể so với như ngọn núi to lớn huyền minh long quy sau đó dùng lực một nắm phốc phốc thoáng chốc huyết nhục trật hiện khối thịt tung bay huyền minh long quy phút chốc bị một trưởng trực tiếp bóp nát thành huyết vụ đầy trời phốc đồng thời làm khế ước chủ nhân lý hàn dạ cũng bị một loại nào đó khủng bố phản phệ trong miệng nhất thời phun ra ngụm lớn máu tươi khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến uể oải suy yếu. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới chính mình thân thể đau đớn, không thể tin nhìn hướng không vô đạo. Sao lại thế? Huyền Minh Long Quy là hắn sở hữu khế ước linh bên trong phòng ngự lực cường đại nhất. Làm sao liền đối phương một trưởng đều không có thể ngăn cản? Đinh! Kiểm chắc đến chủ nhân đánh giết thiên mệnh chi nhân Lý Hàn Dạ khế ước linh Huyền Minh Long Quy, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 4.000 điểm, còn thừa 39.000 điểm chúc mừng chủ nhân phát động gấp 3 bạo kích, thu hoạch được 12.000 điểm thiên mệnh điểm. Mà chung quanh vô số bởi vì trận này thình lình xảy ra biến cố thiên kiêu, sớm đã thất thần hoảng hốt tại nguyên chỗ. Bọn hắn không nghĩ tới táng đạo sẽ trực tiếp vi phạm thần đạo viện quy tắc xuất thủ. Càng không có nghĩ tới táng đạo thực lực mạnh đến tình trạng như thế. Lý Hàn Dạ khế ước linh huyền minh long quy bọn hắn là gặp qua. Cái kia phòng ngự lực có thể gánh vác mấy tên đỉnh phong thiên kiêu đồng thời vây công nhưng chính là như thế một đầu có được đỉnh phong phòng ngự lực sinh linh cũng là bị táng đạo một trưởng bóp nát thành huyết vụ đầy trời không để ý đến hệ thống thông báo âm thanh càng không có để ý người chung quanh ánh mắt khác thường không vô đạo lần nữa vận chuyển lực lượng hướng về lý hàn dạ đánh tới dừng tay lúc này ở phía xa phụ trách thủ hộ lý hàn dạ an toàn vĩnh dạ đế tộc trưởng lão nghe được dị động về sau đã là chạy tới đi giúp táng đạo vũ linh ngọc để trước tiên ra lệnh để phụ cận tử linh quốc độ trưởng lão đi ngăn lại vĩnh dạ đế tộc người. Tuy nhiên nàng không muốn lẫn vào việc này, nhưng như là đã muốn chuẩn bị cùng không vô đạo tạo mối quan hệ. Nàng đương nhiên sẽ không không quan tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần đạo viện cửa loạn cả một đoàn. Đủ rồi. Tất cả dừng tay. Lúc này, thần đạo viện chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một tiếng giống tràn ngập trang nghiêm giận dữ. Đến đạo thần quang theo thần đạo viện chỗ sâu sông lên trời không, mê mông đại đế uy áp lật úp xuống. Tại khủng bố như thế lực lượng bao phủ xuống, nguyên bản ồn ào hỗn loạn không khí nhất thời lâm vào tuyệt đối ngưng kết an tĩnh. Tất cả mọi người đã ngừng lại hỗn loạn động tác, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhưng luôn luôn mang thù không vô đạo cũng không có qua để ý nhiều. Một quyền hung hăng đánh vào vừa mới thở phào lý Hàn Dạ trên mặt. Nguyên bản hắn là muốn dùng một quyền này đem Lý Hàn Dạ trực tiếp đánh nổ. Bất quá, gia hỏa này có vẻ như lại dùng đặc thù nào đó khế ước sinh linh. Hắn một quyền chỉ là đem ngũ quan đánh sai vị để hắn phun huyết trực tiếp bay ngược mà ra. Đinh, kiểm chắc đến chủ nhân đánh giết Lý Hàn Dạ khế ước linh chết thay vui yêu, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 5.000 điểm, còn thừa 34.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được một vạn điểm thiên mệnh điểm. Chết thay vui yêu, không vô đạo hơi nhíu mày. Không thể không để mà nói là Lý Hàn Dạ trói chặt chư thiên khế ước hệ thống thật sự là đầy đủ loài loài. Những thứ này cổ lão chủng tộc thậm chí ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua. Bất quá, cái này cái gọi là chết thay vui yêu, thật là một cái rất không tệ khế ước chi linh. Thành công khế ước như này sinh vật, chẳng những bỗng dưng nhiều một cái trợ lực, càng tương đương với nhiều một cái mạng. Chỉ tiếc, như thế nghịch thiên chi vật, lại rơi tại Lý Hàn Dạ cái này đồ bỏ đi trong tay. Dù sao đồ bỏ đi coi như nắm giữ hai cái mạng. Trên bản chất cũng vẫn là một cái rác rưởi. Mà đánh ra một quyền này không vô đạo cũng không định lại ra tay. Dù sao thần đạo viện đại đế đã buông xuống Tuy nói hắn cũng có thể vận dụng chính mình áp đáy hòm bài cưỡng ép giết Lý Hàn Dạ. Nhưng cái này mang ý nghĩa hắn muốn đạp đổ lúc trước sở hữu chế định kế hoạch, từ đầu tới qua, có chút được trả bằng mất. Táng đạo. Lúc này, bị một quyền đánh bay, bưng bít lấy không ngừng chảy máu cái mũi Lý Hàn Dạ, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua không vô đạo. Chết thay vui yêu. Đây chính là hắn vận khí bạo dạp, cầu ra ra cáo nãi nãi, thật vất vả thông qua hệ thống khế ước đến nghịch thiên sinh linh à vốn là bị hắn coi như dùng tại trên đế lộ át chủ bài thủ đoạn tại thời khắc mấu chốt chẳng những có thể bảo mệnh càng có thể chân chính đưa đến nghịch chuyển càn khôn tác dụng nhưng chính là như thế một tấm có thể nghịch chuyển càn khôn át chủ bài liên trực tiếp dùng tại nơi này hơn nữa còn là mạc danh kỳ diệu bị dùng xong hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới không vô đạo cái này cùng vọng tiểu tử sẽ trước mặt nhiều người như vậy còn dám đối với hắn hạ tử thủ nguyên bản hắn còn muốn thông qua lần này chơi ngáng chân ác tâm một phen không vô đạo, ảnh hưởng tâm tình của hắn. Kết quả không những không có buồn nôn đến, ngược lại để hắn liên tục đã mất đi hai cái khế ước sinh linh. Đây thật là để hắn thua thiệt liền quần con đều không thừa. Muốn đến nơi này, Lý Hàn Dạ càng tức đến phun máu, hai mắt đều ẩn ẩn biến thành màu đen. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử Lý Hàn Dạ đạo tâm bị hao tổn, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2000 điểm, còn thừa 32000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp 3 bạo kích, thu hoạch được 6.000 điểm thiên mệnh điểm. Lúc này, buông xuống cái kia mấy cái tôn thần đạo viện đại đế cũng rõ ràng chú ý tới không vô đạo lúc trước tiểu động tác. Mi đầu cao lại, thần sắc cực kỳ không vui nhìn chằm chằm không vô đạo. Tiền bối. Lúc này, huyết hy lại không biết từ nơi nào bật đi ra bắt đầu vì người trong lòng của mình khóc lóc kể lể. Tiền bối. Táng đạo gia hỏa này không phân tốt xấu, thì đối hàn dạ xuất thủ. Còn đem nhà ta hàn dạ đánh thành cái dạng này, còn mời các vị tiền bối thay ta nhà hàn dạ làm chủ à lý hàn dạ hơi sững sờ nhưng cũng làm đã hiểu huyết hy ý đồ vô cùng phối hợp lộ ra vẻ mặt thống khổ vươn tay giận chỉ không vô đạo táng đạo ta vừa mới chẳng qua là phát biểu vài câu khách quan cái nhìn ngươi thế mà thì đối với ta hạ như thế ngoan thủ như thế có ý định đả thương người ngươi đến tột cùng có hay không đem chư vị tiền bối còn có thần đạo viện chế định quy tắc để vào mắt không thể không để mà nói là lý hàn dạ cũng là có chút khôn vặt trực tiếp đem đỉnh không tuân theo thần đạo viện cái mũ đội lên không vô đạo đỉnh đầu muốn dùng cái này mượn dùng thần đạo viện uy thế tới áp chế không vô đạo cho dù không cần lý hàn dạ nhắc đến mấy tên thần đạo viện đại đế cũng đã biết hết thảy sắc mặt càng phát ra âm trầm nhìn lấy không vô đạo tiền bối vũ linh ngọc muốn kiên trì đi lên cầu tình có thể không vô thanh âm lại là dẫn đầu vang lên buồn cười ta thực lực đến tột cùng như thế nào đầu kia thí luyện trên đường đến tột cùng xảy ra chuyện gì chắc hẳn thần đạo viện chư vị tiền bối biết được rõ ràng. Ngoại giới bạo phát động tĩnh lớn như vậy, chư vị tiền bối làm người tổ chức không trước tiên ra đến thuyết minh chân tướng, ngược lại đợi đến sự tình làm lớn lại buông xuống. Không vô đạo đứng chắp tay, cặp kia con người đen nhánh không tránh không né, cùng phía trên mấy tên đại đế đối mặt, chính mình hành sự bất lực, lại thế nào tư cách dám đến trách cử ta. Lời này vừa nói ra toàn bộ không gian lâm vào càng quỷ dị hơn yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng tử co vào, miệng mở lớn, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Gia hỏa này, là điên rồi sao? Lại dám như thế đối thần đạo viện các vị tiền bối nói chuyện. Cái này chẳng những là không muốn tiến vào thần đạo viện tu hành, vẫn là muốn hướng hắn đắc tội thần đạo viện à? Thần đạo viện thân phận địa vị, tại ở một phương diện khác thậm chí so với nguyên thần tộc uy hiếp lực còn lớn hơn. Đắc tội thần đạo viện, chỉ sợ tại bọn họ toàn bộ thiên vực đều phải nửa bước khó đi. Ha ha ha. Ta nguyên lai tưởng rằng táng đạo gia hỏa này là có chút bàn trải, không nghĩ tới cũng là một cái không có não tử mãng phu. Hừ, lại dám như thế đắc tội thần đạo viện. Sợ là thiên vương lão tử tới cũng cứu không được hắn. Vô số người cười trên nỗi đau của người khác đồng thời. Lại có người hướng về không vô đạo ném đi một vệt đồng tình ánh mắt. Dù là khởi nguyên thần tộc cũng không dám công nhiên đắc tội thần đạo viện. Huống chi trước mặt gia hỏa này chỉ là một cái không rõ lai lịch tồn tại mấy tên thần đạo viện đại đế cường giả cũng là có chút hoảng hốt ngay người nhìn qua phía dưới cái kia thân ảnh màu trắng rõ ràng tu vi của đối phương rõ ràng muốn so với bọn hắn quá thấp nhưng tại trong lúc vô hình lại trên khí thế vững vàng áp bọn hắn một đầu thậm chí cho bọn hắn một loại không hiểu áp bách cảm giác theo trong hoảng hốt sau khi lấy lại tinh thần bọn hắn trong lòng càng dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm làm thần đạo viện đại đế bọn hắn đều đều là toàn bộ vực ngoại chi địa vạn chúng chú mục thụ vạn linh chỗ kính ngưỡng tồn tại. Người nào dám đối bọn hắn nói như vậy? Huống chi là một cái vi phạm quy tắc gia hỏa. Làm càn. Liền đem cầm đầu đại đế muốn đem không vô đạo trực tiếp trấn áp, mang về thần đạo viện một lần nữa xử lý lúc. Bọn hắn thần đạo viện viện trưởng thanh âm già nua, tại trong đầu của bọn họ bỗng nhiên vang lên. Đủ rồi. Không cần thiết muốn ra tay với hắn. Đem việc này ngọn nguồn công bố, còn táng đạo một cái công bình công chính, việc này dừng ở đây. Cái này vừa nói, mấy tên thần đạo viện đại đế nhất thời cứng ngắc giữa không trung trên mặt tràn đầy hoảng hốt thất thần ý gì bọn hắn viện trưởng tính cách là có tiếng cố chấp cùng cứng nhắc nhất là đối với đối với những cái kia dám can đảm vi phạm quy tắc người cái kia càng là thiết diện vô tình sẽ không lưu nửa phần tình tại rất lâu kỷ nguyên trước kia viện trưởng một vị trí giao tôn tử tiến vào bọn hắn thần đạo viện tu luyện bởi vì vi phạm quy tắc muốn bị nhốt vào thần đạo viện thiên lao bị hình phạt Lúc trước bọn hắn viện trưởng vị lão hữu này càng tự mình hơn đến nhà bái phòng. Cầu bọn hắn viện trưởng mấy ngày mấy đêm đều không có thể làm cho bọn hắn viện trưởng làm mở ra một con đường. Thậm chí không tiếc cùng mình vị này trí giao triệt để đoạn tuyệt quan hệ, còn kém chút trở mặt thành cừu nhân. Bây giờ, trong mắt bọn họ cái này biết gần như vô tình viện trưởng, vậy mà lại tại hôm nay mở ra một con đường, buông tha một cái phạm vào quy tắc gia hỏa. Mơ hồ trong đó, bọn hắn bên tai dường như vang lên thứ gì phá toái thanh âm. Bọn hắn vô số năm đến nay dựng nên thế giới quan, tại lúc này triệt để đổ sụp. Giờ này khắc này thần đạo viện chỗ sâu nơi nào đó đại điện bên trong. Tiên vụ lượn lờ, phù quang nhẹ nhàng. Cả vùng không gian đều bị một tầng tràn ngập thần tính, lại vừa thần bí như có như không tiên xả rông bao bọc. Mà ở một tòa mạ vàng thần đài phía dưới. Giờ phút này chính quỳ sát một tên lão giả mặc hoa phục. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hèn mọn tư thái. Nơi này phát sinh một màn nếu là bị ngoại giới sở chứng kiến, tất sẽ gây nên ngập trời oanh động. Bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa cự đầu nhân vật, thần đạo viện trưởng khống giả Thái Thanh viện trưởng, giờ phút này chính cung kính quỳ phục tại thần đài phía dưới. Thần đài phía trên chính thờ phụng vô số tràn đầy huyền diệu khí tức linh bài. Cầm đầu khối kia tượng trưng cho thần đạo viện lúc đầu người sáng lập linh bài, giờ phút này chính tản ra tham thảm huỳnh quang. Trong thoáng chốc, có thể tại cái kia hư huyễn mông lung trong sương khói, nhìn đến một tấm mơ hồ hình dáng có như có như không thanh âm xa xôi tự trong miệng hắn phát ra. Nhớ lấy, kẻ này chi nhân quả cũng không phải ta thần đạo viện có thể trêu chọc nổi, càng không phải là ta thiên vực. Thậm chí giới này sinh linh có thể tiếp nhận nổi. Đợi kẻ này tiến vào ta thần đạo viện về sau, cần phải dựa theo ta lúc trước phân phó an bài hành sự. Không cần thiết đem việc này lưu truyền ra đi, như cái khác đám kia lão ra hỏa tới tìm ngươi hỏi thăm cụ thể tình báo, ngươi phải làm bộ hoàn toàn không biết. Nếu không, đạo này xa xôi như có như không thanh âm đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng quỳ dạp trên đất Thái Thanh viện trưởng lại là có thể rõ ràng cảm giác được một ánh mắt tràn đầy lãnh ý cùng nguy hiểm rơi ở trên người hắn. Mời tổ tiên yên tâm. Thái Thanh viện trưởng vội vàng lớn tiếng lại cung kính nói, vãn bối định đem thể sống chết tuân theo tổ tiên dặn dò. Thẳng đến tràn ngập cảm giác áp bách khí tức, theo cái kia ánh mắt tràn ngập lực uy hiếp hoàn toàn biến mất. Thái Thanh viện trưởng mới dám chậm rãi ngẩng đầu, nhưng cả người hắn tựa như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Toàn thân sớm đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nương người trong nhà ngồi, nhân quả trên trời đến. Nguyên bản hắn là đang lúc bế quan tu luyện, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết. Kết quả là tại vừa mới không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn thần đạo viện đã sớm phi thăng tới tiên vực tổ tiên, điên cuồng hướng hắn phát ra truyền âm, thậm chí ngay cả thanh âm đều đang run rẩy. Đầu óc mơ hồ hắn cũng bị dọa cho phát sợ thẳng đến chính mình tổ tiên nói cho hắn biết thời không cấm khu vị kia dùng tên giả Táng đạo, chạy đến bọn hắn thiên vực du lịch, thậm chí còn đi tới bọn hắn thần đạo viện lúc, đem hắn đều dọa đến vãi cả linh hồn. Dù sao tại Chư Thiên Huy Hoàng thời đại, cấm khu uy danh thực sự quá lớn quá lớn, lớn đến lấn át hết thảy thế lực cùng cường giả. Thẳng đến tại lúc này trước đó, bọn hắn thần đạo viện cũng như tuyệt đại đa số khởi nguyên thần tộc như vậy. Đối với cấm khu mặc dù kiêng kỵ, nhưng thủy chung đều nghĩ đến cũng có ngày có thể triệt để đem những thứ này cấm khu đổ nhào. Nhưng lại tại vừa mới, bọn hắn trong lòng chỗ tin tưởng vững chắc ý niệm bị một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ đánh nát. Bọn hắn tổ tiên tuy nhiên không nói gì, nhưng thông qua mới vừa cùng chính mình tổ tiên truyền âm, hắn cũng có thể nghe được chính mình tổ tiên trong lời nói bao hàm kiêng kỵ, thậm chí hoảng sợ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thái Thanh viện trưởng vội vàng đem suy nghĩ của mình thu hồi, không còn dám tiếp tục suy nghĩ dù sao có lúc vô tri cũng là phúc. Vì ngăn ngừa quá độ nhiệt tình sẽ bộc quang không vô đạo thân phận. Hắn cũng không tiện tự mình ra đi tiếp đãi không vô đạo. Chỉ có thể truyền âm phân phó bọn hắn thần đạo viện cái kia mấy tên đại đế, tuyệt đối không thể vô lễ, đắc tội không vô đạo. Dù là không vô đạo nổi nóng trước mặt mọi người quất bọn hắn và miệng, bọn hắn cũng nhất định phải chịu đựng. Giờ này khác này thần đạo viện bên ngoài. Cái này, nghe được chính mình viện trưởng truyền âm mấy tên đại đế sớm đã não hải một mảnh trống không suy nghĩ đều bởi vì quá độ chấn kinh mà triệt để thần du đến thiên ngoại trước mặt tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì thế mà có thể để bọn hắn viện trưởng đều kiên kỵ như vậy có thể tại cảm giác của bọn hắn bên trong gia hỏa này thực chất bên trong chảy xuôi chỉ là á nhân tộc huyết mạch à chẳng lẽ lại còn có cái gì nghịch thiên thân phận bối cảnh hay sao các vị tiền bối vì cái gì còn không chấn áp cái này cùng vọng tiểu tử gặp mấy tên đại đế một mực đứng tại chỗ không xuất thủ. Đông đảo ở chung quanh ăn dưa xem náo nhiệt tu sĩ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Táng đạo làm trái đạo viện quy tắc tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Như vậy chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, không nên trực tiếp chấn áp, hủy bỏ tu vi, tiến vào thiên lao sao. Không biết có phải hay không tại không vô đạo nơi này ăn thiệt thòi ăn nhiều. Một bên lý hàn dạ nhất thời lòng sinh một cỗ không ổn cảm giác, cắn răng nhắm mắt nói, tiền bối, Táng đạo gia hỏa này công nhiên vi phạm thần đạo viện quy tắc, mà lại tiền bối xuất thủ đem trấn áp, phế tu vi, gian đè. Đúng vậy à, nhà ta hàn dạ đã nói táng đạo cái này vài câu, gia hỏa này thì vi phạm quy tắc xuất thủ đả thương người, thực sự đại nghịch bất đạo. Huyết hy lại nhảy ra phụ họa. Mấy tên thần đạo viện đại đế chỗ lấy không xuất thủ, cũng là bởi vì không biết nên như thế nào đem việc này hoàn mỹ bỏ qua bây giờ hai cái này làm càn làm bậy trực tiếp nhảy ra vừa tốt để bọn hắn tìm được hoàn mỹ đột phá khẩu làm càn cầm đầu đại đế dựng râu trừng mắt ngươi cho rằng ngươi lúc trước những tiểu động tác kia bản đế cũng không biết sao bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi tiểu tử này thế mà còn dám nhảy ra châm ngòi thổi gió gây hấn gây chuyện đến tột cùng ý muốn như thế nào lời này vừa nói ra bao quát lý hàn dạ huyết hy thậm chí vũ linh ngọc ở bên trong tất cả mọi người tất cả đều bị bất thình lình đảo ngược đều làm cho mộng bức tình huống như thế nào dựa theo bọn hắn một mực chỗ đã thấy hình ảnh dự chắc kết cục không phải là táng đạo vi phạm quy tắc bị mấy tên đại đế chấn áp trực tiếp đưa vào thần đạo viện thiên lao sao làm sao lại xuất hiện loại này đảo ngược tuy nói lý hàn dạ tên này xác thực tồn tại gây hấn gây chuyện cố ý khiêu khích cách làm nhưng cùng táng đạo trực tiếp xuất thủ so ra có vẻ như táng đạo hành động ác liệt hơn à mặt trời mọc lên từ phía tây sao công chính nghiêm minh thần đạo viện bắt đầu nhân tính hóa rồi gặp một màn này không vô đạo cũng hơi nhíu mày đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn bất quá luôn luôn ưa thích vận dụng phát tán tư duy để suy nghĩ vấn đề hắn rất nhanh liền đoán được chuyện đại khái kết quả hẳn là thời không cấm khu lão tổ trong bóng tối trợ giúp ta chỉ có như thế giải thích mới là hoàn mỹ nhất khích khao nhất dù sao hắn lẻ loi một mình tiến vào vực ngoại chi địa du lịch thời không cấm khu rất nhiều lão tổ vẫn luôn rất lo lắng nghĩ đến cũng là thông qua một loại nào đó đại thủ đoạn, thời khắc quan sát đến hành tung của hắn động tĩnh. Bây giờ nơi này phát sinh sự tình, xác suất lớn là bị chính mình lão tổ biết. Muốn đến nơi này, không vô đạo cười khẽ lắc đầu. Việc này cũng không nên trách hắn. Dù sao thân phận bối cảnh đủ mạnh thì là có thể muốn làm gì thì làm. Ta không phục. Đúng lúc này, sắc mặt không ngừng biến ảo, sau cùng giống ăn như cứ khó chịu lý Hàn Dã phát ra nộ hống. Mở cái gì đại đạo trò đùa. Hắn nương chính mình không như khi chúng được chôn cất nói đánh. Bởi vậy tổn thất hai cái khế ước chi linh. Bây giờ, vi phạm với quy tắc táng đạo chẳng những không sẽ nhận được bất kỳ trừng phạt nào. Hắn ngược lại sẽ còn thu hoạch được một cái gây hấn gây chuyện tội danh. Hợp lấy thống khổ là hắn chịu. Thua thịt cũng là hắn ăn. Tiện nghi toàn để không vô đạo chiếm đúng không? Yên tĩnh thiên địa bên trong. Lý Hàn Dạ tiếng giống giận dữ lộ ra phá lệ trói tai. Nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người cũng đem rất nhiều ở vào hoảng hốt mộng bức bên trong thiên kiêu đánh thức, nhất là những cái kia biết được chính mình đồng môn bị không vô đạo chém giết thiên kiêu đồng dạng cũng rất không cam lòng tức giận. Bọn hắn muốn nhìn đến là không vô đạo xúc phạm quy tắc, đắc tội thần đạo viện đại đế. Từ đó bị tức đoạt tiến vào thần đạo viện tu luyện tư cách, bị phế trừ tu vi, nhốt vào trong thiên lao. Có thể kết quả lại là cái gì? Đột nhiên xuất hiện đảo ngược, thì giống như một cái cái tát vang dội, hung hăng vung tại trên mặt bọn họ làm bọn hắn mộng bức tỉnh ngộ đồng thời, trong lòng càng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Ta cũng không phục. Một tên thiên kiêu bỗng nhiên mở miệng nói, tuy nói theo sự thực khách quan tới trình bày, Lý Hàn Dạ có cố ý kích động táng đạo ý xuất thủ, nhưng táng đạo cũng xác thực vi phạm với quy tắc, Lý nên bị trừng phạt. Không sai, như thế xúc phạm thần đạo viện quy tắc, như còn không bị phạt, rất khó khăn bình nhân tâm. Còn mời các vị tiền bối làm ra công bình tuyên án. Theo rất nhiều có ý khác thiên kiêu lần lượt phát biểu, thật vất vả lắng lại không khí lần nữa ngưng trọng lên. Lý Hàn Dạ âm thầm thở phào đồng thời, khóe miệng lại câu lên một vệt kế hoạch nụ cười như ý. Chỉ cần hắn có thể cắn chết táng đạo vi phạm quy tắc trước đây. Đối phương dù là không chết cũng phải lột ra. Mấy tên đại đế hơi hơi nhíu mày, trong bóng tối lấy ánh mắt trao đổi lẫn nhau, hiển nhiên đều hơi lúng túng. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết rõ không vô đạo cụ thể thân phận. Nhưng chỉ là theo bọn hắn viện trưởng lúc trước để lộ ra giam ba câu. Bọn hắn cũng đủ để khẳng định, Thân phận của đối phương tuyệt đối lớn đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả bọn hắn cái này luôn luôn cố chấp viện trưởng đều đến nỗi cúi đầu. Huống chi là bọn hắn những thứ này bị người xem như ngưu mã tới sai bảo tồn tại. Có thể không vô đạo vi phạm với quy tắc, nếu không tiến hành xử phạt, lại có sai lầm công bằng, thậm chí cho thần đạo viện uy danh tạo thành ảnh hưởng. Mấy tên đại đế rất khó khăn, càng rất nổi nóng. Lão già kia đầu vật. Rõ ràng chính mình cầm lấy so tất cả mọi người nhiều bổng lộc hành xử thần đạo viện lớn nhất quyền lực hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy chính mình liền cái rắm cũng không dám thả cái núp ở phía sau mặt làm con rùa đen rút đầu ngược lại để bọn hắn những thứ này chân chạy tới đón như thế khó giải quyết việc cần làm thật đáng chết à ngay tại mấy tên đại đế nghĩ đến muốn hay không dứt khoát thoát ly thần đạo viện lấy này theo trên căn bản đoạn tuyệt chuyện này lúc một đạo thần niệm rốt cục tại trong đầu của bọn họ vang lên cầm đầu đại đế ánh mắt hơi sáng trầm ngâm một lát hắng giọng một cái phát ra nếu như hồng chuông đại lữ giống như thanh âm yên lặng lời này vừa nói ra một cỗ cuồn cuộn dồi dào đế uy tự thiên mà rơi nhất thời làm bốn phía không gian đều lâm vào tuyệt đối ngưng kết yên tĩnh tiếng người huyên náo trong nháy mắt ngưng trệ xa vào đến tuyệt đối trong yên tĩnh vô số người đều ngửa mắt nhìn lại chờ đợi vị này đại đế tuyên án táng đạo xác thực vi phạm với quy tắc cũng lý nên làm ra xử phạt nghe vậy Lý Hàn Dạ cùng rất nhiều người có dụng tâm khác nhất thời lộ ra một vệt nụ cười như ý. Nhưng rất nhanh, bọn hắn vừa vừa lộ ra vui sướng cùng đạt được trong nháy mắt cứng ngắc. Có điều, cân nhắc đến sự tình ra có nguyên nhân. Lại thêm táng đạo lúc trước thí luyện trên đường biểu hiện chắc tuyệt, càng đánh vỡ ta thần đạo viện thành lập đến nay vạn cổ kỷ lục, Lý nên thu hoạch được tối cao ngợi khen. Lại thêm cũng không có náo chết người, việc này chỉ là đơn thuần tay chân phân tranh. Bởi vậy, đi qua ta thần đạo viện rất nhiều cao tầng suy tính, việc này chúng ta thì lấy nhân tính hóa xử lý tiến vào thần đạo viện về sau cấm túc táng đạo ba ngày gian đe lời này vừa nói ra cả vùng không gian biến đến càng thêm yên tĩnh ngưng kết tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đỉnh đầu đều không hẹn mà cùng hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi thân hồn bị rút ra bên ngoài cơ thể não hải lâm vào trống rỗng nghe một chút cái này nói là tiếng người sao cái này không phải nói tương đương không nói sao qua loa người đều không mang theo như thế qua loa. Một cái làm trái quy tắc tồn tại cũng chỉ bị cấm túc chỉ là ba ngày. Cái này cũng có thể làm làm là xử phạt. Bọn hắn lúc trước cũng đã được nghe nói thần đạo viện cái kia nghe đồn. Lúc trước thần đạo viện viện trưởng trí giao tôn tử bởi vì xúc phạm quy tắc, thế nhưng là bị trực tiếp bị giam nhập lôi trì tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ. Liên cái này đại đạo thống sở hữu lão tổ đi ra cầu tình, đều không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Em đẹp một người, tại kinh lịch thiên lôi tẩy lễ về sau, bị trực tiếp bổ đến nửa chết nửa sống nằm trên giường đã nhiều năm mới chậm tới bây giờ táng đạo dựa vào cái gì có thể được đến như thế yêu đãi cũng bởi vì cái gọi là biểu hiện tròi sáng ta không phục lại một đường tiếng giống giận dữ vang lên lý hàn dạ giống như bị điên như dã thú gào thét biểu hiện gì tròi sáng ta nhìn thuần thuần trong này có tấm màn đen tiểu tử này sợ không phải cái nào đó quan hệ hộ cho nên mới đạt được các ngươi như thế thiên vị liên tiếp bị đảo ngược đánh mặt Lý Hàn Dạ triệt để mất trí. Dù sao việc này cũng không thể trách hắn. Không vô đạo bị xử phạt, bị giam nhập thần đạo viện thiên lao, vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bây giờ việc này cũng là bị không ngừng bị hóa tiểu lại hóa tiểu. Cái gì gọi là đơn thuần quyền cước phân tranh. Muốn không phải hắn dựa vào chết thay vui yêu, tránh thoát nhất kích trí mệnh. Hắn sớm đã bị không vô đạo một quyền oanh bể đầu, hóa thành một cái thi thể lạnh băng. Bây giờ, chính mình đã mất đi một tấm bảo mệnh nghịch thiên át chủ bài lại vẫn không có thể làm cho đối phương bởi vậy nỗ lực nửa phần đại giới việc này hắn nếu không thể đạt được một cái hài lòng trả lời chắc chắn chỉ sợ về sau ngủ thiếp đi hắn nửa đêm đứng lên đều sẽ vung chính mình mấy cái bàn tay có sai lầm công bằng việc này không khỏi quá mức có sai lầm công bằng táng đạo rõ ràng thì làm trái quy tắc lý nên bị giam nhập thiên lôi trì bị thiên lôi cực hình huyết hy cũng lần nữa nói giúp vào không sai chúng ta không phục. Không ít cái khác thiên kiêu lần nữa nhảy ra lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Làm can. Bản đế đều đã tuyên án kết quả, các ngươi còn dám như thế dây dưa khó đánh. Bàn lộng thị phi. Cầm đầu thần đạo viện đại đế nhất thời giận dữ. Gây hấn gây chuyện, còn không phục tuyên án, phạt các ngươi tiến vào thần đạo viện vô vọng núi, diện bích một tháng. Như lại có không phục, tước đoạt các ngươi tiến vào thần đạo viện tu luyện tư cách. Lời này giống như từng đạo sấm sét đánh vào Lý Hàn Dạ cùng huyết hy trên đầu, để cho hai người sắc mặt đột nhiên tái nhợt đồng thời kèm chút không có để cho hai người trực tiếp sụi lơ đi xuống vô vọng núi là thần đạo viện một chỗ khu vực đặc biệt trong đó tồn tại đặc thù nào đó pháp tắc một khi tiến vào bên trong thân thể các phương diện cơ năng đều sẽ bị toàn phương diện áp chế cả người thì giống như một cái bị ý thức chạy không thân thể có thể rõ ràng cảm thụ thời gian trôi qua đồng thời lại là chuyện gì cũng không thể làm chỉ có thể một mực nhìn lấy trước mặt thuần bạch không gian cảm thụ được tuế nguyệt trong thân thể lãng phí nếu là đạo tâm không đủ kiên cố, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng có thể bởi vậy lùi lại. Hai người nhìn hướng không vô đạo sắc mặt biến đến càng khó coi. Oán độc cùng biệt khuất dường như hóa thành thực chất, tại bọn hắn thể nội không ngừng đọng lại lại động lại. Có thể lớn nhất để bọn hắn biệt khuất chính là chính mình hết lần này tới lần khác còn không thể lại tiếp tục làm ra cái gì quá kích hành động. Nếu không, một khi bị tước đoạt tiến vào thần đạo viện tu luyện tư cách, đối bọn hắn mà nói đơn giản là tao ngộ thiên đại tổn thất thật cũng là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Táng đạo ngươi. Lý Hàn Dạ không dám đối với thần đạo viện đại đế tiếp tục dây dưa đánh lung tung. Đem tất cả lửa giận cùng biệt khuất hóa thành đối không vô đạo vô biên oán hận. Muốn không phải cái này đáng chết ra hỏa, hắn làm thế nào có thể bị như thế tai bay và gió. Nhưng hắn lại không dám đối không vô đạo xuất thủ. Chỉ có thể dùng cái kia tràn ngập ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đối phương như muốn triệt để xé nát. Không vô đạo không thèm để ý chút nào, khóe miệng ngược lại hơi hơi câu lên một vệt nụ cười, chơi lớn gan khí lên. Chỉ thấy hắn hai tay thả lỏng phía sau, cái cằm khẽ nhếch, một mặt xem thường khinh thường, cười khẽ, ngươi cái gì ngươi? Táng nào đó thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhất là hắn nửa đoạn sau câu nói này. Thậm chí ngay cả đứng tại hắn bên người Vũ Linh Ngọc, khóe miệng đều khống chế không nổi hơi hơi run rẩy. Quả nhiên là thương tổn tính không cao, làm nhục tính cực mạnh. Ngươi, Lý Hàn Dạ đồng tử trường lớn ngón tay run rẩy chỉ không vô đạo. Một bộ muốn động thủ, nhưng lại bởi vì đánh không lại, lại lại không dám động thủ tư thế. Phốc. Sau cùng, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất lý hàn dạ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết nghịch tuôn, không chế không nổi phun ra ngụm lớn máu tươi. Đồng thời, hắn càng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trước mắt thế giới một trận trời đất quay cuồng. Cả người nhất thời mất đi ý thức, thân thể hướng về phía dưới cắm xuống. Hàn dạ. Hàn dạ đế tử huyết hy còn có rất nhiều vĩnh dạ đế tộc đệ tử kinh hô một tiếng vội vàng đi nâng cơ hồ trong cùng một lúc hệ thống thông báo âm thanh bỗng nhiên tại không vô đạo trong đầu vang lên đinh kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử lý hàn dạ bởi vì chủ nhân thủ đoạn bị nghiêm trọng tự mình phản phệ đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ năm nghìn điểm còn thừa hai mươi bảy nghìn điểm chúc mừng chủ nhân phát động gấp 4 lần bạo kích thu hoạch được hai vạn điểm thiên mệnh điểm không vô đạo khóe miệng ý cười càng tăng lên không nghĩ tới cái này thế mà còn có thể có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, cái này lý Hàn Dạ không khỏi cũng quá kém. Chính mình bất quá thì dùng một điểm nho nhỏ kỹ xảo, liền trực tiếp đem cả người tức thành dạng này. Như thế điểm trò phúng đều gánh không được. Hiện tại thiên mệnh chi nhân, nội tâm không khỏi cũng quá yếu đuối. Vẫn luôn đang ăn dưa xem trò vui hệ thống thì là không khỏi sợ run cả người. Luôn cảm giác chính mình chủ nhân giống như biến đến càng thêm xấu bụng. Cái này rất nhiều vây xem thiên kiêu nhìn đến cái kia triệt để loạn cả một đoàn vĩnh dạ đế tộc đế tử não tử càng thêm có chút chuyển không đến sự tình mạc danh kỳ diệu nghênh đón cực lớn đảo ngược coi như xong lý hàn dạ làm sao trực tiếp bị tức xỉu không có nghĩ đến cái này không rõ lai lịch táng đạo trên thực tế là thâm tàng bất lộ à có thể làm cho thần đạo viện như thế thiên vị tuyệt bức là cái nào đó ẩn tàng quan hệ hộ ai đáng thương lý hàn dạ trêu chọc người nào không tốt hết lần này tới lần khác trêu chọc phải cái này quan hệ hộ đáng chết nguyên bản ta cũng là nghĩ đến vì chính mình chết đi đồng môn lấy lại công đạo bây giờ xem ra ngược lại không cách nào từ nơi này quan hệ hộ trên tay đòi nợ ngay tại đông đảo vây xem tu sĩ nghị luận ẩm ý lúc một quát lớn âm thanh vang lên lần nữa lớn mật bản đế đều đã tuyên án kết quả các ngươi thế mà còn ở nơi này bẻ cong sự thật lật ngược phải trái tiến vào thần đạo viện về sau các ngươi cũng đều toàn bộ lăn đi vô vọng núi diện bích một tháng tiếng nói vừa ra chỉ thấy tên kia đại đế vung tay lên vô cùng vô tận pháp tắc phù văn theo trong lòng bàn tay hắn phiêu tán mà ra trong nháy mắt tuôn hướng bao quát huyết hy ở bên trong đông đảo đệ tử đồng thời trên người bọn hắn lưu lại một đạo đặc thù pháp tắc lạc ấn đông đảo vây xem đệ tử không phải bọn hắn cũng là thuần thuần đến ăn dưa nhìn cái náo nhiệt thuận tiện mang theo vài cái tiết tấu phụ họa vài câu làm sao mạc danh kỳ diệu thì bị xử phạt rồi mà lại vì cái gì bọn hắn những người vây xem này gặp xử phạt, so táng đạo người trong cuộc này gặp xử phạt còn nghiêm trọng hơn. Không công bằng. Quan hệ hộ. Hắn nương, táng đạo tuyệt đối là quan hệ hộ. Tố cáo. Ta nhất định muốn hướng thần đạo viện cao tầng tố cáo. Tốt tốt tốt. Chơi như vậy đúng không? So quan hệ đúng không? Ngươi biết nhà ta cha là ai chăng? Trong lúc nhất thời, đông đảo vây xem đệ tử bi thiết ai tai, hô to oan uổng. Bất quá, bọn hắn chẳng những thu không về được thần đạo viện cho bọn hắn xử phạt thậm chí gặp hình phạt lại bị tăng thêm mấy phần như thế tai họa bất ngờ cũng để bọn hắn bởi vậy ở trong lòng hung hăng phía trên không vô đạo một bút càng bởi vậy thần đạo viện trong lịch sử lại thêm một cái kiên kỵ không có việc gì đừng đi xem náo nhiệt bởi vì rất dễ dàng đem chính mình cũng trực tiếp nhìn thấy mà sau đó không lâu thần đạo viện cũng lần đầu công bố thí luyện trên đường phát sinh tràng cảnh nguyên bản đông đảo hô to khi tiến vào thần đạo viện về sau muốn liên thủ nhằm vào không vô đạo thiên kiêu khi nhìn đến thí luyện trên đường phát sinh hết thảy về sau tràn ngập sầu oán ánh mắt nhất thời đều thanh tịnh hơn phần nửa một đạo to lớn màn sáng lơ lửng giữa trời cao vô số người đều có thể rõ ràng nhìn đến màn sáng bên trong phát sinh hết thảy tiên sơn chi đỉnh phía trên một tôn áo trắng thân ảnh tựa như hóa thành huyết sắc ác ma thân ảnh như quỷ mị giống như ngang dọc giữa thiên địa thân hình của hắn mỗi lần tại trong tấm hình loay qua. Cuồn cuộn dòng máu, viên cái đầu người, mảng lớn huyết nhục tạo thành luyện ngục huyết tinh hình ảnh, liền tại màn sáng bên trong không ngừng phát họa xen lẫn. Dựa người cốt nhục phá toái âm thanh, cùng giống như cửu u lệ quỷ giống như tiếng kêu rên, liên tiếp, liên tục không ngừng. Một số ý chí lực hơi kém thiên kiêu đều đã khống chế không nổi toàn thân phát run, hai con mắt biến thành màu đen, kém chút quỳ dạp xuống đất có thể cái kia đến tiến hành trận này một phương diện đồ sát áo trắng thân ảnh. Từ đầu đến cuối, không có toát ra nửa phần tâm tình gợn sóng. Dường như hắn sinh ra cũng là một cái không có tình cảm đồ phu. Như hắn nhân vật như vậy, cảm tình đối với hắn mà nói, bất quá là vướng víu. Cần phải làm là nghiền ép hết thảy, giết hại hết thảy. Hình ảnh không biết kéo dài bao lâu. Làm cả tòa tiên sơn chi đỉnh đều bị nhuộm thành huyết hồng. Những cái kia liên thủ thiên kiêu toàn bộ hóa thành khối vụn thịt muội lúc, trận này đồ sát mới rốt cục không có dấu hiệu nào đình chỉ. Thiên địa vắng vẻ một mảnh. Vô số sợ hãi đồng tử đều cùng nhau nhìn về phía một chỗ khu vực. Một mảnh huyết sắc luyện ngục trung tâm, một tôn cắt cổ tay làm cho người chú mục thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn đứng sừng sững. Vô số dòng máu dưới chân hắn tạo thành một vũng huyết đàm. Phản chiếu lấy cái kia chưa nhìn không ra mảy may tâm tình gương mặt. Càng làm cho người ta hoảng sợ sợ hãi chính là. Rõ ràng trải qua thảm liệt như vậy chém giết trên người hắn lại không có chút nào chiến đấu dấu vết thậm chí không có nhiễm phải mảy may huyết dịch áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế phối hợp thêm cái kia cỗ vườn quanh ở tại quanh thân vô hình âm lãnh khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy đoạn này hình ảnh cũng không khỏi toàn thân phát run tứ chi phát lạnh lúc này trong tấm hình cái kia dáng áo trắng phảng phất có nhận thấy hơi hơi chết mắt cặp kia đen nhánh như vực sâu con ngươi thông qua trắng bạc sợi tóc xuyên thấu vạn cổ thời không Phảng phất tại cùng tại chỗ tất cả mọi người đối mặt. Phù phù, một số rốt cuộc khống chế không nổi Thiên Kiêu lúc này ngã rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cho dù những cái kia ý chí lực cường đại Thiên Kiêu cũng không có tốt đi nơi nào, bờ môi cũng ẩn ẩn hơi trắng bệch. Mà tại lúc này, tất cả mọi người trong đầu cũng chỉ nổi lên một đoạn văn. Người này thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, càng xa không phải hơn bọn hắn có thể địch. Đoạn này được công bố hình ảnh mang đến cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác đồng thời càng làm cho không ít thiên kiêu bởi vậy đối không vô đạo sinh ra tâm lý. Bọn hắn cũng coi như hiểu. Vì sao lúc trước đế thích thiên sẽ nói, không vô đạo lại là cái hợp cách đối thủ. Giết thiên kiêu như giết gà. Dù là mấy tên thiên kiêu liên thủ cũng đồng dạng không phải hắn đối thủ, thậm chí toàn quân bị diệt. Như thế có thể so với quái vật giống như tồn tại. Trừ đế thích thiên những cái kia chân chính đứng tại kim tự tháp đỉnh phong thiên kiêu bên ngoài. Bọn hắn thật vô pháp tưởng tượng, còn có ai có thể cùng một tranh. Tin tức này cũng không có bị tận lực giấu giếm. Rất nhanh liền còn như gió bão, bao phủ toàn bộ vực ngoại chi địa, khiến vô số đạo thống cùng cường giả vì thế mà chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này táng đạo đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thế mà nương tựa theo lực lượng một người, liền có thể quét ngang nghiền ép cả một đầu thí luyện trên đường chỗ có thiên kiêu, đây thật là người có thể làm ra sự tình sao? Nghe nói cái này người không rõ lai lịch, không biết đến từ gì phe thế lực Việc này có phải hay không là thần đạo viện cố ý làm ra tấm màn đen. Nhưng đoạn này nhắn lại vẫn chưa lan truyền bao lâu, rất nhanh liền có người nhảy ra phản bác. Không có khả năng. Căn cứ thần đạo viện công bố hình ảnh, Táng đạo không đơn giản một người quét ngang mấy tên thiên kiêu, hơn nữa còn là sở hữu thí luyện con đường, chỗ có thiên kiêu bên trong, nhanh nhất thông quan thí luyện tồn tại. Thậm chí ngay cả Thiên Khải thần phủ truyền nhân, Đế Thích Thiên điện hạ đều so Táng đạo chậm hơn không ít. Lời nói này không thể nghi ngờ là một viên vẫn thạch nhập vào xôi trào cuồn cuộn bên trong Làm cả vực ngoại chi địa khuấy động lên càng mãnh liệt xôi trào thủy chiều Giống như kinh thiên động địa động đất cấp 10 Đế Thích Thiên Đây chính là bọn hắn toàn bộ thiên vực vô địch truyền kỳ Tuổi còn trẻ, Tu Vi chẳng những đã đột phá đến thánh chủ cảnh tứ trọng Càng thức tỉnh hơn hai đại đỉnh tiêm bản nguyên thể chất Nhất là hắn có ba ngàn đạo tâm Trời sinh thì đối đại đạo có được cực cao ngộ tính cùng kiến giải quang theo ngộ tính thiên phú phía trên xuất phát đế thích thiên đủ để được xưng tụng là toàn bộ vực ngoại chi địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhưng chính là như thế một cái tại ngộ tính thiên phú phía trên bị người cộng tôn là thứ nhất tồn tại lại đang khảo nghiệm ngộ tính tư chất thí luyện trên đường tại trong lúc vô hình bại bởi một cái không có danh tiếng gì táng đạo trên thân cái này chẳng phải là đại biểu cho táng đạo ngộ tính tư chất thậm chí so đế thích thiên còn mạnh hơn kết quả như thế càng làm cho toàn bộ vực ngoại chi địa sôi trào không thôi vô số thế lực thậm chí thì liền khởi nguyên thần tộc cũng bắt đầu trắng trợn điều tra lên liên quan tới táng đạo tin tức nhưng so với kính sợ cùng kiên kỵ càng nhiều thiên kiêu thì là càng phát phẫn nộ biệt khuất như táng đạo thể nội chảy xuôi theo cùng bọn hắn tương xứng tôn quý huyết mạch coi như xong có thể hết lần này tới lần khác đối phương thể nội chảy xuôi theo bọn hắn xem thường nhất nô lệ chủng tộc huyết mạch theo một loại ý nghĩa khác tới nói cái này chẳng phải là đại biểu cho bị bọn hắn một mực chỗ xem thường nô lệ chủng tộc thực tế tại tư chất cùng ngộ tính phía trên so với bọn hắn những thứ này chảy xuôi theo tôn quý huyết mạch tồn tại mạnh hơn nhiều nếu bọn họ không nghĩ biện pháp theo không vô đạo trên thân lấy lại danh dự cái này chẳng những là làm trò cười cho thiên hạ càng đem bọn hắn huyết mạch phía trên phần này tôn nghiêm đè xuống đất ma sát thần đạo viện nơi nào đó hành cung bên trong so với ngoại giới thì không vô đạo một chuyện triển khai kịch liệt thảo luận náo nhiệt nơi đây hành cung lại còn quạnh quẽ hơn an tĩnh nhiều ánh mắt xuyên qua cửa lớn đóng chặt to lớn chống trải hành cung bên trong giờ phút này có rất nhiều bộ dáng tuổi trẻ khí tức cường đại thiên kiêu đứng ở hành cung hai bên bọn họ đều là các cái thế lực đỉnh phong truyền nhân điện hạ đây chính là thí luyện trên đường phát sinh mọi chuyện ấu vi tuyệt không bất kỳ dấu dếm nào được trong nội cung một bóng hình thuần trắng xinh đẹp quỳ dạp trên đất đầu gấp thấp tư thái bên trong hiển thị rõ hèn mọn cung kính người này chính là tuyệt uyên đế tộc đệ nhất truyền nhân sở ấu vi mà tại hành cung vị trí cao nhất vị trí người mặc một bộ cửu long hắc bào đế thích thiên ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên ngón trỏ có tiết tấu nhẹ nhàng gõ tại trên lan can thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trong đại điện không ngừng tiếng vọng giống như rung khắp tâm thần cổ lão chuông vang mỗi vang lên một lần liền làm sở ấu vi tâm càng phát ra chìm xuống dưới phía dưới mấy phần trên thực tế tại tới này tòa hành cung trước đó nàng cũng đã đem không vô đạo cho mình giá ima ma công thượng thiên giấu ở một cái chỉ có chính mình mới biết ẩn nấp vị trí nàng đúng là đem phát sinh ở thí luyện trên đường hết thảy đều nửa chữ không kém nói ra duy nhất giấu diếm cũng là không vô đạo cho nàng ngày đó giá y ma công công pháp này không phải tầm thường sớm đã là bị nàng xem như nghịch tập tương lai át chủ bài cho dù nàng bây giờ là đế thích thiên trên danh nghĩa tùy tùng giả nàng cũng không thể lại đem công pháp này giao ra chốc lát chính đang nhắm mắt dưỡng thần đế thích thiên chậm rãi mở ra hai con mắt ánh mắt thâm thúy mà bình thản khóe miệng lại hơi hơi câu lên một vệt đường cong ấu vi ngươi thật là đem hết thảy tất cả đều bàn giao rõ ràng sao cũng không muốn thật giả nửa nọ nửa kia ẩn giấu đi một ít mang tính then chốt đồ vật lời này vừa nói ra sở ấu vi nội tâm khẽ run nàng cả người biểu lộ đều kém chút bởi vậy mất khống chế bất quá có lẽ là tại thí luyện con đường bên trong bị không vô đạo liên tục mấy lần trùng kích tâm thần thời khắc này nàng dường như đối với cái này có cực lớn sức miễn dịch dù sao cũng là cắn chết chính mình nói đều là lời nói thật càng muốn lấy đạo tâm phát thệ lấy chứng chính mình trong sạch thả thiên điện hạ táng đạo gia hỏa này từ trước đến nay xảo trá chỉ thấy một tên khuôn mặt tuấn lãng mọc ra một cặp mắt đào hoa thanh niên nam tử bỗng nhiên đi ra hướng về đế thích thiên chấp tay ôm quyền nói không chừng là tiểu tử này biết ấu vi là của ngài tùy tùng giả cho nên cố ý đem lưu lại muốn dùng như thế hạ lưu thủ đoạn để chúng ta nội bộ chính mình sinh ra dung chuyển còn mời thích thiên đại nhân minh giám cái này thanh niên tên là Lý Cẩm Thành. Chính là Hồng Trần Đế tộc đế tử. Mới nhìn đến hắn ấn tượng thì cho người ta một loại tình trường lão thủ, thậm chí quá mức âm nhu cảm giác. Nhưng bản thân hắn xác thực cũng là như vậy người. Phong nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa, bên cạnh hắn Hồng Trần chi kỷ tuyệt đối là nhiều nhất. Mỗi tháng đều có thể cấu kết lại khác biệt tuyệt sắc diện mạo mỹ nữ tử. Dù sao hắn cũng cũng không phải người của thế giới này đồng dạng là một cái xuyên Việt giả đồng thời còn giác tỉnh một cái đặc thù hệ thống tiên tử công lực hệ thống chỉ cần chưa chọc thiên tri kiều nữ làm cho đối phương làm cảm mến thì có thể thu được khác biệt trình độ đặc thù hệ thống khen thưởng mà lại nếu là có thể làm cho đối phương triệt để trung tình với mình thành vì đạo lữ của mình càng có cơ hội thu hoạch được trung cực hệ thống khen thưởng mà lúc còn sống hắn càng người là được xưng là internet phía trên tỉnh thánh chưa chọc muội đồng thời lấy nữ nhân niềm vui cơ hồ cũng là hắn am hiểu nhất thủ đoạn tiên tử công lực hệ thống càng là vì hắn lượng thân mà làm. Từ khi xuyên Việt đến cái này thế giới, Lý Cẩm Thành càng là nương tựa theo cái này hệ thống một lần hành động đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nương tựa theo hắn kiếp trước cái kia gần như xuất thần nhập hóa trêu chọc muội thủ đoạn. Rất nhiều thiên tri kiều nữ, mỹ mạo tiên tử làm cảm mến, thậm chí cùng kết làm đạo lữ. Chẳng những thu hoạch được rất nhiều hệ thống khen thưởng, thực lực bởi vậy tăng nhiều, đạt đến thánh chủ cảnh nhất trọng. Thậm chí những thứ này bị hắn công lực tiên tử, đều cam nguyện trở thành hắn cường đại trợ lực nguyện ý vì hắn sinh nguyện ý vì hắn chết mà tại hôm nay tiên tử công lực hệ thống đem mục tiêu chọn ổn định ở sở ấu vi trên thân đồng thời nói cho hắn biết nếu có thể thành công đem đối phương công lược cũng kết thành đạo lữ đem về thu hoạch được viễn siêu trước kia sở hữu khen thưởng phong phú thủ lao bởi vậy hắn mới dám ngay ở đế thích thiên trước mặt còn có nhiều như vậy cái khác thiên kiêu trước mặt vì sở ấu vi nói chuyện dù sao không đơn thuần là hệ thống ban bố khen thưởng để lòng hắn động. Mà lại, sở ấu vi bản thân liền để hắn phá lệ tâm động. Sớm đã cưỡi đã quen gợi cảm thục nữ hắn, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị. Đây chính là một cái hợp pháp lông trắng lam đồng la lị à. Nếu có thể thành công đem công lược, chính mình chỉ sợ lại có thể mở khóa thể nghiệm hoàn toàn mới. Huyền huyễn thế giới cưới cái lông trắng la lị cái gì, suy nghĩ một chút tự khiến người kích động. Bất quá, cũng bởi vì hắn tinh trùng lên não, quá độ trầm mê ở thế giới của mình. Đến mức hắn đều không phát giác, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên đế thích thiên, con ngươi chỗ sâu bao hàm vận vị đã phát sinh biến hóa. Kỳ thật, tại hắn tất cả tùy tùng giả bên trong, hắn lớn nhất chẳng thèm ngó tới người cũng là Lý Cẩm Thành. Dựa vào nữ nhân tới đi đại đạo chi lộ đường tắt, không coi đây là hổ thẹn, phản coi đây là vinh. Cả người tựa như là một cái tinh trùng lên não, khắp nơi khai chi tán diệp ngựa giống một dạng nếu không phải là hắn vận mệnh thần đồng cảm ứng được gia hỏa này trên thân tràn ngập nồng đậm thiên mệnh chi lực, hắn mới sẽ không thu loại này đồ bỏ đi làm vì mình tùy tùng giả. Vừa nghĩ đến điểm này, đế thích thiên liền càng thêm biệt khuất nổi nóng. Cũng không biết vì cái gì, loại này đồ bỏ đi thế mà đều có thể có đặc thù thiên mệnh chi lực gia trì. Cái gọi là thiên mệnh lại là sao mà buồn cười. Dường như lại nghĩ tới điều gì. Hắn ánh mắt lấp lóe Tràn ngập tại con ngươi chỗ sâu cái kia mà đặc thù vận vị tiêu tán, không lưu mảy may tung tích đương nhiên dù sao ấu vi là đằng sau ta tùy tùng giả nói đế thích thiên khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên ánh mắt hơi có thâm ý nhìn sang quỳ dạp trên đất sở ấu vi so với người xa lạ ta đương nhiên càng tin tưởng người bên cạnh mình ấu vi những ngày này ngươi cũng khổ cực đi xuống trước nghỉ ngơi đi đúng đa tạ điện hạ sở ấu vi khom mình hành lễ tại trước khi đi ánh mắt lạnh lùng liếc qua cách đó không xa lý cẩm thành lý cẩm thành giống như có cảm giác lộ ra một vệt chính mình hơi cảm thấy ngọc thụ lâm phong đẹp trai nụ cười giống như là tại lấy ánh mắt ra hiệu không cần khách khí với hắn bất quá so với bản thân cảm giác tốt đẹp lý cẩm thành sở ấu vi nội tâm đã là khí đến nghiến răng nghiến lợi càng đang mắng cái này xen vào việc của người khác ra hỏa đần độn nàng tốt xấu cũng đi theo đế thích thiên đã nhiều năm chỗ nào không biết đế thích thiên tâm tính đừng nhìn đối phương mặt ngoài bình tĩnh trên thực tế từ trước đến nay tính cách đa nghi. Đối phương như thế cho mình giải thích, chẳng những không sẽ đưa đến mảy may tác dụng, ngược lại sẽ để cho nàng ở vào càng thêm cục diện bị động. Sở ấu vi tâm lý hùng hùng hổ hổ rời đi đại điện. Cùng một thời gian, nhìn qua sở ấu vi rời đi bóng lưng lý cẩm thành, giờ phút này cũng có chút mộng bức mắt trợn tròn. trói chặt tiên tử công lực hệ thống hắn. Có thể thông qua hệ thống mặt bảng, rõ ràng nhìn đến muốn công lực đối tượng độ thiện cảm. Nhưng lại tại vừa mới, nguyên bản lơ lửng tại sở ấu vi đỉnh đầu độ thiện cảm theo phổ thông trực tiếp biến thành chán ghét cái này khiến lúc còn sống ngang dọc tình trường lý cẩm thành nhất thời có chút mộng chính mình đỉnh lấy áp lực lớn như vậy giúp nàng nói chuyện nữ nhân này không những không lòng sinh cảm kích phản mà đối với hắn sinh ra chán ghét trong lòng nghi hoặc mộng bức đồng thời lý cẩm thành khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười nữ nhân ngươi thành công đưa tới ta chú ý cái này tiểu la lị tính tình thẳng liệt đầy đủ vị hắn ưa thích. Vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp có thể bắt được. Cùng lúc đó cửu u táng thổ. Không vô đạo bản tôn xếp bằng ở trên đài cao. Đối với ngoại giới thì hắn triển khai kịch liệt thảo luận sự tình hắn cũng không hiểu biết càng không có hứng thú. Dù sao đám người kia nghị luận, căn bản không phải bản thân hắn, cũng vẫn chỉ là hắn một đạo phân thân thân thể mà thôi. Mà giờ khác này hắn ngay tại song hướng đột phá. Bản tôn tại vững chắc vừa mới đột phá không lâu thánh chủ cảnh tu vi đồng thời cũng ngay tại phân ra một đạo thần niệm để táng đạo tôn này thân thể hấp thu giá y ma công liên tục không ngừng lan truyền mà đến trả lại chi lực táng đạo tôn này thân thể càng đã đạt tới nửa bước trí tôn cảnh chỉ thiếu một chút liền có thể triệt để bước vào trí tôn hàng ngũ đúng lúc này một đạo đặc thù thần niệm ba động bỗng nhiên xuyên qua không gian rơi vào trong đầu của hắn không vô đạo mi đầu cao lại tuy nhiên có tu luyện bị đánh gãy không vui nhưng hắn cũng vẫn là đình chỉ tiếp tục tu luyện chuyện gì khi lấy được hắn sau khi cho phép, một âm thanh êm tai nhưng lại lộ ra cực kỳ lo lắng nữ tiếng vang lên. Đại nhân, ngài có thể hay không hàng hạ thần uy giúp bọn ta một chút sức lực? Chúng ta gặp một chút phiền toái, bách dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu trợ đại nhân ngài. Người nói chuyện chính là đương đại huyền băng vương tộc vương tuyết huynh liên không vô đạo mi đầu cao lại, làm cho đối phương giảng kỹ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai like ngay tại trước đây không lâu, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Liên tiếp đánh tan vô số vương tộc, một lần hành động trở thành trong vương tộc bá chủ thế lực Huyền Băng vương tộc, hấp dẫn đến phụ cận cường đại đế tộc, Hồng Trần đế tộc chú ý. Vì cho mình tranh thủ càng nhiều lợi ích, Hồng Trần đế tộc muốn tay không bắt sói, dùng vũ lực cưỡng bức Huyền Băng vương tộc thần phục, chết để thành vì bọn hắn phụ thuộc. Mà bây giờ đã có Hồng Trần đế tộc cường giả buông xuống, chính tại uy bức lợi dụng Huyền Băng vương tộc thần phục. Dưới vạn bất đắc dĩ, Huyền Băng nữ vương chỉ có thể xin giúp đỡ không vô đạo. Hồng chân đế tộc chặt đứt truyền âm không vô đạo ánh mắt lạnh lẽo nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong thân là thời không cấm khu thần tử từ trước đến nay đều là hắn đoạt đồ của người khác hiện tại thế mà không có sợ chết lại muốn theo trong tay hắn tay không bắt sói cơ hồ trong cùng một lúc một thân ảnh bỗng nhiên theo thần đạo viện bên trong sông ra hóa thành một vệt cầu vồng ánh sáng phá vỡ thương khung hướng về huyền băng vương tộc cương vực cực tốc bỏ chạy cái kia tựa như là táng đạo có chú ý tới tôn này thân ảnh tu sĩ hét lên kinh ngạc gần nhất thần đạo viện cổ lão truyền thừa chi địa muốn mở ra hắn đây là lại muốn đuổi đi nơi nào lúc trước phát sinh ở thí luyện chi chuyện trên đường sau khi kết thúc không ít người đều phá lệ chú ý táng đạo tung tích bây giờ qua xuất hiện liền gây nên từng trận sóng to gió lớn một số có lòng người gặp một mà này lại mắt lộ ra nghi hoặc trước đó không lâu rời đi lý cẩm thành có vẻ như cũng là chạy tới mảnh kia khu vực Cùng lúc đó huyền băng vương tộc hạch tâm đại điện bên trong. Chớ có không biết điều. Các ngươi có thể may mắn trở thành ta hồng trần đế tộc phụ thuộc là các ngươi toàn tộc đã tu luyện phúc phận. Rộng rãi đại khí trong cung điện bầu không khí ngưng trọng. Hồng trần đế tộc hai tên chuẩn đế cường giả tàn mát ra rồi rào cuồn cuộn uy áp, khiến tại chỗ sở hữu huyền băng vương tộc cường giả hơi có chút ngạt thở. Dù là tu vi đã đột phá đến trí tôn cảnh ngũ trọng huyền băng nữ vương, tại mênh mông như vậy uy áp dưới, cũng khó có thể sinh ra nửa phần sức chống cự hai tên chuẩn đế cường giả phụ trách mặt đen uy hiếp xong một tên khác hồng trần đế tộc trí tôn cảnh tu sĩ lại nhảy ra vai chính diện tuyết huynh liên ngươi lúc trước có thể đem huyền băng vương tộc theo gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ kéo về thậm chí phát triển thành ta thiên vực rất nhiều vương tộc trong thế lực bá chủ tồn tại cũng đủ để đã chứng minh ngươi chắc tuyệt mới có thể có điều ta thiên vực nước đến tột cùng sâu bao nhiêu tin tưởng ngươi cũng lòng dạ biết rõ thì coi như các ngươi nhất tộc có thể trở thành trong vương tộc bá chủ tồn tại nhưng muốn tiếp tục kéo dài thậm chí phát triển lớn mạnh thì không thể thiếu người mạnh hơn trợ giúp nói tên kia trí tôn cảnh tu sĩ lần nữa dỗi ra cảnh ô lưu dùng mang theo mê hoặc vận vị giọng nói chỉ muốn các ngươi nhất tộc nguyện ý từ nay về sau vì ta hồng trần đế tộc dâng lên tuyệt đối trung thành bản tôn tuyệt đối lấy đạo tâm phát thệ ta hồng trần đế tộc chắc chắn cho các ngươi vô thượng vinh quang để các ngươi huyền băng vương tộc bước về phía càng thêm huy hoàng thời đại vương tộc cùng bất hủ đế tộc ở giữa vốn là tồn tại như khoảng cách giống như tranh lệch. Dù sao có thể được xưng tụng là bất hủ đế tộc đạo thống, trong tộc đều có đại đế cường giả tọa chấn. Mà bọn hắn vương tộc, thậm chí ngay cả cái chuẩn đế cường giả đều không có. Bây giờ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi tại trước đó không lâu trước mới vừa vặn đến trí tôn cảnh ngũ trọng huyền băng nữ vương. Cho dù bọn hắn có không vô đạo ban cho giá ima công gia trì, thì trước mắt mà nói cũng kém xa một cái đỉnh phong đế tộc cho trực tiếp trợ giúp. Nhất thời, một bộ phận huyền băng vương tộc trưởng lão thì vô cùng tâm động. Thậm chí mở miệng du nói đến huyền băng nữ vương. Tuyết liên tộc trưởng, Hồng Trần Đế tộc các vị tiền bối chủ động rũi ra cảnh ô liu, cái này tại tộc ta mà nói là vô cùng lớn chuyện may mắn à. Không sai, tộc ta nếu muốn càng huy hoàng lớn mạnh thì không thể thiếu người mạnh hơn trợ giúp. Mấy tên thánh cảnh trưởng lão lần lượt mở miệng an ủi lên huyền băng nữ vương. Hoàn toàn quên đi bọn hắn có thể đột phá đến cảnh giới như thế bọn hắn huyền băng vương tộc có thể theo bên bờ biên giới sắp sụp đổ cuột khởi đều là bởi vì đạt được không vô đạo ban cho giá y ma công trợ giúp bây giờ bọn hắn đều đã sớm bị trước mắt lợi ích lớn hơn nữa chóng váng đầu óc chỗ nào còn quản cái này đúng nghĩa cứu tộc ân nhân một đám ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang tuyết huynh liên trong lòng thầm mắng bọn này bị lợi ích hun váng đầu não ngu ngốc không chỉ là bọn này không hiểu cảm ân gia hỏa để hắn nổi nóng đám người kia càng là ngu xuẩn không biên giới chỉ có trong nội tâm nàng mới rõ ràng, không vô đạo đến tột cùng có được như thế nào đáng sợ năng lượng. Tiện tay liền có thể xuất ra viễn siêu nàng thế tục nhận biết công pháp. Còn có lúc trước chấn áp ngòi lấy lửa vương tộc cường giả lúc, chỗ toát ra tuyệt đối thực lực kinh khủng. Cùng lúc trước đối phương toàn thân trên dưới để lộ ra khí chất. Đều không không có nghĩa là, người này lai lịch, khủng bố đến viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nàng thậm chí đều cảm thấy, bực này nhân vật tuyệt đối là bọn hắn thiên vực cái nào đó khởi nguyên thần tộc cổ lão truyền nhân coi như hồng trần đế tộc là bất hủ đế tộc bên trong đỉnh phong tồn tại thì sao cùng cao cao tại thượng chín đại khởi nguyên thần tộc so ra hồng trần đế tộc cũng đồng dạng còn thiếu rất nhiều nhìn tuyết khuyên liên ta đã nói nhiều như vậy tin tưởng trong lòng ngươi cần phải có chỗ định đoạt tên kia hồng trần đế tộc trí tôn cường giả lần nữa câu lên một vệt nụ cười vung tay lên theo trong chữ vật không gian xuất ra một bản ố vàng cổ lão công pháp đây là ta hồng trần đế tộc đỉnh phong công pháp thiên diễn quyết Ngươi thiên phú tư chất cũng không yếu, có pháp quyết này gia trì, tin tưởng ngươi nhất định có cơ hội khám phá đế cảnh, nói không chừng còn có cơ hội đột phá tới đại đế. Vì làm cho Huyền Băng Vương tộc thần phục, Hồng Trần Đế tộc có thể nói là hao tốn đại thủ bút, thậm chí ngay cả chính mình nhất tộc đỉnh phong công pháp đều đem ra. Tuy nhiên cái này để bọn hắn có chút thịt đau. Có thể nếu là có thể thành công cầm xuống Huyền Băng Vương tộc, vậy liền có thể triệt để xúc tiến bọn hắn toàn bộ Hồng Trần Đế tộc tại toàn bộ vực ngoại chi địa sức ảnh hưởng. Luận lâu dài lợi ích, cầm xuống huyền băng vương tộc mới là ưu tiên cấp. Đa tạ các vị tiền bối hảo ý. Tuyết khuyên liên nhẹ nhàng lắc đầu, hạ thấp người hành lễ. Nhưng vãn bối, còn có ta huyền băng vương tộc, sớm đã có dùng hết cả đời, đều phải vì thế mà truy tìm chủ nhân. Tha thứ vãn bối còn có ta huyền băng vương tộc không thể đáp ứng. Lời này vừa nói ra hồng trần đế tộc mấy tên cường giả nụ cười nhất thời cứng ngắc ngưng kết. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn xuất ra nhiều như vậy thực chất tính lợi ích càng cho đủ huyền băng vương tộc mặt mũi tuyết khuyên liên lại còn dám như thế không biết tốt xấu cự tuyệt bọn hắn thậm chí ngay cả cái kia mấy tên có lòng muốn muốn thần phục hồng trần đế tộc huyền băng vương tộc trưởng lão sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi không phải đây chơi phú quý đang ở trước mắt tại sao lại bị bọn hắn vương tùy tiện như vậy thì đem thả đi rồi nói như vậy tuyết khuyên liên ngươi là quyết tâm muốn không cho ta hồng trần đế tộc mặt mũi tên kia hồng trần đế tộc trí tôn cảnh cường giả nhất thời nụ cười thu liễm cũng cơ hồ trong cùng một lúc lúc trước phụ trách giả trang mặt đen hai tên trần đế cảnh cường giả lần nữa tản mát ra kinh khủng uy áp cùng lúc trước khí tức uy hiếp khác biệt lần này hai người tản ra khủng bố uy áp hoàn toàn thì là cố ý nhằm vào tuyết huynh liên Trần đế cảnh khí tức uy áp lật úp mà xuống để bị triệt để bao phủ trong đó tuyết huynh liên cốt cách đều tại lệch vị trí rung động thân thể khống chế không ngừng run rẩy bất quá từ đầu đến cuối Tuyết khuyên Liên đều sẽ biểu hiện ra nửa phần thống khổ thần phục chi tượng. Cái kia cỗ phải dùng tận cả đời muốn đi theo không vô đạo tâm, cũng không động dao động nửa phần. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười trong sáng. Ha ha, mấy người các ngươi đều cao tuổi rồi, như vậy liên thủ lại khi dễ một cái xinh đẹp như vậy tiên tử. Việc này như truyền đi, sợ là đến làm cho bên ngoài đám người kia chê cười ta hồng trần đế tộc à. Đang lấy khí tức uy áp trấn áp tuyết khuyên liên hồng trần đế tộc cường giả hơi sững sờ sau đó vội vàng thu liễm khí tức cùng nhau hướng về đại điện bên ngoài chắp tay thở dài, bái kiến cẩm thành đế tử. tại tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, quanh thân phù quang nhẹ nhàng lý cẩm thành theo đại điện bên ngoài tiến vào, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có phần cho người ta một loại phong thần tuấn lãng cảm giác. nhất là cái kia song cặp mắt đào hoa khi nhìn đến tuyết huynh liên một cái chớp mắt, con ngươi chỗ sâu hơi hơi tỏa sáng, lộ ra một loại thợ săn rốt cuộc tìm được hộp khẩu vị con mồi lúc hưng phấn không chỉ là Tuyết Khuynh Liên cái kia gợi cảm đầy đặn, tràn ngập thành thục sức hấp dẫn dáng người cùng khuôn mặt. Hắn tiên tử công lực hệ thống cũng trong cùng một lúc ban bố hệ thống nhiệm vụ. Đinh, mời ký chủ công lực Huyền Băng Vương tộc nữ vương Tuyết Khuynh Liên, làm cho đối phương cảm mến hoặc làm cho đối phương trở thành ký chủ đạo lữ, đem về thu hoạch được phong phú hệ thống khen thưởng. Lý Cẩm Thành âm thầm liếm liếm đôi môi khô khốc, nuốt ngụm nước bọt, mới miễn cưỡng ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Hôm nay hắn quả nhiên là gặp vận may chẳng những gặp hai nhiệm vụ công lược đối tượng mà lại hai cái này công lược đối tượng đều vô cùng phù hợp khẩu vị của mình một cái lông trắng tiểu la lị một cái gợi cảm đầy đặn đại ngự tỷ nếu là đem hai người cùng một chỗ cầm xuống ngày sau ban đêm chẳng phải là có thể thường xuyên làm đồ ăn thể nghiệm thần tiên khoái hoạt thời gian vừa nghĩ tới trong đầu cái kia tràn đầy vô số pha trộn khác nhau hình ảnh lý cẩm thành viên kia sao động trái tim thì làm sao đều áp chế không nổi bất quá làm kiếp trước ngang dọc tình trường cao thủ. Hắn tự nhiên cũng có thể hoàn mỹ khống chế khuôn mặt của chính mình tâm tình, vẫn chưa toát ra mảy may dị dạng cảm giác. Hắn chậm rãi dạo bước mà đi, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, biểu lộ ra khá là phong lưu phóng khoáng cảm giác. Tốt, lúc trước phát sinh sự tình bản đế tử đã biết được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện mấy tên Hồng Trần đế tộc cường giả, tùy ý nói, "Các ngươi lui xuống trước đi đi." Cái này, mấy tên Hồng Trần đế tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng bởi vì Lý Cẩm Thành là bọn hắn đế tử, thân phận địa vị không phải bình thường. Cho dù lòng đầy nghi hoặc, bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì, thành thành thật thật lui khỏi vị trí một bên. Cùng một thời gian, Lý Cẩm Thành đem bị trấn áp trên mặt đất tuyết khuyên liên đỡ dậy, sắc mặt ôn nhu, ngữ khí quan tâm nói. Cô nương không có trở ngại à. Lúc trước là tộc ta các vị tiền bối lỗ mãng, để cô nương bị như thế tai bay và gió. Tại hạ ở chỗ này trước hướng cô nương bồi cái không đúng. Lý Cẩm Thành giờ phút này biểu hiện phá lệ như gió xuân ấm áp. Lại thêm nguyên bản thân phận địa vị phi phàm. Cả hai lẫn nhau điệp ra, đối bất kỳ cái gì nữ tử đều có được lực hấp dẫn thật lớn, thậm chí rất dễ dàng tại trong lòng đối phương lưu lại một đạo ma diệt không đi mỹ ấn tượng tốt. Đa tạ Cẩm Thành đế tử. Bất quá, Tuyết Huynh Liên mặt ngoài mặc dù tại nói lời cảm tạ, nhưng đối với Lý Cẩm Thành phá lệ cảnh giác. Đối phương dò xét chính mình, lại cực kỳ xâm lược cảm giác ánh mắt, để cho nàng vô cùng không thoải mái cùng lúc trước hắn thấy vị kia có thể so với trên trời trích tiên đại nhân so ra. Cả hai quả thực cao thấp biết liền. Một cái là cửu thiên phía trên Minh Châu. Một cái là đầm lầy bên trong nê hoàn. Muốn không phải trở ngại hồng trần đế tộc hai cái chuẩn đế cường giả ngay ở chỗ này. Nàng quả nhiên là muốn đem đối phương trong mắt đều thẳng tiếp đảo. Đối với mình vừa mới ôn nhu biểu hiện có chút hài lòng Lý Cẩm Thành, vừa cảm thấy mình đã thành công nắm tuyết huynh liên lúc. Lại là đột nhiên phát hiện, đối phương nguyên bản đối với mình phổ thông hảo cảm độ, trong nháy mắt thì hạ xuống chán ghét cái này lập tức để lý cẩm thành có chút mắt trợn tròn đến mức nụ cười cũng hơi cứng ngắc không phải hắn biểu hiện ra như thế ôn nhu phong độ thân sĩ đối phương dù là không cảm mến chính mình cũng không nên có chỗ tâm tình chập trờn sao vì sao ngược lại sẽ còn đối chính mình hảo cảm độ giảm xuống mà lại đây là hắn gặp phải lần thứ hai không hiểu tình huống ngay tại lý cẩm thành dự định trọng chấn cờ trống lần nữa khởi xướng một vòng mới thế công lúc hồng trần đế tộc quả nhiên là thật là lớn gan chó vuốt chó cũng dám đưa đến bản tôn người nơi này một lạnh lùng lại như hồng chuông đại lữ giống như thanh âm đột nhiên từ trời cao phía trên vang lên giống tiếp theo một cái chớp mắt kinh thiên động địa tiếng long ngâm theo nhau mà tới lôi cuốn lấy nhiếp nhân tâm phách long uy ùn ùn kéo đến rơi xuống nhất thời làm bao quát hồng trần đế tộc hai tên chuẩn đế cường giả ở bên trong sở hữu tu sĩ thân thể cứng nở khủng bố như thế long uy đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhưng so với khiếp sợ hồng trần đế tộc cường giả tuyết khuyên liên thì là biểu lộ buông lỏng nỗi lòng lo lắng tạng nhất thời rơi xuống đất nàng muốn chờ đại nhân rốt cuộc đã đến đám người thần sắc hốt hoảng đi ra ngoài điện chỉ thấy đám mây lăn lộn dung chuyển một đầu lớn đến không nhìn thấy bờ già thiên tế nhật màu đen thân rồng khuấy động thương vân mang cho mọi người cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác hình ảnh nhưng so với như thế thân thể to lớn màu đen thương long mọi người mọi ánh mắt thì là bị đầu rồng phía trên cái kia thân ảnh thẳng tắp áo trắng hấp dẫn. Hắn đứng chắp tay, trung quanh pháp tắc phù văn nhẹ nhàng tung bay, hiện lộ rõ ràng siêu nhiên xuất trần khí chất. Dù là thân ở trời cao phía trên, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia song đen nhánh thâm thúy con người lan truyền mà đến khủng bố uy áp. Táng, Táng đạo. Nhận ra thân ảnh này Lý Cẩm Thành hét lên kinh ngạc thanh âm. Tự thí luyện con đường một chuyện sau khi kết thúc, Táng đạo danh tiếng có thể nói là bị triệt để khai hỏa tất cả mọi người biết đây là một tôn luận thiên phú tư chất còn kinh khủng hơn hoàng sợ cấm kỵ quái vật. Nhưng hắn lại là khó có thể lý giải được, vì sao Táng Đạo sẽ xuất hiện ở đây. Suy nghĩ không ngừng tung bay nhẹ nhàng, Lý Cẩm Thành cuối cùng được ra một tin tức. Hắn tuyệt đối không có đắc tội Táng Đạo. Kiểm tra đến đặc thù thiên mệnh chi nhân ba động. Hư hư thực thực chói chặt hệ thống. Đã vì chủ nhân tiêu ký, xin chủ nhân xem qua. Cùng một thời gian, sưng sững tại trên trời cao không vô đạo cũng nhìn thấy cái kia đột nhiên hiện lên ở táng đạo đỉnh đầu hệ thống mặt bảng. Tính danh, Lý Cẩm Thành, Tu Vi, Thanh Chủ Cảnh Nhất Trọng, Thân Phận, Xuyên Việt Giả, Hồng chân Đế Tộc Đế Tử, Thiên Mệnh Kỷ Nguyên Nhân Vật Chính Tùy Tùng Giả, Tuổi Tác, 37, Thể Chất, Hồng chân Thần Thể Đại Thành, Vực Ngoại Chi Địa 100 Đỉnh Phong Thể Chất Bên Trong Xếp Hạng Thứ 12, Nay Thể Chất Sẽ Chỉ Ở Hồng Trần Đế Tộc Đích Hệ Huyết Mạch Bên Trong Sinh Ra. Cũng có thể thông qua cùng người khác song tu, hấp thu nữ tử chi âm khí, âm dương giao dung tăng lên thể chất tiến trình công pháp hồng trần đế quyết tưởng tượng thần công bảo vật huyền thiên hồng trần kiếm chuẩn đế khí hư hư thực thực trói chặt hệ thống tiên tử công lực hệ thống căn cứ hết thảy phân tích trói chặt này hệ thống người có thể để ký chủ thông qua công lực thiên tri kiêu nữ để hắn cảm mến hoặc là trở thành tự thân đạo lữ lấy này đến thu hoạch được đặc thù hệ thống khen thưởng nhất là công lực những cái kia cỗ có thiên mệnh chi lực thiên tri kiêu nữ lúc càng có thể thu được càng thêm phong phú đặc thù khen thưởng không Vô Đạo mi đầu cau lại. Hắn hôm nay cũng coi là gặp mấy cái chói chặt hệ thống thiên mệnh chi nhân. Chỉ có Lý Cẩm Thành chói chặt hệ thống, chiết để đổi mới hắn đối hệ thống nhận biết hạn cuối. Nói thật dễ nghe gọi tiên tử công lực hệ thống. Nói trắng ra là không phải liền là tinh trùng lên não hệ thống sao? Lần đầu nghe nói, tinh trùng lên não, đi hành vân mưa sự tình, thế mà còn có thể thu được hệ thống khen thưởng, quả thực hoang đường buồn cười. Không Vô Đạo tiếp tục nhìn xuống. Trọng đại cuộc đời kinh lịch đời trước của hắn làm sàn đêm mẫu nam biết rõ như thế nào trêu chọc lòng của phụ nữ vượt qua vạn bụi hoa vạn hoa làm nghiêng bây giờ trói chặt tiên tử công lực hệ thống hắn thề phải lấy trong tay hệ thống để tu luyện giới vô số tiên tử vì chính mình cảm mến trở thành tu luyện giới phong lưu vương mà hắn chỗ lấy muốn đi theo đế thích thiên hắn phát hiện ra hỏa này vậy mà tại trong lúc vô hình muốn so với chính mình còn được hoan nghênh nếu là có thể thăm dò rõ ràng nguyên nhân đem ra hỏa này thay vào đó đến lúc đó toàn bộ vực ngoại chi địa tất cả mỹ mạo thiên chi kiêu nữ cũng không tùy ý hắn ngắt lấy. Thiên mệnh điểm 38.000, xem hết đạo này mặt bảng tin tức sau. Không vô đạo trong lòng đối với Lý Cẩm Thành càng xem thường khinh thường. Cái này không ổn thỏa một cái tinh trùng lên não, sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ đồ bỏ đi sao. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là loại này không coi là gì đồ bỏ đi, trên thân thế mà vẫn tồn tại đặc thù thiên mệnh ba động. Thậm chí còn trói chặt hệ thống. Tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, thành tựu đại đế, thành tựu tiên nhân đều phải đến thu hoạch được thiên mệnh. Thắng được thiên mệnh mới có thể một thế sở quy. Bây giờ trong mắt hắn, cái gọi là thiên mệnh quả thực hoang đường lại buồn cười. Một thế này hắn sẽ trở thành đại đế, nhưng tuyệt sẽ không dựa vào cái này dối trá bẩn thỉu thiên mệnh. Đồng thời, Tuyết Khuyên Liên nhìn hướng không vô đạo ánh mắt có chút mộng. Dù sao nàng ban đầu ở cửu u táng thổ bên trong nhìn thấy là không vô đạo bản tôn, mà không phải trước mắt tôn này táng đạo có thể rõ ràng hai người tại thân hình bề ngoài phía trên hoàn toàn khác biệt nhưng toàn thân để lộ ra cái kia cỗ khí chất hoàn toàn tựa như là theo trong một cái mô hình khác đi ra làm càn theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần hồng trần đế tộc cường giả trong nháy mắt nổi giận nổi giận nói ngươi là cái thá gì lại dám như thế nhục ta hồng trần đế tộc một cỗ khí tức kinh khủng uy áp nhất thời bao phủ khuếch tán mà ra giống như vài tòa thần sơn giữa trời chấn áp mà xuống khiến trong đại điện cường giả hơi có chút thở không nổi lúc trước tại thí luyện trên đường phát sinh sự tình, đã sớm như như gió bão chuyển khắp toàn bộ vực ngoại chi địa. Bọn hắn hồng trần đế tộc tự nhiên cũng là thu thập qua liên quan tới không vô đạo tin tức. Mặc dù đối phương không rõ lai lịch thân phận bối cảnh để bọn hắn rất kiên kỵ. Nhưng còn xa xa đến không được, trước mặt mọi người bị đối phương nhục mạ thành chó, bọn hắn cũng không dám thả nửa cái cái dám. Lúc này, Lý Cẩm Thành cũng chế trụ con người chỗ sâu chấn kinh cùng cảnh giác, trên dưới đánh giá một phen không vô đạo, nhếch miệng lên một vệt khí nhà thần nhàn nụ cười. Táng đạo, ta biết rõ ngươi cùng đế thích thiên điện hạ quan hệ. Như thế cố ý theo dõi ta, cho ta chơi ngáng chân hành động, không khỏi cũng quá mức hạ lưu. Chỉ cần một chút cân nhắc một phen, liền có thể minh ngộ Lý Cẩm Thành trong lời nói bao hàm trí ý. Không thể nghi ngờ thì là nói, không vô đạo cùng đế thích thiên lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là địch nhân. Mà hắn thân là đế thích thiên tùy tùng giả, cũng đồng dạng bị không vô đạo nhằm vào cùng địch ý. Bây giờ, không Vô Đạo khéo như thế đi theo phía sau hắn theo sát mà tới. Khẳng định cũng là cố ý đi theo, muốn thông qua loại thủ đoạn này, cố ý đưa cho hắn chơi ngáng chân. Không Vô Đạo trong lòng cười lạnh. Không thể không để mà nói là gia hỏa này não mạch kín quả nhiên là đầy đủ mới lạ lại không hợp thói thường. Như thế trong đầu ý Dâm Thiên Mệnh chi nhân, hắn cũng còn là lần đầu tiên gặp. Nhằm vào ngươi. Không Vô Đạo hai tay thả lỏng phía sau, cái cằm khẽ nâng, ánh mắt cao cao tại thượng quan sát Lý Cẩm Thành hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng. Bản tôn nhưng từ chưa đem đế thích thiên tên kia để vào mắt. Huống chi, ngươi chỉ là một đầu đi theo người khác đằng sau, hoàn toàn không coi là gì chó. Tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Cả tòa đại điện không khí nhất thời ngưng kết cứng ngắc. Tại chỗ tất cả mọi người đều đồng tử co vào như châm, miệng hơi hơi mở lớn, mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tin. Lần thứ hai trước mặt mọi người đem Lý Cẩm Thành ví von thành chó coi như xong mà lại đối phương thậm chí đều không đem bọn hắn thiên vực truyền kỳ đế thích thiên để vào mắt trong lúc vừa nói tràn ngập tràn đầy khinh thường cùng xem thường việc này như truyền đi chẳng những dễ dàng bị đế thích thiên ghi hận phía trên thậm chí còn có thể bị an lên một cái bất kính khởi nguyên thần tộc tội danh từ đó bị toàn bộ thiên khải thần phủ nơi nhằm vào thiên khải thần phủ là nhân vật gì đặt ở chín đại khởi nguyên thần tộc bên trong thực lực của đối phương nội tình đều được xưng tụng là đứng hàng đầu thậm chí được xưng là nội tình thâm hậu nhất khởi nguyên thần tộc một trong. Trong đó trí cường giả chỉ cần một chút dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả vực ngoại chi địa nhất lên ngập trời phong bạo, vô số thế lực đều đến nỗi một lần nữa đại thanh tẩy. Thì táng đạo như thế một cái vừa mới xong xảy ra chút danh tiếng tu sĩ trẻ tuổi, thế mà thì dám đem đế thích thiên cùng toàn bộ thiên khải thần phủ đều không để vào mắt. Tốt một cái táng đạo. Lý Cẩm Thành mặt mũi tràn đầy âm hàn, cặp kia vốn nên tràn ngập nhu tình cặp mắt đào hoa bên trong, giờ phút này tràn đầy phẫn nộ hôm nay sự kiện này bản đế tử nhớ kỹ bao quát ngươi không tuân theo chủ công đế thích thiên biến tướng làm nhục thiên khải thần phủ sự kiện này ta cũng sẽ cùng nhau báo cáo cho ta chủ tại hắn nói chuyện đồng thời cái kia xong tràn ngập phẫn hận hai mắt càng rất có vận vị quét mắt một vòng đại điện nhất thời liền để rất nhiều không rõ chân tướng huyền băng vương tộc một trận run lẩy bẩy sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy liên quan tới táng đạo tin tức bọn hắn cũng không biết bao nhiêu nhưng thiên khải thần phủ danh tiếng phóng nhãn bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa tuyệt đối là không ai không biết không người không hay bây giờ bọn hắn huyền băng vương tộc vương thật vất vả trong chỗ dựa còn không cho bọn hắn ra mặt liền trực tiếp đem hồng trần đế tộc cái gì đến thiên khải thần phủ đều cùng nhau đắc tội nhất là thiên khải thần phủ dựa theo bọn hắn chỗ có khủng bố năng lượng thậm chí đều không cần tận lực động thủ chỉ cần một chút thả ra một chút tin tức liền có thể đem bọn hắn toàn bộ huyền băng vương tộc đều đưa vào chỗ chết việc này hoàn toàn cũng là giả dối không có thật không giống nhau không vô đạo nói chuyện lúc này một tên huyền băng vương tộc trưởng lão nhảy ra chỉ không vô đạo sắc mặt vô cùng kích động ta huyền băng vương tộc căn bản cũng không nhận biết tiểu tử này càng chưa bao giờ thần phục qua tiểu tử này ta huyền băng vương tộc cùng hắn hoàn toàn không có nửa phần quan hệ tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt lại có mấy tên huyền băng vương tộc trưởng lão lên tiếng phụ họa không sai gia hỏa này cụ thể thân phận chúng ta hoàn toàn không biết hoàn toàn cũng là tuyết huynh liên gia hỏa này tự chủ trương có người lại đem đầu mâu chỉ hướng tuyết huynh liên giọng nói chuyện bên trong tràn đầy trách cứ oán trách trong giọng nói hoàn toàn không có đối với chính mình vương tôn kính thậm chí trực tiếp xưng hô đối phương tục danh tuyết huynh liên ngươi cái tên này không khỏi cũng quá tự cho là ngươi muốn đi đi theo người nào đó là ngươi chính mình sự tình không muốn đem ta toàn bộ huyền băng vương tộc đều dựng vào không tệ hồng trần đế tộc chư vị tiền bối như thế rộng lượng trượng nghĩa cho ta huyền băng vương tộc nhiều như vậy trợ giúp cùng đến đỡ ánh mắt của ngươi vẫn còn ngắn như vậy cạn ngươi căn bản là không có tư cách làm ta huyền băng vương tộc vương những trưởng lão này sớm tại ngay từ đầu liền muốn hoàn toàn thần phục hồng trần đế tộc chỉ là trở ngại tuyết khuynh liên nói tới tôn này vô thượng đại năng để bọn hắn còn ôm lấy một tia may mắn cùng hy vọng bây giờ tôn này vô thượng đại nhân không có tới ngược lại là tới một cái liền trí tôn cảnh đều không phải là mao đầu tiểu tử cái này để bọn hắn trong lòng thiên xứng nhất thời hướng hồng trần đế tộc nghiêng đổ lại thêm chi cái này tiểu tử cuồng vọng dám can đảm đem đế thích thiên cùng thiên khải thần phủ không để vào mắt biến tướng đắc tội bọn hắn toàn bộ thiên vực cự đầu thế lực bọn hắn tự nhiên lại không dám đi theo loại người này đi chịu chết các ngươi đối mặt chính mình tộc nhân đột nhiên xuất hiện chỉ trích tuyết khuyên liên sắc mặt âm trầm tức đến nỗi toàn thân phát run mặc kệ trước mắt tên nam tử này là ai nhất định đều là nàng chỗ truy tìm vị kia vô thượng đại nhân chuyên môn phái đến người nói chuyện nếu không phải vị kia vô thượng đại nhân ban cho pháp bọn hắn huyền băng vương tộc đừng nói quật khởi sở hữu cương vực cũng sớm đã triệt để bị ngòi lấy lửa vương tộc chiếm đoạt huyết mạch truyền thừa đoạn tuyệt bây giờ đám người kia lại là đem vị này vô thượng đại nhân cho thiên đại tạo hóa ân tình triệt để ném sau ót thậm chí tuyên bố cùng người nói chuyện không hề quan hệ cái này có thể không phải liền là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang cỏ đầu tường sao vốn chỉ là đơn thuần muốn nói hung ác lấy này đến uy hiếp không vô đạo lý cẩm thành cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn nhất thời thu liễm hai con mắt chỗ sâu phẫn nộ có chút nghiền ngẫm nhìn hướng không vô đạo có thể để hắn ngoài ý liệu là không vô đạo cũng không có vì vậy toát ra mảy may dị dạng hoặc là khó chịu thần sắc ngược lại vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt đối với cái này hồn nhiên không thèm để ý ngay tại lý cẩm thành cho rằng đối phương là tại cố giả bộ chấn định lúc không vô đạo lại là chậm rãi ngước mắt thâm thúy lạnh lùng con ngươi nhìn phía huyền băng vương tộc đám kia cỏ đầu tường một đám không coi là gì đồ bỏ đi an dám ở trước mặt ta lỗ mãng chết không vô thanh âm lạnh lùng dường như tràn đầy không thể ngỗ nghịch huy hoàng thiên uy giống như thần minh pháp chỉ cơ hồ tại hắn một chữ cuối cùng âm tiết rơi xuống một cái chớp mắt cả phiến thiên địa thời không bị vô hạn thả chậm một cỗ khó nói lên lời lực lượng không có dấu hiệu nào nhất thời bao trùm bao phủ cả tòa đại điện cơ hồ tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm phốc phốc nhất thời theo từng trận huyết nhục sụp đổ âm thanh vang lên liên tiếp mấy đám xương máu bỗng dưng nổ tung huyền băng vương tộc mấy cái tên trưởng lão tại trong chớp mắt không có không bất kỳ triệu chứng nào trực tiếp một loại nào đó lực lượng kinh khủng huyền bạo huyết nhục lôi cuốn lấy trắng muốt xương cặn bã tung bay thần hồn phai mờ biến mất không lưu mảy may tung tích biến cố đột nhiên xuất hiện nhất thời để cả tòa đại điện lâm vào yên tĩnh như chết ngưng kết tất cả mọi người đại não một mảnh trống không thân hồn đều bởi vì quá độ chấn kinh mà triệt để thoát ly thân thể bên ngoài bọn hắn hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì hết thảy biến cố cơ hồ phát sinh ở thoáng qua ở giữa liên phảng phất cái này mấy cái tính mạng con người đã sớm nhận được không vô đạo khống chế hắn tùy tiện phun ra một chữ liền có thể hoàn toàn khống chế đối phương sinh tử để hắn theo trên căn bản triệt để biến thành cho bụi. Thậm chí ngay cả Hồng Trần Đế tộc hai tên Trần Đế cảnh cường giả đều bị chấn kinh đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn hướng không vô đạo ánh mắt tràn đầy không thể tin. Phải biết tại vừa mới bị nghiền bạo thành xương máu Huyền Băng Vương tộc cường giả bên trong, có hai người đều là thánh chủ cảnh cường giả. Mạnh nhất một người tu vi, thậm chí đều đạt tới thánh chủ cảnh thất trọng. Coi như đến Trần Đế cảnh bọn hắn, muốn muốn tiêu diệt hai người này, cũng cần bỏ phí một chút thủ đoạn có thể không vô đạo cũng chỉ là đứng đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không có nửa phần động tác, chỉ là cánh môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thì thật đơn giản một chữ, cái này mấy tên thánh cảnh cường giả trong nháy mắt thì bị lực lượng kinh khủng nghiền ép, chết để thần hình câu diệt. Trong đầu suy nghĩ tại điên cuồng lan lộn, mọi người càng phát ra suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhìn hướng không vô đạo ánh mắt cũng càng hoảng sợ kiên kỵ. Chẳng lẽ lại, kẻ trước mắt này là cái nào đó ẩn giấu tu vi, hành tẩu nhân gian lão quái vật thậm chí ngay cả cảnh giới đều đạt tới ngôn xuất pháp tùy chi địa. Đương nhiên, ở trong đó phải kể tới kinh hãi nhất, tự nhiên vẫn là Lý Cẩm Thành. Dù sao tại hắn lúc trước trong mắt không vô đạo, nhiều lắm là cũng là cái thực lực mạnh hơn hắn hơn mấy phần tu sĩ trẻ tuổi. Chính mình một khi dùng xuất toàn lực, cũng có thể cùng vượt qua nhất chiến. Nhưng vừa vặn không vô đạo một câu diệt sát mấy tên Huyền Băng Vương tộc thánh cảnh cường giả một màn, đánh vào thị giác cảm giác quá quá mạnh. Thậm chí trong nháy mắt vỡ tung hắn thật vất vả tạo dựng lên tự tin. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đối phương tại sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ là đã sớm thiết kế tốt mưu kế? Không vô đạo đã sớm tại cái này trên người mấy người chôn xuống đặc thù cấm chế, cố ý đợi đến bọn hắn đến đây dẫn bạo, lấy này đến uy hiếp bọn hắn. Có thể lần này suy luận lại quá mức hoang đường. Càng phát ra nghĩ lại, Lý Cẩm Thành nhìn hướng không vô đạo ánh mắt thì càng kiên kỵ hoảng sợ. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi nhân Lý Cẩm Thành đối chủ nhân sinh sinh sợ hãi, đạo tâm bị trùng kích, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 3.000 điểm, còn thừa 35.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 6.000 điểm thiên mệnh điểm. Mà không vô đạo cũng không để ý tới hệ thống thông báo. Dù sao Lý Cẩm Thành trong mắt hắn cũng là một cái từ đầu đến đuôi không coi là gì tạp ngư. Dựa vào nữ nhân thượng vị đồ bỏ đi, đạo tâm lại có thể có bao nhiêu vững chắc. Không nhìn chấn kinh hoàng hốt tại nguyên chỗ hồng trần đế tộc cường giả. Không vô đạo thâm thúy con ngươi đen nhánh không mang theo mảy may cảm tình, lạnh lùng quét về phía còn lại Huyền Băng Vương tộc tu sĩ. Cực kỳ áp bách lực ánh mắt giống như thần minh nhìn xuống, để hắn thân thể khống chế không nổi một trận run rẩy run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ao ao cúi đầu xuống, không dám cùng chi có chút đối mặt. Một đám bẩn thỉu đồ bỏ đi. Ta lòng từ bi ban cho cho đồ đạc của các ngươi, tự nhiên tùy thời đều có thể thu hồi tới. Không vô đạo vẫn chưa tận lực hạ thấp thanh âm của mình. Bởi vậy hắn cái này tràn ngập lãnh ý lời nói vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên tai bên trong làm người ta trong lòng dâng lên một trận sợ hãi hoảng sợ nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được trong những lời này bao hàm ý tứ thậm chí lơ ngơ chẳng lẽ huyền băng vương tộc có thể có hôm nay đều là đều phải đến không vô đạo trợ giúp bất quá làm biết được sự tình ngọn nguồn tuyết khuyên liên lại là đồng tử hơi hơi co vào phảng phất có một đạo sấm xét giữa trời quang bay thẳng nàng não hải để cho nàng nhất thời minh bạch hết thảy Chẳng lẽ, trước mắt cái này áo trắng nam tử chính là trong lòng suy nghĩ không ngừng tung bay. Càng nghĩ kỹ lại, nàng thì càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán. Bằng không, vì sao nàng mới vừa vặn nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi lúc cũng cảm giác đối phương toàn thân khí chất sẽ cùng vị kia đại nhân như thế chi tượng. Bằng không, đối phương lại có thể bằng một câu chi uy. Diệt sát mấy cái kia nắm giữ thánh cảnh tu vi bạch nhãn lang. Trái tim đập bịch bịch, là cung nhiệt tín đồ nhìn thấy chỗ cung phụng chân thần kích động, càng là có thể cảm khái đi theo loại này vô thượng tồn tại có phúc ba đời. Nàng nguyên lai tưởng rằng lúc trước tại Cửu U Táng Thổ bên trong nhìn đến, cũng là không vô đạo toàn bộ thực lực. Không nghĩ tới, mình tại nơi này lại gặp một cái cùng loại với đối phương phân thân tồn tại. Có thể tùy tiện làm đến như thế phân thân tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng phải là đại đế. Thậm chí là thực lực siêu cường đại đế. Nàng càng phát ra khẳng định trong lòng suy đoán thậm chí cảm thấy đến không vô đạo bản tôn cũng là thực lực siêu cường của đại đế, càng có khả năng đồng dạng đến từ cái nào đó đỉnh phong khởi nguyên thần tộc. Không vô đạo cũng không hiểu biết Tuyết Huynh Liên suy nghĩ trong lòng. Tại uy hiếp ở tại tràng rất nhiều huyền băng vương tộc tu sĩ sau. Cái kia ánh mắt lạnh lùng lại chuyển hướng hồng trần đế tộc người, cuối cùng rơi vào Lý Cẩm Thành trên thân. Lại đối lên tia mắt kia một cái chớp mắt, Lý Cẩm Thành nhất thời hơi biến sắc mặt, thân hồn đều bởi vậy tại hơi hơi run rẩy. Chẳng biết tại sao, không vô đạo giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí tại so đứng trước đế thích thiên lúc, còn để hắn cảm giác áp lực to lớn. Bất quá đang nghĩ đến chung quanh còn có hắn hồng trần đế tộc cường giả về sau, cái kia run rẩy thần hồn vẫn là rất nhanh an định lại. Đối phương bất quá người cô đơn. Vũ Linh Ngọc lại không ở tại bên người, hắn có thể có cái uy hiếp gì. Nói đến Vũ Linh Ngọc, Lý Cẩm Thành trong lòng lại không cầm được đối không vô đạo dâng lên từng đợt địch ý. Vũ Linh Ngọc Mỹ danh hắn đã sớm nghe nói qua không ít, đối phương càng là bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa phong vân bảng phía trên tuyệt thế mỹ nhân một trong. Chẳng những là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân, mà lại mỹ mạo cùng tư thái đều đủ để được xưng tụng là lớn nhất nhất lưu. Dù là hắn là đế thích thiên tùy tùng giả, dùng hết các loại thủ đoạn, cũng không có cách nào cùng Vũ Linh Ngọc sinh ra nửa phần liên hệ. Dựa vào cái gì cái này không rõ lai lịch ra hỏa lại có thể. Mà lại, lúc trước phát sinh ở thần đạo viện sự kiện kia, hắn cũng không cảm thấy là không vô đạo bản thân năng lượng hoặc là thân phận bối cảnh cũng đủ lớn. Mà chính là thần đạo viện xem ở Vũ Linh Ngọc cùng Tử Linh Quốc độ trên mặt mũi, mới trực tiếp bỏ qua việc này. Đồng dạng cũng là một cái dựa vào nữ nhân thượng vị gia hỏa, có tư cách gì dám xem thường hắn. Không vô đạo không thèm để ý đối phương ý nghĩ trong lòng, càng không hứng thú biết. Nhếch miệng lên cái kia mặt đường cong lạnh ý càng sâu. Ngươi vừa mới đang dùng đế thích thiên cái kia đồ bỏ đi uy hiếp ta. Hắn ghét nhất chính là có người uy hiếp chính mình lại càng không cần phải nói là một cái rác rưởi, cầm khác một cái rác rưởi đến uy hiếp chính mình. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là đem làm nhục tính kéo căng. Oanh, kinh khủng pháp tắc uy áp từ hắn thể nội oanh minh bộc phát ra. Thoáng chốc, cả tòa đại điện đều bị một cỗ uy áp ngập trời bao trùm bao phủ, phù văn gào thét rung động, sáng tối chập chờn. Đây là thánh chủ cảnh uy áp. Bị cỗ uy áp này triệt để bao phủ lại mọi người, đồng thời cũng cảm giác xem rõ ràng không vô đạo cảnh giới để bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là tu vi của đối phương cao thâm mà là đối phương thể nội tản ra uy áp hoàn toàn thì không giống như là thánh chủ cảnh cái kia có thậm chí đã vượt xa khỏi thánh chủ cảnh tu vi phạm chủ đám người trong lòng gần như đồng thời sinh ra một loại ý nghĩ người trước mắt này thật sự là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ sao phốc lúc này chính diện bị không vô đạo uy áp trùng kích lý cẩm thành chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ lịch vị trí đau đớn kịch liệt để hắn thân thể co rút không chế không nổi phun ra ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt biến đến uể oải suy yếu. Đinh, chúc mừng chủ nhân để thiên mệnh chi tử Lý Cẩm Thành bị thương, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 2.000 còn thừa 33000. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 4.000 điểm thiên mệnh điểm. Không vô đạo hơi nhíu mày, trong lòng nghiền ngẫm. Cái này giòn ra Lý Cẩm Thành coi là thật lại là đem hắn đối thiên mệnh chi tử hạn cuối cho đổi mới. Cẩm Thành đế tử. Lúc này, kịp phản ứng hồng trần đế tộc cường giả kinh hô một tiếng cuống cuồng bận bịu hoảng đi qua nâng dù sao từ khi lý cẩm thành xuyên việt đến cái này huyền huyễn thế giới về sau hắn vẫn luôn ở cạnh lấy tiên tử công lực hệ thống không ngừng công lực hệ thống nhiệm vụ mục tiêu lấy này thu hoạch được phong phú khen thưởng tuy nhiên hắn dựa vào đặc thù hệ thống khen thưởng đem tu vi tăng lên tới thánh chủ nhất trọng nhưng loại này dựa vào ngoại vật đột phá trình độ quá lớn tự nhiên không thể nào là không vô đạo loại này thực chiến phái thiên kiêu đối thủ lại thêm chi, những năm này Lý Cẩm Thành mỗi tháng mỗi đêm đều muốn cùng các loại nữ tử hành vân mưa sự tình, không ngừng hiến ra bản thân tinh hoa, bởi vậy càng là toàn bộ vực ngoại chi địa nổi danh thận hư công tử. Gặp Lý Cẩm Thành bởi vì không vô đạo rồi rào uy áp mà thụ trọng thương, thậm chí miệng phun máu tươi. Đế tử đại nhân Mấy tên hồng trần đế tộc cường giả nhất thời đỏ mắt. Tuy nhiên Lý Cẩm Thành tại bọn họ vực ngoại chi địa danh tiếng cũng không tốt, là có tiếng trêu hoa gẹo nguyệt hoa hoa công tử nhưng giàu gì cũng là bọn hắn hồng trần đế tộc đế tử. Càng là bọn hắn nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bài diện. Bây giờ, trực tiếp bị không vô đạo ở ngay trước mặt bọn họ bị thương Lý Cẩm Thành, đây không thể nghi ngờ là tại đánh bọn hắn toàn bộ hồng trần đế tộc mặt. Nếu bọn họ đối với cái này còn không có nửa điểm phản ứng, sau khi trở về bọn hắn càng không cách nào giao nộp. Làm càn. Cầm đầu chuẩn đế cường giả giận tím mặt. Thoáng chốc, một cổ mãnh liệt rồi rào đế uy khuếch tán bao phủ lực lượng kinh khủng như là một tòa núi lớn giống như hướng về không vô đạo ngang áp đi dám can đảm làm tổn thương ta tộc đế tử hôm nay ngươi nếu không cho ta chờ một cái dao không giống nhau người này đem bàn giao lần thứ hai mà nói ra liền đã bị không vô đạo động tác triệt để đánh gãy chỉ thấy hắn vung tay lên không gian nhất thời nổi lên từng trận gợn sóng không gian tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ càng khủng bố hơn ngập trời đế uy giống như tuyệt địa chi hồng giống như un un kéo đến giống như theo không gian quang trong động dâng trào bộc phát ra phút chốc liền tách ra hai tên chuẩn đế cường giả tản ra đế uy cùng một thời gian càng khủng bố hơn lĩnh vực chi lực lật úp mà xuống khiến tại chỗ tất cả mọi người lâm vào càng hít thở không thông cảm giác áp bách bên trong đây là ngay sau đó tại mọi người hoảng hốt thất thần trong ánh mắt một tấm chảy xuôi theo sáng chói quang huy quanh thân đế đạo phù văn bập bình hoàng kim pháp chỉ chậm rãi theo không vô đạo sau lưng không gian nổi lên trong thoáng chốc mọi người tựa như thấy được một tôn hư huyễn đại đế hư ảnh xếp bằng ở không vô đạo đỉnh đầu tản ra chấn áp thiên địa vạn đạo khí tức đại đế đại đế pháp chỉ đông đảo cường giả cơ hồ trong cùng một lúc lên tiếng kinh hô người khác có lẽ cảm giác không ra thế nhưng hai tên chuẩn đế cảnh cường giả lại là rõ ràng đây là một tấm ngũ phẩm đại đế pháp chỉ đại đế từ trên xuống dưới chia làm nhất đến cửu phẩm ngũ phẩm đại đế đủ để coi là đại đế bên trong cường giả thế nhưng là cứ như vậy một tôn đại đế bên trong cường giả lưu lại pháp chỉ, cũng là bị không vô đạo vô cùng tùy ý cho lấy ra. Bàn giao. Lần nữa nắm giữ quyền chủ động không vô đạo khóe miệng nhỏ vạch, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vệt trêu tức vận vị. Ta đi ra lăn lộn, muốn với ai bàn giao. Oanh. Tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt. Càng khủng bố hơn đại đế khí tức theo phía sau hắn không gian vòng xoáy bên trong lan tràn ra. Cả tòa đại điện đều tại bởi vì cỗ lực lượng này run rẩy kịch liệt, tản mát phía dưới vô tận rơi cho. Thậm chí ngay cả phương viên vài dạm phù văn đều đang dùng cái này cỗ lực lượng kinh khủng gào thét run rẩy, đại địa chậm rãi hiện ra vô số tinh mịn vết rách. Người khác sớm đã bị cỗ lực lượng này chấn áp quỳ dạp trên đất, khó có thể nâng lên mảy may đầu. Tạch tạch tạch, thì liền hai tên thực lực mạnh nhất Hồng Trần Đế tộc chuẩn đế cường giả, giờ phút này cũng bị theo nhau mà tới khủng bố uy áp, áp xương cốt lệch vị trí, sắc mặt tái nhợt. Ngược lại là các ngươi, Hôm nay không cho ta một cái giá thỏa mãn, chỉ sợ cũng đến nằm tại chỗ này. Tại không vô đạo nghiền ngẫm thanh âm vừa xong một cái chớp mắt, lại có hai tấm chảy xuôi theo sáng chói thần huy, chung quanh đan sen đế đạo lôi đỉnh hoàng kim pháp chỉ chậm rãi theo không gian vòng xoáy bên trong nổi lên. Cái kia cỗ ngập trời đại đế uy áp tại lúc này dường như hóa thành thực chất. Ngoại trừ không vô đạo cùng đứng ở bên cạnh hắn tuyết huynh liên bên ngoài, những người khác bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng ép tới triệt để quỳ dạp trên đất thậm chí ngay cả đầu đều khó mà nâng lên nửa phần. Đến mức hai tên hồng trần đế tộc chuẩn đế cường giả sớm đã là bị chấn kinh đến vãi cả linh hồn. Bởi vì cái này hai tấm đại đế pháp chỉ đều là nhị phẩm đại đế mà lại còn là thiên mệnh đại đế tiêu hao chính mình bản nguyên chi lực ngưng tụ mà ra. Phong nhãn bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa. Có thể xuất hiện như vậy đỉnh phong đại đế đều đều là có thể so với khởi nguyên thần tộc đỉnh tiêm đạo thống. Vì sao? Quý giá như thế kinh khủng đại đế pháp chỉ nhưng tại không vô đạo nơi này lại giống như rau cải trắng giống như tùy tiện liền có thể lấy ra đối phương đến tột cùng là ai không vô đạo tịnh không để ý trong lòng đối phương suy nghĩ dù sao trên người hắn đại đế pháp chỉ căn bản là nhiều đến dùng không hết chỉ cần hắn một cái không cao hứng cùng lắm thì liền trực tiếp ném một đống đại đế pháp chỉ trước đem vực ngoại chi địa thiên cho sốc sau đó lại trực tiếp vận dụng phá vực phù truyền về thời không cấm khu ai có thể ngăn được hắn bất quá so với hồng trần đế tộc bọn người. Đứng tại không vô đạo bên người tuyết khuyên liên, càng có thể trực quan cảm nhận được cái kia ùn ùn kéo đến cuốn tới đại đế uy áp. Đại đế, đây chính là cái này thế giới chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tu sĩ. Nhưng trước mắt này vị đại nhân, chẳng những tiện tay xuất ra đại đế pháp chỉ, vẫn là đỉnh phong đại đế cường giả mới có thể ngưng tụ ra pháp chỉ. Khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là như thế nào nghịch thiên thân phận, mới có thể tiện tay xuất ra như thế đỉnh phong đại đế pháp chỉ nàng chỗ đi theo đại người thân phận, chỉ sợ thân phận lớn đến viễn siêu nàng tưởng tượng. Nàng lại là sao mà may mắn, có thể tại như thế nghịch thiên đại nhân vật thủ hạ làm việc. Phong phú cảm tình hí để tuyết khuyên liên suy nghĩ phá lệ phát triển, thậm chí thực hiện một loại nào đó tự mình công lược. Đinh Kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ tuyết khuyên liên đối chủ nhân triệt để quy tâm, còn thừa 2.000 thiên mệnh điểm đã toàn bộ khấu trừ. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp 4 lần bạo kích, thu hoạch được 8.000 điểm thiên mệnh điểm không để ý đến hệ thống thông báo âm thanh. Không vô đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hồng trần đế tộc cường giả. Ba tấm đại đế pháp chỉ lơ lửng tại trung quanh hắn, tản ra nồng đậm đế đạo quang huy, đem cả người hắn khí chất làm nổi bật đến càng thêm siêu phàm thoát tục. Có thể so với vạn cổ cự nhạc giống như trầm trọng uy áp lật úp mà xuống, để mấy tên hồng trần đế tộc cường giả thần hồn run rẩy, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Dựa theo bọn hắn dự đoán sự tình phát triển, Hẳn là bọn hắn mượn nhân số ưu thế cùng tu vi ưu thế, toàn phương diện áp chế không vô đạo, bức bách đối phương xin lỗi. Có thể chưa từng nghĩ đối phương hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, nội dung chuyện phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối phương đúng là tiện tay thì móc ra mấy tấm đỉnh phong đại đế ngưng tụ ra đại đế pháp chỉ, chính mình phản mà trở thành thằng hề, bị không vô đạo hung hăng nắm. Hiểu lầm, Táng đạo tiểu hữu, đây đều là hiểu lầm à. Cầm đầu Hồng Trần Đế tộc chuẩn đế tu sĩ đè nén trong lòng chấn kinh khóe miệng kéo ra một vệt gượng ép nụ cười. Căn cứ ta Hồng Trần Đế tộc tình báo điều tra, chúng ta cũng không hiểu biết Huyền Băng Vương tộc sớm đã đi theo Tiểu Hữu. Nếu ta chờ biết được sự tình ngọn nguồn, lại sao dám được như thế mạo phạm sự tình. Đúng vậy à, đối đãi chúng ta sau khi trở về, nhất định phải đem bọn này tên gia hỏa có mắt không chồng tự mình áp đến vì ngài bồi tội. Mấy tên Hồng Trần Đế tộc cường giả vung nồi bỏ rơi so với ai khác đều nhanh. Muốn lấy này đến làm dịu ngưng kết không khí, chuyển di không vô đạo lửa giận đây chính là các ngươi cho ta bàn giao không vô đạo đứng chắp tay băng lãnh thanh âm nghe không ra mảy may tâm tình mấy người có thể rõ ràng cảm nhận được lơ lửng tại phía sau hắn cái kia mấy tấm đại đế pháp chỉ tràn ngập ra càng thêm làm người sợ hãi đế đạo uy áp hồng chân đế tộc đám người sắc mặt trắng xám nếu bọn họ còn không lấy biện pháp rất có thể tất cả đều sẽ chết ở chỗ này mấy người không dám trì hoãn vội vàng xuất ra toàn thân gia sản dùng để làm mạo phạm nhận lỗi bổ khuyết hai tên chuẩn đế cường giả thậm chí còn giao ra chính mình bản mệnh chuẩn đế binh mới thành công có thể rời đi mới đầu buông xuống lúc hồng chân đế tộc cường giả có thể nói là khí thế hung hăng bài diện kéo căng nhưng tại rời đi lúc lại là hoảng sợ như chó vì có thể lắng lại không vô đạo lửa giận càng vì thế hơn đền hết quần con còn không dám thả nửa điểm ngoan thoại thế lương biệt khuất vô cùng không vô đạo tạm thời còn chưa không định đối lý cẩm thành động thủ dù sao như thế một cái rác rưởi tùy thời đều có thể giết mà lại so với những thứ này thối cá nát tôm hắn đổ là càng chờ mong tại thần đạo viện cùng đế thích thiên và chạm đến mức hồng trần đế tộc cái kia mấy tên cường giả lưu lại vốn liếng bồi thường không vô đạo đối với cái này cũng không nhiều hứng thú lắm đem rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng một kiện chuẩn đế binh lưu cho tuyết huynh liên về sau không vô đạo liền chuẩn bị trở về thần đạo viện tại cách trước khi đi hắn hơi hơi trách mắt nhìn về phía nhìn chằm chằm đầu cung tiễn chính mình tuyết huynh liên thanh âm lãnh đạm nhớ kỹ ta muốn chính là bọn ngươi nhất tộc, đối ta tuyệt đối trung thành. Đúng, khuyên liên tất không phụ chủ nhân hy vọng. Tuyết khuyên liên tự nhiên sẽ hiểu không vô đạo ý trong lời nói. Đối phương lúc trước giết chết, cũng bất quá là mấy cái trước hết ngoi đầu lên cỏ đầu tường. Trên thực tế vừa mới trong đại điện, có rất nhiều người đều biểu hiện ra muốn thần phục hồng trần đế tộc dấu hiệu. Có lẽ là cảm thấy đối bầy kiến cỏ này xuất thủ, sẽ ô uế tay của mình, không vô đạo liền không có trước tiên đem diệt sát. Nhưng ở lúc gần đi, hắn như là đã tận lực cường điệu qua tuyết huynh liên tự nhiên biết nên làm như thế nào một cái đại thanh tẩy kế hoạch tại trong đầu của nàng cấu tạo cho dù là cùng mình huyết mạch tương dung tộc nhân chỉ cần dám đối đại nhân bất trung đều phải chết bây giờ ý nghĩa sự tồn tại của nàng huyền băng vương tộc tồn tại ý nghĩa chính là vì đại nhân dâng lên tuyệt đối trung thành cùng lúc đó phát sinh ở huyền băng vương tộc sự tình lan truyền nhanh chóng Vô số tu sĩ cùng đạo thống cũng biết Không Vô Đạo tại Huyền Băng Vương tộc cương vực cùng Hồng Trần Đế tộc cường giả rằng co. Sau cùng càng là trực tiếp tế ra ba tấm đỉnh phong đại đế pháp chỉ, áp Hồng Trần Đế tộc không có nửa điểm tính khí, thậm chí không thể không đại xuất huyết làm xin lỗi nhận lỗi. Việc này càng là gây nên sóng to gió lớn, để vô số tu sĩ đối với Không Vô Đạo thân phận càng hiếu kỳ. Ngoạ Tào, cái này táng đạo lai lịch chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn à. Chẳng những có thể để thần đạo viện làm thương lượng cửa sau, thậm chí còn có thể tiện tay xuất ra đỉnh phong đại đế pháp chỉ. Xem ra đối phương tuyệt đối không đơn thuần là thực lực cường đại, chỉ sợ sau lưng còn dựa vào một đại thông thiên bối cảnh à. Nghe nói Táng Đạo gia hỏa này đối thực lực của mình tự tin vô cùng, thậm chí đều không có đem Đế Thích Thiên điện hạ để vào mắt. Càng tuyên bố đối phương cũng là cái đồ bỏ đi, cùng hắn căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thật sao? Ta làm sao nghe nói Táng Đạo cùng vọng đến đem Đế Thích Thiên điện hạ ca tụng là không coi là gì chó đâu? có lẽ là theo chuyện này tiếp tục lên men lại có lẽ là có người trong bóng tối tận lực mang tiết tấu một số tương đối khoa trương không hợp thói thường lời đồn bị dần dần truyền ra bất quá không vô đạo hoàn toàn không thèm để ý mặc cho nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng dù sao trong lòng của hắn xác thực cũng là nghĩ như vậy đến mức cái gọi là có lòng người hắn thậm chí đều không cần tận lực đi đoán liền biết tuyệt đối là lý cẩm thành cái kia ra hỏa cố ý trong bóng tối gây nên bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao Lý Cẩm Thành cũng đã sớm tại hắn chôn người danh sách lên. Cùng lúc đó thần đạo viện nơi nào đó trong đại điện. Đế Thích Thiên xếp bằng ở thần đài phía trên, chung quanh chìm nổi lấy sáng chói pháp tác thần quang. Không thể không để mà nói là hắn thiên phú tư chất phóng nhãn toàn bộ vực ngoại chi địa, thật có thể được xưng là tuyệt thế vô song. Tiến vào thần đạo viện bây giờ mới ngắn ngủi hai ngày không đến, tu vi lại lần nữa tinh tiến, đột phá đến thánh chủ cảnh ngũ trọng. Đến mức ngoại giới thả ra những cái kia nghe đồn, Hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá, hắn cũng không vì không vô đạo những vũ nhục này tính phát biểu mà nổi nóng. Thứ nhất, hắn đã biết thời khắc này ý để kích thích hắn cùng không vô đạo tiến một bước là địch truyền ngôn, xác suất lớn là tại không vô đạo trên tay bị thiệt lớn lý cẩm thành gây nên. Thứ hai, hắn cùng không vô đạo vốn chính là đối thủ. Thêm nữa bọn hắn lẫn nhau đều đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, tự nhiên cũng đều là chướng mắt đối phương. Nếu là bởi vì cái này cái gọi là truyền ngôn mà tức giận, thậm chí tự loạn trận cước, ngược lại có vẻ hơi tính cách quá kém. Bất quá, không gian trống trải bên trong, Đế Thích Thiên nỉ non nói nhỏ, có câu nói Táng Đạo nói rất đúng, thân là một con chó, lại dám cõng chủ nhân dâng lên một số không nên có ý nghĩ. Dạng này có tiểu tâm tư chó, vẫn là sớm một chút xử lý tốt. Đế Thích Thiên khóe miệng hơi hơi phác họa. So lên chính mình động thủ giết Lý Cẩm Thành, nhiễm phải một số phiền toái không cần thiết, không bằng đi lực thi tiểu kế để táng đạo tên kia tới làm tên đao phủ này tốt. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh liền đi tới thần đạo viện chính thức mở viện thời gian. Thông qua lúc đầu thí luyện khảo nghiệm sàng chọn. Vực ngoại chi địa vô số tham gia thí luyện thiên kiêu bị trực tiếp giảm bớt đến giải rác khoảng 10 vạn người. Mà những người này đều đều là toàn bộ vực ngoại chi địa tư chất đỉnh phong người, đều là nhân trung long phượng, thiên phú xuất chúng. Bất quá, coi như có thể thông quan thí luyện con đường sàng chọn, tiến vào thần đạo viện, cũng không gọi được là chân chính gối cao không lo. Ở chỗ này, thần đạo viện chế định ra một cái thiên kiêu bảng, đồng thời lấy vị trí cuối đào thải chế. Tiến vào thần đạo viện thiên kiêu có thể tùy ý tiến hành luận bàn tỉ thí. Phân ra quy tắc tỷ thí có hai loại, đơn giản thắng bại, hoặc là trực tiếp định sinh tử. Ngày hôm nay, tất cả mọi người tên cùng đại khái tin tức đều sẽ bị ghi chép lên thiên kiêu bảng đơn. Đến ngày mai, thiên kiêu bảng đơn 10 vạn danh ngạch đem về giảm bớt đến 9 vạn. Cái này cũng đem đại biểu cho, sẽ có một vạn người bị trực tiếp đào thải, mất đi tại thần đạo viện tiếp tục tu luyện tư cách. Cứ thế mà suy ra về sau cách mỗi ba ngày, đều sẽ mở ra một vòng mới sàng chọn. Thẳng đến tổng số người lần nữa giảm bớt một vạn, mới có thể một lần nữa chế định bước phát triển mới thiên kiêu bảng đơn bài danh. Đáng nhắc tới chính là, thần đạo viện cao tầng tại chế định ra thiên kiêu bảng đồng thời, vẫn sẽ chọn lấy thực lực thiên phú đối lập xuất chúng nhất 100 người làm chọn nhập trí tôn bảng. Trong đó, sáng chói nhất, thiên phú cường đại nhất 10 người, càng biết bị chọn nhập đứng đầu nhất hàng ngũ bảng. Ba trong bảng, hàng ngũ là vua. Nếu bọn họ có thể tại hàng ngũ trong bảng ổn định thứ tự của mình, cũng đủ để tại vạn cổ lưu danh. Mà tại hôm nay, thành công tiến vào thần đạo viện vô số thiên kiêu, giờ phút này đều tụ tập tại nói trong nội viện tiên thần Sơn phía dưới. Thần Sơn đỉnh chóp móc ngược lấy một mặt già thiên tế nhật cự đại thần kính. Có kỳ dị huyền ảo phù văn theo bên trong chảy xuôi bắn ra phác họa ra một đạo trói lọi dị tượng chính diện thần kính chính là thần đạo viện trọng bảo thần đạo kính có thể thông qua chiếu xạ tu sĩ do xét ra tu vi của đối phương cảnh giới tu luyện tiềm lực cùng thể chất huyết mạch trở. tu sĩ chỉ cần đứng tại thần đạo kính phía dưới tiếp nhận thần quang chiếu sáng thần đạo kính liền sẽ tại mặt kính phía trên cho thấy tên tu sĩ này cụ thể tin tức hơn nữa còn sẽ căn cứ tu sĩ thiên phú tư chất tu vi cảnh giới tu luyện tiềm lực tiến hành cuối cùng phân xét cho thấy đối phương tới tương xứng bảng danh sách giờ phút này thần dưới núi người người nhốn nháo, thanh âm ồn ào. Các ngươi nói, một thế này sẽ có người nào có thể thành công leo lên hàng ngũ bảng. Có thể leo lên hàng ngũ bảng thiên kiêu, đều đều là ta thiên vực trí tôn bên trong trí tôn, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngoại trừ những cái kia đỉnh phong khởi nguyên thần tộc truyền nhân bên ngoài, ai có thể có tư cách có thực lực tiến vào như thế bảng danh sách bên trong. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, táng đạo cần phải có cực đại xác suất bị chọn nhập hàng ngũ bảng. Một tên thiên kiêu bỗng nhiên mở miệng nói lúc trước phát sinh ở thứ 123 số thí luyện con đường hình ảnh, chắc hẳn các ngươi đều thấy được. Trừ hắn cùng ấu vi công chúa bên ngoài, cái khác chỗ có thành công trèo lên đỉnh thiên kiêu đều bị hắn một người giết đi. Một người ngang áp mấy tên thiên kiêu coi như xong, mà lại nghe nói thông quan thí luyện con đường tốc độ so đế thích thiên điện hạ còn nhanh. Thiên phú như vậy tư chất, tiến vào trí tôn bảng là ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể đi vào hàng ngũ bảng. Cái này lời nói tuy nhiên đạt được một bộ phận thiên kiêu tán thành. Nhưng nhiều người hơn thì là bởi vì đủ loại nguyên nhân đối với cái này khịt mũi coi thường. Buồn cười dựa theo thần đạo viện trước kia quy tắc, có thể thành công leo lên hàng ngũ bảng tồn tại. Chẳng những muốn thiên phú tư chất, thực lực muốn viễn siêu thường nhân, tu luyện tiềm lực càng phải vạn cổ vô song. Sao trổi trói mắt đi nữa, cái kia cũng chỉ là tạm thời trói lọi, tu luyện tiềm lực không được, cuối cùng cũng chỉ có thể thành tựu nhất thời nổi danh. Không sai, các đời có thể tiến vào thần đạo viện hàng ngũ bảng thiên kiêu, đều đều là giác tỉnh đỉnh phong thể chất tồn tại. Đế thích thiên đại nhân nắm giữ ngạo thế nhân gian ba đạo tâm vận mệnh thần đồng tu luyện tiềm lực viễn siêu người khác nhất định là hoàn toàn xứng đáng hàng ngũ bảng đứng đầu bảng. Lại nói vị kia ám thần điện thầm vô thần hắn đồng dạng giác tỉnh vạn cổ khó có thần ma vô song thể đây chính là ta thiên vực trăm đại thể chất trung bình năm xếp hạng thứ hai vô địch thể chất tu luyện tiềm lực không cần nói cũng biết còn có chấn thiên thần tông vị kia đông đảo thiên kiêu nghị luận ầm ĩ thảo luận lên bọn hắn vực ngoại chi địa giác tỉnh qua đỉnh phong thể chất vô song nhân vật. Đến mức không vô đạo sớm đã bị bọn hắn ném sau ót. Dù sao không vô đạo lai lịch quá mức thần bí. Ngoại trừ thần đạo viện lúc trước công bố, không vô đạo tại thí luyện trên đường một người đại sát tứ phương hình ảnh bên ngoài. Cũng không có người lại thông qua điều tra, đi tìm kiếm đến càng nhiều có quan hệ tin tức của hắn. Tự nhiên cũng liền càng không biết đối phương đến tột cùng có hay không giác tỉnh cái gì đỉnh phong thể chất. Đương nhiên, coi như đối phương thật giác tỉnh một loại nào đó đỉnh phong thể chất. Tại tất cả mọi người trong mắt, không vô đạo tu luyện tiềm lực cùng đế thích thiên cũng không được so. Nhân ra thế nhưng là giác tỉnh 3.000 đạo thể, cùng vận mệnh thần đồng hai đại đỉnh tiêm thể chất tồn tại. Trừ phi không vô đạo tiểu tử này đồng dạng giác tỉnh bản nguyên thần thể. Hơn nữa còn giác tỉnh hai đại bản nguyên thần thể. Thậm chí tam đại bản nguyên thần thể. Mới có thể tại tu luyện tiềm lực phía trên vượt qua đế thích thiên có thể việc này trong mắt bọn hắn vậy thì càng thêm hoang đường. Có thể giác tỉnh hai đại bản nguyên thần thể đã là vạn cổ khó có. Đến mức cái gọi là tam đại bản nguyên thần thể thậm chí bốn đại bản nguyên thần thể càng không khả năng xuất hiện tại lịch sử trường hà bên trong. Cùng lúc đó, thần đạo viện chỗ sâu nơi nào đó rộng rãi trong đại điện. Bao quát thái thanh viện trưởng ở bên trong sở hữu thần đạo viện cao tầng, giờ phút này đều tụ tập ở đây. Bất quá, hôm nay những thứ này tùy tiện dậm chân một cái, liên có thể tại toàn bộ vực ngoại chi địa nhấc lên một trận sóng to gió lớn cổ lão cường giả giờ phút này lại là gấp cao mày thân sắc rất là khó coi một lão giả buồn bực cao một phen chính mình đỉnh đầu trong giọng nói lộ ra táo bạo càng có chút bất đắc dĩ dựa theo tiên tổ đại nhân nói gia hỏa này lại là cái kia cấm khu truyền nhân tại sao lại chạy đến ta thiên vực đến ta thiên vực cùng chư thiên vạn vực bên kia thế nhưng là ngăn cách giới hải lại thêm chi khởi nguyên thần tộc bên kia lâu dài đều điều động cường giả đóng giữ biên giới bất luận cái gì dám can đảm vượt qua giới hải chư thiên vạn vực người đều sẽ ngay đầu tiên bị ta thiên vực đóng giữ người phát giác vì sao gia hỏa này đều đã xâm nhập ta thiên vực nội địa vẫn còn không một người biết được mấy câu nói đó không thể nghi ngờ cũng là điểm phá cái khác mấy tên thần đạo viện cường giả ý nghĩ trong lòng mấy ngày nay bọn hắn một mực tại như vậy sự tình triển khai thảo luận có thể cho dù tất cả mọi người vắt hết óc đều không hiểu rõ không vô đạo đến tột cùng là làm sao làm được Thần không biết quỷ không hay thì lẻn vào đến bọn hắn vực ngoại chi địa. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, thời không cấm khu có phải hay không gần nhất dự định có chỗ đại động tác. An bài không vô đạo tiến vào bọn hắn vực ngoại chi địa lịch luyện, là ôm mục đích gì khác. Đây càng để bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mấy ngày nay càng là bởi vậy làm tâm thần không yên. Thôi, mặc kệ gia hỏa này đến cuối cùng là làm sao làm được vượt qua giới hải đi vào ta thiên vực, cũng mặc kệ bọn hắn đến cuối cùng có như thế nào mục đích. Tổ tiên cũng mới nói, trên người hắn nhân quả không phải chúng ta có thể tiếp nhận nổi, việc này càng không phải là chúng ta có thể nhúng tay lên. Bây giờ chúng ta muốn làm, cũng là xem như hết thảy đều không phát sinh, coi hắn là làm ta thiên vực người mà đối đãi liền tốt. Sau cùng, theo Thái Thanh viện trưởng mở miệng, trận này kéo dài mấy ngày thảo luận mới rốt cục có thể kết thúc. Cái khác thần đạo viện cao tầng đều là không dị nghị, đều công nhận thuyết pháp này. Gặp phải không chọc nổi người, tốt nhất vẫn là học được muốn bỏ đi tôn nghiêm, học được giả câm vừa điếc cũng tỷ như bọn hắn một ít nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng cũng không phải là không thể vì không vô đạo mà thay đổi cùng lúc đó thần đạo viện trung ương thần sơn khu vực theo thần đạo kính phát ra trận trận kỳ dị ba động một cỗ huyền ảo kỳ dị lực lượng nhất thời tản mát ra bao phủ lại bát phương khắp nơi thần đạo kính nguyên bản giống như là bị che kín phía trên một tầng mê vụ mặt kính giờ phút này biến đến rõ ràng phản chiếu ra một cái hoàn toàn khác biệt thần dị thế giới thần đạo kính thức tỉnh nghe nói tiếp nhận thần đạo kính thần quang chiếu sáng chẳng những có thể hiển lộ ra có thể tiến vào bảng danh sách hơn nữa còn có thể có được thần kính tẩy lễ khơi thông kinh mạch đề cao tu luyện tư chất đây chính là chúng ta tiến vào thần đạo viện đệ nhất cái cọc đại cơ duyên có thể chớ nếu bỏ lỡ rất nhiều vây xem tại thần sơn chung quanh tu sĩ triệt để sôi trào đều là vận chuyển tu vi tiến vào thần đạo kính bao phủ khu vực chuẩn bị tiếp nhận thần quang chiếu sáng tuy nói thần đạo kính sẽ bại lộ bọn hắn tu vi cảnh giới cùng có thể chất huyết mạch. Nhưng tương tự cũng có thể giúp bọn hắn tuyên truyền tự thân uy danh. Dù sao bọn hắn tiến vào thần đạo viện tu luyện, chẳng những là phải trở nên mạnh hơn, càng là muốn nhờ vào đó khai hỏa uy danh của mình, thậm chí lưu danh toàn bộ vực ngoại chi địa. Bây giờ, mở rộng uy danh cơ hội đang ở trước mắt, những thứ này thiên kiêu bên trong long phượng, tự nhiên càng sẽ không chờ mắt bỏ lỡ. Ông, tại nhóm đầu tiên mấy ngàn tên thiên kiêu tiến vào thần đạo kính chiếu dọi phạm vi sau móc ngược tại mái vòm thần đạo kính ong ong rung động, phun ra hừng hực chói mắt ánh sáng. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo sáng chói thần quang xuyên qua hoàn vũ, giống như dâng trào trời cao tinh hà, tự thần đạo kính bên trong chảy xuôi mà ra đem phía dưới rất nhiều thiên kiêu bao khỏa trong đó. Trận này thần quang tẩy lễ chỉ kéo dài mười mấy hơi thở thời gian. Bị bao phủ ở bên trong tu sĩ, chỉ cảm thấy bị một cỗ giống như thanh tuyền giống như nhẹ nhàng khoan khoái như nước suối lực lượng bao phủ. Trong thân thể một ít kinh mạch bế tắc bị khơi thông, toàn thân một trận thư thái. Đồng thời, thu hồi đếm đạo thần quang thần đạo kính cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn. Nguyên một đám bắt mắt hoàng kim chữ viết tại to lớn mặt kính phía trên nổi lên. Tính danh, Trương Nguyên, Tu Vi, Thánh Nhân Cảnh Tam Trọng, Thể Chất, Thúy Linh Đạo Thể, ba 000 đạo thể bài danh thứ 2.991 tên, Thiên Phú Tiềm Lực Đánh Giá, Hạ Đẳng Thiên Thượng, Chiến Lực Đánh Giá, Hạ Đẳng Thiên Thượng, Sự Tích Huy Hoàng, vừa đạp nhập Thánh Nhân Cảnh Lúc, sáu chiêu đánh bại thế hệ trước thánh nhân cảnh cường giả chúng tuyển bảng danh sách thiên kiêu bảng nhìn đến cái này hiển lộ mà ra văn tự về sau đông đảo thiên kiêu hít một hơi lãnh khí ngoạ tào giác tỉnh một cái ba nghìn đạo thể bên trong thể chất thế mà cũng chỉ có thể xếp vào thiên kiêu bảng đặt ở thần đạo viện trước kia trong lịch sử có thể giác tỉnh ba nghìn đạo thể thiên kiêu cũng đầy đủ tiến vào trí tôn bảng đi có thiên kiêu cảm khái không thôi khó trách nói một thế này là đại thế buông xuống Bực này thiên kiêu thế mà cũng chỉ có thể tiến vào thiên kiêu bảng, khó có thể tưởng tượng. Những cái kia có thể đi vào trí tôn bảng thiên kiêu thiên phú tư chất đến tột cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Trong đám người, một tên thân hình khôi ngô, tướng mạo kiên nghị thanh niên nam tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nắm chặt song quyền tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn không những giác tỉnh thúy linh đạo thể, càng khổ tu mấy năm, hao phí tông tộc cung cấp vô số tài nguyên mới đi tới hiện tại cảnh giới. Nguyên bản hắn nghĩ đến chính mình làm sao đều có thể đi vào trí tôn bảng. Thật không nghĩ đến chính mình cũng chỉ là bình thường nhất thiên kiêu bảng. Cái này khiến trong lòng của hắn một trận bi thương đồng thời. Càng cảm giác bọn hắn thiên vực thâm tàng bất lộ. Lơ lửng tại mái vòm thần đạo kính tiếp tục hiển lộ ra từng hàng hoàng kim văn tự. Tiếp liền đi ra mấy trăm tên chúng tuyển thiên kiêu bảng tu sĩ sau. Rốt cục, mọi người thấy một hàng tới khác biệt hoàng kim văn tự. Tính danh, Lý Hàn Dạ, Tu Vi, Thanh Chủ Cảnh Nhất Trọng thể chất vĩnh dạ ma thể thiên vực 100 đỉnh phong thể chất bài danh thứ 78. thiên phú đánh giá thượng đẳng chiến lược đánh giá thượng đẳng sự tích huy hoàng đương đại thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong đem triệu hoán đại đạo đi đến cực hạn tuổi trẻ tồn tại tại vừa mới bước vào thánh nhân cảnh lúc cùng mình triệu hoán sinh linh phối hợp tác chiến nhẹ nhõm chấn áp hai tên thánh chủ cảnh cường giả chúng tuyển bảng danh sách trí tôn bảng quá mạnh vĩnh dạ đế tộc hàn dạ đế tử thế mà tiến nhập trí tôn bảng nhóm đầu tiên tiếp nhận thần kính tẩy lễ mấy trăm người cũng chỉ có hàn dạ đệ tử một người thành công trúng tuyển trí tôn bảng cái này trí tôn bảng độ khó khăn không khỏi cũng quá lớn vĩnh dạ đế tử đem triệu hoán đại đạo đã phát vung tới cực hạn có thể tiến vào này bảng hoàn toàn ở lẽ thường bên trong nghe chung quanh tu sĩ truyền đến tiếng nghị luận lý hàn dạ khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại thêm đứng chắp tay động tác cả người xem ra lộ ra phá lệ tự ngạo siêu nhiên hắn dù sao cũng là một cái trói chặt hệ thống xuyên việt giả tiến vào trí tôn bảng, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Đáng tiếc duy nhất chính là chính mình không thể thành công tiến vào hàng ngũ bảng. Lý Hàn Dạ ánh mắt trong đám người du tẩu. Tìm kiếm được không vô đạo thân ảnh về sau, vừa muốn mở miệng châm chọc đồng thời khoe khoang một phe lúc. Lại là nhìn đến không vô đạo nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tình cảnh này nhất thời giống như một chậu nước lạnh từ đầu rội xuống. Để Lý Hàn Dạ tứ chi phát lạnh, tê cả ra đầu. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới trước đó không lâu bị không vô đạo chi phối hoảng sợ thậm chí còn vì thế đạt được tại vô vọng núi cấm túc diện bích một tháng xử phạt. Hắn có loại cảm giác, nếu là mình còn dám ngay mặt khiêu khích không vô đạo, có thể sẽ bị một loại nào đó không kết quả tốt. Hừ, Táng đạo ngươi khoan đắc ý. Đợi ta thành công thông qua Chư Thiên Khế Ước hệ thống, khế ước sinh linh kia là tử kỳ của ngươi. Hắn lúc trước tại Không Vô Đạo nơi này bị chịu quá nhiều quá nhiều sỉ nhục, thậm chí còn vì thế tổn thất hai cái trọng yếu khế ước sinh linh. Vì cam đoan có thể triệt để chém giết đối phương, hắn quyết định hiến tế rơi chính mình trước mắt khế ước toàn bộ sinh linh dùng để làm một loại nào đó thẻ đánh bạc một lần nữa thông qua chư thiên khế ước hệ thống cưỡng ép khế ước hắn mục tiêu cuối cùng tiên thiên sinh linh căn cứ hắn lấy được tư liệu biểu hiện tiên thiên sinh linh thế nhưng là cái này thế giới huyết mạch cổ xưa nhất chủng tộc càng có thể sử dụng đặc hữu tiên thiên thần lực uy năng vô song nếu có cái này tiên thiên sinh linh trợ lực hắn có trăm phần trăm nắm chắc chu sát không vô đạo cái này cản rỡ tiểu tử nói không chừng còn có thể xoay người nông nô đem ca sướng. Đem đế thích thiên cũng cùng nhau dẫm tại lòng bàn chân. Nhóm đầu tiên tiếp nhận thần đạo kính chiếu dọi tu sĩ, đại khái tin tức đã toàn bộ hiển lộ. Thành công chúng tuyển trí tôn bảng, bao quát lý hàn dạ ở bên trong cũng chỉ có 7 người. Tại mọi người cảm khái đồng thời. Rất nhanh, một nhóm mới mấy ngàn tên thiên kiêu cũng tiến vào bên trong tiếp nhận thần quang tẩy lễ. Theo từng trận ba động kỳ dị khuếch tán, mặt kính phía trên lần nữa hiện ra từng hàng hoàng kim văn tự. Tính danh, Tháp Bạt Thiên, Tu Vi, Thánh Nhân Cảnh Cửu Trọng, Thể Chất, Thiên Quang Đạo Thể, 3.000 Đạo Thể bài danh thứ 126, Thiên Phú Tiềm Lực Đánh Giá, Trung Đẳng Thiên Thượng, Chiến Lực Đánh Giá, Trung Đẳng Thiên Thượng, Quang Huy Sự Tích, Xâm Nhập Thiên Uyên Tri Địa, Ba Tiến Ba Lùi, Toàn Thân Trở Ra. Chúng tuyển bảng danh sách, Thiên Kiêu Bảng, mọi người lần nữa một trận thổn thức. Ai? Lần này muốn đi vào trí tôn bảng, độ khó khăn thực sự quá lớn quá lớn. 3.000 đạo thể bên trong bài danh thứ 126 thiên quang đạo thể sở hữu giả, thế mà cũng chỉ có thể tiến vào thiên kiêu bảng. Nghe nói thiên uyên chi địa bên trong tồn tại rất cường đại thánh cảnh hoang thú, tính tình bạo ngược tàn nhẫn, có thể tùy tiện cắn nát thánh nhân cảnh cường giả thân thể. Thác bạt thiên có thể làm đến ba tiến ba lùi, hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Tại chiến lực đánh giá phía trên thế mà cũng chỉ là chỉ là thượng đẳng. Cũng không biết những cái kia có thể đi vào hàng ngũ bảng, lại đến tục cùng ra sao tồn tại mọi người tại nghị luận thời điểm. Lại là lại không hẹn mà cùng đột nhiên nghĩ đến một cái tên, táng đạo. Cũng không biết đối phương cuối cùng tiến vào là trí tôn bảng. Vẫn là càng cao hơn một cấp hàng ngũ bảng. Tính danh, sở ấu vi, cảnh giới, thanh chủ cảnh nhất trọng, thể chất, xương tuyết linh lung tâm, thiên vực trăm đại đỉnh tiêm thể chất bài danh thứ tư, thiên phú tiềm lực đánh giá, ngàn năm khó gặp, chiến lực đánh giá, tối thượng đẳng, sự tích huy hoàng, nửa nén hương thời gian bên trong, thông quan độ khó khăn nhất xương tuyết băng ngục. Đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đem hàn băng đại đạo tu luyện tới đứng đầu nhất tồn tại. Chúng tuyển bảng danh sách, trí tôn bảng. Nhìn đến nơi này, chung quanh lại là một trận thổn thức thanh âm. Ngoạ tào, ấu vi công chúa thế mà cũng vô pháp tiến vào hàng ngũ bảng. Nàng giác tỉnh thế nhưng là ta thiên vực trăm đại thể chất bên trong bài danh thứ tư vô thượng thể chất à. Thiên phú tiềm lực đánh giá đều đã đạt tới thiên cổ khó gặp tình trạng. Thế mà cũng vô pháp tiến vào hàng ngũ bảng sao chẳng lẽ có thể đi vào hàng ngũ bảng đều cần đạt tới vạn cổ vô song cấp bậc thế này thì quá mức rồi quảng trường phía trên nơi nào đó nơi hẻo lánh sở ấu vi thân mang một bộ váy trắng thẳng lưng tóc bạc bay múa theo gió đem hắn thân ảnh làm nổi bật càng uyển chuyển linh lung ta cũng chỉ là tiến nhập trí tôn bảng à sở ấu vi khóe miệng nổi lên một vệt cười khổ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần có chút không cam lòng nàng chợt nhớ tới không vô đạo tại thí luyện trên đường cho hắn cái kia bản đặc thù công pháp bởi vì hoài nghi đối phương không có hảo ý nàng cũng một mực không có đi tu luyện sử dụng hiện tại cũng không biết nàng cầm đi tu luyện có thể hay không để thực lực của mình có tăng lên thậm chí tiến vào hàng ngũ bảng dù sao không vô đạo nói ban đầu ở thí luyện trên đường biểu hiện ra thực lực quá mạnh ở trong mắt nàng tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ bảng tu luyện đối phương ban cho cho nàng công pháp tuyệt đối sẽ đối với mình có tác dụng lớn Hoàng Kim Văn tự tiếp tục viết lấy. Thiên kiêu đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ có 100 người có thể trúng cử trí tôn bảng, cũng dần dần bị lấp đầy. Tính danh, Trấn Bắc Tiêu, cảnh giới, thanh chủ cảnh nhị trọng, thể chất, bất diệt thần vương thể, ba 000 đạo thể lâu dài xếp hạng thứ 12, Trấn Thiên Đồng Tử, thiên vực trăm đại thể chất xếp hạng thứ 9, sẽ chỉ ở Trấn Thiên Thần Tông đích hệ huyết mạch bên trong sinh ra. Thiên phú tiềm lực đánh giá, ngàn năm khó gặp, chiến lực đánh giá, đỉnh phong sự tích huy hoàng lực lượng một người chấn áp chấn thiên thần tông đương đại chỗ có thiên kiêu trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nhiều lần đổi mới chấn thiên thần tông truyền thừa chi địa ghi chép đến bây giờ không người có thể đánh phá chúng tuyển bảng danh sách hàng ngũ bảng ra đến rồi rốt cục đi ra một vị vinh đăng hàng ngũ bảng tồn tại lại là bắc tiêu thần tử nghe nói bắc tiêu thần tử thế nhưng là chấn thiên thần tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu thậm chí ngay cả các đời thần tử đều không đủ hắn một nửa loa mắt quả là thế hàng ngũ bảng quả nhiên chính là vì ta thiên vực chín đại khởi nguyên thần tộc đệ nhất truyền nhân lượng thân mà làm theo đệ nhất tên leo lên hàng ngũ bảng thiên kiêu xuất hiện đám người vang lên ẩm ý khắp trốn nghị luận rất nhiều trong lòng người sớm đã có đếm hàng ngũ bảng sẽ chỉ có 10 người trúng tuyển Phong nhãn bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa thiên phú tiềm lực cường đại nhất thực lực kinh khủng nhất ngoại trừ khởi nguyên thần tộc truyền nhân bên ngoài bọn hắn coi là thật cũng không nghĩ ra những người khác nghe người chung quanh nghị luận trong đám người một tên thân mặc hắc bào mọc ra một bộ tóc bạc nam tử đứng chắp tay toàn thân hiện lộ rõ ràng siêu phàm thoát tục tuyệt đại khí chất bất quá ánh mắt của hắn lại là trong đám người du tẩu sau cùng rơi xuống không vô đạo phương hướng ha ha chính là cái này tiểu tử trong bóng tối sai người thu thập ta chấn thiên thần tông đã từng truyền thừa trí bảo chấn thiên thần bia toái phiến sao tại trước đó không lâu lý cẩm thành đem huyền băng vương tộc y theo không vô đạo chỉ thị thu thập chấn thiên thần bia toái phiến sự tình nói cho hắn Đối với cái này, Trấn Bắc Tiêu rất là chẳng thèm ngó tới. Hoàn chỉnh Trấn Thiên Thần Bia đúng là bọn hắn nhất tộc đỉnh phong trí bảo. Nhưng là phá toái Trấn Thiên Thần Bia cùng đồng nát sát vụn không có gì khác biệt. Thua thiệt hắn lúc trước còn đối không vô đạo sinh ra điểm hứng thú, cho rằng đối phương sẽ mang đến cho mình một số niềm vui thú. Có thể thẳng đến nghe nói đối phương tại phái người thu thập bọn hắn tông môn không muốn đồng nát sát vụn lúc, trong lòng của hắn cái kia mà hứng thú ngược lại biến mất không còn một mảnh. Thậm chí đối với cái này có chút khinh thường loại này đồng nát sắt vụn đều muốn nói rõ không vô đạo nhãn giới nông cạn tính cách cũng không gì hơn cái này đương nhiên tại nhìn thấy không vô đạo bản thân lúc trong lòng của hắn cũng chẳng biết tại sao không hiểu đối với hắn phát lên một loại khó chịu cùng địch ý đồng thời đứng tại một khu vực khác không vô đạo cũng cảm nhận được chấn bắc tiêu không hiểu ném hướng địch ý của mình nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý cười nhẹ lắc đầu gần nhất quả nhiên là có chiếu cố gần nhất tiến vào hắn chôn người danh sách ra hỏa quả nhiên là không ít. Tính danh, Vũ Linh Ngọc, Tu Vi, Thanh Chủ Cảnh Nhị Trọng, Thể chất, Tử Linh Thần Thể, Thiên Vực Trăm Đại Thể Chất Lâu Dài Bài Danh Thứ Năm, nay thể chất sẽ chỉ ở Tử Linh Quốc Độ Đích Hệ Huyết Mạch bên trong sinh ra, Thiên Ma Thánh Thể, 3.000 Đạo Thể Lâu Dài Xếp Hạng Thứ 10 Thiên Phú Tiềm Lực Đánh Giá, Ngàn Năm Khó Gặp, Chiến Lực Đánh Giá, Đỉnh Phong, Sư Tích Huy Hoàng, Từ Trước Tới Nay, Đệ nhất cái đem tử linh quốc độ truyền thừa bí pháp tử linh đọa thiên quyết lớn nhất tuổi trẻ thiên kiêu tiến nhập thánh chủ cảnh lúc một người độc chiến hai tên trí tôn cảnh tu sĩ lại thành công lấy được thắng lợi chúng tuyển bảng danh sách hàng ngũ bảng theo đạo này mặt bảng tin tức vừa ra chung quanh lại vang lên một trận tiếng nghị luận linh ngọc đại nhân không hổ là ta thiên vực phong hoa trên bảng lâu dài đứng hàng đứng đầu bảng tồn tại thiên phú tư chất quả nhiên không thể chê đúng vậy à nghe nói linh ngọc đại nhân tại trước đó không lâu đã đem hai đại thể chất tu luyện đến nửa bước viên mãn thực lực lại lần nữa có chỗ tinh tiến bây giờ chúng tuyển hàng ngũ bảng chắc hẳn cũng là hàng ngũ trong bảng đỉnh phong tồn tại nghe chung quanh truyền đến nghị luận linh ngọc cũng là có chút cao hứng ngược lại không phải vì có thể đi vào hàng ngũ bảng mà cao hứng dù sao nàng dù sao cũng là tử linh quốc độ đệ nhất truyền nhân nếu là liền cái hàng ngũ bảng còn không thể nào vào được quả nhiên là có nhục tử linh quốc độ uy danh nàng cao hứng là chính mình những ngày này bởi vì không vô đạo nguyên nhân chính mình giống như tại toàn phương diện đều bị vô hình áp chế lấy về phần mình giống như đã mất đi nguyên bản hào quang. Bây giờ Vinh đang hàng ngũ bảng, còn có nhiều người như vậy hướng về nàng quang tới ánh mắt kính sợ. Chính mình rốt cục cũng như thế, tại không vô đạo trước mặt thành công khoe khoang một lần. Không vô đạo, như thế nào? Bây giờ ta so với trăm vạn năm trước, có thể mạnh hơn rất nhiều. Nhìn lấy bên cạnh nhô lên đứng thẳng vảnh lên bộ ngực, cái cằm khẽ nâng, khuôn mặt ngạo nghễ, cả người giống như đang tận lực đều khoe khoang lấy ta rất mạnh vũ linh ngọc. Không vô đạo liền cái dư thừa ánh mắt đều chẳng muốn cho nàng. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi rất dũng rồi." Lời này vừa nói ra Vũ Linh Ngọc như bị sét đánh, đại não một mảnh trống không đồng thời. Cả người đột nhiên như bùn giống như tượng trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả cái kia mặt vừa toát ra không lâu nụ cười đắc ý, đều trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Nàng não hải chỗ sâu càng đột nhiên lóe lên mấy hình ảnh. Trăm vạn năm trước trận kia hai vực thi đấu phía trên, nàng lúc đầu nhìn thấy không vô đạo lúc. Khi đó nàng, cũng giống thời khắc này chính mình như vậy tự tin. Có thể kết quả lại là tại chiêu thứ tư về sau, liền bị không vô đạo trực tiếp đè xuống đất hung hăng ma sát. Nàng còn rõ ràng nhớ đến không vô đạo cặp kia lạnh lùng không có chút nào tình cảm đen nhánh con người. Muốn không phải thi đấu bên trên có quy định không thể hạ tử thủ. Nàng chỉ sợ sớm đã bị đối phương làm thịt rồi. Vũ Linh Ngọc toàn thân không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt. Nàng thừa nhận, Chính mình vừa vặn giống quá tung bay một chút. Tốt xấu ngươi cũng cùng ta ở chung mấy ngày, ta thực lực gì ngươi còn không rõ ràng làm sao? Luận bàn cái gì cần phải cũng không cần. Vũ Linh Ngọc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi là không biết trước đó ngươi còn tại thứ 123 số thí luyện con đường lúc, ám vô thần đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, còn hướng ta tìm hiểu tình báo của ngươi. Sau cùng tiểu tử này thế mà còn đem ngươi ví von vì tiểu bạch kiểm. Tiểu tử này đúng là càn rỡ chờ tiến vào thần đạo viện, ngươi nhất định muốn cho tiểu tử này một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Ám Vô Thần tuy nhiên cùng nàng một dạng đồng dạng là khởi nguyên thần tộc truyền nhân. Bất quá, nàng nhưng cũng là không quá ưa thích gia hỏa này. Lại thêm chi tử đạo hữu bất tử bần đạo. Giờ phút này đem Ám Vô Thần đẩy đi ra cản đao, không khác nào là lựa chọn chính xác nhất. Ám Vô Thần. Không Vô Đạo hơi nhíu mày. Vũ Linh Ngọc không nói, hắn đều suýt nữa quên mất cái này việc chuyện mấy ngày nay vẫn luôn có người tại điều tra tình báo của mình trong đó thuộc thầm người của thần điện thứ nhất phát triển dù sao lúc trước hắn tại cái kia đầu thí luyện trên đường cũng đã giết một cái ám thần điện truyền thừa thiên kiêu tuy nhiên vô cùng rất nhỏ hắn gần nhất cũng có thể cảm nhận được đến từ ám vô thần địch ý cùng một cỗ nhỏ xíu sát ý mà thật vừa đúng lúc lơ lửng tại trên trời cao thần đạo kính cũng vừa tốt hiện ra ám vô thần đại khái tin tức tính danh ám vô thần cảnh giới Thanh chủ cảnh nhị trọng thể chất thần ma vô song thể thiên vực trăm đại thể chất lâu dài xếp hạng thứ hai có bộ phận thời đại đứng hàng đứng đầu bảng này thể chất sẽ chỉ ở ám thần điện đích hệ huyết mạch bên trong thông qua đặc thù đại đạo dị biến sinh ra thiên phú tiềm lực đánh giá thiên cổ khó gặp chiến lực đánh giá nửa bước cấm kỵ sự tích huy hoàng thành công đem thần ma vô song thể tu luyện tới viên mãn lĩnh ngộ ám thần điện từ trước tới nay mạnh nhất thần thông tại công pháp cùng lực lượng phù hợp trình độ phía trên càng là ám thần điện tử trước tới nay đệ nhất nhân chúng tuyển bảng danh sách hàng ngũ bảng ngọa tào vô thần đại nhân chiến lược thế mà cao như vậy nửa bước cấm kỵ tựa như là cấm kỵ phía dưới mạnh nhất à ta dám cam đoan đế thích thiên đại nhân chiến lược đánh giá nhất định có thể đến cấm kỵ cấp ở phía dưới đồng dạng thấy cảnh này không vô đạo hơi nhíu mày tuy nhiên thần đạo kính phía trên tin tức biểu hiện chỉ là ám vô thần đại khái tin tức nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch căn cứ phỏng đoán của hắn ám vô thần thực lực cần phải tại vũ linh ngọc trấn bắc tiêu phía trên đế thích thiên phía dưới nhưng hắn cũng không thèm để ý dù sao chỉ cần dám đối với hắn sinh ra địch ý cùng sát ý đến lúc đó chọn cái lương thần cát nhật đem cùng nhau chôn nơi nào đó trên trời cao da thịt trắng nõn khuôn mặt tà dị ám vô thần bỗng nhiên mi đầu cao lại chẳng biết tại sao tại thần đạo kính hiển lộ ra hắn tin tức một cái chớp mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ không hiểu tâm hoảng cùng nguy cơ bao phủ trong lòng để hắn rất cảm giác khó chịu chẳng lẽ là đế thích thiên tên kia dự định tại thần đạo viện ra tay với ta rồi cho tới nay đế thích thiên bị hắn dự là mạnh nhất kình địch đối thủ thực lực của hắn thiên phú có thể nói gần với đế thích thiên phía dưới thế nhưng là thế nhân cho tới bây giờ đều chỉ sẽ nhớ kỹ đệ nhất cùng sau cùng giống hắn loại này thứ hai dễ dàng nhất bị người quên lãng bởi vậy hắn mỗi ngày đều nhớ đem đế thích thiên theo vực ngoại chi địa thế hệ trẻ tuổi thủ tịch vị trí bên trên kéo xuống chính mình thay vào đó. Bây giờ trong lòng không hiểu sinh ra một loại bị để mắt tới tâm hoảng tâm tình. Hắn trước tiên nghĩ tới, cũng chính là đế thích thiên cảm giác được hắn ý nghĩ trong lòng. Quyết định tại thần đạo viện nơi này xuất thủ, đem hắn giải quyết triệt để. Đế thích thiên, ngươi khoan đắc ý. Cái kia xong lâu dài nhau lại hai mắt chậm rãi mở ra trong đó có kinh khủng hàn mang lấp lóe. Lần này thần đạo viện, ta chắc chắn đem ngươi kéo xuống thần đàn. Hoàng Kim Văn Tự tiếp tục viết. Tính danh, Vũ Linh Lung, cảnh giới thanh chủ cảnh tam trọng thể chất phù tiên thần thể thiên vực trăm đại thể chất lâu dài xếp hạng thứ ba nay thể chất sẽ chỉ ở thiên vũ thần tộc đích hệ huyết mạch bên trong sinh ra thiên phú tiềm lực đánh giá thiên cổ khó gặp chiến lực đánh giá đỉnh phong sự tích huy hoàng thiên vũ thần cảnh vị thứ nhất hoàn mỹ thông quan người thành tựu thánh nhân lúc đến thiên đạo chúc phúc thần thú phúc phận chúng tuyển bảng danh sách hàng ngũ bảng lại là linh lung thần nữ nghe nói linh lung thần nữ cực kỳ cảm mến đế thích thiên đại nhân vì truy cầu đối phương cước bộ vẫn luôn đang cố gắng tu luyện không nghĩ tới hôm nay tu vi đều đột phá đến thánh chủ cảnh tam trọng tu vi như thế phóng nhãn ta thiên vực đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ thả thiên điện hạ bên ngoài nên tính là cao nhất à kinh khủng nhất cũng không chỉ là linh lung thần nữ tư chất nghe nói nàng bởi vì giác tỉnh vạn cổ khó có phù tiên thần thể còn có một cái đặc thù xưng hào tên là phù tiên giả phù tiên giả đó là cái gì có hiếu kỳ người dò hỏi phù tiên thần thể có một loại đặc thù thần thông có thể thông qua một loại tự mình trả lại trợ giúp tu sĩ khác đột phá một loại nào đó cực hạn cùng gông xiềng mà cực hạn này cùng gông xiềng cũng đã bao hàm đại đế nói tương lai một khi có người tại đại đế lọt vào bình cảnh như có cơ hội lấy được linh lung thần nữ phù tiên thần thể trả lại thì vô cùng có khả năng trực tiếp đánh vỡ gông xiềng thành tựu tiên nhân tên tu sĩ này tiếng nói không coi là nhỏ nhất thời gây nên chung quanh từng trận tiếng kinh hô Đương nhiên, cũng có rất nhiều thiên kiêu đối với cái này cũng không quá lớn phản ứng. Dù sao đây cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Bọn hắn cũng đã sớm biết Vũ Linh Lung có cái này cái thể chất. Chỉ tiếc, đối phương là đế thích thiên người bên cạnh, thậm chí cũng đã gần phát triển đến đạo lữ quan hệ. Cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Mọi người cũng đối này càng thêm tuyệt vọng. Đế thích thiên vốn là cường đại. Bây giờ lại có một cái phù tiên giả Vũ Linh Lung ở bên cạnh tương trợ, tương lai tất thành vô địch. Đây cũng là vực ngoại chi địa đông đảo thiên kiêu tận vì đế thích thiên một nguyên nhân quan trọng một trong. Bất quá, so với người khác kính sợ cảm khái. Trong đám người khám phá hết thảy Vũ Linh Ngọc thì là trong lòng cười lạnh. Phù tiên giả. Coi như Vũ Linh Lung thật sự là phù tiên giả, cũng không có khả năng trợ đế thích thiên thành tiên. Dù sao ai muốn đế thích thiên cái này không có mắt ra hỏa trêu chọc không vô đạo. Thành tiên là không thể nào thành tiên. xác suất lớn muốn bị không vô đạo sớm chôn Đồng thời, trong đám người không vô đạo cũng chú ý tới vũ linh lung từ trong đám người truyền ra liên quan tới phù tiên giả tiếng nghị luận hắn cũng đồng dạng nghe được đối với cái này hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý dù sao tại vũ linh lung xuất hiện một cái chớp mắt hệ thống thanh âm liền đã vang lên đinh kiểm tra đến thiên mệnh chi nhân ba động đã vì chủ nhân tiến hành tiêu ký xin chủ nhân xem qua đồng thời một đạo chỉ có không vô đạo mới có thể nhìn đến hệ thống mặt bảng tại vũ linh lung đỉnh đầu hiện lên tính danh Vũ Linh Lung, thân phận Thiên Vũ Thần tộc đệ nhất truyền nhân, Thiên Mệnh chi nữ, Thiên Mệnh kỷ nguyên nhân vật chính đế thích Thiên Mệnh định người. Tu vi, thanh chủ cảnh tam trọng, tuổi tác 35, thể chất, phù tiên thần thể nửa bước viên mãn, vực ngoại chi địa 100 đỉnh phong thể chất bài danh đệ nhất, sẽ chỉ ở Thiên Vũ Thần tộc đích hệ huyết mạch bên trong sinh ra. Giác tỉnh này thể chất người có thể cảm kích trước sự đời ở giữa vạn tượng, tại từ nơi sâu xa câu thông phiêu miểu tiên đầu, đến hắn tán thành người, có thể được phiêu miểu tiên đồ khí vận gia trì, cực đại xác suất chứng đạo thành tiên. Công pháp: Thiên Vũ Đế Quyết, Phiêu Miểu Tiên Công. Bảo vật: Cửu Huyền Ngê Thường, Chuẩn Đế binh, Quy Dương Linh Lung kiếm, Đỉnh Phong trí Tôn khí. Trọng đại cuộc đời kinh lịch, làm Thiên Vũ thần tộc từ trước tới nay tối cường thiên kiêu. Nàng giác tình chỉ có trong cổ tịch ghi chép mới có thể xuất hiện phù tiên thần thể, từ đó địa vị cao cả, đến một thế sủng ái. Cũng bởi vì phù tiên thần thể đặc thù tính, vô số thiên kiêu, vô số đạo thống, đều hy vọng có thể may mắn đạt được nàng lọt mắt xanh, lấy này đạt được phiêu miểu tiên đồ trả lại. Bất quá, bản thân tu luyện tư chất thì tuyệt đại phi phàm nàng, nhãn giới viễn siêu cái khác thiên kiêu. Trong mắt thế nhân vô số loá mắt yêu nghiệt, vẫn như cũ không lọt nổi mắt xanh của nàng. Thẳng đến cái kia một ngày, nàng gặp đế thích thiên, vạn cổ không có thiên phú tư chất, ngang áp hết thảy cường hãn thực lực, viễn siêu cái khác thiên kiêu tia sáng chói mắt, chỉ để trong lòng nàng lưu lại vung đi không được ấn tượng. Từ đó về sau, nàng cũng chính thức đem đế thích thiên chọn vì mình phù tiên đối tượng. Bất quá, như về sau xuất hiện càng thêm cường đại yêu nghiệt trí tôn, nội tâm của nàng có thể sẽ lại lần nữa dao động. Người lương thiện chim chọn mộc mà hơi thở, hiền thần chọn chủ mà đợi. Nàng, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đặc thù nhắc nhở, thiên mệnh chi nữ Vũ Linh Lung chính là thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính đế thích thiên, thiên mệnh cuột khởi trên đường nhân vật trọng yếu nhất một trong. Đem nàng đánh giết hoặc thuần phục, có thể cực lớn suy yếu thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính thiên mệnh điểm thiên mệnh điểm 80.000, xem hết đối phương hệ thống mặt bảng sau. Không vô đạo hơi nhíu mày. Không thể không để mà nói là cái này cái gọi là thiên mệnh đối đế thích thiên thật đúng là đầy đủ chiếu cố. Bản thân không những giác tỉnh hai đại đỉnh tiêm bản nguyên thần thể. Thậm chí còn đem mấy tên thiên mệnh chi nhân thu làm tùy tùng giả. Thậm chí còn có cái phù tiên giả vũ linh lung tương trợ. Tại người khác sinh vài chục năm bên trong, còn là lần đầu tiên gặp phải vận may như thế này tốt đến không hợp thói thường tồn tại cái này có thể không phải liền là những cái kia họa cuốn vở bên trong nhân vật chính. Chỉ tiếc, đối phương vận khí không tốt gặp được chính mình. Phù tiên giả, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Không vô đạo khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt nụ cười. Không nghĩ tới tới một cái vực ngoại chi địa, chẳng những gặp nhiều ngày như vậy mệnh người. Thế mà còn có thể có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là đối với cái gọi là phù tiên giả hắn xác thực không quá cảm mạo. Dù sao từ đầu đến cuối trong mắt hắn, tiên đạo đều là hắn tất nhiên sẽ đạt tới một cảnh giới. Ngoại lực đối với hắn mà nói cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Hắn nghĩ đến, đến tột cùng là đem cái này cái gọi là phù tiên giả hạ linh lung trước ép khô giá trị, tìm cơ hội làm thịt đây. Vẫn là đem thuần phục, để hắn phát huy lớn nhất giá trị đâu. Cùng một thời gian, vũ linh lung trong lòng không hiểu dâng lên một loại dùng mình chỉ ý. Nàng vô ý thức hướng về chỗ kia ánh mắt nơi phát ra nhìn lại. Là hắn. Ánh mắt vừa mới bắt gặp thân ở cái hướng kia không vô đạo. Chẳng biết tại sao đối phương cho nàng một loại so đế thích thiên đều còn muốn cảm giác nguy hiểm. Thì vừa mới cái kia một ánh mắt mạc xanh kỳ diệu, thật giống như nhìn thấu mình hết thảy. Liên phẳng phất trong lòng mình cái nào đó sâu nhất bí mật đã bị lộ ra. Là ảo giác sao? Vũ Linh Lung khay khẽ lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ ném sau ót. Tuy nhiên nàng cũng thông qua gần nhất một số nghe đồn, biết không vô đạo thực lực không phải bình thường. Nàng hắn vẫn là không cảm thấy, đối phương lại là đế thích thiên đối thủ đế thích thiên đại nhân lúc này trong đám người đột nhiên vang lên từng đợt xôi trào tiếng hoan hô đế thích thiên đại nhân muốn đi vào thần đạo kính tiếp nhận thần quang chiếu sáng vô số người ánh mắt nhất thời hướng về cùng một chỗ khu vực hội tụ ánh mắt thông qua dày đặc ồn ào gieo hò đám người chỉ thấy một tôn quanh thân chảy xuôi theo ánh sáng thần thánh vàng óng sau lưng phủ quang nhẹ nhàng cả người giống như một tôn màu vàng kim thần chỉ thân ảnh giờ phút này chính hai tay thả lỏng phía sau chậm rãi hướng về thần đạo kính chiếu xạ thần đài vị trí mà đi. Theo sự xuất hiện của hắn, trong đám người một trận gieo hò sôi trào. Không ít trung thực cuồng tín đồ ngửa người, chủ động hướng về hai bên thối lui. Nhất thời, biển người một phân thành hai, chủ động vì hắn mở ra một cái thông đạo. Vạn chúng chú mục phía dưới. Đế thích thiên giống như một tôn chân chính vương, dọc theo cái thông đạo này chậm rãi mà đi, cả người đều lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục vận vị. Có thể nói trừ thân phận thần bí nhất, vô số cường giả cùng đạo thống đều dò xét không đến nửa điểm tin tức không vô đạo bên ngoài đế thích thiên là trừ cái đó ra tất cả mọi người mong đợi nhất nhân vật dù sao đây chính là bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa lớn nhất uy danh huy hoàng truyền kỳ thậm chí theo đế thích thiên lên đài rất nhiều dự định đồng dạng lên đài tiếp nhận thần quang chiếu sáng tu sĩ cũng không dám hướng về phía trước yên lặng lui trí nhân nhóm sau lưng bọn hắn thì giống như yếu ớt huỳnh quang không dám cùng tinh thần tranh nhau phát sáng to lớn trên đài cao trống vắng vô cùng, chỉ có đế thích thiên một người đứng chắp tay. Ông, lúc này, sáng chói thần quang theo thần nói trong kính chảy xuôi mà xuống, đem phía dưới đế thích thiên triệt để bao phủ trong đó. Vô số người nín hơi ngưng thần, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thần đạo kính. Nhất thời, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, từng hàng hoàng kim văn tự tùy theo hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kỹ càng hệ thống mặt bảng làm hiện lên. Tính danh, đế thích thiên, cảnh giới, thanh chủ cảnh tứ trọng, thể chất, vận mệnh thần đồng, 3000 đạo thể phía trên, đỉnh phong bản nguyên thần thể, 3000 đạo tâm, 3000 đạo thể phía trên, đỉnh phong bản nguyên thần thể, thiên phú tiềm lực đánh giá, vạn cổ vô song, chiến lực đánh giá, cấm kỵ cấp, sự tích huy hoàng, tại động thiên cảnh lúc khai mở vạn cổ khó có 32 động thiên. Tại thần vương cảnh lúc mở ra vạn cổ khó có 8 tôn thần vương pháp tướng. Từng lẻ loi một mình giết vào thái cổ bí cảnh, giết hại nhất cảnh thái cổ sinh linh, lấy sát chứng đạo, thành tựu thánh cảnh. Đánh vỡ vạn cổ ghi chép, trở thành đỉnh phong không tì vết thánh nhân, thành tựu thánh cảnh trí tôn. Từng tại thiên khải thần phủ tăng kinh các ba hơi lĩnh ngộ thái cổ công pháp, ngộ tính vô song, vạn cổ khó gó. Từng cùng thiên đế di tích, cường thế đánh bại hai tôn thiên đế tuổi trẻ hình chiếu, đến thiên đế truyền thừa, tương lai tất thành thiên đế. Chúng tuyển bảng danh sách, hàng ngũ bảng, yên tĩnh toàn bộ thế giới lâm vào giống như chết yên tĩnh thẳng đến như thế ngưng kết không khí kéo dài trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian sau hoa tiếp theo một cái chớp mắt ngưng kết đám người mới đột nhiên lấy lại tinh thần giống như bị một viên vẫn thạch đập chúng nhất thời khuấy động lên vô tận tiếng gầm tất cả mọi người miệng mở lớn tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp biết được tình huống cùng không biết được tình huống cũng toàn đều tại đây khắc mắt trợn tròn bọn hắn bên trong có người nghe nói qua đế thích thiên nghe đồn chỉ là rất nhiều cụ thể đồ vật cũng không hiểu biết Bây giờ qua bộc quang, bọn hắn mới là đột nhiên phát hiện, Đế Thích Thiên Cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đế Thích Thiên đại nhân vĩnh viễn thần. Cái này sự tích huy hoàng không khỏi cũng quá mạnh. Vẹn vẹn tùy tiện sách ra tới một cái, cũng đủ để lóa mắt vạn cổ. Có vẻ như đoạn thời gian trước, Đế Thả Thiên tu vi của đại nhân chỉ là thánh chủ cảnh tam trọng, lúc này mới qua bao lâu. Thế mà thì đột phá đến thánh chủ cảnh tứ trọng. Khó trách Đế Thích Thiên đại nhân là ta thiên vực thế hệ trẻ tuổi thủ tịch. Lúc trước ta còn cảm thấy có chút trình độ. Hôm nay ta xem như hoàn toàn phục. Nghe nói chư thiên vạn vực bên kia cũng ra một nhân vật không tầm thường, chính là thời không cấm khu truyền nhân, tên là không vô đạo. Lúc trước ta còn cảm thấy, không vô đạo ra hỏa này có thể cùng đế thích thiên đại nhân đọ sức một phen, bây giờ xem ra hai người hoàn toàn thì không thể so sánh. Xôi trào tiếng nghị luận liên tiếp, thậm chí ngay cả rất nhiều vây xem thế hệ trước cường giả đều có chút mắt trợn tròn. Sau khi lấy lại tinh thần, đều ào ào lộ ra đắng chát thần sắc bọn hắn vốn là chờ mong phía sau mình tiểu bối bao nhiêu có thể tại thần đạo viện cùng đế thích thiên tiến hành một phen tranh phong bây giờ nhìn tới quả nhiên là bọn hắn nghĩ nhiều lắm còn lại leo lên hàng ngũ bảng thiên kiêu giờ phút này thần sắc cũng rất là không dễ nhìn thậm chí ngay cả sắc mặt đều có vẻ hơi ảm đạm bất quá nhưng một phương hướng khác toàn bộ hành trình nhìn lấy một màn này không vô đạo thần sắc đồng dạng có chút chấn kinh xem ra cực kỳ không thể tin đừng hiểu lầm. Hắn cũng không phải là chấn kinh đế thích thiên cái kia trói sáng mặt bảng tin tức. Mà chính là chấn kinh, tư chất như vậy thế mà thì đã coi như là vực ngoại chi địa vạn cổ vô song rồi. Hắn như nhớ không lầm. Nam Cung Tâm Nguyệt tại động thiên cảnh thế nhưng là trọn vẹn mở ra 48 động thiên. Về phần hắn chính mình, tại động thiên cảnh thế nhưng là mở ra trọn vẹn 72 động thiên. Tại thần vương cảnh thì là ngưng tụ ra 13 vị thần vương pháp tướng tại thánh nhân cảnh cũng là thành tựu tránh thức vạn cổ không có siêu thoát thánh nhân trong lòng của hắn cái kia cỗ nhiệt huyết chẳng biết tại sao bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa thậm chí đều không hiểu có chút tức giận chính mình chờ mong lâu như vậy nguyên lai tưởng rằng cái gọi là thiên mệnh kỳ nguyên nhân vật chính sẽ mang đến cho mình không tầm thường thể nghiệm kết quả là cái này đối với cái này toàn bộ hành trình ăn dưa xem trò vui hệ thống có chút im lặng xem ra mình chủ nhân muốn không phải vậy cũng là quá phận điệu thấp muốn không phải vậy cũng là từ đầu đến cuối đều không có đối chính mình thiên phú tư chất có một cái minh xác nhận biết muốn đến nơi này hệ thống bỗng nhiên lại có chút bất đắc dĩ nó là thật không biết bọn hắn hệ thống tổ thần tại sao muốn chính mình đến trói chặt như thế một cái ở mọi phương diện đều kinh khủng không tưởng nổi thiên kiêu dù là chính mình kinh qua nhiều lần phá giải thăng cấp có vẻ như đối với mình gia chủ nhân cũng chỉ có thể đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng như không vô đạo nhân vật như vậy cho dù không có bọn hắn những thứ này hệ thống tương lai cũng đồng dạng sẽ trở thành liền đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới không vô đạo cũng không biết rõ hệ thống suy nghĩ trong lòng ngược lại lại đang suy tư một chuyện khác hắn còn có vực ngoại chi địa có vẻ như đều xa xa đánh giá thấp chư thiên vạn vực thực lực chân chính căn cứ hắn đạt được tình báo chư thiên vạn vực những cái kia siêu cấp cổ lão thế lực còn chưa triệt để khôi phục những thế lực này là chân chính cùng tiên có quan hệ trong lịch sử còn ra qua không ít tôn chân tiên những thế lực này cổ lão truyền nhân sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Nhưng vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, những thứ này siêu cấp cổ lão thế lực đều không có động tĩnh gì đâu. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Muốn đến cũng đúng. Chư thiên vạn vực ra bọn hắn 16 đại cấm khu, lại thêm chi liền chính hắn đều không biết chính mình cấm khu nội tình sâu bao nhiêu dày. Trọn vẹn 16 đại cấm khu ngang áp đường đại, chế bá chư thiên, cho dù là những cái kia siêu cấp cổ lão thế lực chỉ sợ cũng không dám quá nhiều lộ mặt. nguyên lai tưởng rằng ta có thể tại vực ngoại chi địa hoàn thành tìm tới ra dáng đối thủ cái này mộng muốn. xem ra cuối cùng muốn phải hoàn thành giấc mộng này quanh đi quẩn lại vẫn là đến trở lại chư thiên vạn vực đây. ngay tại không vô đạo trong lòng nhẹ giọng nỉ non thời điểm một thanh âm tràn đầy nghiên ngẫm cùng trêu chọc nam tử xa lạ bỗng nhiên vang lên. táng đạo ta nhìn ngươi thế nào biểu lộ vẫn luôn không thích hợp. chẳng lẽ bị đế thích thiên triển lộ ra cường đại thiên phú tiềm lực triệt để hoảng sợ trợn tròn mắt từ nơi không xa dạo bước mà đến ám vô thần khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cặp kia lâu dài nhau lại hẹp dài con ngươi giờ phút này lóe ra trêu tức quang mang cũng cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt nguyên bản tiếng người huyên náo bỗng nhiên lắng lại hơn phân nửa chung quanh không ít tu sĩ đều đã ngừng lại nghị luận ao ao hướng về không vô đạo phương hướng quăng tới ánh mắt trong đó cũng đồng dạng ẩn chứa không ít trêu tức nghiền ngẫm ánh mắt dù sao gần nhất phát sinh rất nhiều đại sự đều cùng không vô đạo có quan hệ. Tại trong lúc vô hình, Táng đạo cái tên này đã xâm nhập nhân tâm. Lại thêm chi, tất cả mọi người biết không vô đạo cùng Đế Thích Thiên lẫn nhau đem coi như đối thủ. Bây giờ Thần Đạo viện chính thức mở ra cũng mang ý nghĩa bọn hắn giao phong chính thức mở ra. Hôm nay bảng danh sách hiển hóa, cũng chính là hai người lần đầu tiên vô hình giao phong. Thì vừa mới tại Thần Đạo kính phía trên xuất hiện, liên quan tới Đế Thích Thiên đại khái tin tức, thì chấn động không gì sánh nổi nhân tâm bọn hắn làm sao cũng sẽ không cảm thấy không vô đạo cùng đế thích thiên còn có khả năng so sánh táng đạo ta biết trên người ngươi có chút vốn liếng nhưng ngay cả ta ở thiên phú tiềm lực còn có trên thực lực cũng không bằng đế thích thiên thì lại càng không cần phải nói ngươi ám vô thần đứng tại không vô đạo cách đó không xa không e rè lên tiếng trêu chọc dù sao thì vừa mới tại không vô đạo chính mình trong mắt nhìn tới chính hắn là đang suy tư đủ loại sự tình kìm lòng không được lộ ra các loại biểu lộ nhưng ở ám vô thần cùng với khác người nhìn tới. Thì là không vô đạo bởi vì đế thích thiên biểu lộ ra đáng sợ thiên phú, bị quá đại sung đánh, tinh thần cùng đạo tâm vấn đề xuất hiện. Vẹn vẹn thông qua đối phương toát ra ánh mắt. Thì liếc một chút thì hiểu rõ trong lòng đối phương ý nghĩ không vô đạo trong lòng cười lạnh. Hai tay thả lỏng phía sau, nhìn cũng không nhìn ám vô thần liếc một chút, hướng về tiếp nhận thần quang tẩy lễ thần đài đi đến. Khi đi ngang qua ám vô thần bên người đồng thời, thanh âm của hắn chưa tức, càng tràn đầy một loại nào đó cao cao tại thượng khinh thường ta nghĩ ngươi từ đầu đến cuối đều không có làm rõ ràng chính mình định vị rõ ràng là cái đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi thế nào tư cách ở trước mặt ta ô ô chó sủa không vô thanh âm không lớn nhưng cũng tuyệt đối không tính là tiểu mỗi chữ mỗi câu càng vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại chỗ sở hữu tu sĩ bên tai đột nhiên xuất hiện lời nói để bao quát ám vô thần ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt nhất thời cứng ngắc thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm đến mức ám vô thần đại não sớm đã là trống rỗng thân là chín đại khởi nguyên thần tộc một trong ám thần điện đệ nhất truyền nhân hắn càng là vực ngoại chi địa vô số trong mắt cường giả gần với đế thích thiên tuyệt đại yêu nghiệt đi tới chỗ nào đều đều lại nhận người khác kính ngưỡng cùng bái bây giờ cũng là bị không vô đạo ví von thành đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi cái này hoàn toàn cũng là đem hắn tôn nghiêm cùng ngạo cốt đều hoàn toàn tan vỡ dẫm tại lòng bàn chân không ngừng miền ép ma sát. Táng nói, lấy lại tinh thần ám vô thần, sắc mặt nhất thời giữ tợn vặn vẹo tới cực điểm, vô tận lửa giận từ hắn con ngươi chỗ sâu phun ra ngoài. Càng có một cỗ đáng sợ đại đạo uy áp lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Những cái kia thực lực hơi yếu thiên kiêu, càng là tại cái này cỗ kinh khủng uy áp bao phủ xuống, chỉ cảm thấy ở ngực ngạt thở, khó có thể thở thần tượng. Nhất là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra quỷ dị ma ảnh, giống như là muốn đem không vô đạo xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, theo hắn thể nội tản ra cái kia cỗ uy áp ngập trời, như là đúng không vô đạo không được mảy may tác dụng. Vô số quỷ dị ma ảnh theo không vô đạo hơi hơi quay đầu chết mắt nháy mắt. Trong nháy mắt thì bị một loại nào đó càng khủng bố hơn lực lượng trùng kích, kêu sợ hãi kêu thảm vỡ nát thành đầy trời hắc ám. Cái này sao có thể? Ám vô thần đồng tử co vào, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng nhất thời giật mình. Theo hắn thể nội lan tràn ra quỷ dị ma ảnh, thế nhưng là hắn thông qua ám thần điện truyền thừa bí quyết thu tập được vô số cường đại tu sĩ oan hồn hao phí chưa nhiều tuế nguyệt luyện chế mà thành đặc thù hồn linh trong đó tu vi thấp nhất đều là thánh nhân cảnh tồn tại vì sao bị không vô đạo một ánh mắt thì chấn vỡ thành đầy trời toái phiến mà lại chẳng biết tại sao hắn tại đối lên không vô đạo cái kia đạo đen nhánh con ngươi một cái chớp mắt thì có một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ điên cuồng sinh sôi nhất thời tràn ngập toàn thân trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một loại không phải là không vô đạo đối thủ ảo giác. Ngươi là muốn tại cái này ra tay với ta. Không vô đạo đã ngừng ngay tại chỗ. Phát ra thanh âm cũng như cái kia song đen nhánh thâm thúy con ngươi giống như băng lãnh đến khiến người tê cả ra đầu. Lần này, không chỉ là ám vô thần, chung quanh xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ, trong lòng cũng đồng dạng dâng lên một cỗ trực diện thâm uyên cảm giác sợ hãi. Cước bộ không chế không nổi hướng về sau lưng thối lui. Dây đặc biển người thoáng qua thì lấy Không Vô Đạo làm trung tâm, nhất thời lui về phía sau mấy chục trượng. Ngươi. Ám vô thần mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại Không Vô Đạo chẳng biết tại sao để hắn kiên kỵ tới cực điểm. Người nào nhiễu loạn trật tự? Đúng lúc này, trời cao phía trên đột nhiên vang lên một đạo bao hàm uy nghiêm nộ hống. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy tên thần đạo viện trưởng lão hóa thành thần hồng tự chân trời mà đến, rơi ở nơi này. Có thể khi thấy Không Vô Đạo lúc Bọn hắn vốn là tức giận khuôn mặt nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thân thể càng như gặp phải trọng kích giống như đột nhiên run lên. Theo bọn hắn cái kia co vào như châm đồng tử liền có thể nhìn ra bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại ở đây gặp phải không vô đạo. Nguyên lai là Táng đạo tiểu hữu à? Cầm đầu tên kia thần đạo viện trưởng lão, nhất thời cho tại chỗ tất cả mọi người diễn ra một phen tốc độ nhanh nhất trở mặt. Nguyên bản phẫn nộ biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là nịnh nọt cười ngượng ngùng. Không biết đã xảy ra chuyện gì có chuyện gì lão hủ có thể vì có chút ra sức. Lời vừa nói ra nguyên bản ngưng kết yên tĩnh chàng cảnh càng ngưng kết yên tĩnh. Tại chỗ đông đảo tu sĩ chấn kinh hoàng sợ thần sắc, trong nháy mắt chuyển biến làm khó có thể tin. Bọn hắn thậm chí đều hoài nghi mình vừa mới có phải hay không nhìn lầm. Khi khí thế to lớn buông xuống mấy tên thần đạo viện trưởng lão, làm sao khi nhìn đến không vô đạo một cái chớp mắt, tức giận thần sắc làm sao trực tiếp thì thay đổi. Quan hệ hộ, quả nhiên là khủng bố như vậy. Không có chuyện gì, cũng là có cái đồ bỏ đi chướng mắt mà thôi. Không vô đạo dùng lớn nhất bình thản thanh âm nói ra lớn nhất khi ám vô thần. Có thể hết lần này tới lần khác trong đám người ám vô thần bởi vì kiên kỵ mà không dám ra tay. Chỉ có thể hai tay nổi gân xanh, dùng lực tay nắm thành quyền, hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm không vô đạo. Cái này, mấy tên thần đạo viện trưởng lão nhất thời hơi cảm thấy xấu hổ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là quyết định không biết việc này, tuy nói ám vô thần thân phận địa vị đồng dạng tôn quý nhưng cùng không vô đạo vẫn là không có nửa điểm khả năng so sánh dù sao không vô đạo tên sớm liền tại bọn hắn thần đạo viện lưu truyền ra tới bọn hắn viện trưởng có thể là cố ý cường điệu qua chỉ cần không vô đạo không đem bọn hắn toàn bộ thần đạo viện đều sốc vô luận làm chuyện gì bọn hắn đều phải mở một mắt nhắm một mắt nếu có người dám can đảm đi làm tức giận không vô đạo khu trục thần đạo viện hoặc trực tiếp xử tử Tại như thế nghiêm ngặt điều lệ ước thúc dưới, không vô đạo bây giờ có thể nói là bọn hắn thần đạo viện thiên vương lão tử. Theo cái này sóng khúc nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc. Tại vô số người chú ý, không vô đạo chậm rãi leo lên tiếp nhận thần quang chiếu sáng thần đài. Mà lần này, không vô đạo cũng như đế thích thiên như vậy đồng dạng một người leo lên thần đài. Cái khác đông đảo thiên kiêu cũng không dám lên đài, tới tiếp nhận thần quang chiếu sáng. Dù sao thì vẻn vẹn không vô đạo biểu hiện ra một màn quá mức tà môn cái kia cỗ khí tức nguy hiểm để bọn hắn tê cả ra đầu càng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn còn nữa bọn hắn đối không vô đạo hiếu kỳ trình độ cũng không yếu tại đế thích thiên bao nhiêu dù sao cái này chẳng những là bị đế thích thiên nhận định là hợp cách đối thủ tồn tại liên gần nhất rất nhiều thế lực cùng cường giả dùng hết toàn lực điều tra đều khó mà đạt được hắn mảy may tin tức tồn tại thần đài phía trên không vô đạo đứng chắp tay ngước mắt nhìn chăm chú lên lơ lửng tại đỉnh đầu cái kia mặt cự đại thần kính tại hết thảy chuẩn bị đều làm tốt sau. Mấy đạo ẩn chứa đặc thù khí tức thần quang, chậm rãi theo thần kính bên trong chảy xuôi mà ra triệt để bao trùm tại không vô đạo trên thân. Có người tại nín hơi ngưng thần, chờ mong lấy không vô đạo về sau có thể sẽ mang tới chấn hám nhân tâm biểu hiện. Có người thì là chẳng thèm ngó tới, cho rằng đối phương nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiến vào trí tôn bảng. Như ám vô thần, lý hàn dạ, lý cẩm thành như vậy, đã cùng không vô đạo kết xuống sinh tử cửu oán tu sĩ thì là tại trong lòng chờ mong không vô đạo biểu hiện kéo khố cho bọn hắn mở miệng chế diễu cơ hội làm cái kia đạo thần quang triệt để trở về đến thần đạo kính về sau thần đạo kính cũng bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn thế nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện vốn nên thu hồi thần quang liền có thể trực tiếp hiển lộ ra đại khái tin tức thần đạo kính giờ phút này ong ong run rẩy nửa ngày nhưng cũng là không có hiển lộ ra nửa cái văn tự cuối cùng là chuyện gì xảy ra thần đạo kính xảy ra vấn đề có đợi nửa ngày tu sĩ thực sự mất kiên trì, hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Nhưng không có người làm ra đáp lại. Thậm chí phụ trách duy trì trật tự thần đạo viện trưởng lão đều lơ ngơ. Loại tình huống này tại bọn họ thần đạo viện trong lịch sử có vẻ như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc mộng bức thời điểm. Tạch tạch tạch, răng rắc. Nhiều âm thanh đột nhiên xuất hiện phá toái bỗng nhiên vang vọng giữa thiên địa. Tại trống trải yên tĩnh thiên địa bên trong, đột nhiên xuất hiện phá toái âm thanh thực sự lộ ra quá mức rõ ràng vô số người nhất thời sắc mặt đại biến ánh mắt hoảng sợ hướng về cùng một chỗ khu vực nhìn lại có thể khi nhìn rõ đỉnh đầu phát sinh hết thảy sau tại chỗ tất cả mọi người thần hồn đều như gặp phải trọng kích giống như triệt để hoảng hốt ngu ngơ tại nguyên chỗ chỉ thấy lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ cái kia mặt thần đạo kính không biết thế nào đột nhiên thì sinh ra mấy vết rách tinh mịn pháp tắc một loại nào đó quỷ dị huyền ảo pháp tắc khí tức chính dọc theo vết nứt không ngừng từ trong đó dâng trào mà ra thần đạo kính nát nát tất cả mọi người đại não đều triệt để ở vào trống không bên trong thẳng đến không biết người nào nỉ non phát ra thanh âm này răng rắc một loại nào đó yên tĩnh ngưng kết bị triệt để đánh vỡ đã sinh ra một chút vết rách thần đạo kính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoáng chốc hiện lên sinh ra vô số như mạng nhện pháp tắc vết rách thậm chí đã có không ít phá toái nhỏ bé trong suốt trong kính, giống như đầy trời quang vũ giống như tự trên không trung phất phới xuống. Mọi người mơ hồ thậm chí đều nghe được một loại nào đó gào thét, đến từ thần đạo kính gào thét. Cùng lúc đó vừa mới thương thảo hết chuyện thần đạo viện cao tầng, trong cùng một lúc đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường nhất thời tràn ngập bọn hắn não hải. Các ngươi, các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? một tên thần đạo viện cao tầng bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Tại hắn tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, rất nhanh có người lên tiếng phụ họa. Nghe được, tựa như là vật gì đó phá toái thanh âm. Trung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hội tụ ở đây thần đạo viện cao tầng lơ ngơ. Bọn hắn có vẻ như cũng không có ở chỗ này mua thêm chén trà chén trà à. Vì sao lại nghe được phá toái thanh âm? Không xong. Thần đạo kính. Thần đạo kính nát. Đúng lúc này, một thanh âm tràn ngập hoảng sợ hoảng loạn đột nhiên vang vọng tại trong đầu của bọn họ âm âm đông đảo thần đạo viện cao tầng nhất thời như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh thân sắc cứng ngắc đại não trống không như bùn giống như tượng triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ thần đạo kính nát thần đạo kính thế nhưng là bọn hắn thần đạo viện truyền thừa trí bảo càng là bọn hắn thần đạo viện tổ tiên hao phí suốt đời tinh huyết chế tạo cho dù trải qua vô số tuế nguyệt thời gian cọ rửa nhưng ẩn chứa trong đó thần tính khiến đỉnh phong đại đế cường giả đều không thể dung chuyển. Tại sao lại đột nhiên phá toái? Đây hết thảy không thể nghi ngờ là triệt để lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Sau khi lấy lại tinh thần, mấy người không dám trì hoãn. Tất cả đều thân sắc hoảng hốt, toàn lực vận chuyển tu vi, cấp tốc hướng về thần đạo kính vị trí tiến đến. Một bên khác, đông đảo tham dự thần đạo kính chiếu dọi nghi thức thiên kiêu. Cùng chúng nhiều duy trì trật tự thần đạo viện trưởng lão, khiếp sợ trong lòng hoàn toàn không thua gì thần đạo viện cao tầng, thậm chí càng sâu dù sao đứng tại đệ nhất thị giác tận mắt nhìn thấy móc ngược tại mái vòm to lớn thần đạo kính giống như miếng băng mỏng giống như ẩm vang phá toái đánh vào thị giác cảm giác thực sự quá lớn dù là hiện tại thời gian đã ước chừng qua mấy chục giây thời gian bọn hắn bị chấn kinh đến thiên ngoại thần hồn cũng vẫn là nửa ngày đều chưa hề quay về thể xác tất cả mọi người miệng mở lớn lấy đồng tử co vào như châm một mặt hoảng sợ hoảng sợ nhìn chằm chằm trên trời cao tràng cảnh nát thần đạo kính thế mà nát Chẳng lẽ là bởi vì một thế này chiếu dọi thiên kiêu quá nhiều. Nhận không tiếp nổi áp lực cho nên phá toái rồi. Có thể loại thuyết pháp này lại quá mức hoang đường. Nếu thật nhận không tiếp nổi áp lực. Vì cái gì hết lần này tới lần khác thật vừa đúng lúc. Tại không vô đạo ra sân tiếp nhận thần quang chiếu sáng lúc. Thì không có dấu hiệu nào phá toái rồi. Mọi người khiếp sợ đồng thời. Lại bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Ánh mắt cùng nhau hướng về một chỗ phương hướng hội tụ mà đi cái kia sừng sững tại thần đài phía trên áo trắng thân ảnh trực tiếp để thần đạo kính phá toái ra hỏa không vô đạo không vô đạo ngươi cái tên này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì à thần đạo kính thế nhưng là thần đạo viện trí bảo bây giờ cái này đại trí bảo bởi vì ngươi mà nát thần đạo viện đám kia lão ra hỏa tuyệt đối sẽ nổi điên lúc này vũ linh ngọc bỗng nhiên gửi tới kinh hô truyền âm mới đồng dạng để khiếp sợ không vô đạo lấy lại tinh thần ta có thể đối một mặt phá tấm gương làm cái gì không vô đạo mi đầu cao lại nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì mặt này thần đạo kính ẩn chứa pháp tác cực kỳ đặc thù có vẻ như có thể truy căn tố nguyên giống như chiếu dọi ra tin tức cũng không phải là liên quan tới táng đạo tôn này thân thể dường như trực tiếp lấy này muốn chiếu dọi ra hắn bản tôn đại khái tin tức nhưng bản thân hắn thì nắm giữ rất nhiều thời không cấm khu lão tổ tạo nên đặc thù cấm chế bảo hộ bất luận kẻ nào dám can đảm ngược dòng tìm hiểu hắn căn nguyên do xét tin tức của hắn đều muốn bị khủng bố phản chế. Bây giờ xem ra có vẻ như tấm gương đồng dạng cũng không ngoại lệ. Đen trong lòng đại khái suy đoán nói cho Vũ Linh Ngọc sau. Vũ Linh Ngọc càng thêm tê cả da đầu, nhìn hướng không vô đạo ánh mắt, hoảng sợ giống như là đang nhìn một cái siêu cấp quái vật. Trọng điểm căn bản cũng không phải là cái này được không? Thần đạo kính có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên không giả, như là chủ yếu nhất trên thực tế cũng là hình chiếu ra đối phương tư chất, cùng tu luyện tiềm lực. Nhưng hôm nay Thần đạo kính liền nửa chữ đều không biểu hiện, liền trực tiếp phá toái. Đó chỉ có thể nói, không vô đạo bản thân thiên phú tư chất tu luyện tiềm lực cực đại, xác suất đã siêu việt thần đạo kính có thể chiếu rọi ra cực hạn, bởi vậy thần đạo kính mới có thể phá toái. Nhưng trong lòng kết quả này lại quá mức hoang đường, hư huyễn. Những năm này đến nay cũng không biết không vô đạo trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì có vẻ như biến đến sau so trăm vạn năm trước càng khủng bố hơn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này chân trời lại truyền tới một âm thanh cuống cuồng bận bịu hoảng nộ hống. Tình cảnh này cùng lúc trước một màn có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá, lần này hóa thành cầu vồng ánh sáng bay tới cũng không phải là thần đạo viện trưởng lão. Mà chính là thần đạo viện mấy tên đỉnh phong cao tầng, thậm chí ngay cả thái thanh viện trưởng bản tôn đều tự mình đến. Cũng đồng dạng, chấn kinh mọi người quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện. Khi bọn hắn mang theo tràn đầy lửa giận muốn chất vấn kẻ cầm đầu lúc. Khi nhìn đến không vô đạo một cái chớp mắt, cả người như gặp phải trọng kích, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, sắp sụp đổ vỡ đê lửa giận, đều dường như bị tuyệt đối băng phong, nhất thời cứng ngắc ngưng kết. Bọn hắn trong lòng đồng thời phát ra một âm thanh hò hét. Tại sao lại là gia hỏa này? Bây giờ không vô đạo cái tên này, quả nhiên là cho bọn hắn mang đến vô cùng lớn tâm lý. Một thế này đối bọn hắn toàn bộ vực ngoại chi địa mà nói, tính toán là chân chính hoàng kim đại thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nguyên bản bọn hắn là muốn thừa dịp một thế này, Đem thần đạo viện phát triển đến đã từng huy hoàng cường thịnh. Thật không nghĩ đến, mãi mới chờ đến lúc lúc đến đến vận chuyển bọn hắn, đồng thời cũng chờ được không vô đạo tôn đại thần này. Gây lại không thể trêu vào, đánh lại không thể đánh. Thái Thanh viện trưởng bọn người ở tại trong lòng biệt khuất đồng thời, lại như là nghĩ đến cái gì giống như, nhất thời lại toát ra hối hận chi sắc. Bọn hắn cũng sớm cái kia nghĩ đến đây hết thảy. Biết rõ không vô đạo là thời không cấm khu truyền nhân, thì phải biết đối phương thiên phú tư chất tuyệt đối sẽ mạnh đến viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Có thể kết quả bọn hắn một cái lơ là sơ suất. Thần đạo kính đều bị hắn cho làm vỡ nát. Nhìn qua cái kia đầy đất thần đạo kính toái phiến, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Càng để bọn hắn biệt khuất chính là bọn hắn hết lần này tới lần khác còn không thể đối không vô đạo nổi giận. Viện trưởng, việc này nên làm thế nào cho phải? Bây giờ ít nhất còn có ba thành thiên kiêu còn chưa tiếp nhận thần quang chiếu sáng, cụ thể tin tức cũng không có bị đặt vào tam bảng bên trong. Một tên thần đạo viện cao tầng hướng về Thái Thanh viện trưởng truyền âm nói, như việc này một khi xuất hiện sai lầm, đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đông đảo thần đạo viện cao tầng hiển nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng may ra thần đạo kính còn chưa triệt để phá toái, cần phải còn có thể lại cứu giúp một chút. Vượt qua tất cả mọi người gặp phải một màn xuất hiện lần nữa. Buông xuống Thái Thanh viện trưởng cùng mấy tên thần đạo viện cao tầng hoàn toàn không so đo không vô đạo sai lầm, thậm chí trực tiếp giả bộ như không có phát sinh sự kiện này. Bắt tay vào làm vận chuyển tu vi, bắt đầu thông qua tự thân lực lượng một lần nữa sửa chữa và chế tạo thần đạo kính. Cái này khiến Lý Hàn Dạ, Lý Cẩm Thành rất nhiều mới đầu ôm lấy cười trên nỗi đau của người khác tâm tính, muốn ở bên nhìn lấy Không Vô Đạo tiếp nhận thần đạo viện cam giận ngút trời mọi người thì là triệt để trợn tròn mắt. Cái này, cái này không đúng sao? Đặc biệt thần đạo kính đều bị làm nát, thần đạo viện cao tầng thế mà còn không truy cứu Không Vô Đạo trách nhiệm. Như thế thiên vị cũng quá mức trắng trợn đi muốn không phải thần đạo viện phát triển cùng thành lập đều có sách cổ ghi chép bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi thần đạo viện là không vô đạo trong nhà mở trong đám người vũ linh ngọc sắc mặt một trận biến hóa người khác không rõ ràng không vô đạo thân phận nàng thế như là tâm lý rõ ràng lại thêm chi không vô đạo lúc trước cùng lý hàn dạ sinh ra xung đột thần đạo viện đồng dạng làm ra qua rõ ràng thiên vị lúc nàng rất khó không nghi ngờ thần đạo viện cao tầng có phải hay không đã biết được không vô đạo thân phận trong lòng suy đoán tuôn ra một cái chớp mắt Vũ Linh Ngọc nhìn qua đầy đất thần đạo kính toái phiến, cùng cô nén biệt khuất, không dám hướng không vô đạo phát nửa phần hỏa thần đạo viện cao tầng lúc. Đôi mắt đẹp chỗ sâu bỗng nhiên hiện ra một vệt đồng tình, thậm chí một loại nào đó may mắn. Đồng tình là thần đạo viện đám người kia không may, nên đón không vô đạo tôn đại thần này. May mắn chính là không chỉ là chính mình phải bị không vô đạo độc thủ bây giờ còn nhiều thêm một cái thần đạo viện. Gia hỏa này đến tột cùng là thân phận gì? Trong đám người đế thích thiên mi đầu cao lại cặp kia con mắt màu vàng óng nhìn trong chọc vào không vô đạo tuy nhiên không vô đạo là hắn thông qua vận mệnh thần đồng dò xét đến mệnh làm đối thủ nhưng mới đầu tại nhìn thấy đối phương một cái chớp mắt trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khinh thị dù sao hắn vốn là bây giờ vực ngoại chi địa thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong bên trong nhân vật đứng đầu vô song thiên phú ngạo nghĩa tại thế bối cảnh thành tựu hắn cao cao tại thượng ngạo khí hắn cũng tương tự không cho rằng hiện nay trên đời thế hệ trẻ tuổi bên trong sẽ có người là đối thủ của mình cho dù là vận mệnh thần đồng chọn lựa ra mệnh định đối thủ, cuối cùng cũng đồng dạng sẽ bị hắn dẫm tại lòng bàn chân. Có thể đi qua những ngày này đủ loại phát sinh sự tình sau. Hắn lần thứ nhất đối không vô đạo dâng lên một loại nói không rõ, không nói rõ kiên kỵ. Tại Thái Thanh viện trưởng cùng mấy tên thần đạo viện cao tầng toàn lực chữa trị dưới, phá toái thần đạo kính chậm rãi được chữa trị. Tuy nhiên mặt ngoài vẫn có thật nhiều như mạng nhện vết rách, nhưng từ trình thể đến xem, đã dần dần khôi phục hoàn chỉnh. Ông, không giống nhau thái thanh viện trưởng bọn người thở phào vừa mới khôi phục hoàn chỉnh thần đạo kính bỗng nhiên sinh ra từng trận sóng ánh sáng gợn sóng cái đó là tại vô số hoặc nghi hoặc hoặc ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói pha toái trên mặt kính vậy mà lần nữa hiện ra đứt quãng lại lại có chút sai chỗ hoàng kim văn tự thần đạo kính tại viết ra tính danh hai chữ về sau lại như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng kinh khủng lực cản lần nữa xa vào đến một loại nào đó ngưng kết yên tĩnh tính danh phía sau tên thủy trung không cách nào hiện lên cho người cảm giác tựa như là bị một tầng mông lung vũ khí bao trùm lên, tất cả mọi người khó có thể thấy rõ ràng. Thái Thanh viện trưởng mấy người sắc mặt cuồng biến, thì khi bọn hắn coi là thần đạo kính lại muốn không chịu nổi gánh nặng mà triệt để phá toái lúc. Bị lực lượng nào đó ngăn chặn lại hoàng kim văn tự rốt cục tiếp tục bắt đầu hiện lên. Tính danh, táng đạo, tu vi, ẩn tàng, thể chất, hỗn độn thể, đồng tử, đạo cốt, nuốt, thần, thiên phú tiềm lực đánh giá, sai lầm, không cách nào tính toán chiến lược đánh giá cấm sai lầm không cách nào tính toán sự tích huy hoàng một tuổi lĩnh ngộ hai tuổi minh ngộ bảy tuổi quét ngang chín tuổi thành tựu khai mở bảy mươi hai ba vạn cổ duy hữu siêu thoát chúng tuyển bảng danh sách hàng ngũ bảng yên tĩnh toàn bộ thế giới xa vào đến so đế thích thiên đại khái tin tức bộc quang còn muốn quỷ dị yên tĩnh ngưng kết bên trong lần này không chỉ là tham dự trận này nghi thức đông đảo thiên kiêu bao quát thần đạo viện tất cả cao tầng đều bởi vì ở trước mắt đã đánh vỡ bọn hắn lẽ thường cùng nhận biết một màn đồng tử trừng lớn như chuông đồng miệng đều nên quá độ mở lớn mà kém chút chấn kinh trên mặt đất bọn hắn thần đạo viện sáng lập vô số kỷ nguyên đã từng tiếp đãi qua vô số lóa mắt lại uy danh hiển hách trí tôn yêu nghiệt bây giờ phát sinh hết thảy cho dù là bọn họ điều động lên suốt đời tất cả nhận biết đều khó có thể lý giải được đều không thể nào hiểu được thật vất vả được chữa trị tốt thần đạo kính, thế mà đều không thể chiếu dọi ra không vô đạo mặt bảng tin tức. Cho dù là đại khái tin tức đều không được. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng thần đạo kính phá toái là cùng không vô đạo trên thân đặc thù nào đó lẩn tránh cấm chế có quan hệ. Bây giờ xem ra chân tướng xa không phải như thế. Mà chính là không vô đạo tiềm lực tư chất đã vượt qua thần đạo kính có thể tiếp nhận dự đoán cực hạn. Tại triệt để vượt qua cái này quắc giá trị về sau, thần đạo kính mới chỗ lấy ẩm vang phá toái ý niệm tới đây mấy tên thần đạo viện cao tầng càng thêm tê cả ra đầu thế nhưng là được vinh dự bọn hắn vực ngoại chi địa vạn cổ vô song trước nay chưa có đế thích thiên đều không có vượt qua thần đạo kính cái này đặc thù quắc giá trị vì sao không vô đạo thì bọn hắn không phải không biết nguyên nhân chỉ là không muốn lại không dám thừa nhận được vinh dự bọn hắn vực ngoại chi địa phục hưng huy hoàng hy vọng đế thích thiên bây giờ cùng không vô đạo cùng so sánh có vẻ như hoàn toàn không thể so sánh bọn hắn vực ngoại chi địa đáng tự hào nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Tại không vô đạo trước mặt, tại trong lúc vô hình bị chiếu rọi giống như là cái tôm tép nhãi nhép. Cái gì gọi là ngang áp đại thế, độc đoán một thời đại vạn cổ yêu nghiệt. Trước mắt không vô đạo, không thể nghi ngờ cũng là loại này sẽ chỉ ở trong thần thoại xuất hiện truyền kỳ nhân vật. So với kiến thức lâu dài, nội tâm hí phong phú thần đạo viện cao tầng. Còn lại mắt thấy đây hết thảy vây xem thiên kiêu, sớm đã là não hải trống không, Toàn thân tế bào đều bị cực hạn chấn kinh cùng không thể tin chỗ tràn ngập. Thậm chí có không ít thật vất vả lấy lại tinh thần thiên kiêu, bởi vì trước mắt tình cảnh này quá mức mộng huyễn, mà lấy tay dùng lực xoa nắn cặp mắt của mình, cực lực xác nhận chính mình có phải hay không hoa mắt nhìn lầm rồi. Vô luận là thần đạo kính đột nhiên không có dấu hiệu nào gào thét phá toái, cũng hoặc là thần đạo kính không cách nào chiếu dọi ra không vô đạo đại khái tin tức, đều quá mức mộng huyễn hoang đường. Càng để bọn hắn không thể tin vẫn là cái kia đứt quãng xuất hiện tại thần đạo kính phía trên văn tự bọn hắn chỉ thấy rõ thể chất cái kia một cột hiện ra một cái hỗn độn thể hỗn độn thể tại ba đại đạo thể chất bên trong cũng coi là đỉnh phong thậm chí tại một ít cổ lão kỷ nguyên từng bài danh qua vị thứ nhất thế nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương thể chất cái kia một cột còn có có vẻ như trọn vẹn bốn cái thể chất mà lại cực đại xác suất là bản nguyên thần thể cái này không khác nào là đem thế giới của bọn hắn xem triệt để nghiền nát trọn vẹn bốn đại bản nguyên thần thể cuối cùng đại biểu cho cái gì. Nói trắng ra là cho dù là bọn họ thân ở ở trong giấc mộng, cũng không dám làm ra hoang đường như vậy lại không thể tin huyễn mộng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện huyễn mộng, lại là triệt để xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tại không vô đạo chưa tiến về thần đài phía trên tiếp nhận thần quang chiếu sáng trước. Rất nhiều người đều tuyên bố, đối phương thiên phú tiềm lực cùng đế thích thiên hoàn toàn không có khả năng so sánh trừ phi đối phương nắm giữ hai đại bản nguyên thần thể, thậm chí tam đại bản nguyên thần thể. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện gì? Không vô đạo không chỉ có ba 000 đạo thể bên trong đỉnh phong thể chất hỗn độn thể. Có vẻ như còn nắm giữ bốn đại bản nguyên thần thể. Giờ khắc này liền phảng phất có vô số bàn tay vô hình hung hăng vung tại trên mặt của bọn hắn, khiến gương mặt của bọn hắn một trận đau rát. Soạt, toàn bộ thế giới không biết yên tĩnh tại động lại bao lâu về sau. Cứ ngắc hoảng hốt đám người rốt cục như là đại mộng sư tỉnh, tại cùng một thời gian lấy lại tinh thần. Giờ phút này đám người phát ra chấn kinh thủy triều, so với lúc trước đế thích thiên bộc quang đại khái tin tức, không biết muốn cùng bạo sôi trào gấp bao nhiêu lần. Mỗi người đều tại bởi vì quá độ chấn kinh mà hò hét kinh hô. Trong đó chẳng những bao gồm đồng dạng xem náo nhiệt thế hệ trước cường giả, cũng bao gồm thần đạo viện cao tầng. Ta xem như làm rõ ràng thần đạo kính vì sao lại nát. Nhìn như thế tư thế, cực đại xác suất là bởi vì táng đạo tiểu tử này thiên phú tư chất quá mức khủng bố, vượt ra khỏi thần đạo kính có thể thừa nhận được phạm chủ. Ngoạ tào, cái này đặc biệt còn có thể xem như người. Cho dù là thần thoại bên trong tiên, đều không có táng đạo như thế không hợp thói thường đi. Ta thừa nhận, lúc trước là ta mắt bị mù, có mắt như mù. Thì này thiên phú tiềm lực, so với đế thích thiên không biết còn phải mạnh hơn bao nhiêu. Tuy nhiên chiếu dọi tại thần đạo cảnh bên trong hoàng kim văn tự đứt quãng, thậm chí đều có chút không phù hợp suy luận. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng trong đó mỗi một chữ, đều giống như từng đạo vạn cổ như kinh lôi, hung hăng oanh kích lấy tại chỗ tâm thần của mọi người. Các ngươi nói mấy cái kia không có bị thần đạo kính chiếu dọi đi ra thể chất, có phải hay không là đứng đầu nhất bản nguyên thần thể. So với cái này, ta ngược lại thật ra càng thêm quan tâm táng đạo sự tích huy hoàng. Cái kia 72 đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì? Chẳng lẽ là 72 động thiên? Có người phát ra nghi vấn. 13. Chẳng lẽ lại là thập tam thần vương pháp tướng? có thể dựa theo ta thiên vực trong lịch sử sách cổ ghi chép, một vị tu sĩ dù là có được nghịch thiên tư chất, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 24 động thiên, 8 tôn thần vương pháp tướng. Coi như có người có thể đánh vỡ lịch sử, nhưng cũng không thể tại thành tựu phía trên vượt qua nhiều như vậy à. Hắn nương, nhìn tin tức phía trên, táng đạo có vẻ như một tuổi liền chính thức đạp vào tu đạo chi lộ. Hơn nữa còn có cực kỳ thành tựu bất phàm. Thời điểm đó ta, có vẻ như còn tại chơi bùn ta hiện tại đối với táng đạo thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Vạn người huyết thư, cầu thần đạo viện cáo chi chúng ta táng đạo thân phận. Không muốn sống nữa, bực này nhân vật lai lịch cùng thân phận chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của ta. Nói không chừng là thần đạo viện ẩn tàng cổ lão truyền nhân, thậm chí là thần đạo viện chân tiên còn nối dõi. Theo đạo này mạc danh kỳ diệu nghe đồn vừa ra nhất thời thì đưa tới rất nhiều thiên kiêu phụ họa. Bọn hắn trong lòng có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này khiến thần đạo kính đều triệt để phá toái vô địch thiên phú tư chất cùng thần đạo viện chỗ biểu hiện ra đặc thù thiên vị không khỏi là tại đem có chuyện thực hướng cái phương hướng này đi dẫn mọi người càng nghĩ càng là như thế nguyên bản rất nhiều người đối với không vô đạo cái kia cỗ không hiểu địch ý triệt để tiêu tán thay vào đó hóa thành vô tận sùng bái cùng kính sợ nhìn qua cái kia sừng sững tại thần đài phía trên áo trắng thân ảnh tất cả mọi người như cùng ở tại nhìn một tôn huy hoàng thần minh đồng thời không biết mình tại trong lúc vô hình trang một cái đại ép không vô đạo cũng nhận được hệ thống đột nhiên xuất hiện thông báo âm thanh. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử Lý Hàn Dạ đối chủ nhân sinh ra cực lớn e ngại, đạo tâm chịu ảnh hưởng, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 4.000 điểm, còn thừa 23.000 điểm. Đinh, kiểm chắc đến thiên mệnh chi tử Lý Cẩm Thành đối chủ nhân sinh ra cực lớn e ngại, đạo tâm chịu ảnh hưởng, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 4.000 điểm, còn thừa 29.000 điểm. Đinh kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ sở ấu vi đối chủ nhân sinh ra cực lớn e ngại, đạo tâm chịu ảnh hưởng, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 4.000 điểm, còn thừa 32.000 điểm. Nghe được hệ thống bên trong không ngừng thông báo âm thanh. Không vô đạo hơi sững sờ, khóe miệng đều khống chế không nổi hơi vảnh lên. Đáng tiếc cái này thần đạo kính thái tốn, cũng chỉ là đơn giản chiếu dọi hắn một chút liền trực tiếp nát. Nếu là mình chân thực thiên phú tư chất bộc quang mọi người, chỉ sợ thu hoạch thiên mệnh điểm càng có thể lại vượt lên vài lần nhưng thiên mệnh điểm thông báo âm thanh còn chưa kết thúc. Tiếp tục cho không vô đạo mang đến đại kinh hỉ. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính mệnh định bạn Lữ Vũ Linh Lung, đối chủ nhân có ấn tượng tốt, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 5.000 điểm, còn thừa 75.000 điểm. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh kỷ nguyên nhân vật chính đế thích thiên, bởi vì mệnh định bạn Lữ Vũ Linh Lung đối chủ nhân có ấn tượng tốt, tổn thất bộ phận thiên mệnh khí vận, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 10.000 điểm, còn thừa 370.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân tích lũy thu hoạch được 31.000 điểm thiên mệnh điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp 4 lần bạo kích, thu hoạch được 124.000 điểm thiên mệnh điểm. Nghe đến nơi này, không vô đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Không chỉ là đột nhiên xuất hiện một đợt để cho mình kiếm lời tê. Để hắn ngoài ý muốn lại là Vũ Linh Lung đối với mình sinh ra hảo cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước hệ thống đối Vũ Linh Lung trọng đại cuộc đời kinh lịch giới thiệu. Đối phương hình như là một cái chủ nghĩa lợi kỳ người, hơn nữa còn là một cái quá phận sùng bái cường giả nữ tử trong đám người vũ linh lung thân mang một bộ nghe thường tiên váy chế tác tinh xảo lại cực kỳ khảo cứu tiên váy đem nàng vốn là uyển chuyển dáng người làm nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế da thịt trắng nõn như là dương chi bạch ngọc trắng như tuyết trơn mềm đến tựa như vô cùng mịn màng giờ phút này gặp không vô đạo lần nữa hướng nàng quăng tới ánh mắt vũ linh lung không có không tránh né khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt phá lệ nụ cười ôn nhu xem ra lộ ra càng thêm khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ làm rung động lòng người khẽ vuốt cằm đối không vô đạo ánh mắt làm lễ phép đáp lại nếu là đổi lại người khác như thế nhưng nước nghiêng thành mỹ nhân hướng chính mình nhoẻn miệng cười tâm thần bao nhiêu sẽ ngắn ngủi xuất hiện hoảng hốt thất thần nhưng không vô đạo lại là mi đầu cau lại trong lòng sống lại lên một loại xem thường khinh thường cái này đáng chết thối nữ nhân lại dám trước mặt mọi người đến dính dáng đây càng để trong lòng của hắn thiên hướng về chờ đem lợi sau khi dùng xong nghĩ biện pháp trực tiếp làm thịt hoặc là luyện chế thành khôi lỗi được rồi bất quá thân ở trong đám người một bên khác đế thích thiên có thể hoàn toàn không biết hắn ý nghĩ trong lòng tại phát giác được hai người tiểu động tác sau đế thích thiên nguyên bản bình tĩnh đôi mắt lần thứ nhất sinh ra một loại nào đó tâm tình gợn sóng sắc mặt đột nhiên âm trầm vũ linh lung quan hệ với hắn không phải bình thường đã sớm bị hắn xem như nữ nhân của mình thậm chí tương lai bạn lữ bây giờ rõ như ban ngày trước mặt mọi người vũ linh lung như vậy hướng về một tên nam tử xa lạ còn là hắn địch nhân không vô đạo ném đi một vệt nụ cười ôn nhu. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu bỗng nhiên nhiều hơn một vệt trói mắt màu xanh. Cho dù hắn tính cách lại vững chắc, giờ phút này cũng là có chút nhịn không được. Táng đạo. Đồng thời, trong lòng đang đậu đen rau muống vũ linh lung không vô đạo có cảm giác. Đối thượng đế thích thiên âm trầm ánh mắt trước là hơi sững sờ, khóe miệng ngược lại lộ ra một vệt minh ngộ nụ cười. Tuy nói vũ linh lung xú nữ nhân này đối thân phận của mình không có rõ ràng định vị, nhưng dùng để làm làm theo đế thích thiên trên thân bắt lông dê công cụ người, ngược lại là một cái cực kỳ lựa chọn tốt. Không vô đạo cái cảm khẽ nâng, đối đế thích thiên tràn ngập địch ý lại ánh mắt phẫn hận, hắn hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Về sau càng là tại tất cả mọi người hoặc chấn kinh hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn soi mói, chậm rãi giơ tay lên, sau đó duỗi ra một cái ngón tay cái, tại đảo ngược ép xuống. Đồ ăn thì luyện nhiều. Thái độ như thế lại phối hợp thêm khóe miệng của hắn phát họa lên cái kia mặt khinh thường nụ cười cả người hiển thị rõ cao cao tại thượng cùng một loại phóng đãng không bị trói buộc phách lối tư thái khí chất chung quanh nhất thời yên tĩnh im ắng hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp tại chỗ vô số người hoặc há to mồm hoặc đồng tử co vào như châm kinh hãi tới cực điểm nếu là đặt ở trước đó không vô đạo bày ra lớn lối như thế tư thái tuyệt đối sẽ bị không ít đế thích thiên bên người cùng tín đồ ngửa người dùng ngòi bút làm vũ khí thậm chí mắng to hắn quá phận càn rỡ phách lối không coi ai ra gì nhưng giờ phút này không vô đạo tại làm ra hành động này sau chẳng những không có bất kỳ người nào châm chọc khiêu khích thậm chí có không ít nữ tu đều hướng về không vô đạo ném đi dị sắc liên tục ánh mắt tại sao ta cảm giác táng đạo giống như so đế thích thiên muốn càng gặm ta một điểm có nữ tu gương mặt hơi hơi nổi lên ửng hồng không dám cùng không vô đạo đối mặt nhưng thanh âm bên trong lại tràn đầy ước mơ cùng thẹn thùng có càng ngày càng nhiều thấy cảnh này người vì đó hưởng ứng ta cũng cảm thấy táng đạo trên người có một loại hoàn toàn khác với đế thích thiên nguy hiểm cùng thần bí cảm giác lại phối hợp thêm loại kia sinh ra cao cao tại thượng lại phóng đãng không bị trói buộc khí chất ta thật đông đảo nữ tu càng nói càng kích động nếu không phải không vô đạo cho bọn hắn cảm giác thực sự quá nguy hiểm cũng quá mức thần bí các nàng thật rất muốn cùng hắn phát sinh một ít mỹ diệu gặp gỡ cùng tránh thức sinh ra gặp nhau có thể lời tuy như thế bây giờ không vô đạo mang cho các nàng cuồng nhiệt không so đế thích thiên muốn thiếu thậm chí muốn càng sâu. Dù sao người luôn luôn vô ý thức sùng bái cường giả. Lại càng không cần phải nói, không vô đạo có thể là so đế thích thiên còn muốn nhân vật cường hãn. Lại thêm bọn hắn vực ngoại chi địa so chư thiên vạn vực muốn càng thêm sùng bái cường giả độc tôn đạo lý này. Sùng bái cường giả cũng là bọn hắn thực chất bên trong sửa không được cá tính. Không ngừng nữ tu, thậm chí rất nhiều nam tu tại ngắn ngủi chấn kinh hoàng hốt về sau cũng ảo ảo hướng về không vô đạo ném đi kính sợ tới cực điểm ánh mắt. Thả thiên điện hạ, mà đứng ở bên cạnh hắn đông đảo tùy tùng giả cũng đồng thời giật nảy mình. Cho tới nay, bọn hắn chỗ truy tìm đế thích thiên đại nhân đều là tỉnh táo cùng siêu nhiên đại danh tử. Bây giờ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình đi theo đại nhân toát ra thất thố như vậy biểu lộ. Táng đạo, đế thích thiên cũng không để ý tới chính mình đi theo ánh mắt kinh ngạc. Đồng tử nhìn chòng chọc vào sừng sững tại thần đài phía trên, vạn chúng chú mục, huy hoàng như tiên áo trắng thân ảnh. Đế thích thiên tay nắm thành quyền, chán nổi gân xanh lên, ánh mắt kia giống như là muốn đem cái kia dáng áo trắng triệt để xé thành mảnh nhỏ. Cũng không chỉ là Vũ Linh Lung hướng không vô đạo ném đi lấy lòng ánh mắt, để hắn hơi cảm thấy sỉ nhục. Càng làm cho hắn tức giận là không vô đạo mang đến cho hắn một loại chân chính cảm giác nguy cơ, một kích một loại nào đó tự thân đồ vật, sắp bị cướp đi cấp bách cảm giác. Dù sao tại không vô đạo chưa xuất hiện trước đó, hắn vẫn luôn là toàn bộ vực ngoại chi địa, trói mắt nhất truyền kỳ tồn tại. Cho dù là ám vô thần, Vũ Linh Ngọc, những cái kia cùng hắn đồng dạng sừng sững tại kim tự tháp đỉnh phong khởi nguyên thần tộc truyền nhân cũng hoàn toàn không cách nào đối thân phận địa vị của hắn sinh ra uy hiếp nhưng lại tại hôm nay không vô đạo xuất hiện dường như phân đi vốn nên thuộc về hắn lóa mắt quang huy thậm chí có không ít đã từng cuồng nhiệt sùng bái hắn người trong mắt cũng không vảnh vẹn chỉ là hắn một cái mà chính là lại thêm một cái không vô đạo cái kia viên vô địch chưa bao giờ sinh ra qua gợn sóng đạo tâm giờ phút này cũng hơi hơi phát sinh biến hóa đinh kiểm chắc đến đế thích thiên bởi vì chủ người quan hệ, đạo tâm chịu ảnh hưởng, đối phương thiên mệnh điểm giảm bớt 8.000 điểm, còn thừa 362.000 điểm. Chúc mừng chủ nhân phát động gấp đôi bạo kích, thu hoạch được 16.000 điểm thiên mệnh điểm. Vừa mới chuẩn bị đi hướng thần đài không vô đạo thân hình có chút dừng lại. Nhưng từ trước đến nay suy nghĩ phát triển hắn, lập tức liền thông qua đủ loại dấu hiệu đoán được nguyên nhân. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Dù sao muốn đến cũng đúng, vốn nên là một đường vô địch, bách chiến bách thắng người, kết quả gặp được một cái mạnh hơn, càng trói mắt người, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ khó có thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói loại này xuôi gió xuôi nước, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo đã quen thiên mệnh chi nhân. Rời đi phương này khu vực trước đó, không vô đạo thân hình bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía đế thích thiên vị trí, không e dè cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Đế thích thiên, hy vọng ngươi cái này đối thủ có thể biểu hiện đầy đủ thú vị. Nếu không, chẳng những không phải cái hợp cách đối thủ mà lại cũng quá mức làm cho người thất vọng. Tại nói xong câu đó sau, không vô đạo ánh mắt lại 10 phần tận lực, đảo qua cùng hắn kết xuống cửu oán lý hàn dạ bọn người. Như thâm uyên giống như thâm thúy ánh mắt tràn đầy vô biên tự tin, đồng thời lại dẫn cực lớn cảm giác áp bách, khiến lý hàn dạ mấy người lại là hoàn toàn không dám cùng hắn đối mặt. Đến tại mấy người các ngươi đổ bỏ đi. Không vô đạo xùy cười một tiếng, không thèm để ý chút nào quay người hướng về nơi xa đi đến, chỉ để lại một thanh âm phách lối mà bá đạo, ta tùy thời chờ các ngươi đến chịu chết. Thiên địa vắng vẻ im ắng. Bao quát thần đạo viện trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, như như pho tượng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái kia từ từ đi xa, sau cùng hoàn toàn biến mất tại trong ánh mắt áo trắng thân ảnh. Như thế ngưng kích không khí kéo dài đến mười mấy hơi thở thời gian, bị khủng bố tâm thần trùng kích tất cả mọi người còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Vô luận là không vô đạo tại lên đài trước, theo khí tức lên hết toàn ngăn chặn ám vô thần một màn. Cũng hoặc là thần đạo kính bởi vì nhận không tiếp nổi lực lượng của hắn mà triệt để phá toái, sau cùng đều hoàn toàn biểu hiện không ra to lớn khái tin tức một màn. Đều tại bọn họ đáy lòng triệt để lưu lại rốt cuộc vung đi không được một màn. Muốn không phải tại chỗ tất cả mọi người có thể chứng minh. Rất nhiều người đều sẽ vô ý thức hoài nghi, chính mình đến cùng có phải hay không bởi vì quá độ mệt nhọc mà xuất hiện một loại nào đó hoa mắt ảo giác. Các ngươi nói táng đạo có phải hay không so đế thích thiên đại nhân còn còn mạnh hơn nhiều. Không biết là ai theo cứng ngắc bên trong lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi câu nói này. Nhưng rất nhanh, hắn lại như là sợ bởi vậy đắc tội đế thích thiên giống như vội vàng hoảng sợ che miệng lại. Nhưng không có có bất cứ người nào làm ra đáp lại. Bao quát đế thích thiên đã từng cùng tín đồ ngửa người, cùng bên người tùy tùng giả đều không có bất kỳ cái gì phản bác, càng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bởi vì mỗi khi hồi tưởng lại trong đầu cái kia chấn hám nhân tâm, vung đi không được một màn. Bọn hắn thì càng phát ra đối đế thích thiên sinh ra dao động. Đủ để vượt qua thần đạo kính phạm vi chịu đựng thiên phú tiềm lực, cái này đã theo mặt bên cho thấy ra không vô đạo khủng bố ngập trời chiến lực. Như lúc trước, đế thích thiên trong mắt bọn hắn là vô địch hóa thân. Nhưng ở gặp phải không vô đạo về sau, niềm tin của bọn họ cùng tín ngưỡng cũng đã là đang động dao động, thậm chí hơi hơi phá toái. Mà thân là đế thích thiên trên danh nghĩa tùy tùng giả sở ấu vi, Giờ phút này cũng là nhìn qua Không Vô Đạo rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần. Có lẽ, ta cần phải cần phải sửa lại một chút lúc trước chế định kế hoạch. Lúc trước, nàng là muốn tại Đế Thích Thiên cùng Không Vô Đạo nơi này làm một cái hai mặt gián điệp, hai bên chỗ tốt đều muốn. Bây giờ nhìn đến Không Vô Đạo biểu hiện ra thiên phú tư chất, trực tiếp đem thần đạo kính đều cho triệt để chấn vỡ sau, không còn dám sinh ra hai bên đều muốn chỗ tốt ý nghĩ. Nàng đúng là không muốn thành vì người khác phụ thuộc nhưng nếu là người này tránh thức mạnh đến vượt qua tưởng tượng mạnh đến cùng nàng ở giữa chênh lệch giống như một đầu vĩnh hằng không thể vượt qua khoảng cách nàng cũng không phải là không thể thả phía dưới chính mình toàn bộ tôn nghiêm đinh kiểm chắc đến thiên mệnh chi nữ sở ấu vi đối chủ nhân sinh ra thần phục chi tâm đối phương thiên mệnh điểm khấu trừ năm nghìn điểm còn thừa hai mươi bảy điểm chúc mừng chủ nhân phát động gấp ba bạo kích thu hoạch được mười lăm điểm thiên mệnh điểm nghe được hệ thống đột nhiên xuất hiện thông báo âm thanh không vô đến khóe miệng nghiền ngẫm càng sâu. Thật không nghĩ tới, chính mình bỗng dưng thì bắt đến nhiều ngày như vậy mệnh điểm. Bất quá, cái này sở ấu vi hắn cũng không định tận lực đi thuần phục. Dù sao chỉ muốn đối phương dám tu luyện chính mình giá y ma công, tính mạng của nàng liền sẽ thụ chính mình trường khống. Món ăn khai vị nhấm nháp xong, về sau, liền nên đối món chính động thủ. Không vô đạo đôi mắt chỗ sâu có hàn quang lấp lóe, thật vất vả đến vực ngoại chi địa một lần, vẻn vẹn đi săn cái gọi là thiên mệnh chi nhân, vẫn còn có chút chưa hết hướng đây. Bởi vì không vô đạo chỗ biểu hiện ra thiên phú tư chất quá mức khủng bố. Tuy nhiên đi qua thần đạo viện cao tầng nỗ lực tu bổ, thần đạo kính lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Bất quá, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh thần đạo kính cũng không có kiên trì bao lâu, rất nhanh lại lần nữa phá toái. Trận này nghi thức cũng bởi vậy cưỡng ép gián đoạn. Còn thừa không có đi qua thần đạo kính chiếu dọi thiên kiêu chỉ có thể hai ngày sau lại tiến hành. Không vô đạo cũng là thần đạo viện trong lịch sử, đệ nhất cái nương tựa theo sức một mình, trực tiếp đem định bảng ngày, cùng toàn bộ thần đạo viện đến tiếp sau an bài, đều đẩy về sau trễ hai ngày tuổi trẻ tồn tại. Đồng dạng, nơi này phát sinh sự tình cũng không thể giấu ở. Táng đạo danh tiếng, rất nhanh còn như gió bão bao phủ khuếch tán đến vực ngoại chi địa vô số đạo thống, gây nên từng trận sóng to gió lớn. Thật không nghĩ tới à, ta thiên vực lại còn ẩn giấu đi một cái thiên phú tư chất, so với đế thích thiên còn kinh khủng hơn tuyệt luân vạn cổ yêu nghiệt. Cái này chân tướng xem như bộc quang, lúc trước chúng ta vô luận như thế nào, đều không không cách nào thôi diễn đến Táng đạo thân phận cùng lai lịch, bây giờ căn cứ thần đạo viện truyền ra đủ loại chi tiết đến xem. Có cổ lão cường giả chắc chắn nói, Táng đạo cực đại xác suất cũng là thần đạo viện ẩn giấu đi siêu cấp yêu nghiệt truyền nhân, thậm chí là thần đạo tiên tôn con cháu hậu nhân. Lời vừa nói ra rất nhanh liền được vô số cường giả tán thành cùng phụ họa. Ta cảm thấy đạo huynh nói rất là Liên thần đạo kính đều không thể giữ chắc ra Táng đạo đại khái thiên phú tư chất, cũng chỉ có thần đạo kính người khai sáng, thần đạo tiên tôn đích hệ huyết mạch mới có thể làm được. Thần đạo viện bọn này lão gia hỏa đem chúng ta giấu giếm thật khổ à. Cái này lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường, cũng để cho càng ngày càng nhiều người chắc chắn, Không Vô Đạo cũng là thần đạo viện ẩn tàng cổ lão yêu nghiệt. Đối với cái này, Không Vô Đạo cũng không để ý. Dù sao hắn cũng không muốn bởi vì thân phận của mình tránh thức bộc quang mà triệt để để cho mình vực ngoại hành trình xáo trộn. Sau đó liền mặc cho lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Thẳng đến lần này truyền ngôn truyền đến thần đạo viện cao tầng trong tai, sau cùng biến thành táng đạo cũng là thần đạo tiên tôn ẩn giấu đi vô số tuế nguyệt con ruột. Tại một thế này khôi phục, chính là muốn chỉ huy toàn bộ vực ngoại chi địa đi về phía huy hoàng. Cái này nghe đồn càng đem thần đạo viện cao tầng dọa cho phát sợ. Kém chút không có đem những cái kia ở bên ngoài khắp nơi loạn truyền nói nhảm trực tiếp đánh chết. Người khác không biết không vô đạo thân phận, bọn hắn thế nhưng là biết đến rõ ràng. Nhân ra rõ ràng cũng là thời không cấm khu truyền nhân. Hai vị kia thông thiên đại năng nhi tử. Làm sao biến thành thần đạo tiên tôn con trai? Cái này muốn là rơi vào đến thời không cấm khu trong tai, gây nên cấm khu cường giả bất mãn. Bọn hắn toàn bộ thần đạo viện cho cốt sợ là cũng phải bị truyền rồi. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám trực tiếp bộc quang không vô đạo thân phận, lấy này đến lắng lại lời đồn. Ngược lại càng giải thích, thì càng để sự kiện này càng sâu nhập nhân tâm. Đến mức táng đạo uy danh, tại toàn bộ vực ngoại chi địa ảnh hưởng, thậm chí so đế thích thiên còn muốn như sấm bên tai, thậm chí đều truyền đến giới hải đối diện chư thiên vạn vực. Nghe nói không, vực ngoại chi địa bên kia lại xuất hiện một cái khó lường thiên kiêu, tên là táng đạo. Nghe nói khảo thí tư chất lúc, trực tiếp đem thần đạo viện bảo đảm, co kết review chuyện, thần đạo kính đều cho làm vỡ nát. Không thể nào, tại thật lâu trước đó ta thì nghe nói qua, Vực ngoại chi địa ra một cái đế thích thiên, hiện tại tại sao lại ra một cái có thể so với đế thích thiên thiên kiêu. Nào chỉ là có thể so với đế thích thiên. Nghe nói cái này Táng đạo tại tư chất trên thực lực chỉ sợ so với đế thích thiên còn kinh khủng hơn phía trên mấy phần. Bây giờ, Táng đạo rất có thể thay thế đế thích thiên, trở thành vực ngoại chi địa thế hệ trẻ tuổi một đời mới thủ tịch. Rất nhiều chư thiên vạn vực thiên kiêu cũng theo đó là kịch liệt triển khai nghị luận. Nói đến thế hệ trẻ tuổi thủ tịch, bọn hắn lại nghĩ tới biến mất đã có mấy tháng lâu không vô đạo cái này đã từng là bọn hắn chư thiên vạn vực thế hệ trẻ tuổi thủ tịch vạn cổ yêu nghiệt giống như tại dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bọn họ